chương 1498 không tính khi dễ ngươi. Nhân viên tạp vụ hiển nhiên không có tin tưởng trương huyền ba người nói, càng sẽ không tin tưởng, bọn họ cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo nhận thức. Này Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, chính là vạn vùng núi đứng đầu nhân vật, có thể cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo nhận thức người, bọn họ hiện tại còn không có nghe nói qua đâu, bọn họ đi theo Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, chỉ biết này bảy người phá lệ bừa bãi, ai đều không phục. Trương huyền thấy nhân viên tạp vụ không tin, cũng không quá nhiều đi giải thích cái gì, nhấc chân hướng ra ngoài đi đến. Nhân viên tạp vụ vội vàng rỗi tay ngăn lại. Kia thanh niên tóc vàng cũng nói, "Ta nói, các ngươi hai cái nam, thể hiện liền chính mình đi, đừng mang theo nhân gia tiểu cô nương cùng nhau." Thanh niên tóc vàng nói chuyện thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu Hoa xem, hiển nhiên là đối tiểu Hoa có cái gì ý tưởng, hắn mỗi một câu đều là ở nâng lên chính mình, tuy rằng bọn họ tạm thời đứng ở Trương Huyền đám người bên này, nhưng này cũng chỉ là đại lập trường mà thôi. Trương Huyền ba người chỉ là trở thành hai bên tranh chấp đạo hỏa tác, đến nỗi bọn họ ba cái rốt cuộc thế nào, không ai sẽ quản, hiện tại hai bên người tranh đến, đơn giản chính là một cái vấn đề mặt mũi, lần này ai tranh thắng, ai về sau chính là này một mảnh nói chuyện chủ. Trương Huyền không để ý tới còn lại người khuyên can, đi ra khách sạn, liếc mắt một cái liền nhìn đến khách sạn ngoại đen nhìn nhịt đám người, hai bên đại ca đứng ở đám người nhất trung tâm đàm phán ca, nói như thế nào, trực tiếp sát sao, toàn len keng trong miệng lẩm bẩm Không vội, Trương Huyền lắc lắc đầu, nếu nhìn đến có loại sự tình này phát sinh, liền thuận tay giúp bạch chỉ đám người giải quyết một ít tai họa ngầm hảo. Trương Huyền ba người tễ đến đám người giữa, lúc này, nhân viên tạp vụ lại muốn ngăn đã không còn kịp rồi. Được rồi, này hai người thích trang, khiến cho hai người bọn họ đi trang. Thanh niên tóc vàng khinh thường nói, xem bọn hắn có thể trang đến nơi nào, từ từ không cần dọa khóc mới hảo tại đây ô áp áp giữa đám người hai bên đại ca đang ở đàm phán như thế nào ta xem các người thật là cho người ta đương cầu đương thói quen ai mà không cho người ta đương cầu chẳng qua chúng ta dựa theo quy củ hành sự mà các ngươi không nghĩ tuân thủ cái này quy củ quy củ quy củ cũng là người định đại tôi các ngươi mặt trên là bạch trì chúng ta mặt trên là y chát ngươi ta khuyên ngươi không cần cùng ta giảng quy củ bị gọi đại tôi, là một cái thân cao 1m7, thể trọng tuyệt đối đạt tới 200 cân mập mạp, đầy người thịt mỡ đôi ở bên nhau, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Mà đại tôi đối diện người, cùng hắn dáng người vừa vặn tương phản, thân cao 1m8, nhìn qua phá lệ gầy. Tinh hầu, người thiếu tại đây cấp lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đại tôi cười lạnh, này bảy vị đại nhân như thế nào chế định quy củ, chúng ta đều rất rõ ràng, hiện tại là các ngươi chính mình muốn làm chút trộm cắp sự, liền không cần lấy mặt trên đại nhân tới áp ta. Đại tồi cùng tinh hầu hai người tranh phong tương đối, ai cũng không muốn làm ai. Trương Huyền mang theo toàn len keng cùng tiểu hoa tế đến trung gian, căn cứ này hai người đối thoại, Trương Huyền cũng phân biệt ra tới ai là nào một phương, hắn nhìn tinh hầu, ta nói, sự tình làm lớn như vậy, không ý gì, các ngươi muốn làm sao, nói thẳng bái. Ngươi hắn sao ngươi ai a? À? tinh hầu nhìn mắt Trương Huyền, trực tiếp khai mắng tên kia tiểu thái muội bộ dáng nữ nhân liền đứng ở tinh hầu bên cạnh vội vàng đến tinh hầu bên tai thì thầm vài giây sau tinh hầu sắc mặt có chút giận dữ nhìn chằm chằm trương huyền tiểu tử liền hắn sao ngươi động người của ta là đi trương huyền vươn tay phải ngón út đào đào lỗ tai nói hẳn là ngươi người trái với hoành sơn quy củ hiện tại trách ta ra tay không tốt lắm đâu ngươi này làm lão đại đều không tuân thủ quy củ về sau như thế nào phục chúng đâu quy củ người cấp lão tử nói quy củ, lão tử chính là quy củ, tinh hầu cuồng vọng nói. Không đúng đi, Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc, vừa rồi ta nghe nói, lập hạ quy củ, không phải gọi là gì y chát ngươi sao? Không bằng ngươi kêu y chát ngươi ra tới, ta hỏi một chút quy củ. Đang ở cùng tinh hầu tranh chấp đại tội nhìn Trương Huyền ba người xuất hiện, lần cảm nghi hoặc. Kia thanh niên tóc vàng không biết khi nào đi vào đại tội phía sau, thấp giọng nói, đại ca, này hai nam tại đây trang đâu, còn thổi chính mình là cái gì trí tôn cảnh, cản cũng ngăn không được. Hồ nháo đồ vật, đại tồi vẻ mặt phiền chán nhìn mắt Trương Huyền cùng toàn len ken, lão tử tại đây đàm phán đâu, bọn họ ra tới cấp lão tử tự tìm phiền phức tới. Chạy nhanh làm lăn, đừng chậm trễ lão tử sự. Ta sớm cấp nói, thanh niên tóc vàng mở ra đôi tay, nhưng người ta chính là mê chi tự tin, chết sống không nghe, ta này cũng không có biện pháp a à, nhân ra ái trang, khiến cho hắn trang đi bái, từ từ có hắn khóc thời điểm. Được rồi, nhìn không sai biệt lắm liền chạy nhanh làm lăn. Đại tôi phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Đứng ở Trương Huyền trước mặt tinh hầu nhìn chằm chằm Trương Huyền ba người, cười lạnh nói, người muốn tìm y chát ngươi, lão tử chính là y chát ngươi, sao? Có vấn đề, là có vấn đề, Trương Huyền vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, theo ta được biết, y chát ngươi hẳn là hoành sơn bảy thái bảo giữa một viên, là trí tôn cảnh, ngươi hẳn là không phải đâu. Lão tử chính là trí tôn cảnh, thế nào? Tinh hầu đôi tay ôm ngực. Nga, nếu là trí tôn cảnh, vậy là tốt rồi nói. Trương huyền hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi cũng là trí tôn cảnh nói, như vậy, ta liền không phải, khi dễ ngươi, đúng không? Tiểu tử, khi dễ lão tử, ngươi hắn sao có ý tứ gì? Tinh hầu bất mãn mắng to. Ý tứ rất đơn giản a. À? Trương huyền nhếch miệng, mắng ra một hàm răng trắng, ngay trong nháy mắt này, một cổ vô hình uy áp từ Trương Huyền trên người phóng thích mà ra, ngay sau đó, bảy mễ màu đỏ chiến linh, tự Trương Huyền phía sau hiện lên, kiếm khí với trong thiên địa tung hoành, tại đây chiến linh xuất hiện nháy mắt, ở đây mọi người trên quần áo đều xuất hiện rậm rạp thật nhỏ khẩu tử, này kiếm khí đã che kín không khí giữa. Trước một giây còn bừa bãi vô cùng tinh hầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kia một khuôn mặt thượng tràn ngập hoảng sợ, bước chân liên tục lui về phía sau, một cái lảo đảo, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Đại tôi đám người, cũng đều là như thế, suốt cuộc, đối với bọn họ tới nói, trí tôn cường giả, là khó có thể tưởng tượng. Vừa mới vẫn luôn ở trào phúng trương huyền thanh niên tóc vàng, giờ phút này há to miệng, ánh mắt dại ra, chớp mắt không nháy mắt nhìn nơi đó. Tại đây đồng thời, ở toàn len keng phía sau, cùng với tiểu hoa phía sau, đều có anh Linh xuất hiện. Tam đại trí tôn cường giả, liền như vậy, đột ngột xuất hiện ở đen nghìn nghịt đám người giữa, nguyên bản ẩm ý đám người, tại đây một khắc, trở nên vô cùng yên tĩnh. Tên kia nhân viên tạp vụ, hiện tại đã hoàn toàn ngốc, này ba người, thật đúng là trí tôn A. Trương Huyền như cũ mặt mang mỉm cười, nhìn trước mắt té ngã trên mặt đất tinh hầu, hảo, nếu ngươi cũng là trí tôn cảnh nói, ta đây cùng ngươi lại nói tiếp, cũng liền phương tiện nhiều, đến đây đi, y chát ngươi, chúng ta lại tâm sự quy củ sự. Tinh hầu ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt ba đạo anh linh xuất hiện, kia cuồng bạo uy áp, làm hắn cả người phát run, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng hoàn toàn ướt nhẹp. Như thế nào, y chát ngươi, không tính toán tâm sự sao? Trương 1499 hắn nói hắn mới là y chát ngươi. Đối mặt Trương Huyền dò hỏi, đã dọa phá gan tinh hầu, tự nhiên là một câu cũng không dám tiếp. Tinh hầu bên cạnh thái muội quần đều đã bị ướt nhẹp, nàng chính là phi thường rõ ràng, chính mình là trực tiếp va chạm này ba gã trí tôn người, sai lầm lớn nhất. Đại tội trong lòng hốt hoảng, hắn may mắn chính mình vừa mới không có trực tiếp đối này ba vị tỏ vẻ bất mãn, bằng không chỉ sợ, chính mình cũng muốn xui xẻo, đây chính là trí tôn A, nơi nào là chính mình bực này nhân vật có thể đắc tội. Chẳng sợ hơi chút nói chút bất kính nói, kia đều không được. Khách sạn nhân viên tạp vụ, trong lòng may mắn, may mắn chính mình tuân thủ bảy thái bảo lập hạ quy củ, hôm nay việc này, phàm là chính mình động một chút tàn niệm, chỉ sợ chính mình nhất sinh, cũng liền đến đầu. Y chắc ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta ba người đối với ngươi một cái, là khi dễ ngươi. Trương Huyền ngồi xổm xuống, nhìn tinh hầu, các ngươi hoành sơn bảy thái bảo, không phải tổng cộng có bảy người sao, không bằng ngươi đem này dư sáu cái kêu ra tới hảo. Tinh hầu cả người run rẩy dữ dội, đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, hắn muốn nói ra nhận sai nói, nhưng hàm răng vẫn luôn đều ở đánh nhau, lời nói căn bản nói không nên lời. Như thế nào, ngươi không muốn kêu, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nếu ngươi không muốn kêu nói, ta đây tới giúp ngươi trầm trồ khen ngợi. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, liền phi thân dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, hoành sơn bảy thái bảo, Trương ức thanh phó ước tới đây, tốc tốc ra tới thấy ta. Trương Huyền này một đạo thét dài thanh, vang vọng phía chân trời, nhộn nhạo ở hoành sơn cảnh giới trong vòng, phương xa các đại hoành sơn thế lực ở nghe được trương ức thanh ba chữ khi, tất cả đều trong lòng căng thẳng, hiện tại, vạn vùng núi, ai không biết quang minh đảo, lại có ai không nghe nói qua trương ức thanh. Tinh hầu, đại tồi đám người, ở nghe được trương ức thanh ba chữ nháy mắt, kia trong lòng sợ hãi, lợi hại hơn. Trương ức thanh A, à, ai không biết trương ức thanh. Tinh hầu hiện tại ruột đều hối thanh, chính mình, như thế nào liền chọc tới như vậy một cái ôn thần. Tinh hầu tự nhận là chính mình là một phương lão đại, nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch, chính mình cùng kia chân chính ác nhân so sánh với, tranh lệch có bao nhiêu. Kia ác nhân thành đủ ác đi, những người đó liền thịt người đều ăn, kết quả đâu. Trương ức thanh một người đem toàn bộ ác nhân thành rảo cái long trời lở đất, làm ác nhân thành các thế lực lớn đóng cửa không ra. Kia đan tô chí tôn đủ cường đủ ác đi, kết quả bị trương ức thanh nhất kiếm trọng thương, nghe ác nhân thành nội truyền đến tin tức, đan tô chí tôn, từ đầu tới đuôi, đều ở trường ước thanh trước mặt trang khởi tôn tử. Kia hải lâm chí tôn đủ ác đi, thủ hạ mấy vạn, kết quả, bởi vì phát ra một ít bất mãn nói, quang minh đảo hai người, trực tiếp chém giết hải lâm trí tôn một nửa thủ hạ, cuối cùng, hải lâm chí tôn bản thân đều quy phục quang minh đảo. Kia thủy dạng thành chủ, lấy một giới nữ lưu hạng người, cùng ác nhân thành năm đại trí tôn chu toàn, tuyệt đối không phải cái gì hảo sống chung nhân vật, kết quả đâu, liền ở một đêm, bị Trương Ước Thanh trực tiếp làm thịt, kia chính là có học viện bối cảnh A. Nhưng cố tình là, cái gọi là bối cảnh, nhân ra Trương Ước Thanh căn bản là không để bụng, chủ thành nữ chiến thần bối cảnh đủ đáng sợ đi, kiếm cốc cốc chủ đồ đệ, võ vương vị hôn thê, kết quả đâu, thiếu chút nữa bị Trương Ước Thanh dẫn người phục sát, cuối cùng nữ chiến thần trọng thương mà chạy. Từ này Trương Ước Thanh đủ loại sự tích tới xem, này căn bản chính là một cái không gì kiêng kỵ tàn nhẫn nhân vật A, bao nhiêu người đối Trương Ước Thanh khó chịu, nhưng cố tình lại đều lấy này trương ức thanh không có biện pháp. Giờ phút này, liền như vậy một cái làm cho cả vạn vùng núi đều kiêng kỵ tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng làm chính mình cấp trêu chọc, tinh hầu cũng không biết, đây là chính mình bất hạnh, vẫn là chính mình may mắn. Đám người yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều ở tiêu hóa trương ức thanh này ba chữ. Có bảy đạo thân ảnh, cùng hoành sơn chỗ sâu trong, cấp tốc bay tới, theo sau, ở ngắn ngủn thời gian nội, Liên tiếp cận Trương Huyền nơi, đúng là Bạch chỉ bảy người. Di, các ngươi như thế nào là bảy người?" Trương Huyền lớn tiếng đặt câu hỏi. Bạch trì thấy Trương Huyền, nội tâm vui sướng, trên mặt lại là cùng Trương Huyền diễn nổi lên diễn, "Ha ha, Trương Ức Thanh huynh đệ, người nói lời này, nhưng thật ra có ý tứ, chúng ta Hoành Sơn bảy thái bảo, không phải bảy người, lại là mấy người đâu?" "Hẳn là 6 người mới đúng vậy." Trương Huyền mở miệng nói theo sau chỉ vào ngã ngồi trên mặt đất phát run tinh hầu nói, các người bảy thái bảo giữ y chát ngươi, không phải tại đây đâu sao. Chê cười, y chát ngươi cười lạnh một tiếng, ta y chát ngươi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, liền ở chỗ này. Kia không đúng a à, trương huyền nghi hoặc, là hắn nói cho ta, hắn là y chát ngươi, này hoành sơn quy củ, là hắn tới định, hiện tại như thế nào lại thoát ra một cái y chát ngươi, ta nên tin ai mới đối đâu. Trương huyền lời này vừa ra, bạch trì đám người sắc mặt tề biến bọn họ đều nghe ra trương huyền trong lời nói ý tứ này hiển nhiên là bọn họ thu phục hoành sơn đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề đã có người gan lớn đến tùy ý giả mạo bọn họ bản nhân sửa đổi quy củ hơn nữa cái này gan lớn người vẫn là một cái cực tiểu nhân vật ngay cả này tiểu nhân vật đều dám làm việc này toàn bộ hoành sơn nội không biết có bao nhiêu người đã động oai tâm tinh hầu đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Y chát người thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở tinh hầu trước người, trên cao nhìn xuống nhìn tinh hầu, toàn thân, tản ra một cổ âm hàn chi khí, y chát người bản thân hành đó là ám sát chi đạo, trên người hắn sát khí, so bạch chỉ còn muốn nồng đậm, kia một đôi mắt, chỉ là ánh mắt, đều đủ để cho người sợ hãi. Người nói người kêu y chát ngươi, ta vì sao chưa bao giờ biết, này hoành sơn, còn có cái kêu y chát ngươi, ân. Y chát người cánh tay vung lên, Tinh Hầu một chân lập tức cùng thân thể phân cách mở ra, máu tươi cuồng phun. Tinh Hầu muốn phát ra kêu thảm thiết, kết quả miệng mới mở ra, lại là một đạo hàn mang hiện lên, hắn bị cắt xuống dưới. Tinh Hầu cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo lên. Người chung quanh nhìn đến Tinh Hầu bộ dáng, run bần bật, bọn họ vẫn luôn đều biết Hoành Sơn Bảy Thái bảo rất mạnh, cũng biết này bảy người thủ đoạn khủng bố, nhưng chưa từng có như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Trên đời này chỉ có thể có một cái y chát ngươi, nếu ngươi kêu y chát ngươi, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta làm thịt ngươi. Y chát ngươi biểu tình bình tĩnh, cánh tay liền huy, liền thấy tinh hầu trên người thịt, từng mảnh bị từ thân thể thượng phân cách mở ra, như vậy một màn, người xem trong lòng phát lạnh. Những cái đó đi theo tinh hầu sở tới tiểu đệ, một đám đều đánh lên run run, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái bình thường sự tình, sẽ diễn biến thành như vậy, bọn họ nhằm vào người biến thành trí tôn, liền hoành sơn bảy thái bảo đều tự mình ra mặt. Tinh hầu dưới thân, máu tươi chảy xuôi đầy đất, tinh hầu thân thể cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn sớm đã ở đau đớn giữa tử vong qua đi, thân thể hắn thường thường sẽ phát ra một chút động tính, chỉ là cơ bản thần kinh phản xạ. Đường hết thảy sau khi chấm dứt, một khối xương khô bãi tại nơi đó, bên kia chất đầy thịt nát. Y chát người lúc này mới mặt vô biểu tình một lần nữa trở lại không chung, lưu còn lại người, hít hà một hơi. Bạch Trì hư lạnh một tiếng, có một số người, không khỏi quá không đem ta hoành sơn bảy thái bảo để vào mắt, Trương ức thanh huynh đệ, đường xa mà đến, đổi cái địa phương tâm sự đi. Cũng hảo, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, mang theo toàn len keng cùng tiểu hoa hai người, thẳng thượng trời cao, cùng Bạch Trì bảy người, biến mất ở chỗ này. Trương 1.500 đây là anh Linh Điện. Hoành Sơn chỗ sâu trong, Trương Huyền, Bạch Trì, toàn len keng đám người, ngồi ở một gian phòng ốc giữa, trên bàn bày tốt nhất rượu và thức ăn. Bạch trì bảy người một bên cùng trương huyền uống rượu, một bên chừng lớn đôi mắt nhìn ăn uống thả cửa toàn len ken. Ca, hắn là chúng ta quang minh đảo mới tới đại dạ dày vương sao? Bạch trì có chút ngốc, có cần hay không cho hắn làm vương giới? thật cũng không cần. trương huyền thực trịnh trọng trả lời bạch trì vấn đề này. mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, hoàn toàn không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. những người đó có chút sao động hơi chút gõ một chút, liền sẽ ngoan ngoãn thời gian rất lâu. Một bàn 10 người, ăn đến rượu đủ cơm no, ước chừng thượng 4 bàn đồ ăn, trong đó có tam bàn, đều là toàn len keng một người ăn xong đi. Lão đại, cha ta đã thúc giục 4 lần, chúng ta xuất phát đi. Bạch chỉ đánh cái no cách, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta lại hảo hảo uống. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, lúc này đây tới Hoành Sơn, quan trọng nhất sự, đó là Trương Huyền kia chưa bao giờ gặp qua sư môn, Bạch Giang Nam trong miệng anh linh điện. Trương Huyền cũng phi thường muốn biết, cái này trên mặt đất tâm như truyền thuyết giống nhau địa phương, cái này lục lão nhân đã từng đãi quá địa phương, rốt cuộc là cái dạng gì một cái tồn tại. Trương Huyền đi theo Bạch Trì đám người, đi vào Hoành Sơn chỗ sâu trong. Tại đây Hoành Sơn núi non bên trong, nơi này là một mảnh hoang vắng, sơn không sinh thảo, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, cho dù là cường đạo, đều sẽ không lựa chọn cái này địa phương làm căn cứ địa không có người biết, liền tại đây hoang vắng, cần cỗi nơi, lại là cất giấu toàn bộ địa tâm lớn nhất bảo tàng. Anh Linh Điện, Bạch Giang Nam đứng ở một chỗ chân núi, nhìn Trương Huyền đám người tiếp cận. Đường Trương Huyền rơi xuống đất nháy mắt, Bạch Giang Nam phía sau, mười mấy nói chiến linh đột nhiên hiện lên, này đó chiến linh thân cao 10 mét, hơi thở cường đại, giống như dáng thế thần chi giống nhau. Vẫn luôn đều không có chính hình Bạch Giang Nam, lúc này đầy mặt nghiêm túc, ở Trương Huyền rơi xuống đất nháy mắt, liền mở miệng quát anh linh điện đệ tử trương huyền quỳ xuống trương huyền cơ hồ không có bất luận cái gì trần chờ hai đầu gối quỳ xuống đất tại đây chân núi trước một giây còn vui cười bạch chỉ đám người giờ phút này cũng đều một bộ chính xác đứng ở một bên không rên một tiếng ở trương huyền quỳ xuống lúc sau bạch giang nam đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất mặt hướng trước mắt núi lớn dập đầu ba cái theo sau nói đệ tử bạch giang nam huệ anh linh điện truyền nhân trương huyền bái kiến các vị tổ tiên. Bạch Giang Nam sau khi nói xong, Trương Huyền Đồng dạng dập đầu ba cái. Tại đây đồng thời, Trương Huyền đỉnh đầu, một đóa bốn màu hoa sen, đột nhiên trôi nổi, hoa sen thoát ly Trương Huyền đỉnh đầu, trôi nổi hướng trước mắt núi lớn, theo sau, chậm rãi dung nhập này núi lớn giữa. Ngay trong nháy mắt này, cả tòa núi non, đều bốc lên nhàn nhà thổ hoàng sắc quang mang, này đó quang mang liền ra sợi tơ, chậm rãi chuyển hướng Trương Huyền, thực mau, này thổ hoàng sắc quang mang, bao trùm Trương Huyền toàn thân. Trương Huyền chỉ cảm thấy, chính mình cùng trước mặt núi lớn sinh ra một loại quỷ dị liên hệ, phảng phất chính mình vì tay là có thể khống chế này tòa núi lớn giống nhau. Trương Huyền nâng lên một bàn tay, trong miệng nói nhỏ, "Khởi." Đương Trương Huyền trong miệng, khởi tự vừa ra, núi lớn dưới chân, một phiến hoàn toàn dung nhập đến sơn biểu thượng đại môn, chậm rãi mở ra. Cả tòa núi lớn đều đang run rẩy xuống phía dưới chấn động rất xuống đá vụn, này đại môn, có 5 mét cao, 3 mét khoan, đại môn khai hướng vào phía trong. đương cửa mở lúc sau, một cổ vô hình áp lực, nháy mắt từ bên trong cánh cửa minh mông mà ra, bạch trì đám người, ngay cả đều không thể đứng vững, tất cả đều hai chân mềm nhún, quỳ một gối đi xuống. Này mãnh liệt minh mông uy áp, ở quá ngắn thời gian nội, liền lan tràn toàn bộ hoành sơn, giờ khắc này, hoành sơn sở hữu sinh linh, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều ở run bần bật. Bạch Giang Nam thân thể run rẩy, kích động nói: "Trương Huyền, vào cửa đi." Trương Huyền gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, chiều kia đại môn nội đi vào. Đường Trương Huyền đi vào bên trong cánh cửa sau, Bạch Giang Nam mới đứng dậy, theo đi vào. Mà Bạch Chỉ đám người không có bất luận cái gì động tác. Sơn thể thượng đại môn chậm rãi đóng cửa, kia làm nhân tâm run khủng bố uy áp nháy mắt biến mất, Bạch Chỉ đám người lúc này mới có thể đứng đứng dậy tới. Ở đại môn bên trong, một cái thông đạo, hiện ra ở trương huyền trước mắt, thông đạo trên dưới tả hiếu, toàn vì chỉnh khối bạch ngọc phô thành, lấy trương huyền ánh mắt tới xem, này có thể làm thành thông đạo bạch ngọc, tùy tiện khấu hạ tới một khối, bắt được trên thị trường đi, đều là cực phẩm chung cực phẩm. Mà lúc này, thế nhưng là chỉnh thể một cái thông đạo. Loại đồ vật này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, trương huyền cũng không dám tưởng, thế nhưng sẽ thật sự tồn tại. Theo này Bạch Ngọc Thông đạo đi vào, một loại cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt, Trương Huyền cũng không biết chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này, rõ ràng còn không có nhìn đến bên trong là thế nào cảnh tượng, liền đối nơi này hết thảy tràn ngập kính sợ. Bạch Ngọc Thông đạo, dài đến cây số, Bạch Giang Nam hình như có cảm khái nói, đã từng bao nhiêu người mộng tưởng, là bước lên này một cái thông đạo, đứng ở này thông đạo thượng, đó là bọn họ nhân sinh giữa tối cao vinh quang. Trương Huyền đạp lên này cây số Bạch Ngọc Thượng, chỉ là nghe Bạch Giang Nam nói, đều có thể tưởng tượng đến, lúc trước anh Linh Điệt, là cỡ nào huy hoàng. Bát phương tới bái, bế nghệ thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng. Xuyên qua này Bạch Ngọc Thông Đạo, một cái thạch thính nhập khẩu, hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, tại đây thạch thính nhập khẩu chính phía trên, khắc có ba cái chữ to. Anh Linh Điệt, đương nhìn đến này từ ánh mắt đầu tiên, Trương Huyền lại có một loại hai mắt bị đau đớn cảm giác, hắn theo bản năng rời đi ánh mắt, lúc này mới phát hiện, chính mình phía sau lưng, không biết khi nào, đã bị mồ hôi lạnh sở làm ướt. Anh Linh Biện, đều không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thẳng, thực lực không đủ người, liền xem một cái, đều là hy vọng xa vời, này ba chữ đối kẻ yếu mà nói, là cấm kỵ. Bạch Giang Nam thanh âm lại lần nữa vang lên. Kẻ yếu sao, Trương Huyền tự giễu cười, chính mình hiện tại thực lực, đặt ở anh Linh Điện trong mắt, chỉ là kẻ yếu, này anh Linh Điện, Rốt cuộc khủng bố tới khi nào Sư đệ Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút Bạch Giang Nam đi theo Trương Huyền phía sau Đi vào lúc sau Người chỗ đã thấy hết thảy Đều khả năng vượt qua ngươi nhận chi Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Đa tạ sư huynh Ta minh bạch Trương Huyền lại lần nữa làm một cái hít sâu Theo sau Một chân bán ra Này một chân Bán ra Bạch Ngọc Thông Đạo Đem Trương Huyền Đưa tới một cái tân lĩnh vực Tuy rằng chỉ là một bước chi cách Nhưng này một bước lại triệt triệt để để, làm Trương Huyền thay đổi đối thế giới này nhận chi. Chẳng sợ Bạch Giang Nam lúc trước đã làm ra một ít nhắc nhở, nhưng tuy là như vậy, Trương Huyền như cũ há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Anh Linh Điện, này đó là anh Linh Điện sao? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm trong mắt là che giấu không được chấn động. Bạch Giang Nam kiêu ngạo nói, anh Linh Điện, tụ tập thiên hạ linh thể nơi ở, đây là trong thiên địa lớn nhất bảo khố, đây là sẽ làm mọi người vì này điên cuồng bảo tàng, không chút nào khoa trương giảng, khống chế anh linh điện, liền có thể khống chế trời đất này mạch máu. Chương 1501 cường đại căn nguyên. Bạch Giang Nam tự tin chi ngôn, đều không phải là không có đạo lý. Giờ này khắc này, hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, là từng tòa cao nửa thước, bán kính 3 mét hình tròn thạch đài, này thạch đài phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp, căn bản là không đếm được. Mà ở này thạch đài chính phía trên, mỗi một tòa trên thạch đài đều nổi lơ lửng một tôn chiến linh, này đó chiến linh, tạo hình bất đồng, có nam có nữ, có già có trẻ, có cầm trong tay trường kiếm, có đôi tay cầm chùy, có tiên phong đạo cốt lão đạo, cũng có phát ra kim hoa cao tăng, có đầy người hắc khí hỏa trướng, có quyến rũ khuynh thành mỹ nữ, mỗi một tôn chiến linh đều nhắm hai mắt, những cái đó vô hình uy áp, đó là từ này đó chiến linh trên người phát ra mà ra. Này đó chiến linh đều là thuộc về bọn họ cái kia thời đại đứng đầu cường giả, nếu có thể làm này đó chiến linh toàn bộ thức tỉnh tương đương với là đem toàn bộ văn minh từ tồn tại đến bây giờ mọi người kiệt đồng thời hiện thế mỗi một cái đều là một thế hệ thiên kiêu mỗi một cái đều từng đánh biến đương thời vô địch thủ bạch giang nam ở cảm khái trương huyền tận lực bằng phẳng tâm tình của mình hắn ánh mắt nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất một tôn chiến linh là một người nữ tính người mặc la xa, phá lệ quyến rũ tại đây chiến linh dưới thân trên thạch đài khác có một hàng tự Phú Khanh, đôi tay non mềm, non mềm đôi tay, là với ấm áp máu giữa ngâm mà thành, ba tầng thần ý, từng chính tay đâm 67 vạn 4928 người, mị công thế gian hiếm thấy. Ngắn gọn giới thiệu, là có thể làm Trương Huyền nhìn ra này tôn nữ tính chiến linh đã từng đáng sợ chỗ. Bạch Giang Nam đi theo Trương Huyền bên cạnh nói, sở hữu chiến linh, đều là khống linh cường giả sau khi chết biến ảo mà thành, nhưng đều không phải là sở hữu khống linh cường giả, đều có hóa thành chiến linh thực lực, Thần ý không đủ ngưng tụ giả, nhưng không tư cách làm chiến linh, anh linh điện có thể khiến cho khống linh cường giả hóa thành chiến linh không tiêu tan với thiên địa, sở hữu chiến linh đều sẽ tụ tập tại đây, đây là thế giới này, mặc kệ địa tâm vẫn là mặt đất, nhất thần bí nơi, không có người biết anh linh điện vì sao tồn tại. Cũng không có người biết anh linh điện từ khi nào bắt đầu tồn tại. Trương Huyền nhìn trước mắt này đó rậm rạp chiến linh, đột nhiên sinh ra một vấn đề, nếu anh linh điện tồn tại với địa tâm văn minh kia mặt đất người, bước vào khống linh, nên như thế nào làm? Hỏi rất hay, Bạch Giang Nam gật gật đầu, dĩ vãng, mặt đất là có thể nhập khống linh, cũng có rất nhiều người, đều biết được mặt đất tồn tại, anh linh điện đồng giảng cũng chú ý nơi đó, mặt đất linh khí so sánh với địa tâm, muốn loãng không biết nhiều ít, sở hữu có thể vào khống linh người, đều là thiên tư chắc tuyệt người, anh linh điện không đành lòng này đó thiên tài chết non, phàm là cảm nhận được mặt đất có người muốn nhập khống linh, liền sẽ thả ra chiến linh, đi trước mặt đất, từ luyện khí sĩ tự hành siêu tầm. Đương nhiên, đều không phải là sở hữu khống linh cảnh đều là như thế, có người dựa tự thân thức tỉnh huyết mạch, thành tựu khống linh, trên thế giới này cũng có rất nhiều động thiên phúc địa, có thể làm chiến linh trường tồn, ở nơi đó, có người bước vào khống linh cảnh, nhưng này đó, trước sau là số ít. Bạch Giang Nam dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, mặt đất tồn tại, bị người mơ ước, vốn là hai cái lẫn nhau không quấy rầy văn minh lại bởi vì nào đó người ích lợi, sinh ra giao thoa, địa tâm có người muốn nhúng tay mặt đất việc, anh Linh điện dưới sự giận dữ, đóng cửa địa tâm cùng mặt đất chi gian thông đạo, đồng thời cũng phong tỏa mặt đất tồn tại tin tức, chuyện này phát sinh lâu lắm, lâu đến biết hai đại văn minh đồng thời tồn tại người, đều đã tử tuyệt, chẳng sợ anh Linh điện cũng là một thế hệ một thế hệ. Đem bí mật này bảo lưu lại tới, từ kia lúc sau, mặt đất liền không thể nhập khống linh, một khi có người nhập khống linh, chiến linh liền sẽ đã chịu chỉ dẫn lúc ấy về mặt đất tồn tại lại sẽ bại lộ trương huyền nghe được lời này mày nhân lại nhưng có người vẫn là biết mặt đất tồn tại ngươi nói là sở lam đi bạch giang nam hơi hơi mỉm cười hắn là trường hợp đặc biệt lúc trước nếu không có là hắn sở tranh sư thúc cũng vô pháp chạy trốn tới mặt đất hắn là anh linh điện chiến hữu có thể tín nhiệm trương huyền như suy tư gì gật gật đầu đi thôi vào bên trong đi Bạch Giang Nam làm cái thỉnh thủ thế. Tuy nói, Bạch Giang Nam là Trương Huyền Sư Huynh, nhưng Trương Huyền mới là lục diễn khâm định anh linh điện truyền nhân, lễ nghĩa phương diện, Bạch Giang Nam tuyệt đối sẽ làm được vị. Trương Huyền gật gật đầu, đi hướng anh linh điện bên trong, này phiêu phù ở thân thể bốn phía anh linh, không có lúc nào là không ở hướng Trương Huyền truyền lại một tin tức, kia đó là anh linh điện cường đại cùng đáng sợ, đồng thời cũng nói cho Trương Huyền, nếu bị lòng mang dã tâm người biết nơi này tồn tại, sẽ phát sinh bao lớn tai nạn bạch giang nam thanh âm lại lần nữa vang lên hủy diệt ngày sau thế nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm anh linh điện nhưng trước sau không có kết quả bất quá lôi cực chấn hạ lần này khai quật đồ vật đem cùng anh linh điện có quan hệ đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người tìm tới nơi này chúng ta yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng muốn ngăn cản này địa tâm vô số cao thủ bằng vào chúng ta trước sau không đủ ngươi yêu cầu được đến anh linh điện tán thành nếu ngươi ngồi trên này điện chủ bảo tọa tại đây anh linh điện trong phạm vi ngươi đem có thể xu thế sở hữu chiến linh vì ngươi mà chiến từ nhất định góc độ mà nói anh linh điện điện chủ ở chỗ này là vô địch đương bạch giang nam nói ra vô địch hai chữ khi hắn trong mắt tràn ngập là tuyệt đối tự tin mà trương huyền cũng đối bạch giang nam theo như lời chút nào không nghi ngờ này anh linh điện nội chiến linh nhiều đếm không xuể đều là thuộc về từng người thời đại thiên kiêu Chẳng sợ một cái chiến linh chỉ ra nhất chiêu, kia cũng đủ khủng bố, điểm này, Trương Huyền từ chính mình trên người chiến linh là có thể nhìn ra. Bạch Giang Nam tiếp tục vì Trương Huyền phổ cập khoa học, chiến linh cũng phân ba bảy loại, bạch chi này đó tiểu tử trên người chiến linh chỉ có thể thuộc về trung cao cấp, trừ phi bọn họ thực lực tăng nhiều, có thể chân chính bị chiến linh tán thành, nếu không, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào khống linh bài đi xu thế một ít bình thường chiến linh, mà trên người của ngươi chiến linh là sư tôn vì ngươi sở lưu, mỗi một cái, đều là thiên kiêu cấp bậc, ở bọn họ lĩnh vực, đạt tới cực hạn, hiện giờ trên người của ngươi chiến linh. Ba vị kiếm khách, mỗi một người, đều có đương thời có một không hai chi tư, còn có một người, tập sở trường của trăm họ, tuy rằng khắp nơi không có luyện đến cực hạn, nhưng sở nắm giữ chiêu thức, vừa lúc là ngươi sở yêu cầu, nếu là vận dụng hảo, sở phát huy ra tới thực lực, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trương Huyền hỏi, kia mạnh nhất chiến linh là cái gì? đồ đằng sao không bạch giang nam lắc lắc đầu cái gọi là đồ đằng kỳ thật đã siêu thoát chiến linh phạm vi về đồ đằng sự anh linh điện chung có một ít ghi lại nhưng cũng không toàn diện đồ đằng có được thuộc về chính mình linh trí làm trong thiên địa đạo thứ nhất anh linh không ai biết đồ đằng rốt cuộc từ đâu mà đến chỉ biết được đồ đằng tuyệt đối cường đại bất quá đồ đằng đều không phải là vô địch theo anh linh điện ghi lại đồ đằng bị người gây thương tích linh thể vỡ vụn khó có thể phục hồi như cũ Trương Huyền trong lòng vừa động, đây là về tà thần sự, cũng là tà thần không muốn nói sự tình. Trương 1502 Anh Linh Điện Chủ Đồ Đăng là bị ai gây thương tích? Trương Huyền hỏi, hắn rất muốn biết vấn đề này đáp án. Không biết, Bạch Giang Nam lắc lắc đầu, về điểm này, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, này xem như lớn nhất bí tân, khả năng chờ người tiếp nhận chức vụ anh linh điện chủ một vị khi, sẽ được đến cái này đáp án, hảo, bên trong lộ, chỉ có chính người có thể đi rồi, ta vô pháp tiếp tục bồi ngươi đi vào đi. Bạch Giang Nam ở đại sảnh một đạo cửa đá lối vào nghỉ chân, cửa đá mở rộng ra, nhưng từ ngoại xem đi vào, lại là không có đinh điểm ánh sáng, cửa đá giữa, dị thường đen nhánh, hoàn toàn nhìn không tới bên trong còn có cái gì. Trương Huyền gật gật đầu, cất bước đi vào, bước vào này cửa đá giữa. Đường Trương Huyền bước vào cửa đá nháy mắt, vừa mới dung nhập sơn thể đỉnh đầu hoa sen, lại một lần hiện lên, hiện ra bốn màu quang mang, ở trương huyền đỉnh đầu xoay tròn, tưới xuống quầng sáng. Thạch động nội dị thường âm hàn, đường trương huyền bước vào thạch động lúc sau, nguyên bản ở bên ngoài xem ra đen nhánh thạch động giữa, lại là tràn ngập một loại khác thường ánh sáng, làm hắn có thể thấy rõ thạch động nội vật thể. Thạch động nội, chỉ là một gian đơn giản thạch ốc, này thạch ốc nội, bầy biện hết thảy, đều phá lệ đơn giản, một chương giường đá, một cái ghế đá, còn có một cái bàn đá, cùng với một cái nồi sắt, một chương thiết chén, một đôi thiết đúa, chỉ thế mà thôi. Nhìn đến này hết thảy, Trương Huyền trong lòng, dâng lên một cổ ấm áp cảm, liền trên mặt đất, lục lão nhân sở trụ địa phương, đó là này một phen bộ dáng, ngay cả thạch ốc lớn nhỏ, khí cụ số lượng cùng bầy biệt, đều hoàn toàn tương đồng. Trương Huyền còn có thể nhớ rõ, lúc trước lục lão nhân ngồi ở kia trương ghế đá thượng chỉ đạo chính mình bộ dáng. Này, Trương Huyền dạo bước tiến lên, duỗi tay chạm vào trên bàn đá, suy nghĩ nảy lên trong lòng liền tại đây bàn đá trên mặt bàn, phóng có một khối lệnh bài, này lệnh bài toàn thân bạch ngọc, tài chất cùng cái kia cây số bạch ngọc thông đạo hoàn toàn tương đồng. Tại đây khối bạch ngọc lệnh bài thượng, khắc có một chữ. Linh, Trương Huyền đuổi ra lệnh bài thượng tự, duỗi tay đi sờ, đương Trương Huyền ngón tay chạm vào lệnh bài nháy mắt, hắn đỉnh đầu hoa sen xoay tròn càng thêm nhanh chóng, tại đây đồng thời, quang hoa lưu truyền, thổi quét đến lệnh bài phía trên. Ở anh Linh điện nội, kia vô số trôi nổi với thạch đài phía trên, nhắm mắt ngủ say cường đại chiến linh, tại đây trong lúc nhất thời, toàn bộ mở hai mắt, trong nháy mắt, khủng bố hơi thở tràn ngập ở toàn bộ anh linh điện nội. Đứng ở thạch thất cửa Bạch Giang Nam, chờ mắt nhìn một màn này phát sinh, đương những cái đó anh linh mở hai mắt là lúc, Bạch Giang Nam thân thể, bởi vì kích động mà phát sinh run rẩy. Thức tỉnh, thức tỉnh rồi, anh linh điện, này liền nhận chủ sao? Yên lặng trăm năm, anh linh điện lại về rồi. Bạch Giang Nam trong miệng lẩm bẩm, trong mắt đã là rơi lệ, anh linh điện tái hiện, chắc chắn lại một lần, làm cho cả thế giới, vì này điên cuồng. Cùng lúc đó, địa tâm văn minh, kia thuộc về thứ năm đại siêu cấp thế lực thần thánh thiên quốc nội, một người diện mạo bình thường trung niên nam nhân, đột nhiên nheo lại hai mắt, nhìn về phía vạn vùng núi nơi chỗ. Ha 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 ha, trung niên nam nhân phát ra trầm thấp tiếng cười, rốt cuộc, ngày này rốt cuộc tới a, à, ngày này, ta chờ lâu lắm lâu lắm nhiều năm ân oán lập tức liền phải tới rồi kết lúc, các người này đó tự xưng là vì cao nhân nhất đẳng gia hỏa, cũng nên đến trả giá đại giới lúc, người tới, truyền ta mệnh lệnh, mở ra phong ấn. Địa tâm văn minh, từng ở trăm năm trước hủy diệt ngày, có như vậy một mảnh chiến trường, này phiến trên chiến trường, có quá nhiều trí cường giả giao phong, bọn họ đại chiến, thậm chí làm vỏ quả đất đều phát sinh thay đổi, sinh sôi đem một khối đại địa, từ địa tâm văn minh bản khối thượng thoát ly đi ra ngoài, ai cũng không biết, kia khối đại địa, đi nơi nào, có người nói, đại địa biến mất, có người nói, đi một cái khác không gian, kia khối đại địa, bị nhân xưng chi vì, cổ chiến trường. Cổ chiến trường chung, phơi thây vô số, trăm năm thời gian, ngay cả xương khô, đều biến mất ở thổ nhưỡng bên trong, bất quá còn có cường đại thể tu sĩ, xương khô trường tồn. Một hàng 28 người, hành tàu tại đây phiến cổ chiến trường phía trên, này 28 người, đúng là đuổi giết tà ám, vào nhầm cổ chiến trường Huyền Thiên đám người. Huyền Thiên, Lý Dung Tài, Đao Nơ Đức, này ba vị trên mặt đất phan minh trí cường giả, thân ở với cổ chiến trường chung, như có khí phách hăng hái, Đao Nơ Đức tuy rằng thực lực kém hơn một ít, nhưng hắn kia một phen màu trắng quyền trượng, lại là có được không thể địch nổi cường hãn uy lực. Nơi này nơi nơi tràn ngập táo bạo anh linh, muốn chiếm cứ ta trở thể xác vì mình dùng. Đao Nơ Đức nhìn quanh bốn phía, không biết kia tà ám chạy trốn tới nơi nào từ chúng ta tiến vào đến bây giờ, đã gặp được thượng trăm cuồng bảo anh Linh. Lý Dung Tài trầm giọng nói, này đó anh Linh, tiêu diệt không khó, khó nhất chính là, nên như thế nào rời đi nơi này, chúng ta đã đem nơi này tìm biến, như cũng không có phát hiện xuất khẩu tồn tại, làm vân tiêu chỉ sợ, là muốn đem chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mới ra nhà giam, lại tiến tân nhà giam, thật là có ý tứ. Sóng tỉ cười khúc khích, bất quá, ta cũng thói quen, lần này lại nhiều hai cái đại nhân vật bồi chúng ta còn có những cái đó anh linh có thể luyện tập đảo cũng không tồi lý dung tài nhìn sóng mắt tỷ đám người những người này thực lực có chút vượt quá lý dung tài đoán trước một đám đều đi vào khống linh chỉ là phú thần đỉnh lại đều có thể cùng anh linh đối kháng không rơi hạ phong thậm chí chém giết những người này bị nhốt địa ngục nhà giam quá dài thời gian tu vi vẫn luôn ở vào áp chế trạng thái hiện giờ tích lũy đầy đủ phá lệ khủng bố Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, thế gian mạnh nhất phây trận, cho dù là địa ngục nhà giam, cũng có mạnh mẽ phá giải phương pháp, chỉ là muốn trả giá đại giới lớn nhỏ bất đồng mà thôi, huống chi, nơi này lại không phải trận, nào có ra không được đạo lý, chỉ là có cái gì đang âm thầm phá dối, chảo ra tới, giết liền hảo. Kia quỷ ngoạn ý tàng thật sự thâm, đao nơ đức lắc lắc đầu, muốn tìm được. Đao nơ đức nói một nửa, đột nhiên ngừng, đôi mắt trừng lớn. Tại đây đồng thời, Huyền Thiên chờ 27 người, ánh mắt đồng thời chiều một phương hướng nhìn lại, liền ở nơi đó, sinh ra một cổ cường đại hơi thở. Huyền Thiên ánh mắt sắc bén lên, sau lưng cự kiếm thình lình bay ra. Tới, Lý Dung Tài trong miệng lẩm bẩm nói. Địa tâm văn minh, anh linh điện nội. Trương Huyền cầm lấy kia khối bạch ngọc lệnh bài, anh linh điện nội đông đảo chiến linh, lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa, tuy rằng này hết thảy phát sinh thực ngắn ngủi, nhưng Trương Huyền cũng minh bạch, này bạch ngọc lệnh bài đại biểu cho cái gì này bạch ngọc lệnh bài chính là anh linh điện chủ tưởng trưng này bạch ngọc lệnh bài có thể sử dụng này anh linh điện nội sở hữu ách chiến linh vì mình mà chiến có được này bạch ngọc lệnh bài từ nhất định góc độ mà nói trương huyền tại đây hoành sơn trong phạm vi chính là không thể chiến thắng vô địch tồn tại thử hỏi giữa trời đất này có ai có thể độc chiến mấy vạn chiến linh cường như kiếm lâm thiên đối mặt như vậy số lượng chiến linh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt hận. Này, đó là anh linh điện át chủ bài. Trở thành anh linh điện chủ, liền có thể trực tiếp cường đại lên, đứng ở này địa tâm văn minh đỉnh núi. chương 1503 đi trước chủ thành. Trương huyền tay cầm bạch ngọc lệnh bài, gắt gao nắm lấy, này không chỉ có là toàn bộ địa tâm văn minh lớn nhất bảo tàng, đồng thời, cũng là lục lão nhân giao cho chính mình sứ mệnh, nếu chính mình tiếp nhận rồi bạch ngọc lệnh bài, vậy đại biểu cho, đem khiêng lên một cây đại kỳ, Đến nỗi này đại kỳ rốt cuộc là cái gì, Trương Huyền tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn quyết tâm. Rốt cuộc, lục diễn đối với Trương Huyền sinh mệnh giữa có quá trọng yếu địa vị, vô luận là cái gì, Trương Huyền đều sẽ không chút do dự đi tiếp thu. Đang lúc Trương Huyền muốn bước ra thạch thất là lúc, một đạo hoảng sợ thanh âm ở Trương Huyền bên tai vang lên. "Tiểu tử, ngươi đã đến rồi nơi nào? Ngươi trong tay đồ vật là cái gì? Mau, mau làm dừng lại!" này hoảng sợ thanh âm rõ ràng là lâm vào ngủ say giữa tà thần trương huyền bước chân dừng lại hắn rõ ràng nghe được tà thần thanh âm lại không có làm bất luận cái gì trả lời tiểu tử này ngoạn ý ở hấp thu ta linh thể mau làm này ngoạn ý dừng lại a à. mau tà thần thanh âm tràn ngập kinh hoàng thất thố trương huyền nhìn về phía trong tay bạch ngọc lệnh bài nếu này ngọc bài có thể hiệu lệnh chiến linh đã nói lên này đối linh thể có cực cường ảnh hưởng Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến kia thuộc về tà thần màu đỏ linh thể đang từ hắn cổ trước mặt dây giữa bị hút hướng trong tay ngọc bài. Mau a à, dừng lại dừng lại, tà thần đã bắt đầu ở hét lên. Cái này ta vô pháp khống chế. Trương Huyền làm ra trả lời. Đây là nơi nào? Vì cái gì sẽ đối ta sinh ra như vậy cường đại áp chế? Đây là chuyên môn áp chế linh thể địa phương là anh linh khắc tinh tiểu tử người đã đến rồi nào chạy mau nơi này không thể đái mau mang theo ta đi tà thần kinh hoàng đi không được trương huyền hít sâu một hơi đây là anh linh điện anh linh điện kinh hoàng tà thần bởi vì này ba chữ lại là ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới là anh linh điện ngươi thế nhưng tìm được rồi anh linh điện ngươi không đúng ngươi trong tay đồ vật là anh linh lệnh ngươi có thể cầm lấy anh linh lệnh ngươi 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 là anh linh điện truyền nhân tuy là lấy tà thần thân phận giờ phút này đều biểu hiện ra cũng đủ khiếp sợ. Ta không biết nơi này sẽ đối với người tạo thành cái gì ảnh hưởng, hiện tại ta cũng vô pháp khống chế, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi chính là, ở ta có thể khống chế tiền đề hạ, ta sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Trương Huyền nói xong, bước nhanh đi ra thạch thất. Cũng đúng lúc này, tà thần linh thể, hoàn toàn bị hút vào bạch ngọc lệnh bài giữa, thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Thạch thất cửa bạch giang nam, mắt thấy Trương Huyền từ trong thạch thất đi ra, trong tay cầm bạch ngọc lệnh bài, sắc mặt mừng như điên, "Sư đệ, không. Điện chủ, người được đến anh linh lệnh tán thành." "Cũng không tính tán thành đi." Trương Huyền cười cười, "Lục lão nhân để lại cho ta mà thôi, có thể trực tiếp bắt lại." "Không, Bạch Giang Nam đột nhiên lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, có thể lấy đến khởi anh linh lệnh, từ hôm nay trở đi, người đó là này anh linh điện chủ nhân, ha ha ha." "Này trăm năm sau, ta anh linh điện lại lần nữa có chủ a." Trương Huyền gật gật đầu, "Hảo sư huynh, chúng ta trước rời đi đi, Bạch Trì bọn họ ở bên ngoài, chờ cũng đủ lâu rồi." "Hảo." Bạch Giang Nam gật đầu, "Anh Linh Điện có chủ, hiện tại liền chờ một cái tốt thời cơ, chỉ cần vung tay một hô, lúc trước sống sót lão nhân đều sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó, đó là ta Anh Linh Điện tái hiện huy hoàng là lúc." Bạch Giang Nam biểu tình phấn khởi, cùng Trương Huyền rời đi Anh Linh Điện nội. Sơn bên ngoài cơ thể Bạch Trì đám người như cũ tại đây chờ, đương nhìn đến Trương Huyền cùng Bạch Giang Nam từ sơn trong cơ thể ra tới khi, Bạch Trì đám người lập tức liền xông tới. "Lão đại, thế nào, sự tình thuận lợi sao?" Bạch Trì quan tâm hỏi. Trương Huyền gật gật đầu. Bạch Trì mặt lộ vẻ mừng như điên, quỳ một gối xuống đất, quát to, "Túc trực bên linh cứu nhất tộc truyền nhân Bạch Trì, gặp qua anh linh điện chủ." "Được rồi, đừng làm này đó." Trương Huyền vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, đem này nâng dậy đi thôi chúng ta cũng nên đi nói chuyện còn lại sự về sát hướng vạn sơn chủ thành sự ha 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 đối sát hướng vạn sơn chủ thành lão tử đã sớm xem nơi đó mặt vài người khó chịu lần này có lão đại mang theo cần thiết đánh bọn họ kêu ba ba đầu chọc hải thần cười to nói ở vạn vùng núi chủ thành sắp nghênh đón một lần hội đàm cái gọi là hội đàm kỳ thật chính là vạn vùng núi các thế lực lớn tranh phong sau đó chụp cái trước sau ra tới Loại này hội đàm cũng là các thế lực lớn đều cam chịu tranh thủ xếp hạng phương thức. Suốt cuộc mỗi một cái thế lực đều là các lãnh tụ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới, ai cũng không hy vọng ở chém giết giữa làm chính mình tổn thất thảm trọng. Kết quả là bị người khác ngư ông đắc lợi, cho nên liền có hội đàm vừa nói. Cái gọi là hội đàm chính là các thế lực lớn phái ra đại biểu cho nhau triển lãm thực lực liền đơn giản như vậy. mạnh mẽ hoành sơn bảy thái bảo cùng với lực lượng mới xuất hiện quang minh đảo, tự nhiên tại đây một lần hội đàm danh sách giữa, hơn nữa, này hai đại thế lực, sẽ trở thành lần này hội đàm vai chính. Dĩ vãng hội đàm, đơn giản chính là học viện đệ nhất, kiếm cốc đệ nhị, bài đến đệ tam thế lực, tuy rằng chỉ cùng kiếm cốc kém một cái xếp hạng, nhưng thực lực tranh lệch, lại là khác nhau như trời với đất, mà lúc này đây bất đồng, tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây, vạn vùng núi hội đàm, khả năng sẽ làm thế lực thứ tự, phát sinh tân chuyển biến. Trương Huyền đám người, cộng đồng đi trước Vạn Sơn Chủ Thành. Đi hướng Vạn Sơn Chủ Thành lộ, Bạch Trì đám người, đã lại quen thuộc bất quá, Vạn Sơn Chủ Thành, liền ở Hoành Sơn núi non lấy Tây, có thể nói, ra Hoành Sơn mấy chục dặm, liền đến Vạn Sơn Chủ Thành. Hoành Sơn bảy thái bảo cùng Vạn Sơn Chủ Thành chi gian xung đột, đã sớm xuất hiện phổ biến. Bất đồng với còn lại thành trấn, Vạn Sơn Chủ Thành, hoàn toàn chính là một tòa pháo đài bộ dáng, cao ngất tường thành, dây nặng cửa thành đem vạn sơn chủ thành cùng liên miên núi non ngăn cách mở ra ở vạn sơn chủ ngoài thành khi trường sẽ có cường đạo kêu quát mắng đều là hoành sơn bảy thái bảo người mà vạn sơn chủ thành tướng sĩ cũng đều thói quen này đó bọn họ đứng ở trên tường thành đồng dạng ngoài miệng không thua cùng cường đạo đối mắng nhưng vạn sơn chủ thành tướng sĩ trước sau là quỹ đạo chiêu số mắng khởi người tới không giống cường đạo như vậy không chỗ nào cố kỵ luôn là sẽ bị mắng á khẩu không trả lời được. Ngày nay, tân một vòng mắng chướng lại bắt đầu, chẳng qua, lần này chủ đạo, đều không phải là là một ít bình thường cường đạo, mà là lấy bạch chỉ cầm đầu, hoành sơn bảy thái bảo. Uy, các ngươi chủ thành nữ chiến thần đâu, có phải hay không từ ác nhân thành sau khi trở về, đã bị kia trương ức thanh mê hoặc? Hiện tại có phải hay không cả ngày tưởng kia trương ức thanh, tưởng xương cốt đều tô? Nữ chiến thần tưởng nam nhân tưởng nam nhân cứ việc nói thẳng a chúng ta đi theo kia trương ức thanh nói nói làm hắn đem người bắt trở về làm áp trại phu nhân đảo cũng không tồi ha 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 bạch trì đám người ở vạn sơn chủ ngoài thành lớn tiếng nói mọi việc như thế nói bọn họ như vậy khai lâm thanh hạm cùng trương huyền vui đùa đảo cũng không có một chút cố kỵ phi miệng chó phun không ra ngà voi đồ vật chủ thành pháo đài thượng truyền đến đáp lại là lâm thanh hạm chu phó quan chương 1504 tuyệt đối quỷ. Chu phó quan đứng ở tường thành phía trên, nghe ngoài thành bạch chỉ đám người thanh âm, khí không biết nên nói cái gì. Lâm thanh hạm, làm sao vậy, có phải hay không phạm tương tư bị bệnh, ra tới a à? Lâm thanh hạm, tưởng nam nhân cứ việc nói thẳng bái, như vậy, người cùng trương ức thanh hôn sự, chúng ta hoành sơn bảy thái bảo đồng ý. Nhắm lại các người miệng chó, chu phó quan thanh âm rất lớn, chúng ta tướng quân, Sớm hơn Võ Vương có hồn ước, kia Trương ức Thanh lại là thứ gì, cũng xứng cùng nhà ta tướng quân đặt ở cùng nhau. Ha 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 ha, Hải Thần phát ra cười to, theo sau lớn tiếng nói, Quang Minh đảo Trương ức Thanh huynh đệ nhưng ở, chúng ta Hoành Sơn bảy thái bảo, chính là cho ngươi đương thuyết khách, chỉ tiếc, nhân gia nữ chiến thần, giống như trướng mắt ngươi a. Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở chủ thành pháo đài trên không, hắn lăng không mà đứng, hướng chủ thành nội nói, Lâm Thanh hạc, người không phải buông hào môn chờ ta trương ức thanh tới chủ thành sao? Hiện tại chúng ta đã tới rồi, người lại muốn tránh chiến. Sõng sạc, lâm thanh hạm thanh âm vang lên, trương ức thanh, ta đợi ngươi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng, người không dám tới đâu. Cửa thành mở rộng ra, lâm thanh hạm người mặc khôi giáp, từ chủ thành nội đi ra, rõ ràng là siêu khoa học kỹ thuật thời đại, lâm thanh hạm này một thân giả dạng, lại không có vẻ đột ngột, cho người ta một loại oai hùng bất phàm cảm giác. Trương ức thanh huynh đệ, nghe được sao nhân gia nữ chiến thần chính là vẫn luôn đang đợi ngươi đâu bạch trì thanh âm rất lớn ngươi cũng không thể rét lạnh nhân gia nữ chiến thần tâm a muốn ta nói ngươi lúc này đây liền đem người nữ chiến thần hoàn toàn cưới về nhà hảo cũng đều không phải là đến không một chuyến sao cưới về nhà trương huyền cười nói ta trương ức thanh cần gì muốn đi cưới một nữ nhân người này trực tiếp bắt trở về khi ta áp trại phu nhân hảo lâm thanh hạm đứng trên mặt đất nhìn trên không kia đại phóng hào môn trương huyền, hận đến là ngứa răng. Bạch trì nhìn mắt bên cạnh tương lai, thấp giọng nói, người nói, lão đại có phải hay không có điểm bành trướng A, như vậy cùng tẩu tử nói chuyện, sẽ không sợ quỷ ván giặt đồ sao. Ai biết được, tương lai bĩu môi, phỏng chừng là thật vất vả tìm được cơ hội, ngoài miệng đỡ hiền đi. Ta vì lão đại bi ai, tóc đỏ đã có thể nghĩ đến trương huyền mặt sau thê thảm bộ dáng. Đứng ở trên không trương huyền, càng nói càng hăng say, nữ nhân này, không hảo sinh dưỡng, bắt trở về, đến trước làm loại thượng hai tháng điền, lại quét tước một tháng WC, hảo hảo dạy dỗ một phen. Xong rồi xong rồi, lão đại thu liếm không được, y chát người che lại đôi mắt. Cuối cùng phương toàn len khen vẻ mặt sùng bái nhìn lăng không mà đứng trương huyền, cảm khái nói, đúng vậy, ta lão đại, nên như vậy kiêu ngạo, đây mới là thật nam nhân, ta cũng muốn như vậy. Đứng ở cửa thành ngoại lâm thanh hạc, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Trương ức thanh, ta xem ngươi là điên rồi. Lâm thanh hạm thả người nhảy, kia ngân bạch chiến giáp chiến linh tự lâm thanh hạm sau lưng hiện lên, theo sau trường thương chợt lóe thẳng đến trương huyền mà đi. Ra bạo hiện trường, ra bạo hiện trường, mau lưu. Hải thần thấp giọng kinh hô. Triệt triệt triệt, bạch trì đám người đem tình thế xem thực nhẹ, nhanh chóng lui lại, đem này hiện trường, để lại cho trương huyền xử lý. Còn ở khẩu hải trương huyền, mắt thấy Lâm Thanh Hạm phát huy, lúc này mới nhận thấy được chính mình có điểm hài quá mức, vội vàng mịt mờ cấp Lâm Thanh Hạm lộ ra một mặt cười nịnh, xa cầu có thể được đến Lâm Thanh Hạm tha thứ. Bất quá, ngân giáp tướng quân cường hãn thế công, nói cho Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm cũng không giống như tính toán liền dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Trương Huyền phía sau, màu đỏ anh linh thoáng hiện, hắn bản nhân đối với Lâm Thanh Hạm nơi phương hướng, khinh thân mà thượng, tuy là diễn trò, nhưng xuất diễn cũng muốn làm đủ, màu tím kiếm mang bị Trương Huyền cầm ở trong tay, phát ra uy nghiêm. Hiện tại, rất nhiều người đều biết, Trương Ước Thanh trong tay kia một phen màu tím thần kiếm, uy lực làm cho người ta sợ hãi, lúc trước nhất kiếm, liền bị thương đan tô trí tôn. Trương Huyền xông lên trước, nháy mắt liền cùng Lâm Thanh hạm đối đua mười mấy chiêu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cảnh tượng to lớn, khí mang bắn ra bốn phía, màu tím quang mang tràn ngập ở trong thiên địa, làm người xem không nhẹ đang ở đại chiến hai người, mà đại chiến trung tâm lại là phá lệ nhu hòa, đương nhiên, này cũng chỉ là tương đối mà nói. Như thế nào, người muốn đem ta bắt trở về đương áp trại phu nhân, liền cái chính thê đều không tính là, cùng bạch chỉ bọn họ liên thủ khi dễ ta đúng không? Lâm Thanh Hạm nắm Trương Huyền lỗ tai. Trương Huyền nhe răng, vội vàng xin tha, lão bà, ta này không phải diễn trò cho người khác xem sao. Diễn trò, Lâm Thanh Hạm mày liễu một hoành, ta xem ngươi là sắp nhập diễn đi, Vừa mới xem ngươi nói, giống như chính là ngươi muốn làm, ân. Đừng đừng đừng, Trương Huyền liên tục xua tay. Lão bà, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta như thế nào bỏ được đâu. Đem ngươi mang về, ta khẳng định muốn cưới hỏi đàng hoàng A. Ta muốn nói cho mọi người, ngươi Lâm Thanh Hạm, gả cho ta Trương Huyền, tuyệt đối là hạnh phúc nhất. Trước một giây còn giận giữ Lâm Thanh Hạm, đột nhiên mặt đẹp đỏ lên, buông ra Trương Huyền lỗ tai, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói đem ta mang về lúc sau cưới hỏi đàng hoàng nói cho mọi người ta là lão bà ngươi nói cho mọi người ngươi phải cho ta hạnh phúc cần thiết trương huyền vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định ta chờ ngươi lâm thanh hạm nói sau này một câu sau thân hình bay nhanh bạo lui rời khỏi này từ mang vòng chiến một lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa bạch trì đám người thấy rõ nhìn dáng vẻ lão đại là bị trà đạp xong rồi a à. không biết quỳ không quỳ Nói giỡn, tuy rằng lão đại đặc ái tẩu tử, nhưng lấy ta đối lão đại lý giải. Tóc đỏ vỗ bộ ngực, hắn tuyệt đối quỳ. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Này bảy người, ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân, ở người khác trong mắt, bọn họ bảy cái đối diện trương ức thanh cùng lâm thanh hạm làm cái gì thực lực phân tích đâu. Không chung giữa tử mang hoàn toàn tan đi. Trương huyền lăng không. Lâm thanh hạm đồng dạng lăng không. Trương ức thanh, thực lực của ngươi, vẫn là không có tiến bộ, nhìn dáng vẻ, người trừ bỏ gọi người bên ngoài, là không thắng được ta. Lâm Thanh hạm hướng Trương Huyền lớn tiếng nói, tại đây Thanh âm rơi xuống sau, Lâm Thanh hạm hướng Trương Huyền làm khẩu hình. Trương Huyền đọc đã hiểu Lâm Thanh hạm muốn nói gì, Lâm Thanh hạm là nói cho hắn, vào thành sau, hết thảy cẩn thận. Lâm cô bé, ta là không nghĩ khi dễ ngươi mà thôi. Trương Huyền đầy mặt khinh thường. Ha ha, là không thể, vẫn là không nghĩ, chính ngươi trong lòng rõ ràng, Tưởng thắng ta, lại nhiều luyện luyện đi." Lâm Thanh Hạm nói xong, xoay người hướng chủ thành mà đi. Liền ở Lâm Thanh Hạm sắp muốn rơi vào chủ thành trong phạm vi khi, Trương Huyền thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. "Lâm Thanh Hạm, như thế nào?" Lâm Thanh Hạm thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, không phục, còn muốn đánh. "Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ngươi nói ta chỉ có thể gọi người ta đây đã kêu cho ngươi xem hảo, ra tới." theo trương huyền thanh âm rơi xuống, hắc, bạch, thanh ba đạo chiến linh, đồng thời ở trương huyền phía sau hiện lên, người ở bên ngoài trong mắt, hơn nữa trương ức thanh, đây là bốn gã trí tôn đồng thời xuất hiện. Mà trương huyền bản nhân, còn lại là thân hình chợt lóe dây tiếp theo, đã xuất hiện ở lâm thanh hạm trước người, đôi tay, tự nhiên ôm lâm thanh hạm eo nhỏ. Trương 1505 này xem như lợi tức. liền tại đây chủ thành phía trên, lâm thanh hạm làm trò sở hữu tướng sĩ mặt, bị Trương Huyền ôm vào trong lòng. Trương Huyền phía sau, bốn đạo chiến linh đồng thời xông tới, cho người ta xem, kia đó là Trương Huyền đánh lén thực hiện được. Ngươi làm cái gì? Lâm Thanh Hạm nhìn trước mặt gần trong gang tắc Trương Huyền, trên mặt lộ ra một mặt kinh hoàng, ngay cả trái tim nhảy lên tốc độ, đều ở nhanh hơn. Làm gì? Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm, gợi lên một nụ cười, theo sau lớn tiếng nói, ngươi không phải ta vô pháp khi dễ ngươi sao, ta đây hiện tại, liền phải khi dễ xem, ta trương ức thanh nói, sớm muộn gì muốn đem người bắt trở về làm áp trại phu nhân, hôm nay, liền trước thu một chút lợi tức hảo. Trương huyền thanh lạc nháy mắt, nhắm ngay lâm thanh hạm kia môi đỏ, thâm tình hôn đi xuống. Lâm thanh hạm đại não, tại đây nháy mắt, trở nên trống rỗng, liền cơ bản tự hỏi năng lực, đều đánh mất. Trên tường thành vạn sơn chủ thành tướng sĩ, trừng lớn đôi mắt, nhìn một màn này phát sinh, nữ chiến thần, thế nhưng bị cưỡng hôn. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh Hạm ra khỏi thành cùng Trương Ước Thanh giao chiến, thế nhưng có thể phát triển đến nước này. Này Trương Ước Thanh, thật sự là to gan lớn mật, đột kêu giúp đỡ đánh lén nữ chiến thần, theo sau, thế nhưng làm ra bực này hạ lưu việc. Bạch trì đám người, cũng há to miệng. Ta nói, lão đại cũng quá biêu hãn đi. Không hổ là chúng ta lão đại, mạnh nga. Nếu ta ái nhân, cũng có thể ở vạn quân trước mặt như vậy đối ta, thật là nhiều lãng mạn a. À tương lai vẻ mặt hâm mộ. Được rồi muội muội, đừng phạm hoa si, Nguyệt thần duỗi tay trong tương lai trước mặt quơ quơ. Toàn len keng trên mặt kính nể càng đập, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không được, này nhất chiêu đến nhớ kỹ, không thể không nói, xoái A. À. Mập mạp đã ảo tưởng khởi chính mình một ngày nào đó, cũng có thể như vậy tán gái, nhưng hắn xem nhẹ một chút, hắn này mập mạp thân hình, ở trong hình tới giảng, như thế nào cũng cùng xoái dính không được biên. Thâm tình một hôn lúc sau, Trương Huyền buông ra Lâm Thanh Hạc, Trương Huyền nghiêm mặt nói, đây là đối với ngươi không từ mà biệt thu lợi tức, về sau, không bao giờ có thể, làm ta tìm không thấy ngươi, còn lại sự ta đều có thể nghe ngươi, nhưng ngươi tưởng rời đi ta việc này, không được. Trương Huyền nói xong, thân thể vừa chuyển, triều chủ thành tương phản phương hướng lao đi. Trương ức thanh, người tìm chết, Chu phó quan hét lớn một tiếng, trung tướng nghe lệnh, chảm trương ức thanh. Ha 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 ha, tiểu phó quan, đừng kích động như vậy, nói không chừng không lâu tương lai, ta liền trở thành nhà ngươi tướng quân nam nhân đâu, đến lúc đó, ngươi còn phải xem sắc mặt của ta. Trương huyền cuồng vọng tiếng cười bồi hồi tại đây trong thiên địa, thân hình nhanh chóng biến mất. Lâm thanh hạm hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình của mình, rơi vào chủ thành trong phạm vi. Tướng quân, tướng quân ngươi không sao chứ? Đông đảo tướng sĩ xông tới. Lâm thanh hạm lắc lắc đầu. Tướng quân, võ vương tới một người nhìn qua 30 tới tuổi oai hùng nam nhân, thân xuyên màu đen trường bào, trường bào thượng điêu khắc long phượng, bước đi tới, này nam nhân trên người, tản ra một loại vô hình uy nghiêm, đây là trường cư thượng vị, sở tự hành bồi dưỡng ra tới khí chất. Vạn Sơn chủ ngoài thành, Trương Huyền cùng Bạch Trì đám người hội hợp. Bạch Trì đám người cơ hồ ở cùng thời gian, cấp Trương Huyền giơ ngón tay cái lên. Toàn len keng vẻ mặt kính nể chạy đi lên, trong miệng phun ra các loại kính ngưỡng chi từ, kia phúc khen bộ dáng, hoàn toàn không có một chút điểm mấu chốt mà nói, toàn len keng hành động, chỉ nghĩ làm Trương Huyền truyền thụ hắn một chút tán gái kỹ xảo. Mập mạp, ta là dựa vào soái người học không tới. Trương Huyền vỗ vỗ toàn len keng bả vai, tiếc núi thở dài. Học không tới, toàn len keng vẻ mặt ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta không soái sao? Tiểu hoa, ta soái không soái Toàn len keng đem vấn đề này ném một bên tiểu hoa. Tiểu hoa nhìn toàn len keng kia trương mặt béo phì, thực nghiêm túc gật đầu, người ở trong mắt ta là xoái nhất. Ai, trương huyền lắc đầu, mập mạp, nếu ta không phải biết hai người thanh mai trúc mã, chỉ là những lời này, ta liền phải kết luận, người có thể là thế giới nhà giàu số một thân phận. Toàn len keng hiển nhiên không nghe ra trương huyền trong lời nói ý tứ, đầy mặt đắc ý, ca, ta thật sự có phú hào khí chất sao. Xem ra ta toàn người nào đó, sớm muộn gì muốn kiếm đồng tiền lớn A ha 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 ha. Toàn len ken ở điên cuồng cười to. Mọi người rời đi vạn sơn chủ thành tầm nhìn phạm vi. Hôm nay làm xinh đẹp a à. Bạch Giang Nam thân ảnh xuất hiện, Trương Huyền hôm nay làm ra việc này, chỉ sợ kia võ vương sắp tức chết rồi, kế tiếp một đoạn thời gian nội, vạn sơn chủ thành lực chú ý, đều sẽ đặt ở ngoài thành, các người sấn cái này thời cơ, lẫn vào bên trong thành, hiểu biết một chút về lần này hội đàm kỹ càng tỉ mỉ nội dung, nhìn xem kiếm cốc cùng kia ngàn nhận viện trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược, về bên ngoài sự, ta tới cấp các ngươi chấn bãi. Trương Huyền gật gật đầu, theo sau hỏi một tiếng, này bên trong thành thế lực, chỉ sợ rắc rối phức tạp, có hay không dẫn đường. Tìm một cái, đối chủ thành rất quen thuộc, ở chủ thành cũng hơi có chút năng lượng, hắn sẽ mang các ngươi quen thuộc tình huống bên trong. Bạch Giang Nam búng tay một cái, một người hơn 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở Trương Huyền đám người trước mặt, này nam nhân diện mạo bình thường, thuộc về ném đến trong đám người tuyệt đối sẽ không bị nhiều chú ý liếc mắt một cái kia hào. Chư vị đại nhân, kẻ hèn chính nghiên, thực vinh hạnh vì chư vị phục vụ. Nam nhân đôi tay ôm quyền. Kế tiếp sự, các ngươi liền nghe chính nghiên an bài liền hảo, chú ý, trước thăm dò ngàn nhận viện cùng kiếm cốc đế, sau đó lại tìm cơ hội, đi sát khoảnh khắc võ vương nhuệ khí, hết thảy sự tình, buông tay đi làm. Bạch Giang Nam tiến lên, vỗ vỗ trường huyền bả vai, ngươi là anh linh điện chủ, từ giờ trở đi, ngươi làm việc, không cần có quá lớn cố kỵ, chỉ cần ngươi không đem hôm nay đâm thùng, liền có người cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, minh bạch sao. Trương Huyền gật gật đầu. Hảo, xuất phát đi, Bạch Giang Nam phất phất tay. Trương Huyền đám người cũng không có gì hảo thu thập đồ vật, mỗi người chỉ là thay đổi một bộ quần áo, hơi chút làm một ít cải trang giả dạng, liền đi theo trình nghiên, từ ống dẫn, chiều Vạn Sơn chủ thành phương hướng mà đi. Vạn Sơn chủ thành bên này, vừa mới bị Trương Huyền đám người khiêu khích xong, mỗi một người tướng sĩ trong lòng đều nghẹn một cổ khí, tất cả đều ngay ngắn đứng ở thành lâu trên cửa. Trình nhiên đích xác có vài phần bản lĩnh, tại đây cửa thành trước thủ vệ nghiêm ngặt thời điểm, vẫn là nhẹ nhàng đem Trương Huyền 10 người, mang vào chủ thành. Trên đường, trình nhiên mở miệng nói, vài vị đại nhân, tuy rằng các ngươi thực lực cường đại, nhưng tại đây chủ thành nội, có một số việc, vẫn là không thể làm quá mức hỏa, các vị tốt nhất vẫn là nhiều nghe một chút ta ý kiến cho thỏa đáng. Trương Huyền mấy người gật gật đầu, tất cả đều không có ý kiến. Trình nhiên thực mau vì mấy người an bài nơi, đều không phải là ở tại cái gì khách sạn, mà là ở chủ thành nội người giàu có khu, ở nơi đó an bài một tòa biệt thự đơn lập, có thể ở chủ thành trụ thượng hoàn cảnh như vậy, tất cả đều phi phú tức quý. Chư vị đại nhân, mấy ngày kế tiếp thời gian, ta sẽ mang các vị hiểu biết một chút về chủ thành thế lực phân bố, Đồng thời cũng sẽ mang các vị đi một ít ngầm tin tức truyền bá địa phương, hy vọng các vị có thể từ nơi đó hiểu biết đến các người muốn đổ vật. Biệt thự nội, Trình Nghiên cấp mọi người làm kế hoạch. Mà Trương Huyền Tắc đứng ở biệt thự cửa sổ sát đất trước, tận mắt nhìn thấy, liền ở tại chính mình cách phách Lâm Thanh Hạm. Chương 1506 chủ thành tam đại thế lực. Lúc này Lâm Thanh Hạm còn cũng không rõ ràng, chính mình cách phách đã ở tân một đợt người, chủ thành nội cũng không ai biết được kia quang minh đảo trương Ước thanh, cùng với hoành sơn bảy thái bảo, khi nào đã lẻn vào chủ thành giữa, hiện tại, cửa thành trên lầu tướng sĩ, còn ở đề phòng hoành sơn bảy thái bảo lại lần nữa xuất hiện đâu. Trương huyền đám người, ở chính nghiên an bài hạ, bắt đầu quen thuộc khởi toàn bộ chủ thành tới. Chủ thành nội, thế lực phân bố phá lệ đơn giản, tuy là chủ thành, nhưng lại chỉ có một học viện, nói đúng ra, học viện cùng sở hữu 5 cái, nhưng ngàn nhận viện, lực áp còn lại 4 gia học viện, Kia bốn gia học viện đều lấy ngàn nhận viện như thiên lôi sai đâu đánh đó, sở hữu an bài, tất cả đều là ngàn nhận viện tới làm, từ giáo viên chất lượng cùng với học viên chất lượng tới nói, ngàn nhận viện cùng còn lại học viện, hoàn toàn là một cái bầu trời, một cái ngầm. Làm độc bá chủ thành học viện, ngàn nhận trong viện, thiên tài học viên vô số, giáo viên cũng đều là cái đỉnh cái cao thủ, nhưng còn lại bốn gia học viện, kia quy mô cùng với học viện tư chất trình độ, cùng lôi cực học viện không kém bao nhiêu. Đây cũng là vì sao Ngàn Nhận viện có thể vẫn luôn một nhà độc đại. Trừ bỏ Ngàn Nhận viện bên ngoài, chủ thành còn có một chỗ thế lực, tên là Kiếm Cốc, Kiếm Cốc đại bản doanh cũng không tại đây, nhưng nơi này lại có một cái kiếm các, kiếm các đó là từ Kiếm Cốc nội phân ra tới, đại biểu Kiếm Cốc, chủ thành phát sinh hết thảy sự, kiếm các cũng đều sẽ trước tiên hội báo cấp Kiếm Cốc. Trừ bỏ Ngàn Nhận viện cùng Kiếm Cốc hai đại thế lực bên ngoài, chủ thành đệ tam thế lực lớn, đó là Võ Vương phủ. Võ Vương ngút trời anh tài, không đến 30 liền bước vào trí tôn cảnh, hiện giờ, phóng nhãn toàn bộ vạn vùng núi, võ vương đều là trẻ tuổi cao thủ đứng đầu, có người nói, võ vương thậm chí có thể cùng kiếm lâm thiên tranh phong, nhưng cái này cách nói, vẫn luôn đều không có bị chứng thực, bất quá, một cái có thể cùng nữ chiến thần đính hôn nam nhân, kia tất nhiên là nhân trung long phượng. Võ vương phủ dưới trướng, có rất nhiều cao thủ, đây cũng là võ vương phủ có thể trở thành chủ thành đệ tam thế lực lớn nguyên nhân, Võ Vương chính là đời trước vạn sơn chủ thành thành chủ truyền nhân, có thật dày của cải. Ở chủ thành nội, không có quá nhiều tiểu thế lực phân bố, mọi người đều là bám vào này tam đại thế lực trong đó một nhà dưới, chủ thành chung quanh cường đạo, còn lại là phụ thuộc vào hoành sơn bảy thái bảo. Chủ thành này tam đại thế lực, đều không phải là bền chắc như thép, bọn họ các có phần công, giống như là chủ thành trị an, vô luận hoành sơn bảy thái bảo như thế nào va chạm chủ thành, kết quả là, cũng chỉ có ngàn nhận viện sẽ phái ra người tới, còn lại hai đại thế lực căn bản mặc kệ, ngay cả cùng nữ chiến thần có hôn ước phó vương cũng sẽ không đi quản việc này, tùy ý nữ chiến thần một mình cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo chống lại. So với địa phương còn lại những cái đó rắc rối phức tạp thế lực, chủ thành hệ thống cấu thành coi như là đơn giản sáng tỏ. Mà lúc này đây hội đàm chính là ngàn nhận viện liên hợp kiếm cốc cùng nhau tổ chức, loại này hội đàm mỗi năm đều sẽ có một lần mục đích chính là vẫn luôn củng cố kiếm cốc cùng ngàn nhận viện ở toàn bộ vạn vùng núi địa vị. Bất quá năm nay, bởi vì quang minh đảo cùng với hoành sơn bảy thái bảo xuất hiện, rất nhiều người đều cho rằng, như vậy cách cục, chỉ sợ phải bị đánh vỡ. Hiện tại, khoảng cách hội đàm bắt đầu, còn thừa suốt 7 ngày thời gian. Hội đàm thư mời, Trương Huyền cùng Bạch chỉ bọn người đã thu được, giờ phút này, chỉ sợ ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, còn đang chờ đợi 7 ngày lúc sau, bọn họ mấy cái vào thành đâu. Trương Huyền đám người ở chủ thành ở ba ngày, đến ngày thứ tư thời điểm, y chát người mang về tới một ít hữu dụng tin tức, là về lôi cực trấn ngầm bảo vật. Y chát người bản thân ở Quang Minh Đảo, đó là phụ trách ám sát cùng tình báo, tìm hiểu tin tức loại sự tình này, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng dù cho là như thế này, y chát người cũng dùng ba ngày thời gian, mới nghe được về lôi cực trấn bảo vật sự, có thể nghĩ, đối với chuyện này, ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, làm cỡ nào kín đáo, nếu không có lôi cực chấn động tính quá lớn, chỉ sợ ai cũng không biết còn có bảo vật chuyện này. Đến bây giờ, rất nhiều người biết được về bảo vật sự tình, lại đối kia bảo vật là cái gì? Một mực không biết. Trương huyền 10 người, ngồi ở biệt thự trong đại sảnh, cửa phòng nhắm chặt, bước màn kéo lên, bất luận cái gì tin tức cùng bóng người đều sẽ không truyền ra đi. Lão đại, ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, tính toán lần này hội đàm lúc sau, nhích người đi trước lôi cực chấn. Y chát người hội báo hắn đoạt được đến tin tức, tục truyền ra tin tức, lúc này đây lôi cực trấn phía dưới khai quật bảo vật, cùng anh Linh Điện có quan hệ, cho nên kiếm cốc cùng ngàn nhận viện phá lệ coi trọng, hít sâu không tiếc hy sinh một tòa trấn cư dân. Cùng anh Linh Điện có quan hệ, Trương Huyền cười cười. Đúng vậy, Y chát người gật gật đầu, cứ nghe, kia đồ vật, có thể vì bọn họ chỉ dẫn anh Linh Điện phương hướng. Ha ha, nói đến cùng, vẫn là mơ ước anh Linh Điện nổi kia vô số kể chiến linh. Trương Huyền đứng dậy, bọn họ nếu muốn tìm, liền làm cho bọn họ đi tìm hảo, đương nhiên, cũng không thể làm cho bọn họ tìm quá mức nhẹ nhàng, về anh Linh Điện, ta không cho rằng, bọn họ tìm được kia, là có thể làm chút cái gì. Đối với anh Linh Điện nơi địa giới, Trương Huyền có tuyệt đối tự tin, anh linh đều xuất hiện, Trương Huyền không sợ này địa tâm bất luận cái gì tồn tại. Bạch Trì xem xuống tay trên cổ tay máy truyền tin, mở miệng nói, lão đại, tính thượng hôm nay còn thừa bốn ngày hội đàm liền phải bắt đầu rồi, kia võ vương tiểu nhi, chúng ta có phải hay không cũng nên gõ gõ, kia hóa, ta đã sớm nhìn khó chịu. Trương Huyền đẩy ra cửa sổ sát đất trước bức màn, lộ ra một cái tế phùng, nheo lại hai mắt, nhìn cách vách cách đó không xa biệt thự đơn lập, nếu chúng ta đã vào thành, đương nhiên không thể làm hắn như vậy thoải mái, chỉ là gõ, này nhưng không đủ a, à, đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vẫn luôn đều không có hé răng toàn len ken vừa nghe trương huyền nói ra ăn cơm hai chữ hai mắt tỏa ánh sáng chúng an khách sạn ở chủ thành cũng là rất là nổi danh nơi này đặc sắc đồ ăn vẫn luôn bị người nhắc tới chẳng sợ bạch trì đám người ở hoành sơn làm trò cường đạo thủ lĩnh, cũng không ngừng một lần nghe nói qua chúng an khách sạn đại danh lúc này đây cũng là bạch trì đám người lần đầu tiên đi vào cái này khách sạn khách sạn trang hoàng phi thường điển nhã ở trong đại sảnh phóng mềm nhẹ âm nhạc, các thực khách ngồi ở bên cạnh bàn, một bên hưởng thụ đồ ăn lượng cùng tam tinh Michelin tương đồng mỹ thực, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sở hữu phục vụ sinh, đều ăn mặc áo sơ mi áo choàng, nam tuấn nữ tịnh, phi thường đẹp mắt. Thực hiển nhiên, đây là một nhà xa hoa nhà ăn, ở cái này người đều thu vào một ngàn văn minh thời đại hạ, nơi này chi phí bình quân trình độ, đạt tới một ngàn năm. Nói cách khác, một cái học viện bình thường giáo viên một tháng tiền lương, miếng cưỡng ở chỗ này ăn thượng một đốn, rốt cuộc, cái gọi là chi phí bình quân, là ấn thấp nhất tới tính. Trương huyền đám người ngồi ở một trương bàn dài thượng, trên bàn điểm ngọn nến, nghe yêu nhã tiểu khúc, nhìn toàn len keng một người muốn mười người phân cơm. Ca, nơi này đồ ăn lượng cũng quá ít đi, còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Toàn len keng trợn trắng mắt phun tào. Vậy ngươi liền phải hai mươi phần hảo. Trương huyền cười cười, ánh mắt mọi nơi quan sát đến chương 1507 ta cũng nhịn không nổi. Trương huyền sở dĩ sẽ lựa chọn như vậy một nhà khách sạn, này nguyên nhân rất đơn giản. Càng là cao cấp yêu nhã địa phương, càng có thể bày ra ra một ít bần phú tranh lệch ra tới. Giống như là nơi này, có thể tới nơi này người, phi phú tức quý, xã hội pháp tắc, muốn phi phú tức quý, chỗ dựa cần thiết phải có, ở chỗ này mỗi một người dùng cơm khách nhân, trừ bỏ trương huyền bọn họ bên ngoài, đều bám vào tam đại thế lực mũ một nhà dưới. Mà tam đại thế lực chi gian cụ thể như thế nào, từ những người này nói chuyện phiếm, cùng với lẫn nhau thần thái bên trong liền có thể nhìn ra. Tỷ như tới gần nhà ăn trung tâm một vị trí, nơi đó là nhà ăn nội tốt nhất ghế dài, ngồi hai người, bọn họ nói chuyện phiếm giữa, nhiều lần nhắc tới Võ Vương, hiển nhiên là phụ thuộc vào Võ Vương thế lực dưới. Mà bên cạnh một bàn người, rõ ràng kiếm cốc trang điểm, eo quải bội kiếm, tuy là ngồi ở bên một bàn, nhưng này hai người khi nói chuyện hiển nhiên cố kỵ rất ít, thanh âm cũng so chung quanh người muốn lớn hơn một ít, kia dựa vào võ vương dưới người, nói chuyện thanh âm có khi hơi lớn một chút, liền theo bản năng chiều kia kiếm cốc người sở ngồi bàn nhìn lại, hiển nhiên, đối kiếm cốc người, có điều cố kỵ. Này liền thuyết minh, kiếm cốc hoàn toàn áp đảo võ vương phía trên, hơn nữa này hai bên thế lực chi gian, quan hệ cũng nên giống nhau. Mà kiếm cốc cùng ngàn nhận viện, còn lại là trà trộn ở bên nhau, hai bên đều đối với đối phương người biểu hiện thực khách khí. Lão đại, người nói chúng ta như thế nào kế hoạch, tấu kia võ vương. Muốn ta nói, trực tiếp gõ buồn côn, cấp trói lại, trí tôn lại như thế nào, ta mấy cái một giây cho hắn gõ ngốc. Hoặc là chính là sao nhà hắn, chúng ta đi động thủ, lão đại ngươi đi đoạt lấy tẩu tử, nói cho kia võ vương, ai mới là ba ba. Bạch trì đám người, một người một câu, mặt mang hưng phấn. Tương lai huy động cánh tay gian, một cái pha lê ly rớt đến trên mặt đất, theo tiếng mà toái. Bạch trì búng tay một cái, một người phục vụ sinh đã đi tới. Đêm này thua một chút, lại đổi cái cái ly tới. Bạch trì phân phó một tiếng. Phục vụ sinh khom lưng, nhặt lên mảnh nhỏ, theo sau xoay người, đương phục vụ sinh xoay người sau chuyện thứ nhất, lại là chiều bốn phía nhìn quét một vòng, có mấy bàn người, đối diện phục vụ sinh khẽ lắc đầu. Phục vụ sinh nhìn đến này mấy bàn người phản hồi lúc sau, quay đầu nhìn mắt trương huyền đám người. Trương Huyền đám người, căn bản không chú ý tới phục vụ sinh động tác nhỏ, còn ở nhỏ giọng trò chuyện thiên, đang ở bọn họ lưu đến hứng khởi khi, một nam nhân trung niên, bước nhanh đi tới. Vài vị, đây là các người muốn tân cái ly, trung niên nam nhân đem một cái mới tinh cái ly phóng tới trên mặt bàn, theo sau mở ra chính mình máy truyền tin, nói, các vị, vừa mới cái kia cái ly chướng, ai tới kết một chút đâu. Bạch trì khẽ cao mày, từ từ cùng nhau kết không được sao. Các vị, là cái dạng này trung niên nam nhân hơi hơi khom người chúng ta cái này cái ly giá cả tương đối sang quý cho nên yêu cầu trước tiên tính tiền trung niên nam nhân tuy rằng động tác có vẻ thực khách khí nhưng hắn trên mặt kiêu căng lại là ai đều thấy rõ bạch trì đám người trên mặt đất mỗi người thân phận kia đều là vạn người phía trên tới rồi địa tâm cũng chiếm cứ một phương hoành sơn bảy thái bảo càng là ở vạn vùng núi nổi danh bọn họ mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo hạng người Lúc này gặp được loại sự tình này, nếu nói trong lòng vô khí, đó là không có khả năng. Như thế nào, người cho rằng chúng ta bồi không dậy nổi. Bạch Trì trừng mắt nhìn Trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Trung niên nam nhân mặt mang mỉm cười, tôn kính khách nhân, ta đương nhiên không có như vậy tưởng, các vị vẫn là trước tính tiền đi. Bạch Trì vừa định phát hỏa, Trương Huyền vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, tính, khả năng nhân ra quy củ chính là như thế, bao nhiêu tiền? trung niên nam nhân hơi hơi mỉm cười, 50 vạn. Đang chuẩn bị đài thọ trương huyền, cũng bởi vì cái này con số, một chút sửng sốt. 50 vạn. Trương huyền đám người, cái nào không phải nhìn quen hàng xa xỉ, này cái ly rốt cuộc là cái như thế nào tình huống, bọn họ cũng đều không phải là nhìn không ra tới, tài chất đích xác tương đối cao cấp, đặt ở địa tâm văn minh thu vào tiêu chuẩn, mấy trăm khối bọn họ tin tưởng, nhưng 50 vạn, cái này giá cả, không phải tể người, vẫn là cái gì. Trương Huyền thu hồi chính mình máy truyền tin, ta yêu cầu thấy các ngươi giám đốc. Không cần, ta chính là, trung niên nam nhân cười nói, chư vị, là vị nào đài thọ đâu. Ngươi hắn sao, Bạch Trì đứng dậy liền chuẩn bị khai mắng, bị Trương Huyền giơ tay. Này một tiếng, làm chung quanh người toàn bộ đem ánh mắt thả lại đây. Trương Huyền nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Trình Nhiên, hỏi, đây là ai sản nghiệp? Phó Vương, Trình Nhiên trả lời. Trương Huyền gật gật đầu, vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, ý bảo Bạch Trì ngồi xuống, theo sau đương trường xoay 50 vạn cấp trình nhiên, làm trình nhiên đem này tiền thanh toán. Không có trực tiếp phó nguyên nhân, đó là Trương Huyền còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, bằng không, chuyển khoản tin tức thượng, liền sẽ biểu hiện Trương ức thanh ba chữ. Thu tiền sau, trung niên nam nhân vừa lòng tránh ra. Chúc các vị dùng cơm vui sướng. Nguyên bản còn ở vui sướng giao lưu Trương Huyền đám người, lúc này lại vô nửa điểm dùng cơm tâm tình, một đám ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên đều ở bạo tẩu bên cạnh, ngay cả toàn len ken, đều thở hồn hền, liền cơm đều không ăn. Không được, ca, ta nhịn không nổi, bạch chỉ một phách cái bàn, đứng dậy chiều một bên đi đến. Ta cũng nhịn không nổi, tóc đỏ đồng dạng đứng dậy, đi hướng khách sạn bên kia. Ta cũng là, tương lai cũng đứng dậy. Hải thần, Nguyệt thần, y chát ngươi, Alex, theo thứ tự đứng dậy, đi hướng khách sạn bất đồng phương hướng. Ca, ta, ta cũng đi." Toàn len keng lôi kéo tiểu hoa đứng lên, chiều phòng bếp phương hướng đi qua. Trình Nhiên ngồi ở chỗ kia, nhìn Bạch Chỉ đám người một đám sinh lửa giận, vội vàng hướng Trương Huyền nói, "Đại nhân, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a, à, có thể không động thủ tận lực không nên động thủ, tuy rằng không sợ Võ Vương, nhưng phiền toái khẳng định sẽ tìm tới môn tới, ta tại đây chủ thành còn có vài phần bạc diệt, việc này giao cho ta." Trình Nhiên biết, nơi này quyền lên tiếng là ở trương ước thanh trên người, hắn sau khi nói xong, vội vàng đứng dậy, đi tìm vừa mới cái kia giám đốc. Trương Huyền một câu không nói, cúi đầu, từ từ ăn trước mặt đồ ăn phẩm. Vài phút sau, bạch trì đám người theo thứ tự trở về. Ta quan sát qua, này nhà ăn nội phục vụ phụ sinh, thực lực tối cao cũng liền hóa hình hậu kỳ, cửa bảo an là ngưng khí kỳ, không có cao thủ. Bạch trì nói, khách sạn nền đánh giống nhau, chỉ cần ba cái bạo phá điểm, là có thể hoàn toàn hủy hoại này. Tương lai nói, khách sạn có cái tủ lạnh, không gian rất đại, có thể phóng mấy chục người thi thể. Alex mở miệng. Cái kia giám đốc ở trên lầu, từ từ ta đi cắt hắn đầu. Tóc đỏ nói, khách sạn buôn bán ngạch đều ở công hộ, có hai người biết mật mã, hai người kia hợp nhau tới, có thể trực tiếp chuyển khoản, hôm nay bọn họ thu vào không sai biệt lắm có 67 vạn. Nguyệt thần nói, bốn điều nhanh chóng rút lui lộ tuyến. Y chát người cuối cùng một cái trở về, ngồi xuống. Trương Huyền buông trong tay chiếc đúa, xoa xoa miệng. Tiến đến giao thiệp trình nghiên vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ đi rồi trở về, vài vị đại nhân, ta cũng nhịn không được, động thủ đi. Ca, khách sạn sau bếp ăn, ta tùy thời cấp toàn cuốn. Toàn len ken chạy chậm trở về, vỗ bộ ngực. Trương 1508 giá trị bao nhiêu tiền. Nhìn trình nghiên vẻ mặt tức giận, hiển nhiên, hắn ở giao thiệp trong quá trình, cũng bị đối phương chạm đến tới rồi điểm mấu chốt. Trình nhiên nhìn ngồi ở bên cạnh bàn trương huyền đám người, lại nhìn nhìn khách sạn này, không cấm vì Võ Vương cảm thấy có chút bi ai. Võ Vương tuy rằng ở chủ thành thế lực không nhỏ, nhưng cũng chỉ là ở chủ thành mà thôi. Mà hoành sơn bảy thái bảo cùng này trương ức thanh đâu. Những nhân vật này, chính là quấy toàn bộ vạn vùng núi Phong Vân A, thật muốn đối thượng, kia Võ Vương cũng đến thấp hèn đầu tới, lấy cái gì cùng những người này so chỉ là trí tôn cường giả này hai bên thế lực thêm lên vậy mấy chục cái ở trình nhiên trong lòng đừng nói võ vương chính là này ngàn nhận viện hoặc là kiếm cốc đều không thể cùng như vậy hai cái thế lực liên hợp so sánh với hiện tại võ vương thủ hạ một cái khách sạn giám đốc dám chiêu chọc những nhân vật này kia không phải tìm chết là cái gì trương huyền buông trong tay khăn giấy nhìn quét một vòng khách sạn bạch trì đám người tất cả đều nhìn trương huyền chờ Trương Huyền làm ra quyết định. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn mắt trên cổ tay máy truyền tin, ra tiếng nói, 3 phút nội, kết thúc chiến đấu. Nghe được Trương Huyền lời này, bạch trì đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn, một câu không nói, đồng thời xoay người, chiều một bên đi đến. Trương Huyền cầm lấy trên bàn chén rượu, hai ngón tay nhéo lên, nhẹ nhàng lay động, liền ở Trương Huyền trong tay chén rượu lay động đệ nhất hạ thời điểm, khách sạn đại môn chỗ, phát ra ẩm vang tiếng vang, một đạo anh linh xuất hiện ở khách sạn cửa, đem đại môn phá hủy. Trương huyền biểu tình không có chút nào biến hóa, đường hắn lay động đệ nhị nhắm rượu ly là lúc, khách sạn sở hữu pha lê, toàn bộ vỡ vụn mở ra, lại là một đạo chiến linh xuất hiện. Trương huyền đem chén rượu bắt được trước mũi, người kia ly trung truyền đến rượu hương. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với này nói tiếng kêu thảm thiết, là phía trước tên kia nhặt lên cái ly mảnh nhỏ phục vụ sinh, Miệng phun máu tươi, từ khách sạn mà rơi, ném tới mặt đất. Này ủ rượu trình độ, kỳ thật cũng không tệ lắm. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, khách sạn nội, kia sang quý quầy rượu hoàn toàn tan vỡ mở ra, giá trị xa xỉ rượu sái lạc đầy đất, khách sạn nội tức khắc lâm vào hoảng loạn bên trong. Ai dám ở võ vương địa bàn nháo sự? Có người hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hô vừa mới phát ra, đã bị người đánh đến tung bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Phó Vương, rất mạnh sao, này cửa hàng nếu dám tể khách, nên làm tốt tùy thời bị tạp chuẩn bị. Bạch Trì cười lạnh một tiếng, một phen màu đen dao mổ tung bay, vừa mới nói chuyện người nọ đầu, lập tức bị cắt xuống dưới. Nếu là hắc điếm, vậy không có lại khai đi xuống tất yếu. Tương lai cười lạnh tiếng vang lên, hiện tại, nàng chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng vừa động, toàn bộ khách sạn liền sẽ hoàn toàn bị bạo phá. Mỹ nữ tỉ tỉ, chờ một lát, Toàn len keng nhìn tương lai muốn ấn cái nút, vội vàng ra tiếng, này phòng bếp còn có điểm đồ vật, lại cho ta 10 giây. Liền thấy toàn len keng linh khí, hóa thành một chiếc tiểu xe vận tải, từ sau bếp bắt đầu trang đồ vật. Này bàng bạc linh khí, bị toàn len keng lấy như vậy phương thức vận dụng, trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng không ai có thể làm được. Hảo, mỹ nữ tỉ tỉ, tạc đi, toàn len keng hét lớn một tiếng, mang theo hắn linh khí xương hóa, chiều khách sạn ngoại phóng đi ầm vang, ánh lửa tạc khởi, toàn bộ khách sạn bắt đầu chấn động, theo sau sụp xuống. Khách sạn nội ưu nhã các thực khách, điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn, rốt cuộc không rảnh lo cái gì lễ tiết, một ít tự cho là thực lực cường đại người, bản thân tưởng phát hỏa, nhưng vừa chuyển đầu, nhìn đến mấy đạo anh linh xuất hiện, tất cả đều nhắm lại miệng, trong lòng biết võ vương đây là chọc tới không nên dây vào người A. 3 phút thời gian, nói mau cũng mau, nhưng cũng cũng đủ làm rất nhiều sự tình xa hoa trúng an khách sạn, đầu nhập tài chính không biết nhiều ít, liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn sụp xuống, biến thành một đống phế tích. Khách sạn hai gã tài vụ, bị y chát người nắm lên, đem chứng vụ toàn bộ chuyển nhập y chát người tài khoản nội. Mà tên kia hỏi Trương Huyền đám người đầy trời chào giá trung niên giám đốc, đã bị tóc đỏ chém rớt đôi tay, mang đi. Nguyên bản, vạn sơn chủ thành tướng sĩ tinh lực, toàn bộ đều tập trung ở tường thành ngoại, giờ phút này, tường hòa bên trong thành đột nhiên phát sinh như vậy sự, làm chủ thành tướng sĩ, đều có chút chờ tay không kịp, này chủ thành nội, đã không biết bao lâu, không ai dám nháo sự, rốt cuộc, cái này địa phương, là tam đại thế lực địa bàn, không ai dám tùy ý trêu chọc tam đại thế lực. Chúng an khách sạn phát sinh sự tình, tuyệt đối coi như là số một tin tức, khách sạn ẩm ẩm sập một màn, bị người chụp xuống dưới, chuyển tới võ vương phủ. Phế thích bụi bám giữa, Trương Huyền đứng dậy, buông trong tay uống cạn chén rượu, trên người không dính một hạt bụi trần trương huyền nhìn mắt trên tay máy truyền tin lẩm bẩm nói hai phân bốn mươi giây tuy rằng ở quy định thời gian nội nhưng động tác so trước kia chậm nhìn dáng vẻ đều có chút chậm trễ a à. trương huyền nói xong lắc lắc đầu đi hướng phía thích ngoại võ vương phủ tọa lạc ở chủ thành ngay trung tâm giờ phút này võ vương nghe truyền đến tin tức nhìn những cái đó người khác chụp được tới video cả người đều ở phát run Này chủ thành không biết có bao nhiêu năm, không có người dám vì ý nháo sự, hiện giờ, việc này vừa ra, liền ra ở hắn Võ Vương địa bàn, này chẳng phải là liền cho rằng hắn Võ Vương càng tốt khi dễ sao? Võ Vương trên người, linh khí kích động, trước mặt sang quý gỗ đặc gia cụ, tại đây cuồng bạo linh khí hạ biến thành mảnh vụn. Cho ta cha, xem việc này là ai làm? Võ Vương đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Liền ở toàn thành đều bởi vì Trung An khách sạn bị tạc mà rối loạn thời điểm, sự tình người bồi táng nhóm, đã về tới bọn họ chỗ ở. Ta nói béo ca, tủ lạnh trang không dưới A, bạch trì nhìn đã bị toàn len keng nhét đầy tủ lạnh, cùng với còn có đôi lên so năm cái tủ lạnh đều phải đống lớn đồ ăn. Không có việc gì, toàn len keng huy xuống tay, bên trong đều là chân phẩm, từ từ ăn, bên ngoài này đó, ta hôm nay liền ăn xong. Bạch trì nghe được biểu tình có chút dại ra, hoãn đã lâu, hướng toàn len keng vươn một cái ngón tay cái, như bức biệt thự trong đại sảnh. Bị chém đứt đôi tay trung niên giám đốc, cuộn tròn ở một góc chung, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người bởi vì sợ hãi mà run rẩy, liền ở vừa rồi, hắn đã thấy được rõ ràng, những người này, tất cả đều là trí tôn. Này trung niên giám đốc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình xảo trá, thế nhưng xảo trá đến vài tên trí tôn nơi đó. Một cái cái ly, giá trị 50 vạn, như vậy xin hỏi, người đôi tay, giá trị bao nhiêu tiền đâu? Tóc đỏ ngồi xổm trung niên giám đốc trước mặt, sắc mặt nhàn nhã hỏi. Trung niên giám đốc đôi tay máu bị ngừng, làm hắn sẽ không bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Nhìn trước mắt người, trung niên giám đốc mãn nhãn sợ hãi, môi đánh run run, không. Không, không cần tiền. Nga, tóc đỏ gật gật đầu, vậy ngươi hai chân, giá trị bao nhiêu tiền? Trung niên giám đốc vừa nghe liền minh bạch có ý tứ gì, quần gian tức khắc ướt một mảnh. Nói, bao nhiêu tiền? Tóc đỏ hỏi lại. Trung niên giám đốc run run, căn bản nói không nên lời lời nói. Nếu ngươi không nói, ta đây giúp ngươi ra giá hảo, ngươi cảm thấy có thể, ta đây liền đình, minh bạch sao. Tóc đỏ hơi hơi mỉm cười, nhưng phải chú ý, ngàn vạn không cần vượt qua ta tâm lý mong muốn, bằng không ta sẽ từ địa phương khác, tìm tranh lệch giá. chương 1509 học kỹ thuật. Ở tóc đỏ phía sau, một đạo chiến linh hiện lên, cường đại huy áp, dũng hướng trung niên giám đốc trung niên giám đốc chỉ cảm thấy toàn thân đều ở tê dại, hắn muốn khống chế chính mình tứ chi, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được, hắn đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Người cảm thấy, người hai chân, có đáng giá hay không hai vạn? Tóc đỏ mở miệng dò hỏi. Trung niên giám đốc, không dám hé răng. Tóc đỏ lắc lắc đầu, không nói, vậy ngươi chính là cho rằng không đáng giá, ta cũng cảm thấy là như thế này, người chân, sao có thể mới giá trị cái này số đâu, kia năm vạn thế nào trung niên giám đốc vẫn là không nói lời nào. Nga, năm vạn còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ, người ngày thường tiền lương đãi ngộ không tồi a, à, kiệp phiên một phen, 10 vạn như thế nào. Trung niên giám đốc, như cũng không hé răng. Ta thiên, 10 vạn còn chưa đủ a, à, chẳng lẽ, người này chân, cùng kia cái ly giống nhau đáng giá. Tóc đỏ lộ ra khoa trương biểu tình. Ta nói hồng mau, người điểm này một chút ra giá, keo kiệt ai đâu. Alex đi tới, Nhân gia chính là cái giám đốc, đối với đường đường giám đốc, ngươi liền như vậy báo giá đâu? Ta tới nói, 50 vạn. Alex vươn năm căn ngón tay. Alex, ngươi thật là có tiền a, à, bất quá, 50 vạn liền 50 vạn, rốt cuộc ngươi cũng nói, nhân gia là cái giám đốc, lãnh đạo cấp bậc. Tóc đỏ nhe răng, thế nào, một ngụm giới, 50 vạn, không thể lại bỏ thêm, nếu lại thêm, vượt qua ta tâm lý mong muốn, ta nói không hảo muốn mua chút khác cái gì ở tóc đỏ từng tiếng dò hỏi, cùng với chiến linh uy áp hạ, này trung niên giám đốc tâm lý phòng tuyến, bị hoàn toàn đánh sập, gian nan gật gật đầu. Ha ha, ta liền nói, này giá cả mới không làm thất vọng nhân ra giám đốc thân phận sao. Alex cười lớn một tiếng, tới, cái này tiền, ta đào. Alex nói, nắm lên trung niên giám đốc đoạn cổ tay cánh tay, mở ra đối phương máy truyền tin, trực tiếp cấp xoay 50 vạn qua đi. Làm danh chấn vạn vùng núi Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, Alex đám người gần đoạn thời gian tới, chính là gom tiền không ít, mỗi một cái, kia đều là tuyệt đối nhà giàu. Trung niên giám đốc mắt thấy chính mình tài khoản nội tiền đột nhiên tăng lên 50 vạn, này một bút đặt ở ngày thường đủ để cho hắn hưng phấn đến nhảy dựng lên cự khoản, hiện tại với hắn mà nói, giống như ác mộng. Nhìn máy truyền tin thượng chuyển khoản tin tức, trung niên giám đốc ánh mắt đột nhiên một ngưng. Alex, Alex, tên này. Trung niên giám đốc đồng tử đột nhiên kịch liệt co rút lại. Tên này là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo chi nhất. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo trước kia đã bị truy nã, sau lại va chạm chủ thành, chủ thành nội cư dân, rất nhiều người chưa thấy qua Bảy Thái Bảo chân nhân, nhưng đối này bảy người đại danh lại là sớm có nghe thấy. Trước mặt người này, thế nhưng là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo chi nhất, kia còn lại cùng hắn xương huynh gọi đệ chẳng phải là. Trung niên giám đốc trong mắt chuyển tới một bên, kia tâm, hoàn toàn rét lạnh đi xuống, đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn, đánh gãy trung niên giám đốc trong đầu phỏng đoán. Trung niên giám đốc, chờ mắt nhìn, chính mình hai chân, tự cổ chân chỗ, hoàn toàn đứt gãy mở ra, máu tươi chảy xuôi mà ra, trung niên giám đốc thậm chí có thể cảm nhận được kia độ ấm, cảm nhận được một cổ nhiệt lưu, từ cổ chân biến mất. Chảy xuôi máu tươi bị tóc đỏ dùng khí phong bế, đột nhiên im bặt, này quỷ dị một màn, càng làm cho người trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ha ha, một đôi chân liền 50 vạn, Người này thật đúng là đáng giá A, à, tới, ta mua một chân, hai trăm vạn. Hải thần bước nhanh đi tới, nắm lên trung niên giám đốc thủ đoạn, trực tiếp xoay hai trăm vạn qua đi, theo sau, chém rất trung niên giám đốc một chân. Đặc ngươi, ngươi là thật sự keo kiệt A, à, một chân mới cho hai trăm vạn, ta tới. Y chát ngươi đi tới, ta ra hai trăm vạn linh một khối. Một chân, y chát ngươi đồng dạng chuyển khoản, theo sau, lấy trung niên giám đốc một chân trung niên giám đốc, từ đầu tới đuôi, liền như vậy trơ mắt nhìn, chính mình hai chân, bị người chặt bỏ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia đau đớn đánh úp lại, cái loại này thống khổ, làm hắn muốn ngất, nhưng mỗi một lần đến sắp hôn mê thời điểm, đều sẽ có một cổ khí, kích thích hắn thần kinh, khiến cho hắn tỉnh táo lại, hoàn chỉnh thừa nhận như vậy đau đớn. Làm một người trơ mắt nhìn chính mình bị tước thành nhân côn, mặc kệ là thân thể thượng, vẫn là tinh thần thượng, đều là tuyệt đối tra tấn ta nói các người mấy cái đại quê mùa, một chút đều không chú ý chi tiết. Nguyệt thần bước yêu nhã nện bước, từ một bên đã đi tới, có đôi khi, chi tiết thật là rất quan trọng, tới, cái này cho các ngươi. Nguyệt thần lấy ra một mặt toàn thân kính, bày biện ở trung niên giám đốc đối diện, trung niên giám đốc, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình giờ này khắc này bộ dáng, trên mặt đất vết máu, chính mình dưới thân miệng vết thương, hắn xem rõ ràng. Trung niên giám đốc ngạch chống kia tiếp cận 500 vạn cự khoản, giống như tử thần mộ binh, đối hắn mà nói, là một loại tra tấn. Hảo hảo, các ngươi mấy cái đều đừng tiêu phí, liền các ngươi có tiền đúng không, ta cũng mua, ta mua hắn toàn thân thịt. Tương lai chạy tới, trực tiếp xoay 500 vạn đến trung niên giám đốc trong thẻ, chuyển xong sau, tương lai bồi thêm một câu, muốn thịt nát nga. Ta tới, Alex vẻ mặt hưng phấn thấu lại đây, hắn trong tay, xuất hiện một phen khí nhận, tiểu đao hình dạng, này khí nhận múa may một vòng, trung niên giám đốc trên người, mấy khối thịt bị phiến xuống dưới, rơi trên mặt đất, trung niên giám đốc, thông qua đối diện gương, có thể rõ ràng thấy như vậy một màn, rõ ràng nhìn đến, chính mình trên người huyết nhục, bị người cắt xuống dưới. Trương Huyền ngồi ở một bên, xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái, tùy ý y chát người đám người đi hổ nháo. Đại nhân, phó vương bên kia, đã phái người ra tới tra xét, chỉ sợ thực mau liền phải tra được chúng ta nơi này. Trình nhiên đứng ở Trương Huyền trước người, cung kính nói. Vậy làm hắn cha hảo, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Trình nhiên nhìn thấy Trương Huyền này không để bụng bộ dáng, cũng không có nói cái gì nữa, thối lui đến một bên. Trương Huyền ánh mắt, xuyên thấu qua kia cửa kính sát đất, nhìn cách vách sân, Lâm Thanh hàm hôm nay cũng không có ăn mặc nàng kia một thân khôi giáp, mà là thay đổi một thân hưu nhàn phục, ở trong sân, an tĩnh tưới hoa. Lâm Thanh Hạm sở trụ sân bộ dáng, Bố trí cùng bọn họ trên mặt đất ra hoàn toàn tương đồng Ngay cả cái kia mộc đỉnh hóng gió Lâm Thanh Hạm đều hoàn chỉnh phục khắc lại một cái Bày biện ở sân giữa Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia mềm nhẹ động tác Mặt lộ vẻ mỉm cười Này địa tâm hành trình Đối với Lâm Thanh Hạm thay đổi Cũng là phi thường thật lớn Biệt thự đại sảnh bên trong Toàn len keng ôm một đống ăn Ngồi ở chỗ kia nhìn Alex động tác Béo ca Người này sao hồi sự Nhìn ăn với cơm A Bạch Trì thấy toàn len keng kia vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhịn không được hỏi. Kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân là, Bạch Trì phát hiện toàn len keng ở chảy nước miếng, hắn phân không rõ, này mập mạp là đối trước người ăn chảy nước miếng, đó là đối Alex sở phiến xuống dưới vài thứ kia chảy nước miếng. Ta này không không có chuyện gì sao, học học kỹ thuật, hắc hắc. Mập mạp hít mắt cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 1510 linh thị. Ở tóc đỏ đám người cha tấn hạ, trung niên giám đốc với tử vong trước tinh thần hỏng mất, hoàn toàn điên mất, hắn rơi vào như thế kết cục, xét đến cùng, tâm thuật bất chính. Hiện tại, cơ hồ chủ thành nội không một người, đều biết được chúng an khách sạn phát sinh sự, đại gia cũng ở suy đoán, rốt cuộc là ai có này phân can đảm cùng với thực lực, đem võ vương địa bàn, làm thành như vậy. Trương huyền đám người, liền đãi ở biệt thự nội, chờ đợi võ vương đã đến, Chính là, võ vương cũng không có xuất hiện, thẳng đến sắc trời có chút đen đi xuống, võ vương như cũng không có tới. Thiết, toàn len keng chu chu môi, người nói này võ vương, cũng quá thùng cơm đi, này đều cha không đến chúng ta. Béo ca, không phải cha không đến, mà là hắn sợ không chuẩn tình huống. Bạch trì hồi phục toàn len keng nói, võ vương đã sớm tra được trên đầu chúng ta, thậm chí tuyệt đối đã tra được chúng ta thân phật, nhưng hắn không dám động thủ, bởi vì hắn sợ không chuẩn chúng ta bảy thái bảo cùng quang minh đảo, rốt cuộc là cái gì quan hệ, hắn cũng ở châm trước trong đó lợi hại quan hệ. Võ vương võ vương, ta còn tưởng rằng hắn nhiều lợi hại đâu. Toàn len khen vỗ vỗ chính mình bụng, nhìn về phía trương huyền, ca, nếu võ vương không tới, chúng ta liền đi cái kia linh thị đi dạo bái. Trương huyền gật gật đầu, cũng hảo, nhiều đi xem, đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Cái gọi là linh thị, chính là một cái lâm thời tổ kiến lên lưu động thị trường, vạn vùng núi mỗi khi có đại sự phát sinh tụ tập địa phương, sẽ có linh thị xuất hiện. Sở dĩ xưng là linh thị, là bởi vì ở kia thị trường thượng sở bán đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng linh khí có quan hệ. Lúc này đây chủ thành hội đàm, cơ hồ các thế lực lớn đều sẽ trình diệt, tuy rằng rất nhiều thế lực đều rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ, đối lần này hội đàm xếp hạng sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng, nhưng như cũ sẽ tiến đến đi ngang qua sân khấu, như thế đại lượng người, sở tạo thành kết quả đó là, này chủ thành, chưa từng có lửa nóng. Mà linh thị, chính là từ này đó nhàn tản nhân viên làm tạo thành, dĩ vãng chỉ là một ít loại nhỏ quầy hàng, nhưng dần ra, liền biến thành phía chính phủ tôn sùng giao dịch thị trường. Ở hội đàm bắt đầu 3 ngày trước, chủ thành sẽ chuyên môn phân phối ra hai điều tuyến đường chính, phụ trách linh thị tạm thời dựng. Ở linh thị tồn tại trong khoảng thời gian này, kia hai điều tuyến đường chính đều là không cho phép thông xe. Đêm nay là linh thị khai trương ngày đầu tiên, cũng chú định sẽ là nhất hỏa bạo thời điểm. Linh thị thượng đồ vật, không có tiêu chuẩn giá cả, nơi đó tồn tại bảo vật, cũng có thể là rác rưởi, có thể hay không mua được chính mình muốn đồ vật, kia đều là xem từng người nhãn lực, không thiếu có những cái đó sẽ thức bảo người, sẽ chuyên môn ở linh thị dựa bản lĩnh phát tài, đương nhiên, cũng có không ít người ở linh thị bị lừa lỗ sạch vốn, cụ thể như thế nào, liền xem cá nhân lựa chọn. Bất quá đại đa số người tiến đến linh thị, nhiều là vì chướng chướng kiến thức Trương Huyền đám người, chuyến này mục đích cũng là như thế. Trương Huyền đám người từ mặt đất mà đến, đối với địa tâm văn minh, hoàn toàn không hiểu, cái gọi là có chứa linh khí đổ vật, đối Trương Huyền đám người tới nói, chỉ tồn tại một cái đại khái khái niệm, cụ thể là cái gì, lại không được biết. Đường Trương Huyền đám người đi vào linh thị thượng khi, phóng nhãn nhìn lại, này một toàn bộ đường phố, tràn đầy đều là người, ven đường bãi các loại quầy hàng, quầy hàng thượng là các loại cổ quái ngoạn ý, mặt trên đích đích xác xác đều có linh khí dao động. Lão đại, chúng ta qua bên kia đi dạo. Lão đại, chúng ta đi kia đầu. Bạch chỉ đám người, từng người hướng tới chính mình cảm thấy hứng thú quầy hàng đi đến. Mà tương lai, tắc đi theo trương huyền bên cạnh, đi dạo. Lão đại, không thể không nói, này địa tâm đối với khí hiểu biết, thật là siêu việt mặt đất quá nhiều, chẳng sợ linh khí truyền tới mặt đất, Mặt đất muốn đạt tới địa tâm loại này toàn dân luyện khí, không biết còn muốn bao lâu, thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu có một ngày, địa tâm cùng mặt đất bị đả thông, sẽ phát sinh cái gì? Hai cái văn minh va chạm, tuyệt đối không có khả năng tưởng an không có việc gì. Tương lai cảm khái, đối với hai loại bất đồng văn minh đồng thời xuất hiện sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, nàng quá rõ ràng bất quá, rốt cuộc, trên mặt đất thế giới, tương lai cái này xưng hô, liền đại biểu một cái văn minh, những cái đó quốc gia đối với nàng có bao nhiêu kiêng kỵ tương lai rất rõ ràng, nếu có khả năng, chỉ sợ những cái đó quốc gia, sẽ bất kể hết thảy hậu quả, đem nàng hủy diệt. Trương Huyền lắc lắc đầu, không có trả lời tương lai nói, vấn đề này, không ai có thể trả lời, nhưng tà thần đã từng cấp Trương Huyền điểm quá vài câu, địa tâm văn minh, tuy rằng luyện khí hướng phía trước, nhưng ở đỉnh cấp cường giả phương diện, mặt đất cùng địa tâm tranh lệch cũng không sẽ quá lớn, tranh lệch lớn nhất, kỳ thật chỉ là trung kiên lực lượng mà thôi, chỉ cần đỉnh cấp lực lượng sẽ không bị đối phương phá hủy, như vậy địa tâm cùng mặt đất liền sẽ không dễ dàng khởi xung đột, rốt cuộc, mặt đất cũng nắm giữ không nên thuộc về thế giới này lực lượng. Hạch bảo, mà địa tâm khoa học kỹ thuật tuy rằng viễn siêu mặt đất, nhưng muốn làm ra siêu việt hạch bảo uy lực vũ khí, kia cũng rất khó, cho dù là có, kia cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng, rốt cuộc loại đồ vật này vận dụng, chỉ sợ địa tâm văn minh, cũng sẽ gặp hủy diệt. Trương Huyền rất có hứng thú nhìn này linh thị quầy hàng thượng sở bày biện đồ vật, có chút tiểu ngoạn ý mặt trên tản ra nồng đậm linh khí, này quầy hàng lão bản đều sẽ làm ra giải thích. Đây là một cái cơ quan cầu, bên trong ẩn chứa ngưng khí đỉnh núi cao thủ năng lượng, một khi xúc động cơ quan, có thể cho người sử dụng phát ra cung cấp với ngưng khí đỉnh núi cao thủ toàn lực một kích. Trương Huyền nhìn đến, này một cái cơ quan cầu, làm không ít người tranh đoạt muốn mua. Ngưng khí đỉnh núi, đối với người thường mà nói, loại thực lực này đã là một phương khấu đầu, mua tới, ở thời điểm mấu chốt, tuyệt đối là có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Này đem bội kiếm, có thể đem linh khí giáo huấn đi vào, mỗi nhất kiếm chém ra, đều có thể mang theo khí mang, hơn nữa có thể còn có cùng người sử dụng bất đồng thuộc tính linh khí, nếu sử dụng thích đáng, có thể làm người sử dụng chiến lược tăng nhiều. Này khối thạch bài, bên trong có một cái cổ xưa trận pháp, đem linh khí giáo huấn đi vào nói, có thể hình thành linh khí vòng bảo hộ, khởi đến chống đỡ công kích tác dụng, ta hiện tại thực lực là ngưng khí lúc đầu, nhưng ta đem linh khí rót vào sau, kia vòng bảo hộ có thể ngăn cản ngưng khí hậu kỳ cường giả công kích. Công pháp bí tịch, công pháp bí tịch, chỉ có một quyền. Kiếm chiêu, kiếm cốc vô ý truyền lưu ra tới kiếm chiêu. Tàng bảo đồ tàn trang, cứ nghe ghi lại chí tôn cường giả truyền thừa, tìm được bảo tàng người, cung cấp với bái chí tôn cường giả vi sư, có thể kế thừa vị này cường giả toàn bộ y bát đủ loại giao hàng thanh không ngừng vang lên kia từng cái vật phẩm công hiệu cũng coi như là làm trương huyền mở rộng tầm mắt tổng thể phân tích xuống dưới nơi này sở bán đồ vật chia làm vài loại đệ nhất loại công kích loại linh khí bảo vật đệ nhị loại phòng ngự loại linh khí bảo vật loại thứ ba thêm vào thuộc tính loại linh khí bảo vật đệ tứ loại công pháp bí tịch thứ năm loại tàng bảo đồ thứ sáu loại cao thâm chiêu thức Trương Huyền nhìn lướt qua, hắn kinh nghiệm nói cho hắn, nơi này đồ vật, có một trở thành sự thật, vậy không tôi. Một cái tân thời đại, khả năng sẽ ở vừa xuất hiện thời điểm cực kỳ phồn hoa, nhưng theo các loại nhân tố rót vào, liền trở nên dơ bẩn bất kham lên. Liền giống như cái này Linh Thị, ở ban đầu thời điểm, Linh thành phố sở bán đồ vật, là phá lệ thuần túy, có thể lấy ra tới bán, ít nhất, đều là trời sinh cụ bị linh khí bảo vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, Linh Thị Thượng, bắt đầu xuất hiện hàng giả, một ít người dùng cực tiểu phí tổn, là có thể kiếm được đồng tiền lớn, như vậy gom tiền phương thức, tất nhiên làm nhân tâm động. Tới rồi hiện tại, Linh Thị càng là rồng rắn hỗn tạp, làm gì đó đều có. Trương Huyền nhìn mấy cái cái gọi là siêu cường chiêu thức, còn có kia cái gì kiếm cốc truyền lưu ra kiếm chiêu, đều là một ít tìm từ nóng nảy hoa lệ, thực tế không có nửa điểm dùng đồ vật, nhưng cố tình mấy thứ này sẽ đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Tương phản, Trương Huyền nhìn đến một cái cơ bản kiếm thuật, này kiếm thuật luyện kiếm phương thức thực độc đáo, nhìn qua tối nghĩa khó hiểu, chiêu thức thường thường, không có một chút hoa lệ, nhưng cố tình bên trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm thủ pháp, nhưng lại không người hỏi thăm. Trương Huyền nhìn đến những cái đó người trẻ tuổi quay chung quanh hoa lệ kiếm chiêu khi không ngừng khoa tay múa chân thủ thế, đại khái cũng có thể lý giải, những người này, theo đuổi đều không phải là là cái gì cường đại uy lực, bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng này kiếm chiêu không có gì uy lực bọn họ muốn, khả năng chỉ là tư thế đủ xoái, này liền đủ rồi. Trương Huyền lại nhìn chút cái gọi là trí cường công pháp, nhưng thật ra có một ít không tồi, một nhà quầy hàng trước, vây quanh không ít người, quầy hàng lão bản, ở kia lên tiếng giảng giải trong tay hắn đổ vật, chính là một quyển công pháp. Các vị, các người hẳn là đều biết được, ở sớm nhất thời kỳ, không riêng có luyện khí sĩ, còn có thể tu giả, phá lệ mạnh mẽ, thể tu giả không dựa vào anh linh, cường đại giả, thậm chí năng thủ xé anh linh, sau khi chết mười mấy năm, thì cốt đều sẽ không hư thối, chẳng qua, thể tu công pháp quá ít, mỗi một cái, đều là thể tu giả bất truyền bí mật, cho nên, thể tu giả dần dần biến mất, nhưng hôm nay, ta nơi này, có một quyền đến từ thể tu trí tôn tu luyện công pháp, lúc này, nguyện ý lấy ra trước hai trang. Cấp các vị quan khán Này quầy hàng lão bản phía sau, có một cái màn hình lớn, trên màn hình thình lình phóng về này bổn công pháp trước hai trang nội dung vây xem người, ánh mắt tất cả đều tập trung tại đây công pháp nội dung thượng, phát ra cảm khái. Ta thiên, này thể tu cũng quá khổ đi. Này ai có thể kiên trì xuống dưới A. Luyện cái 3 bốn năm, khả năng còn vô pháp ngự khí, ngốc tử mới luyện cái này đâu. Cần phải luyện hảo, kia không chừng có bao nhiêu cường đâu. Cường, vậy ngươi cũng đến luyện hảo mới được, hơn nữa vừa đánh lên, đều đến chính mình thượng, cùng cái mãng phu dường như, khó coi chết đi được. Trương Huyền nghe này đó cảm khái thanh, không cấm lắc lắc đầu. Cái này cái gọi là trí tôn thể tu công pháp trước hai trang theo như lời nội dung, đơn giản chính là một ít cơ bản rèn luyện thân thể phương pháp, làm thân thể trở nên càng thêm cường tráng, khuếch trương gân mạch, đạt tới dẫn linh khí nhập thể hiệu quả. Đối với tu luyện diệt thế đồ lục Trương Huyền mà nói, loại này phương pháp, có thể nói mùa xuân gió nhẹ, nhu hòa không thể lại nhu hòa, nhưng đặt ở địa tâm những người này trong mắt, lại là thống khổ khó nhịn địa tâm tương đối với mặt đất ưu thế ở chỗ, bọn họ có hoàn chỉnh luyện khí hệ thống, mọi người chỉ cần chiếu cái này hệ thống tu luyện, có thiên tư giả, có thể được việc, vô thiên tư giả, tầm thường vô vi. Mà mặt đất, tuy rằng không có hoàn chỉnh luyện khí hệ thống, nhưng sở hữu bước lên luyện khí một đạo người, đều có ý nghĩ của chính mình, bọn họ so địa tâm người, càng có rất nhiều một cổ đua kính, bọn họ càng có thể phát huy suốt từ thân tiềm lực, càng có thể chịu đựng cực khổ mài rũa. Từ này đó phương diện tới giảng, mặt đất luyện khí sĩ thân thể thực lực là tuyệt đối có thể siêu việt địa tâm luyện khí sĩ. Điểm này, Trương Huyền đến bây giờ cũng có rất nhiều hiểu được. Vạn Sơn Đại Khu, làm địa tâm tứ đại khu vực chi nhất, trừ bỏ kiếm lâm thiên bên ngoài, Trương Huyền còn không có nhìn thấy cái gì kinh tài diễm diễm hạng người. Nhưng trên mặt đất, đừng nói là khống linh cảnh, chính là những cái đó phú thần cảnh, tỉ như người miêu, áo tang, phá quân, hoặc là kia dương thủ mộ, thậm chí triệu cực, toàn len keng, những người này đều kinh tài diếm diếm, Trương Huyền hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu là người miêu, áo tang, dương thủ mộ bực này tồn tại bước vào khống linh cảnh, chỉ sợ sẽ lập tức cùng kia kiếm lâm thiên tề bình. Một người trải qua, tuyệt đối có thể quyết định người này về sau độ cao, điểm này là không thể nghi ngờ. Trương Huyền lắc lắc đầu, từ cái này quầy hàng trước đi qua, Trương Huyền đối một ít có thể chứa đựng linh khí tiểu ngoạn ý thực cảm thấy hứng thú, những cái đó có thể chứa đựng linh khí đồ vật, Trương Huyền đều sẽ tiến lên dò hỏi một chút giá cả Cảm thấy thích hợp, liền mua tới Trương Huyền sở mua đồ vật Chỉ có hai cái đặc điểm Đệ nhất, linh khí chứa đựng lượng muốn đại Đệ nhị, đồ vật thể tích muốn tiểu Một cái bình thường pizza lớn nhỏ Là Trương Huyền có thể tiếp thu lớn nhất thể tích đồ vật Đến nỗi giá cả Trương Huyền cũng không có để ý nhiều Hắn mua đồ vật trước Chuyên môn đem trình nhiên kêu tới Thế hắn trả tiền Đi theo Trương Huyền bên cạnh tương lai rất tò mò Trương Huyền mua mấy thứ này rốt cuộc muốn làm cái gì, thậm chí một ít của bị khác linh khí thuộc tính đồ vật, Trương Huyền cũng thực cảm thấy hứng thú, chẳng sợ chỉ là dùng một lần đồ dùng. Một khối lớn bằng bàn tay ngọc bài, hấp dẫn Trương Huyền lực chú ý, này ngọc bài toàn thân thuần trắng, an tĩnh nằm ở một cái quầy hàng thượng mặt trên chỉ có rất nhỏ linh khí dao động. Bán này khối ngọc bài, là một cái trung niên nam nhân. Lão bản, thứ này, có ích lợi gì? Trương Huyền đi qua, cầm lấy ngọc bài. Cái này a, à, quầy hàng lão bản lập tức nhiệt tình trả lời, thứ này, kia nhưng khó lường lạc, nơi này nhưng ẩn chứa cực kỳ hung mãnh công kích thủ đoạn, ta cho ngươi giảng, ít nhất là trí tôn cấp bậc. Nga, trí tôn cấp bậc, Trương Huyền biểu tình ngoài ý muốn, nhưng đối với này lão bản nói, hắn nửa điểm không tin, là thứ tốt, ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Đây chính là có thể cứu mạng đồ vật, 10 vạn. Quầy hàng lão bản vươn một ngón tay, trực tiếp mở miệng có thể, trình Nhiên, trả tiền. Trương Huyền gật gật đầu, đem ngọc bài bắt được trước mặt cẩn thận quan sát. Đi theo một bên trình nghiên sắc mặt sửng sốt, ngay cả quầy hàng lão bản, đều bị Trương Huyền lời này cấp nói sửng sốt. Này ngọc bài rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn biết rõ, nơi nào là cái gì cường đại công kích thủ đoạn. Này ngọc bài, trừ bỏ có chút linh khí dao động bên ngoài, không còn có bất luận cái gì hiệu quả, 10 vạn cái này giá cả, là lừa dối ngốc tử. Vừa rồi tới cái khách hàng, này lão bản ra giá một ngàn, nhân ra đều mắng một câu gian thương, hiện tại mười vạn đều có người mua. Này, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi, quầy hàng lão bản có chút không tin. Trả tiền đi, Trương Huyền Cú đánh nghiên lại lần nữa phân phó. Trình nghiên gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng nhìn ra này ngọc bài kỳ thật gì đều không phải, nhưng Trương Huyền mệnh lệnh, hắn chỉ biết chấp hành, trí tôn ý tưởng, không phải hắn có thể phỏng đoán. Đương 10 vạn cử khoản chuyển tới lão bản tài khoản thời điểm, lão bản còn có điểm không chân thật cảm giác. Trương huyền cầm này khối ngọc bài, tuy rằng hắn không biết này ngọc bài rốt cuộc là cái gì, nhưng này ngọc bài cho hắn cảm giác, cùng kia anh Linh lệnh, là cực kỳ tiếp cận. Trương 1512 trương cắt Anh Linh lệnh, nãy anh Linh điện trí bảo, hiện tại này khối ngọc bài, cùng anh Linh lệnh cảm giác tương đồng, tất nhiên không phải cái gì phàm vật quầy hàng lão bản thấy này ngọc bài liền như vậy bán 10 vạn trong lòng phấn khởi cùng kinh nghỉ đã không biết nên hình dung như thế nào ta nói tiểu tử người này nhưng bị lừa a à, chung quanh một cái xem diễn người ở trương huyền trả tiền lúc sau đi lên tới mở miệng ta mới vừa xem hắn bán nửa ngày một ngàn cũng chưa người muốn hắn chính là xem ngươi xuyên không tồi tưởng tể ngươi một bút ngươi này nhưng mệt lớn a à. mệt liền mệt bái trương huyền nhún vai 10 vạn mà thôi Trương Huyền này tài đại khí thô trả lời, tức khắc làm muốn cùng hắn nhiều lời hai câu người, nháy mắt không có thanh âm. Mười vạn cấp thiếu đi, ta ra hai mươi vạn. Lúc này, một đạo thanh âm, đột nhiên vang lên, liền thấy một bạch y nhẹ nhàng công tử đi tới, cầm trong tay một phen quạt xếp, phía sau đi theo mấy người, hiển nhiên là tùy tùng bộ dáng. Ở chỗ này, có nhân thân xuyên hưu nhàn trang, có nhân thân xuyên cổ trang, dung ở bên nhau, đến cũng có vẻ bình thường, rốt cuộc địa tâm đã liên tục như vậy văn hóa thật lâu, vô luận là hưu nhàn trang vẫn là cổ trang, đối với bọn họ mà nói, đều là hàng ngày trang thôi. Này nhẹ nhàng công tử diện mạo xoái khí, trên mặt để lộ nùng liệt tự tin, phú thần lúc đầu thực lực đặt ở hắn tuổi này, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. Đương này công tử nói ra 20 vạn giá cả khi, có thể nhìn đến, kia quầy hàng lão bản, rõ ràng thân thể chấn động, có điểm phát ngốc. Đây là Trương Cát, trình nhiên tiến đến Trương Huyền bên tai, Trương gia ở chủ thành cũng hơi có chút địa vị, là võ vương người. Nga, Trương Huyền không để bụng gật gật đầu, hắn là chính mình tới tìm phiền toái, vẫn là người khác an bài. Trình nhiên suy nghĩ một chút trả lời, Trương Cát người này, phong cách hành sự Trương Dương, luôn luôn như thế, nhưng thực lực lại chẳng ra gì, nếu võ vương muốn phái người tới hiểu rõ, cũng sẽ không phái hắn tiến đến, lúc này đây, nên là chính hắn tới. Trương Huyền sau khi nghe xong, không nói gì, hoàn toàn làm lơ rớt Trương Cát, đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trong tay Ngọc Bài Thượng. Thiếu gia nhà ta cùng ngươi nói chuyện đâu, không nghe thấy sao. Trương Cát tùy tùng, nhìn đến Trương Huyền này phúc không để bụng thái độ, trực tiếp ra tiếng quát lớn, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta Trương gia ở chủ thành, là cái gì địa vị. Này tùy tùng nói, trực tiếp bị Trương Huyền làm lơ rớt. Trương Cát hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía kia quầy hàng lão bản, lại lần nữa ra tiếng, 30 vạn. Quầy hàng lão bản, há to miệng. Chờ đợi vài giây, trương cắt lại một lần mở miệng, 40 vạn. Có thể nhìn đến, quầy hàng lão bản đôi mắt đã có chút phiếm hồng, hắn một bước nhằm phía trương huyền, theo sau rũi tay chiều trương huyền trên tay ngọc bội chộp tới, lại bị trương huyền nhẹ nhàng tránh thoát. Quầy hàng lão bản thở hồn hền, nhìn chằm chằm trương huyền trong tay ngọc bội, lớn tiếng nói, đồ vật trả ta, ta không bán. 10 vạn, có thể làm này quầy hàng lão bản đại kiếm một bút, 40 vạn, đủ để cho này quầy hàng lão bản cả đời này áo cơm vô ưu a. À. Nhìn thấy có người tranh đoạt, quầy hàng lão bản dùng chân đều có thể nghĩ vậy ngọc bội là trí bảo, chỉ là chính mình mắt phụng về. Trình nhiên nhíu nhíu mày, ta nói lão bản, chúng ta tiền đã giao, người nói không bán, liền không bán. Này linh thị thượng, nhưng có như vậy đạo lý, người cảm thấy này linh thị quy củ, là người có thể hư. Quầy hàng lão bản vừa nghe lời này, nguyên bản bị bốn người vạn cự khoản hướng hôn đầu óc, tức khắc trở nên thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn nhìn trương huyền trong tay Ngọc Bài, lại nhìn nhìn trương cát. Trương cát trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngấm, vươn một ngón tay, 100 vạn. Quầy hàng lão bản nguyên bản sắp muốn bình phục xuống dưới tâm, lại bắt đầu kinh hoàng, 100 vạn, 100 vạn A. À. Hắn trước nay cũng chưa tưởng tượng quá, chính mình có thể có được 100 vạn, đây là đủ để thay đổi hắn vận mệnh cự khoản, vì này cự khoản, không biết xấu hổ một lần thì đã sao, bị người phỉ nhổ một lần thì đã sao. Quầy hàng lão bản hít sâu một hơi, đi đến Trương Huyền trước mặt, giơ ra bàn tay, vị này khách quan, thỉnh đem ta đồ vật trả lại cho ta. Ngươi đồ vật, trình nhiên mày nhân càng khẩn, nhà ta đại nhân, đã mua, khi nào thành của ngươi. Không, quầy hàng lão bản lắc đầu, ta mới vừa nói 10 vạn, chỉ là nói cho các ngươi xem một cái, nếu muốn mua nói, là trăm vạn. Trình nhiên nghe thế một fan không biết xấu hổ lý do thoái thác, không giận phản cười, mười vạn xem một cái, ngươi là muốn cùng ta chơi xấu. Hai vị khách quan, là các ngươi ở chơi xấu đi. Quầy hàng lão bản cũng làm ra một bộ phẫn nộ biểu tình, vừa mới sự, ta nói rõ ràng, các ngươi nếu cảm thấy ta nói không đúng, này mười vạn cho các ngươi đó là, đồ vật trả ta, bằng không vài vị, cũng đừng trách ta báo danh mặt trên đi. Uy hiếp chúng ta, Trình nhiên cười lạnh, người cảm thấy, người có này phân thực lực. Trình nhiên dứt lời, một cổ vô hình uy áp dũng hướng quầy hàng lão bản, đây là thuộc về phú thần đỉnh thực lực. Quầy hàng lão bản tại đây uy áp hạ lui về phía sau vài bước, nuốt khẩu nước bọt, vì trăm vạn cự khoản, hắn bất cứ giá nào, nói, ta không phải cùng các ngươi chơi xấu, ta chỉ là trình bày một sự kiện thật mà thôi, các ngươi nếu tưởng mua, liền ra trăm vạn, không nghĩ mua, liền trả ta, cùng lắm thì các ngươi lần này xem, ta không thu phí. Ngươi, trình nhiên đang muốn tức giận. Trương Huyền tùy tay vung lên, đem trong tay kia khối ngọc bài, ném trở lại lão bản quầy hàng thượng. Lão bản tức khắc hưng phấn nhặt lên ngọc bài, đầy mặt nịnh nọt chiều trương cát đi đến. Tiền, trình nhiên bắt lấy quầy hàng lão bản sau cổ áo. Quầy hàng lão bản khinh thường nhìn thoáng qua trình nhiên, thúc giục cái gì thúc giục, ta còn có thể nuốt ngươi điểm này phá tiền không thành, cầm đi, cho ngươi quầy hàng lão bản trực tiếp mở ra máy truyền tin, cấp trình nghiên chuyển khoản. Thiếu ra, thứ tiểu nhân mắt phụng về, này ngọc bài, đương trị 100 vạn sao. Trương cắt một người tùy tùng, cười nịnh nói, hắn thực hiểu biết chính mình ra thiếu ra, biết chính mình ra thiếu ra lúc này, yêu cầu biểu hiện. Các ngươi biết cái gì? Trương cắt quả nhiên thực ăn này một bộ, hắn một phen ném ra quạt xếp, hơi hơi lay động, nói, này ngọc bài, chính là một khối chấn linh bài, phú thần lúc đầu là có thể sử dụng, mỗi một khối chấn linh bài, có thể triệu hoán một người anh linh vì mình mà chiến. Tuy rằng anh linh xuất hiện thời gian chỉ có 5 phút, thả chỉ có thể dùng nhất chiêu, hơn nữa chấn linh bài mỗi dùng một lần, đều yêu cầu đại lượng linh khí bổ sung, nhưng này tương đương với là tùy thân mang theo trí tôn cấp bậc chiến lực, người cảm thấy. 100 vạn, quý sao? Tùy Tùng vừa nghe, lập tức lộ ra khiếp sợ bộ dáng, rốt cuộc vài phần thật giả, chỉ có này Tùy Tùng chính mình trong lòng rõ ràng, khen tặng thanh âm, theo tùy tùng trên mặt khiếp sợ đồng thời vang lên, "Thiếu gia Tuệ Nhãn, thiếu gia Tuệ Nhãn a." Trương Huyền nghe được, âm thầm gật đầu, khó trách này Ngọc Bài cho chính mình cảm giác, cùng anh linh lệnh như vậy giống, nguyên lai like này Ngọc Bài có một cái chiến linh chân áp. Giờ phút này, quầy hàng lão bản đem tiền quay lại cấp Trình Nghiên, cầm chấn linh bài, đi cùng Trương Cát giao dịch. Trương Cát chu chu môi, một người tùy tùng đi lên trước tới chuẩn bị giao dịch. Đúng lúc này, một đạo màu tím kiếm mang đột nhiên từ quầy hàng lão bản trước người xẹt qua, ở quầy hàng lão bản mũi chân trước 1cm chỗ mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu hoa ngân. chương 1513 hiện thân, quầy hàng lão bản đi tới động tác, bỗng nhiên một đốn, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình phía sau lưng, thế nhưng bị mồ hôi lạnh sở làm ướt, liền bởi vì vừa mới kia một đạo kiếm mang, thân thể của mình, liền theo bản năng cấp ra phản ứng, kia kiếm mang, có thể muốn chính mình mệnh. Quầy hàng lão bản quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền đứng ở nơi đó, đầu ngón tay còn xoay quanh màu tím dòng khí, thuyết minh vừa mới kia nói màu tím kiếm mang, là từ đâu mà đến. Ngươi không thể bán, Trương Huyền thanh âm thực nhẹ. Không thể bán, quầy hàng lão bản nhíu mày, tiểu tử, ta nói ngươi quản cũng quá nhiều đi, này linh thị còn có không thể bán quy củ. Còn nữa nói, ngươi nói không thể bán liền không thể bán. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chỉ là ở khuyên ngươi, Ngươi tiến lên một bước, ta liền làm thịt ngươi. Ngươi có nghe hay không, tùy ngươi. Trương Huyền nói xong, liền không hề xem quầy hàng lão bản. Quầy hàng lão bản mặt lộ vẻ khinh thường, xoay qua thân đi, vừa định cất bước, nhưng nhìn đến chân phía trước kia đạo liệt ngân, lại theo bản năng thu hồi sắp sửa bán ra chân. Trương cắt cười lạnh một tiếng, cho chính mình tùy tùng đưa mắt ra hiệu. Hắn kia tùy tùng hướng Trương Huyền quát lớn nói, cho rằng chính mình là cái thứ gì, ta đảo muốn nhìn. Người năng động hắn một chút thử xem tới lão bản chúng ta giao dịch tùy tùng đi lên tới vươn tay cánh tay chuẩn bị mở ra chính mình máy truyền tin này tùy tùng cánh tay vừa mới giơ lên một đạo màu tím kiếm mang hiện lên liền thấy tùy tùng cánh tay cao cao bay lên nóng bỏng máu tươi phun tung tóe quầy hàng lão bản vẻ mặt quầy hàng lão bản mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn trước mặt cột tay trương cắt tùy tùng bước chân theo bản năng lui về phía sau cột tay tùy tùng cũng là ở mốc lăng một giây sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Cát kia vẫn luôn nghiền ngẫm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn chừng hướng Trương Huyền, lớn tiếng quát lớn nói, làm càn, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám chọc ta Trương Cát. Trương Huyền không có mở miệng, mà hắn sau lưng tương lai, còn lại là tiến lên một bước, ra tiếng nói, bằng ngươi cũng xứng họ Trương. Ha ha, Trương Cát khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ, các ngươi rất có vài phần tự tin a. À nhưng đây là các người có thể ở trước mặt ta dương oai lý do. Ngươi thật sự không xứng họ Trương. Trương Huyền gật gật đầu, cho ngươi một cơ hội đi, hoặc là, ngươi sửa họ, hoặc là, ta giết ngươi cả nhà, chính ngươi tuyển. Trương Cát Phi lăng vài giây, theo sau phát ra mãnh liệt tiếng cười, ha 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 ha. Ha 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 ha, ta hắn sao hôm nay sẽ không ra cửa liền gặp được ngốc tử đi, làm ta sửa họ, giết ta cả nhà, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì ta còn là ở xin khuyên, Trương Huyền thanh âm bình tĩnh, các người có thể không tin, nhưng lời nói của ta, ta sẽ làm. Ha ha, ta Trương Cát, lần đầu tiên ở chủ thành nhìn thấy như thế cuồng vọng hạng người, tới, làm ta nhìn xem, người có cái gì tự tin, làm ra như vậy xin khuyên. Trương Cát một bước tiến lên, liền ở Trương Cát tiến lên trong nháy mắt kia, màu tím kiếm mang thẳng đến Trương Cát mà đi, này thế, là muốn thẳng lấy Trương Cát tánh mạng. Trương Cát hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương thế nhưng thật sự dám động thủ, hắn làm ra phản ứng, muốn ngăn cản, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương này đơn giản múa may ra tới kiếm mang, căn bản là không phải chính mình có thể ngăn cản. Trương Cát sắc mặt đại biến, kia kiếm mang đã cắt qua hắn mặt, máu tươi chảy xuống. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trương Cát trước người, phất tay đánh tan này nói màu tím kiếm mang, này nói đột nhiên xuất hiện bóng người, người mặc màu tím trường bào, hơn 30 tuổi, toàn thân tản ra một cổ thượng vị giả hơi thở. Ở trương cát nhìn đến này đạo thân ảnh bóng dáng nháy mắt, mặt lộ vẻ cung kính, quỳ một gối xuống đất, trương cát, gặp qua võ vương đại nhân. Người tới, đúng là võ vương. Võ vương đưa lưng về phía trương cát, mở miệng nói, bằng ngươi cũng dám trêu chọc chúng ta quang minh đảo sứ giả, trưởng bối nhà ngươi nếu là biết, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là nên khen ngươi dũng khí đáng khen. Quang minh đảo, trương cát thân thể bỗng nhiên chấn động, theo sau như là ý thức được cái gì, Trương. Hắn là Trương ức Thanh. Trương ức Thanh, ta niệm ngươi tuổi trẻ, có một số việc, không có cùng ngươi quá nhiều truy cứu, ngươi nhưng thật ra cho rằng ta dễ khi dễ, hủy hoại khách sạn của ta, hiện tại lại tưởng tùy tiện giết ta người, hay không không khỏi có chút, quá không đem ta võ vương để vào mắt. Võ vương nhìn Trương Huyền, lạnh lùng nói. Trương Huyền không có lập tức trả lời võ vương nói, hắn trước đi vài bước, đi đến quầy hàng lão bản trước mặt nhìn quầy hàng lão bản, nhẹ giọng hỏi, người trên tay này khối ngọc bài, có thể đưa ta sao? Quầy hàng lão bản, hung hăng nuốt khẩu nước bọt, vừa mới trương cát trong miệng trương ức thanh ba chữ, hắn cũng nghe thanh, làm vào nam ra bắc đảo bán hàng rong, này quầy hàng lão bản, sao có thể không có nghe nói qua trương ức thanh đại danh, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, chính mình vừa mới chơi xấu người, lại là trương ức thanh. Sớm tại rất nhiều ngày trước, trương ức thanh đại danh, cũng đã truyền khắp toàn bộ vạn vùng núi, bị treo lên ác ma danh hiệu. Có thể đưa ta sao? Trương Huyền mỉm cười, lại lần nữa hỏi. Quầy hàng lão bản tưởng cự tuyệt, nhưng thân thể lại theo bản năng gật gật đầu, đem tay đưa qua đi. Đa tả, Trương Huyền cầm lấy ngọc bài, người 10 giây nội biến mất ở trước mặt ta, ta có thể không giết ngươi, 10 giây sau, ta liền không xác định. Quầy hàng lão bản nghe lời này, không có bất luận cái gì do dự, nhanh chân liền chạy. Đối với cái này quầy hàng lão bản, Trương Huyền cũng không có bất luận cái gì đồng tình tâm, hắn đem này trấn linh bài treo ở bên hông, lúc này mới nhìn về phía Võ Vương, xuất khẩu nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm sẽ tìm tới, kết quả cố tình chờ tới bây giờ, nói thật, tốc độ của ngươi làm ta thực thất vọng a." À? Ha ha, Võ Vương khẽ cười một tiếng, "Có một số việc chậm trễ, sớm muộn gì không có gì bất đồng, nếu hiện tại gặp được, liền hiện tại đem nói thanh, không biết Quang Minh Đảo Đại Nhân cùng Hoành Sơn bảy vị đại nhân hủy hoại khách sạn của ta, lại là vì sao? Đơn thuần cho rằng ta võ vương dễ khi dễ sao? Võ vương khi nói chuyện, phía sau một đạo anh linh hiện lên, chính là một người lạc má võ sĩ, cầm trong tay hai thanh thái đao, thượng thân không có quần áo, cơ bắp phồng lên, uy phong lẫm lấm. Tại đây náo nhiệt linh thị, một đạo anh linh đột nhiên hiện lên, nháy mắt đưa tới vô số vây xem. Mà chuyển hướng linh thị các phương hướng bạch chỉ đám người, tại đây anh linh xuất hiện trước tiên, liền chú ý đến nơi đây, cơ hồ đồng thời tới rồi. Ba 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 ba. Phá tiếng gió vang lên, liên tiếp mấy đạo anh linh, tại đây linh thị phía trên hiện lên, thuộc về Bạch Chỉ đám người. Trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, tương lai 9 người, toàn bộ thả ra anh linh, cùng Võ Vương đối lập. 9 đối 1, ở số lượng thượng, Võ Vương đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Bạch Chỉ đám người anh linh đã sớm bị người ghi nhớ, hôm nay hủy hoại khách sạn khi Bọn họ tốc độ quá nhanh, người khác căn bản là không thấy rõ bọn họ chiến linh ra sau bộ dáng, hiện tại, liền tại đây trên đường phố, hoàn chỉnh bày ra ra tới, lập tức đã bị người nhận ra. Đây là, đây là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo Anh Linh, bọn họ vào thành. Kia hai cái, xem, là Quang Minh đảo ở Bắc Hương thành khai khách sạn kia hai cái lão bản, là hai người bọn họ Anh Linh. Lại là một đạo màu đỏ thân ảnh hiện lên, vây xem người, chừng lớn đôi mắt Trương Ước Thanh, Trương Ước Thanh tới. Trương 1514 cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Hiện giờ, Trương Ước Thanh uy danh, đã hoàn toàn siêu việt hoành sơn bảy thái bảo. Thậm chí liền quang minh đảo này ba chữ uy hiếp lực, đều không bằng Trương Ước Thanh đại, tuy rằng mỗi người đều biết, Trương Ước Thanh bất quá là quang minh đảo người phát ngôn thôi. Nhưng, có quang minh đảo địa phương, không nhất định sẽ có giết chóc tồn tại, nhưng Trương Ước Thanh xuất hiện địa phương, liền nhất định sẽ không thái bình. Đường Trương Huyền đại biểu anh linh xuất hiện lúc sau, này chủ thành, liền lâm vào một trận rối loạn giữa. Phó Vương nhìn trước mặt 10 đạo anh linh xuất hiện, sắc mặt cũng không có phát sinh như thế nào biến hóa, đây là hắn sớm đã dự đoán được sự tình. Phó Vương tuy rằng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ, rốt cuộc 10 tên chí tôn cường giả, còn không có ai có thể không bỏ ở trong mắt. Phó Vương muốn thật sự không để bụng kia sớm tại khách sạn bị hủy một chuyện tra được Trương Ước thanh đám người trên đầu thời điểm, liền lên đường đi tìm tới, nhưng hắn không có, này thuyết minh hắn cũng đang sợ, hắn cũng đang đợi, hắn cũng ở Cố Kỵ. Nếu không có là có cái Trương Cát tới tìm Trương Huyền phiền toái, Võ Vương còn sẽ tiếp tục chờ đi xuống, chờ một cái thích hợp cơ hội. Nhưng hiện tại, Trương Huyền đã muốn động thủ chảm Trương Cắt, Võ Vương nếu còn không ra tay, một khi Trương Cắt bị trảm, Trương gia bị hủy, kia Võ Vương tại đây chủ thành đem lại vô uy nghiêm nhưng đề, rốt cuộc, trương gia là hắn đắc lực phụ tá đắc lực. Trong thành, 11 nói anh Linh xuất hiện, rằng co, một màn này, lập tức chuyển tới các thế lực lớn trong tai. Ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Trương Huyền nhìn trước mặt Võ Vương, mỉm cười nói, Võ Vương, có sai liền phải nhận, bị đánh muốn nghiêm, người của ngươi, khi dễ đến trên đầu chúng ta, ta hủy ngươi một gian cửa hàng, ta cho rằng, cũng không tính quá mức, ngươi cảm thấy đâu. Võ vương mở miệng, ha ha, quang minh đảo trương ước thanh đại nhân thật sẽ nói cười, hiện tại vạn vùng núi, ai không biết ngươi trương ước thanh thanh danh, lại có ai, dám khi dễ đến ngươi trương ước thanh đại nhân trên đầu. Trình nhiên, tới, đem hôm nay phát sinh sự, cho chúng ta võ vương hảo hảo xem xem. Bạch trì ra tiếng, trình nhiên gật gật đầu, liền thấy hắn ở chính mình máy truyền tin thượng thao tác vài cái, ngay sau đó, một đạo chùm tia sáng từ chính nhiên máy truyền tin thượng đánh ra, ở không trung hình thành một cái hình chiếu, mà hình chiếu nội dung, thình lình chính là Trương Huyền 11 người, hôm nay ở khách sạn bị khách sạn giám đốc để khách một màn. Đường này hình chiếu sau khi xuất hiện, không ngừng võ vương, chung quanh vây xem người, tất cả đều thấy rõ, kia giám đốc ra giá 50 vạn bộ dáng làm người hận đến ngứa răng. Võ vương vẫn luôn bất biến sắc mặt khó coi vài phần, này thật là ở hắn khách sạn giữa phát sinh sự, mà làm ra loại này tể khách hành vi, cũng đích đích xác xác là người của hắn, cái này làm cho võ vương, lập tức có lý phương diện, liền ở vào bị động. Người võ vương người, xảo trá đến trương ức thanh cùng hoành sơn bảy thái bảo trên người, nhân ra tạp người cửa hàng, người có cái gì hảo thuyết. Người dám xảo trá, còn quái nhân ra tạp. Đương nhiên, làm võ vương sắc mặt khó coi nguyên nhân, này cũng không phải chủ yếu, chính yếu nguyên nhân là, võ vương thấy rõ, hoành sơn bảy thái bảo những người này, thế nhưng đều lấy Trương Ước Thanh cầm đầu, bọn họ sở làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều sẽ đi trước quan sát Trương Ước Thanh sắc mặt, đương Trương Ước Thanh đồng ý lúc sau, bọn họ mới có thể đi làm. Này Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cùng Trương Ước Thanh chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trương Ước Thanh, lại rốt cuộc là cái gì nhân vật? Còn có này Quang Minh Đảo, lại là như thế nào một cái tồn tại? Có đồn đãi nói, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo phía sau đứng, là thần thánh thiên quốc, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như là như thế này, này Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cũng vô cùng có khả năng, vốn chính là quang minh đảo người, nhưng nói như vậy, lúc trước ác nhân thành kia suốt đêm đại chiến, lại là sao lại thế này? Này một loại không trong sáng thế cục, mới là làm Võ Vương nhíu mày nguyên nhân chủ yếu. Võ Vương nhìn như chuyện gì đều không hỏi, nhưng hắn rốt cuộc cũng là kia nữ chiến thần vị hôn phu, chính mình vị hôn thê, không ngừng một lần bị người ta nói ra muốn bắt trở về làm áp trại phu nhân loại này lời nói võ vương sao có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, cùng quá mức, kia trương ức thanh ở chủ thành trước, làm trò như vậy nhiều người mặt, cưỡng hôn võ vương vị hôn thê, chẳng sợ võ vương trong lòng thật sự không sao cả, ở mặt ngoài, cũng không có khả năng cái gì đều không làm. Ở võ vương trong lòng, đã sớm đem trương ức thanh đặt ở mặt đối lập, sớm muộn gì phải có một trận chiến, nhưng hiện tại, đối thủ cường đại, lại là vượt qua võ vương tưởng tượng. Võ vương đại nhân, trương huyền mỉm cười, Người này hành vi, có phải hay không khi dễ chúng ta là ngoại lai người A? À? Đầu tiên là ngươi người cố ý xảo trá chúng ta, hiện tại, vẫn là người của ngươi, đối ta nói năng lỗ máng, ta muốn biết, rốt cuộc ngươi võ vương cho bọn họ như thế nào tự tin, mới có thể làm này một cái phú thần lúc đầu nhân vật, tới không đem ta quang minh đảo để vào mắt, không đem này hoành sơn bảy vị thái bảo để vào mắt. Tầm thường phú thần cảnh, sẽ tùy ý nhục mạ chúng ta sao, ân. Trương Huyền nói đến chỗ này khi, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh đứng xem náo nhiệt một người, người này bị Trương Huyền theo dõi, không tự giác dùng mình một cái, cả người lông tơ tạc khởi, này Trương ức thanh uy danh, mỗi người nhưng đều rõ ràng. Bị Trương Huyền theo dõi, cũng là một cái phú thần cảnh. Trương Huyền nhìn đối phương, hỏi, người sẽ tùy ý mắng ta sao? Này phú thần cảnh vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Vậy ngươi sẽ sao? Trương Huyền lại nhìn về phía một người phú thần cảnh. Người này cũng như trước mặt người nọ tương đồng, trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu dập đầu, trong miệng hô to không dám. Trương Huyền gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa phóng tới võ vương trên người, xem, tầm thường phú thần cảnh, như thế nào sẽ tùy ý nhục mà ta, nhưng võ vương ngươi người liền dám, ta có thể hay không lý giải vì, đây là võ vương ngươi chuyên môn ý bảo đâu. Bằng không sự tình không có khả năng như vậy xảo đi, đầu tiên là bị ngươi người xảo trá, lại bị ngươi người nhục mạ, người võ vương, là cho rằng, ta quang minh đảo cùng hoành sơn bảy vị thái bảo dễ khi dễ đúng không? Trương Huyền nói, làm võ vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, này Trương ức thanh, trả đũa bản lĩnh nhưng thật ra không tồi thực. Võ vương quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Cát. Trương Cát vội vàng thấp hèn đầu, vừa mới Trương Dương, chút nào không thấy. Bạch Trì cười lạnh một tiếng, nếu võ vương cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, kia không bằng, đại gia phải hảo hảo chơi thượng một chơi, như thế nào a? À? Bạch trì thanh âm rơi xuống, bọn họ bảy người chiến linh, toàn bộ ngưng tụ linh khí, phát ra uy áp, trong thiên địa linh khí, tức khắc liền trở nên cuồng bạo lên. Kia ở phụ cận vây xem người, theo bản năng liền chiều chung quanh tản ra, nơi này tùy thời khả năng xuất hiện đại chiến, trí tôn cấp bậc đại chiến, chỉ là dư uy, là có thể muốn phú thần kỳ mệnh. Bảy đạo chiến linh sở ngưng tụ uy lực, đó là đủ để cho người run rẩy cho dù là kiếm lâm thiên, đều không thể làm lơ như vậy cường đại uy thế. Cuồng phong sậu khởi, võ vương một thân màu đen trường bào, bị thổi đến bay phất phới, hắn phía sau anh Linh, cũng cảm nhận được đến từ ngoại giới áp lực, trong tay song đao, phát ra nhàn nhạt quang mang. Hai bên chi gian, từ vừa rồi rằng co, đã trở nên dương cung bạt kiếm, tùy thời khả năng động thủ. Võ vương dần dần điều chỉnh chính mình cảm xúc, trên mặt hắn không lộ nhút nhát, hoành sơn bảy vị thái bảo thật đúng là tại đây chủ thành không chỗ nào cố kỵ a à, đã sớm nghe nói bảy vị đại danh muốn đánh ta võ vương phụng bồi bất quá không phải hiện tại hội đàm là lúc ta sẽ hảo hảo lính giáo bảy vị biện pháp hay hiện tại đánh chịu khổ chỉ là bình thường bá tánh mà thôi võ vương nói xong anh linh biến mất hắn xoay người hướng trương cắt quát người đi về trước đi quỳ gối nơi đó trương cắt như được đại xá hốt hoảng mà chạy Võ vương hướng bạch chỉ đám người phất phất tay, vài vị, hội đàm khi tái kiến, hy vọng các ngươi đến lúc đó, sẽ không làm ta thất vọng. Võ vương nói xong, cũng một cái lắc mình, biến mất thân ảnh. Vốn là dương cung bạt kiếm không khí, lại ở nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại, làm một ít muốn xem náo nhiệt người, cực kỳ thất vọng. Bạch trì trên mặt, đồng dạng lộ ra thất vọng thần sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, này võ vương, nói đi là đi, hoàn toàn không để bụng mặt mũi, có thể tưởng tượng, xuất hiện đêm nay việc này, Võ Vương hành vi, khẳng định sẽ bị người lên án. Người này, nhưng thật ra có được giãn được, Nguyệt Thần nhìn Võ Vương rời đi bóng dáng, sắc mặt có chút khó coi. Tóc đỏ gật gật đầu, lão đại làm trò như vậy nhiều người mặt, cưỡng hôn đại tẩu, này Võ Vương là trên danh nghĩa vị hôn phu, đều có thể nhịn xuống, có thể nghĩ, hắn nhẫn nại lực có bao nhiêu cường. Loại người này, khó đối phó à? a, Trương Huyền khẽ lắc đầu từ nào đó góc độ đi lên giảng, võ vương so kiếm lâm thiên, càng vì khó giải quyết. Kiếm lâm thiên người này, cực kỳ tự tin thả cường đại, toàn thân tản ra một loại có ta vô địch cực hán hơi thở, gặp được chuyện gì, đều là một cái chiến tự, nhưng này võ vương, hiển nhiên không phải, hắn càng có lòng dạ, so với động thủ, võ vương sẽ càng có khuynh hướng còn lại lựa chọn. Lão đại, này võ vương đương rùa đen rút đầu, kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch chỉ nhìn về phía Trương Huyền, đương hắn không xuất hiện quá thì tốt rồi trương huyền hơi hơi mỉm cười đi thôi đi trương gia trương gia bạch trì đám người lược có nghi hoặc tương lai đem vừa mới trên vỉa hè sự cấp bạch trì đám người nói một phen bạch trì đám người trong mắt sáng ngời tất cả đều là một bộ nóng lòng muốn thử cấp khó dằn nổi bộ dáng này tất cả đều là một đám không an phận chủ trương gia làm võ vương phụ thuộc trương gia ở chủ thành có được nhất định địa vị bằng không kia trương cát phong cách hành sự, cũng không có khả năng như vậy trương dương. Trương gia gia chủ, thậm chí tôn cường giả. Trương gia ở chủ thành, có được một gian biệt viện, tuy rằng diện tích không lớn, 300 bình phương, nhưng này đã là một loại thân phận tượng trưng, ở chủ thành, muốn có được như vậy biệt viện, kia tất nhiên là có nhất định át chủ bài. Trương gia biệt viện nội, trương cát đi vào một gian trong phòng, mồm to thở hồn hền, không ngừng cho chính mình đổ nước, uống sạch, đổ nước, lại lần nữa uống cạn, hắn thật sự cảm giác miệng khô lưỡi khô, đến bây giờ, một lòng đều kịch liệt nhảy lên không ngừng, vừa mới tình huống, thật sự đem hắn sợ hãi, nếu không có võ vương đột nhiên xuất hiện, trương cắt khẳng định, chính mình giờ phút này, đã trở thành một khối thi thể, hắn không chút nghi ngờ kia trương ức thanh hay không dám giết chính mình, bởi vì ở vạn vùng núi người trong mắt, liền không có trương ức thanh, chuyện không dám làm. Trương gia đương nhiệm gia chủ, tên là Trương Hàng, trí tôn cường giả, cũng là trương gia duy nhất một người trí tôn, trương cát thân sinh phụ thân. Trương Hàng thấy chính mình nhi tử ra cửa một chuyến, vội vàng mà hồi, mặt mạo mồ hôi, cực kỳ mất tự nhiên. Sao lại thế này, làm như vậy chật vật, Trương Hàng đi vào phòng trong, nhìn kia không ngừng mồm to uống nước Trương Cát, ra tiếng hỏi. a, à, Trương Cát lực chú ý hiển nhiên không ở chỗ này, căn bản không chú ý tới chính mình phụ thân vào nhà, nghe được thanh âm sau, đầu tiên là hoảng sợ, theo sau mới phản ứng lại đây, không, không có việc gì. Trương Cát hiển nhiên không nghĩ làm Trương Hàng biết hôm nay phát sinh sự tình, nếu là cho hắn biết chính mình đắc tội Quang Minh Đảo Trương Ước Thanh, chỉ sợ không tránh được một đốn gian dậy, thậm chí còn có càng nghiêm trọng hậu quả, rốt cuộc, chỉ sợ này vạn vùng núi, trừ bỏ ngàn nhận viện cùng kiếm cốc bên ngoài, không ai không sợ Trương Ước Thanh, ngay cả Võ Vương đều đối Trương Ước Thanh cực kỳ kiêng kỵ. Không có việc gì. Trương Hàng nơi nào không rõ ràng lắm chính mình nhi tử là cái cái dạng gì người, xem Trương Cắt kia hoảng loạn bộ dáng, Trương Hàng liền biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản, nếu không Trương Cắt tuyệt đối không phải là hiện tại như vậy một phen bộ dáng, hắn ánh mắt không ngừng đánh giá chính mình nhi tử, người thành thật nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trương Cắt lại ừng ực ừng ực rót tiếp theo chén nước, trả lời nói, thật sự không có việc gì, cha, người cũng đừng lo lắng, ta chính là... Trương cắt lời nói mới nói một nửa, liền nghe ngoài cửa, truyền đến hết thảm một tiếng. Này hết thảm một tiếng, cực kỳ thấm người, vốn là trong lòng sợ hãi Trương Cát bị này tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức một cái run run. Trương hàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay người lại, liền xem nhà mình một người hạ nhân té ngã lộn nhào chạy tiến vào, gia chủ, không hảo. Không hảo, có người sát tới cửa tới, nói muốn tìm thiếu gia. Phòng trong trương cát vừa nghe lời này, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, ta liền biết. trương hàng chừng mắt nhìn trương cắt nước mắt một cái, theo sau bước đi đi ra ngoài. hiện tại hiển nhiên không phải trách tội chính mình nhi tử thời điểm trước giải quyết người tới lại nói. trương hàng trong lòng cũng có chút sinh khí, rốt cuộc là ai dám đến chính mình trương ra nháo sự. trương gia biệt viện trước cửa, trương huyền mười một người đứng ở chỗ này, thành thời đánh giá bốn phía, mười tới danh trương ra tùy tùng tất cả đều nằm ngã vào một bên thân bị trọng thương. Là ai, Trương Hàng thân ảnh, cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Huyền đám người trước mặt, này nho nhỏ biệt viện, đối với trí tôn cường giả mà nói, tưởng xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, đều là ngay lập tức chi gian sự thôi. Trương Huyền nhìn xuất hiện ở trước mặt Trương Hàng, hỏi ngược lại, người lại là ai? Trương gia gia chủ, Trương Hàng, Trương Hàng lạnh giọng phía sau anh Linh hiện lên, người lại là ai, tới ta Trương gia nháo sự chẳng sợ con ta đắc tội ngươi, ngươi cũng không nên va chạm ta trương gia. Bạch trì nhìn nhìn trương hàng phía sau anh Linh, lại nhìn nhìn trương huyền, theo sau vẻ mặt khoa trương nói, lão đại, người này uy hiếp ngươi. Trương huyền cười cười, hướng trương tuyến đường, ta tới tìm trương cát. Cha, trương cát đầy mặt trắng xanh xuất hiện ở trương hàng phía sau, là bị tùy tùng nâng đi tới, hắn đã hai chân nhũn ra, không có sức lực. Trương Hàng quay đầu lại chừng mắt nhìn mắt Trương Cát, hỏi, sao lại thế này? Hắn làm ta sửa họ, bằng không, hắn liền phải hủy hoại chúng ta trương gia. Trương cắt đã hạ phá gan, hiện tại hoàn toàn chính là một bộ tiểu hài từ cáo ra trường bộ dáng. Thét ra lệnh con ta sửa họ, trương hàng hừ lệnh một tiếng, hướng trương huyền nói, các hạ không khỏi có chút quá bá đạo. Không không không, trương huyền vẫy vẫy tay, ta cũng không có thét ra lệnh hắn, ta chỉ là nói cho hắn, hắn không thay đổi, ta liền giết hắn cả nhà, không phải mệnh lệnh, mà là kiến nghị, đây là hai khái niệm. Giết ta cả nhà, Trương Hàng mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ, hảo a, à, ta đây cũng cấp các hạ để cái kiến nghị, người không thay đổi họ, ta liền giết ngươi. Nga, Trương Huyền nhướng mày, kia không biết, người muốn cho ta sửa cái gì đâu. Ta còn là rất thích Trương Ước Thanh tên này, họ, ta cũng thích. Trương Ước Thanh, Trương Hàng đồng tử một ngưng, Trương Ước Thanh này ba chữ, đã sớm đối rất nhiều người tới nói, Trở thành một loại cấm kỵ, trêu chọc thượng trương ức thanh, tuyệt đối không có kết cục tốt, này đã là vạn vùng núi cư dân công nhận sự. Trương Hàng quay đầu lại nhìn mắt chính mình nhi tử, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trương cắt trêu chọc, thế nhưng là trương ức thanh, cái này vạn vùng núi ôn thần. Trương Huyền cười nói, làm ta sửa tên sự, chúng ta có thể mặt sau lại nói, hiện tại, vẫn là làm kẻ chỉ điểm trước sự đi, nếu không tiếp thu ta kiến nghị, như vậy các ngươi, liền không có gì tồn tại tất yếu. Trương Hàng nuốt khẩu nước bọt, điều chỉnh chính mình thái độ, mở miệng nói, Trương ức thanh đại nhân, ta không rõ đây là vì cái gì. Rất đơn giản a, à, Trương Huyền nhún vai, bởi vì các ngươi, không xứng họ Trương. Trương Hàng hít sâu một hơi, chỉ là đơn giản như vậy một nguyên nhân, Trương ức thanh đại nhân, chúng ta Trương gia chính là Võ Vương. Trương Hàng mới vừa đưa ra Võ Vương hai chữ, nói còn chưa dứt lời, Trương Huyền cánh tay vung lên, nhẹ giọng nói, sát chín đạo anh linh, nháy mắt xuất hiện ở trương hàng trước mặt, cuồng bạo linh khí, ở trương gia biệt viện trên không cuồn cuộn, gần vài phút sau, trương gia biệt viện nội, phiêu ra nồng đậm mùi máu tươi, trương huyền đám người, nhàn nhã đi trở về trong nhà. Lại qua hơn 10 phút sau, về trương gia bị giết tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chủ thành. Phó vương bên trong phủ, võ vương đem một chương gỗ đặc bàn bát tiên, chụp dập nát. Hôm nay ở Linh Thị Phát sinh sự, rất nhiều người đều biết, Võ vương cùng trương ước thanh đám người rằng co, cuối cùng võ vương bảo hạ chính mình người lại cùng trương ước thanh đám người ước định hội đàm thấy thật trương theo sau rời đi, đương tất cả mọi người cho rằng hôm nay việc này đã kết thúc thời điểm trương ước thanh đám người lại là trực tiếp giết đến trương gia diệt trương gia mãn môn trương ước thanh đám người này phiên hành vi hoàn toàn chính là ở đánh võ vương mặt ở đem võ vương uy nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân dẫm đạp như vậy sự lâm thanh hạm tự nhiên cũng biết được. Hơn nữa nàng cũng bởi vì Trương Huyền đám người xuất hiện, biết được, nguyên lai những người này, liền ở tại chính mình cách phách. Lâm Thanh Hạm đứng ở chính mình sở trụ biệt thự sân trước cửa, nhìn Trương Huyền đám người, một đường vừa nói vừa cười trở về. Bọn họ này đó vạn vùng núi cường đạo thủ lĩnh cùng với bạch khấu thủ lĩnh, đem này chủ thành, trở thành nhà mình hoa viên giống nhau, muốn làm gì, liền làm gì. Trương Huyền ánh mắt quét tới rồi biệt thự sân trước cửa Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm chú ý tới Trương Huyền ánh mắt, phụ cận còn có tướng sĩ, nàng không dám ở lâu, xoay người sang chỗ khác, vừa định về phòng, liền nghe một trận huyết sáo tiếng vang lên. Trương Huyền thổi cái lưu manh chạm canh gác, hướng Lâm Thanh Hạm huy xuống tay, lớn tiếng nói, Mỹ nữ, từ từ muốn hay không tới hẹn hò a, à, ta đi tìm ngươi. Lâm Thanh Hạm phiên Trương Huyền liếc mắt một cái, không nói gì. Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên, ngày đó một hôn, Ta đến bây giờ còn đều ở dư vị, nếu không, ngươi liền cùng ta phải, kia võ vương cũng là cái mềm quả hồng, cùng hắn nhiều không tiền đồ a. À. Lâm Thanh Hạm biệt thự nội lao ra một bóng người, đúng là Lâm Thanh Hạm Chu phó quan. Chu phó quan nhìn chằm chằm Trương Huyền, quát, Trương Ức Thanh, đây là chủ thành, không phải ác nhân thành, không phải ngươi làm càn địa phương, đem miệng nhắm lại. Hắc hắc, Trương Huyền nhe răng cười, tiểu nương môn, cùng ta nói chuyện ngươi nhưng đến chú ý một chút. Nói không chừng ngày nào đó các người tướng quân liền bò lên trên ta giường, ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, nhà ngươi đại nhân đã có thể họ Trương. Phi, miệng chó phun không ra ngà voi đồ vật, Chu phó quan trong lòng tức giận, nhưng ở ngoài miệng chơi hoa hoa phương diện này, nàng thật sự không phải Trương Huyền đối thủ. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm làm cái hôn gió, "Tiểu nương môn, chờ nga, đêm nay đi gõ người phòng ngủ pha lê." Lâm Thanh Hạm đào Trương Huyền liếc mắt một cái, xoay người về phòng. Trương Huyền đám người, một trận cười vang, như vậy một màn, bị người có tâm trục xuống dưới, truyền tới võ vương trong mắt. Trương Huyền đám người trở lại phòng trong, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, trình nhiên đêm hôm nay đã phát sinh sự, cùng với xuất hiện hậu quả, sửa sang lại thành hữu dụng tin tức, cấp Trương Huyền đám người hội báo. Đại nhân, trình nhiên đứng ở giữa đại sảnh, hôm nay chúng an khách sạn bị hủy, trương gia bị giết, hiện tại cơ hồ toàn thành 80% người, đều ở thảo luận chuyện này, khách sạn phụ thuộc võ vương, trương gia đồng giảng phụ thuộc võ vương, chúng ta cùng võ vương chi gian, tất nhiên không chết không ngừng, nhưng võ vương thân phận địa vị đặc thù, hắn tổ tông đã từng chính là này chủ thành thành chủ, trực tiếp đối võ vương động thủ, chỉ sợ sẽ đưa tới kiếm cốc cùng ngàn nhận viện nhúng tay, hiện tại này hai bên thế lực tưởng đối chúng ta xuống tay. Nhưng cũng không có cái gì tốt lấy cớ, chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Trương Huyền gật gật đầu, hiện tại đích xác không phải đắc tội ngàn nhận viện cùng kiếm cốc thời điểm kiếm cốc thực lực trương huyền là kiến thức quá kia kiếm lâm thiên khủng bố trương huyền đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ nhưng liền như vậy khủng bố nhân vật cũng chỉ là kiếm cốc tương lai người thừa kế kia kiếm cốc cốc chủ rốt cuộc là như thế nào tồn tại trương huyền hiện tại căn bản không chỗ đi tưởng tượng nếu là ở anh linh điện trong phạm vi trương huyền tự nhiên không sợ nhưng hiện tại người ở chủ thành có chút đồ vật vẫn là muốn kiêng kỵ một chút Đến nỗi ở mỗi lần hội đàm thượng đều so kiếm cốc muốn cường một ít ngàn nhận viện, Trương Huyền không có gì cụ thể tiếp xúc, chỉ là ở lôi cực chấn động tới một ít ngàn nhận viện tiểu binh, kia cũng nhìn không ra tới cái gì, nhưng ngàn nhận viện có thể ở chủ thành lực áp còn lại tứ đại học viện, có thể thấy được này thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không so kiếm cốc kém. Hơn nữa, hiện tại lấy ngàn nhận viện vì đại biểu phía chính phủ, cùng bạch trì bảy người, vẫn luôn duy trì một cái xảo diệu quan hệ, tuy rằng bạch chỉ bảy người vẫn luôn va chạm chủ thành, nhưng bọn hắn lại là đem Hoành Sơn cường đạo vấn để giải quyết. Đối với phía chính phủ tới nói, Hoành Sơn bảy thái bảo là một phen kiếm hai lưỡi, có chỗ lợi, có chỗ hỏng, nhưng từ hiện tại mà nói, đối với phía chính phủ tới nói, Hoành Sơn bảy thái bảo tồn tại, lợi lớn hơn tệ, có thể không xé rách ra mặt, phía chính phủ cũng sẽ không xé rách ra mặt. Nhưng một khi Trương Huyền mang theo bạch chỉ đám người làm quá mức, như vậy phía chính phủ chẳng sợ không nghĩ xé rách ra mặt, cũng cần thiết đến xé, rốt cuộc muốn ở bên ngoài, cấp mọi người một cái giao đái. Hiện tại Trương Huyền bọn họ, cùng chủ thành quan hệ, cực kỳ vi diệu, ở vào một loại cân bằng trạng thái, nếu có thể đem loại này cân bằng duy trì hảo, đối với Trương Huyền đám người mà nói, là không có gì đáng giá kiêng kỵ, cho nên bọn họ mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ đối võ vương phụ thuộc động thủ, nhưng nếu trực tiếp sát võ vương, liền sẽ đánh vỡ loại này cân bằng. Hiện tại võ vương địa vị, ở chủ thành đã đã chịu ảnh hưởng, còn có chính là. Trình nhiên nói đến này, nhìn mắt Trương ức thanh, Trương đại nhân ngài đối nữ chiến thần hành động, cũng làm võ vương uy tín đại chịu đả kích, hiện tại bên trong thành đã có người, ngầm cấp võ vương nổi lên cái lục võ vương danh hào. Ha 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 ha, bạch trì nghe được, cười to, lão đại, muốn ta nói, này võ vương hiện tại, chính là nghẹn khuất muốn chết a. Trương Huyền mỉm cười lắc lắc đầu, được rồi, việc này trước không đề cập tới, nói nói một khác sự kiện đi, về lần này hội đàm. Nhắc tới đến hội đàm, bạch trì đám người, tất cả đều thu hồi ý cười, đứng đắn lên. Trình nhiên gật gật đầu, tiếp tục nói, về hội đàm lưu trình, đại khái nghe được một ít, đối với chúng ta thực bất lợi. Trương Huyền khẽ nhíu mày, tiếp tục nghe đi xuống. Trình nhiên nói tiếp, bởi vì vài vị đại nhân thuộc về lực lượng mới xuất hiện, cho nên lúc này đây hội đàm, hoàn toàn thay đổi phương thức, dĩ vãng chỉ là sở hữu thế lực ngồi ở cùng nhau, sau đó khắp nơi ra thượng mấy cái tuấn kiệt, ở ngàn nhận viện diễn võ trường đánh thượng một vòng, đi ngang qua sân khấu, cũng liền kết thúc, nhưng lúc này đây, những người đó cũng không giống như tính toán đơn giản như vậy kết thúc, ngàn nhận viện cùng kiếm cốc tưởng duy trì chính mình địa vị, võ vương bên kia cũng đối chúng ta có oán niệm. Lúc này đây quy tắc, thực nhằm vào chúng ta, là đàn đấu. Ha ha, đó chính là tưởng liên hợp khắp nơi thế lực, lấy người nhiều khi dễ chúng ta ít người lạc bạch trì nhún vai trình nghiên sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu không ngừng đơn giản như vậy nếu chỉ là nhiều mặt thế lực liên hợp còn hảo thuyết nhưng lúc này đây hội đàm so dĩ vãng thiếu hạng nhất quy định cái này quy định chính là hạn chế khắp nơi thế lực tham gia hội đàm tỷ thí nhân viên tuổi nói cách khác bọn họ rất có khả năng đem nhà mình thế hệ trước người lôi ra tới có ý tứ tóc đỏ cười lạnh một tiếng đem thế hệ trước người lôi ra tới vẫn là tiểu hài tử giống nhau sao, về nhà cáo gia trường. Không phải đơn giản như vậy, Trương Huyền lắc lắc đầu, bọn họ kéo thế hệ trước ra tới, nếu là trực tiếp áp suy sụp chúng ta, chẳng sợ bọn họ thắng, đối với bọn họ tới nói, chỉ là bên ngoài thượng giữ được xếp hạng, nhưng ở mọi người trong lòng, bọn họ đã thua, bọn họ như vậy hành động, bất quá là tưởng thăm chúng ta đế mà thôi, muốn nhìn một chút chúng ta phía sau thế hệ trước, rốt cuộc là ai. Lão Đại nói rất đúng nguyệt thần gật gật đầu chúng ta xuất hiện đối bọn họ tới nói quá mức đột ngột thậm chí bọn họ liền chúng ta thuộc về cái nào thế lực đều không rõ ràng lắm hiện tại bọn họ đơn giản là tưởng làm rõ ràng rốt cuộc là ai ở sau lưng duy trì chúng ta nói đến này ta nghĩ đến một sự kiện trương huyền hướng bạch trì đám người mở miệng ta phía trước có nghe nói các ngươi sau lưng đứng chính là thần thánh thiên quốc chuyện này có cách nói sao có bạch trì trịnh trọng trả lời trương huyền lão đại chuyện này ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên này thần thánh thiên quốc chính là mặt trên cái kia bọn họ không có đơn giản như vậy ta ở chỗ này gặp được tiểu thanh trương huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại tiểu thanh cũng ở kia này chẳng phải là nói bọn họ đúng vậy bạch trì đoán được trương huyền muốn nói gì hắn nhìn mắt trình nghiên trình nghiên tự giác rời đi đại sảnh chờ trình nghiên rời đi sau bạch trì mới nói lão đại thần thánh thiên quốc người, có thể, tự do xuyên qua. Tự do xuyên qua, này bốn chữ, đối với Trương Huyền mà nói, không khác sấm dậy đất bằng. Địa tâm mặt đất hai đại văn minh, là tuyệt đối muốn tách ra, nhưng hiện tại, lại có một cái thế lực, có thể tại đây địa tâm mặt đất chi gian tự do xuyên qua, này thần thánh thiên quốc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Huyền trong đầu hiện lên Chessia thân ảnh, hắn vẫn luôn cho rằng, Chessia có lẽ là phản bội quang minh đảo, có lẽ là cái gì nguyên nhân khác, đi đầu phục một cái khác thế lực, nhưng hiện tại, Trương Huyền không như vậy suy nghĩ, thậm chí hắn đã tưởng tượng không đến, Thần Thánh Thiên Quốc tại đây trên thế giới, rốt cuộc đại biểu cho như thế nào nhân vật, một cái có thể tự do xuyên qua với hai đại văn minh chi gian thế lực, này đến cỡ nào khủng bố. Thần Thánh Thiên Quốc chủ nhân, có thể thành lập khởi như vậy một tổ chức khổng lồ, thậm chí trên mặt đất tâm đều nhảy trở thành thứ năm thế lực lớn, không chút nào khoa trương nói này của bị xuyên qua hai đại văn minh năng lực nếu thần thánh thiên quốc chủ nhân nguyện ý hắn thậm chí có thể trở thành thế giới này chủ nhân bạch trì truyền lại để cái này bốn chữ làm trương huyền lại một lần kiến thức tới rồi thần thánh thiên quốc khủng bố chỗ tự do xuyên qua hai đại văn minh trương huyền hít sâu một hơi tiếp tục nói tiếp bạch trì gật gật đầu kỳ thật ngàn nhận viện giữa không thiếu cao thủ tồn tại chúng ta bảy người tuy rằng nhiều lần tạo thế hung mãnh nhưng đối ngàn nhận viện tới nói tưởng giải quyết chúng ta, cũng không phải cái gì việc khó, nhưng tiểu thanh cầm thần thánh thiên quốc lệnh bài xuất hiện thời điểm, ngàn nhận viện lùi bước, không còn có đối chúng ta áp dụng quá cái gì mãnh liệt thủ đoạn, cho nên ngoại giới có đồn đãi, nói thần thánh thiên quốc cho chúng ta chống lưng. Trương Huyền hỏi, sư huynh có hay không nói qua về thần thánh thiên quốc sự? Bạch Trì gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đối với thần thánh thiên quốc, cha ta cũng không nói lên được, hắn đã từng biến mất kia một đoạn thời gian, chính là đi điều tra về thần thánh thiên quốc sự, nhưng cái này tổ chức, cha ta cũng nhìn không thấu, bọn họ thực thần bí, không ai biết thần thánh thiên quốc là khi nào thành lập, cái này tổ chức giống như đột nhiên liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Trương Huyền không nói gì, hắn ở tiêu hóa bạch trì sở mang đến tin tức. Tương lai nói, lão đại, ta tưởng, lần này hội đàm làm ra như vậy quyết định, hẳn là chính là muốn nhìn xem, chúng ta rốt cuộc cùng thần thánh thiên quốc có hay không quan hệ, dù rằng cùng thuộc về năm thế lực lớn, nhưng có thể nhìn ra tới, ngàn nhận viện đối với thần thánh thiên quốc phi thường kiêng kỵ, lần này hội đàm lúc sau, chỉ sợ bọn họ muốn tìm cơ hội động thủ. Không sao cả, Bạch Trì cười lạnh, hiện tại lão đại đã tiếp nhận anh linh điện, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta liền trốn đến Hoành Sơn đi, bọn họ lại cường, có thể cường quá anh linh điện sao? Thật sự không được, khiến cho ta lão tử đem thân phận bại lộ, ta lão tử ngày đó còn cùng ta khoác lác nói hắn tại đây địa tâm vung tay một hô, tiểu đệ vô số đâu. Trương huyền nhéo nhéo bên hông sở quải anh linh lệnh, ra tiếng nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta năm đó cỡ nào khó khăn, đều như vậy đi tới, hiện giờ thực lực so trước kia không biết cường nhiều ít, còn có thể sợ bọn họ không thành. Chính là, Alex cười lớn một tiếng, cùng lắm thì liền tiếp tục liều mạng bái, dù sao sớm đã thành thói quen, người làm ta vẫn luôn an tĩnh đi xuống, ta còn cảm thấy cả người không thoải mái đâu y chát ngươi hơi hơi mỉm cười dù sao chúng ta huynh đệ mấy cái ở bên nhau ta cái gì đều không sợ ta nói y chát ngươi tương lai trợn trắng mắt ngươi chỉ nói huynh đệ không mang theo tỉ muội có phải hay không không đem ta cùng nguyệt thần tỉ tỉ tính đi vào a nguyệt thần không nói gì nhưng tay nàng chung, ngưng tụ ra một phen linh khí roi dài chiều đến trên mặt đất đùng rung động phòng trong mấy người lẫn nhau liếc nhau tất cả đều ăn ý nở nụ cười năm đó, cũng là bọn họ những người này, đua ra tới quang minh đảo. Ca, đem ta cùng tiểu hoa cũng mang lên A, toàn len keng vẻ mặt ủy khuất. Bên người có như vậy một đám có thể đem phía sau lưng phó thác đi ra ngoài huynh đệ, đó là trương huyền tự tin suối nguồn. Hảo lão đại, đừng cùng chúng ta hàn huyên, bạch trì nhìn nhìn trên tay máy truyền tin, đều cái này điểm, người nên đi cùng tàu tử hẹn hò, ha ha ha, cũng không nên nói ra tới nói không làm, làm tàu tử một mình chờ cả đêm, ta phỏng chừng nói vậy, người đến mỗi ngày tại đây phiến cửa sổ sát đất trước mặt quỳ giặt quần áo bản. Bạch Trì nói, đưa tới một trận cười vang. Trương Huyền trợn trắng mắt, đi ra biệt thự. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống, cách vách biệt thự đèn đã hoàn toàn tiêu diệt. Trương Huyền thân hình nhanh nhạy vượt qua vòng bảo hộ, bò đến Lâm Thanh Hạm bên cửa sổ, bên trong thực hắc, không có ánh đèn, hắn đã sớm biết Lâm Thanh Hạm ở tại nào gian phòng. Đường Trương Huyền đẩy ra cửa sổ muốn vào đi nháy mắt, một phen lưỡi dao sắc bén, đặt tại Trương Huyền trên cổ. Lâm Thanh Hạm thanh âm, ở tối tăm phòng bên trong vang lên, người phiên cửa sổ bộ dáng rất quen thuộc, nhìn dáng vẻ, trước kia ngươi, không thiếu làm như vậy sự. Trương Huyền một trận cười nịnh, lão bà, người này đã có thể hiểu lầm ta. Ta nhưng không hiểu lầm ngươi, Lâm Thanh Hạm thu hồi lưỡi dao sắc bén. Tối tăm giữa trương huyền vẫn là chú ý tới nữ nhân kia hơi mang ủy khuất đôi mắt nhỏ trương huyền liên tục giải thích lão bà ta cũng thật không có phiên cửa sổ thói quen a à. ta này hết thảy không đều là vì tìm ngươi sao tìm ta tìm ta ngươi liền dùng loại này phiên cửa sổ phương pháp vậy ngươi tưởng chính đại quang minh đi tìm ai lâm thanh hạm đôi tay ôm ngực tiểu nữ nhân bộ dáng tẫn hiện hắc hắc trương huyền không biết xấu hổ ôm lâm thanh hạm lão bà vậy ngươi nếu tưởng ta chính đại quang minh tới tìm ngươi cũng đúng a à. tính lâm thanh hàm hung hăng chừng mắt nhìn trương huyền liếc mắt một cái ngươi trương ức thanh đại nhân ta cũng không dám vì tiện tiếp xúc ta lâm thanh Hạm nói còn chưa dứt lời đã bị một trương miệng rộng lấp kín phát ra ô ô ô thanh âm mấy chục giây sau ở lâm thanh Hạm thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ là lúc trương huyền buông lỏng ra ôm lâm thanh hàm tay lão bà ngươi nói đúng trương huyền vẻ mặt chính xác ngươi là lão bà của ta ta tìm ngươi như thế nào có thể lén lút ngươi ta phải quang minh chính đại mới được ngươi chờ ta đây liền đi chuẩn bị trương huyền nói xong liền chuẩn bị chui ra cửa sổ ra bên ngoài nhảy ngươi cho ta trở về lâm thanh hạm một phen kéo lấy trương huyền cổ áo nói chính sự về hội đàm tin tức ngươi biết nhiều ít trương huyền ngồi vào lâm thanh hạm trên cái giường lớn kia biết một ít quy củ giống như cùng trước kia so sửa lại đúng vậy Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền đổ một chén nước, ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, lúc này đây, là chủ thành này tam đại thế lực ở nhầm vào các ngươi, bọn họ lúc này đây cố ý không giả thiết tham gia hội đàm nhân viên tuổi, chính là tưởng bức các ngươi phía sau thế hệ trước người đứng ra, hiện tại ngoại giới truyền bạch chỉ bọn họ sau lưng có thần thánh thiên quốc, mà ngươi làm sao bây giờ? Ngươi phía sau đứng chính là ai? Đây là bọn họ hiện tại nhất muốn biết. Lão bà, Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, về chuyện này, ta liền yêu cầu hỏi ngươi, ta phía sau đứng, là ai? Ngươi lúc trước cho ta lưu lại nhẫn, là đi thông địa tâm thông đạo, ngươi cố ý chuyển ra quang minh đảo ba chữ, ngươi làm ta đem quang minh đảo tại đây địa tâm nổi danh, chuyện này, giống như rất nhiều năm trước, liền có người đã ở làm, là ai? Ai mang ngươi tới địa tâm? Lâm thanh hạm há miệng thở dốc, lại lắc lắc đầu, lão công, những việc này, ta không thể nói, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không đi hại ngươi ta đương nhiên tin ngươi. Trương Huyền không chút do dự, hảo, lão bà, nếu ngươi không nói, ta đây có thể hỏi, người sau lưng người kia, có phải hay không tin lục? Lục, lâm thanh hàm hơi hơi sửng sốt, theo sau mở miệng, lão công, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cái gì đều không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi muốn làm cái gì, liền lớn mật buông tay đi làm, tại đây địa tâm, không ai có thể đem ngươi thế nào. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ, người sau lưng người kia, cũng không đơn giản, lúc trước tặng cho ta đồ vật người kia, hiển nhiên không phải mặt đất văn minh, nàng có thể tùy ý xuyên qua địa tâm mặt đất, cùng thần thánh thiên quốc có quan hệ. Là Chessia tìm được rồi ngươi. Lão công, ta nói, ta cái gì đều không thể nói cho ngươi. Lâm Thanh Hạm đứng dậy, này không phải cố ý gạt ngươi, mà là còn chưa tới thời điểm, ngươi nếu hỏi lại đi xuống, ta liền thật sự sinh khí. Lâm Thanh Hạm phồng má tử, rất là đáng yêu. Hảo được rồi, Trương Huyền quát quát Lâm Thanh Hạm kiều mũi, ta không hỏi còn không được sao, bất quá lão bà, người nói một câu, làm ta thực cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ta muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, ta đây hiện tại, liền có đại sự phải làm. Trương Huyền trên mặt, lộ ra quỷ dị tươi cười. Lâm Thanh Hạm trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, người muốn làm cái gì? Người lập tức sẽ biết, Trương Huyền thanh âm rơi xuống là lúc, người đã nhảy ra cửa sổ. Đang lúc Lâm Thanh Hạm suy nghĩ Trương Huyền muốn làm cái gì thời điểm, liền nghe vào biệt thự cửa chính trước, Trương Huyền thanh âm, rõ ràng truyền đến. Lâm Thanh Hạm, hẹn hò đi, này hoa hảo nguyệt viên chi dạ, không phải hẳn là hai ta triền miên là lúc sau. Trương Huyền thanh âm này rất lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ khu nhà phố, làm rất nhiều người đều nghe được rành mạch. Cách vách biệt thự nội, bạch trì đám người chính tạc kim hoa, liền nghe thanh âm này truyền tiến truyền vào tai. tào, lão đại này chơi đủ hoa a à, bạch trì vào tới bên cửa sổ đi cùng bạch trì đồng dạng động tác không ngừng bọn họ này một căn biệt thự nội người lâm thanh hạm là ai ở tại này khu nhà phố nội người đều rất rõ ràng hiện tại có người tại đây đêm khuya lớn tiếng như vậy đối lâm thanh hạm nói ra nói như vậy này hiển nhiên chính là muốn nhằm vào võ vương a lần này làm rất nhiều ăn dưa quần chúng đều tới hứng thú mặc kệ là cái dạng gì văn minh tổng không thể thiếu ái xem náo nhiệt người. Lâm Thanh Hạm sở trụ biệt thự đại môn bị mở ra, chu phó quan nổi giận đùng đùng đi ra, họ trương, người rốt cuộc dây dưa không xong, người liền cùng một cái vai hề giống nhau người có biết hay không. Tiểu nương ra, kêu nhà các người tướng quân ra tới. Trương Huyền đôi tay chống nạnh, một bộ lưu manh bộ dáng. Ta nói cho ngươi, nhà các ngươi tướng quân, là nữ nhân của ta, nàng, ta ngủ định rồi. Ngươi cút cho ta, lâm thanh hạm mặt, một đạo linh khí liền đánh ra tới, trực tiếp đem cửa sân hàng rào oanh dập nát. Ô ô ô, tiểu nương môn tính tình còn không nhỏ sao, chờ, sớm muộn gì làm ngươi ngoan ngoãn bỏ đến ta trong lòng ngược tới. Trương Huyền vui cười một tiếng, bước đi khai. Lâm Thanh Hạm đứng ở bên trong cánh cửa, khí cả người phát run, nàng thật sự không nghĩ tới, Trương Huyền nói phải làm đại sự, thế nhưng là cái này. Trương Huyền huyết sáo, thành thơi đi trở về chính mình nơi, hồi tưởng vừa mới xuyên thấu qua đại môn nhìn đến lâm thanh hạm kia thở hổn hển phát run bộ dáng hiểu ý cười chính mình này lão bà hiện tại là càng ngày càng đáng yêu a à. hôm sau sáng sớm trương huyền ngủ cái tự nhiên tình rời giường lúc sau kéo ra bước màn phát hiện bạch trì này đó hóa đang đứng ở lâm thanh hạm kia độc đống sân trước mà ở bạch trì đám người trước người có mấy chục danh phóng viên cầm trong tay các loại camera thiết bị đối với bọn họ không ngừng quay chụp Trương Huyền đi ra cửa phòng, Trình Nhiên liền đứng ở sân giữa. Đại nhân, ngài tỉnh, Trình Nhiên nghe được phía sau động tính, cung kính vấn an. Này sao lại thế này? Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn bạch chỉ bọn họ bên kia. Trình Nhiên cười cười, đại nhân ngài tối hôm qua công tích vĩ đại, đã hoàn toàn truyền ra đi, hôm nay không ít truyền thông liền lăn lộn tiến vào. Bạch đại nhân bọn họ, chính tổ chức phóng viên chụp ảnh chung lưu niệm đâu. Lưu niệm, lưu cái gì niệm? ngài xem kia biểu ngữ, trình nhiên duỗi tay một lóng tay. Trương Huyền liền thấy, bạch trì đám người kéo một cái biểu ngữ, biểu ngữ thượng viết một chuỗi chữ to, phá lệ thấy được. Khoảng cách Trương ức thanh vào ở nữ chiến thần khuê phòng đếm ngược ngày hôm sau. Trương Huyền trợn trắng mắt, này đó hóa, thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại A. À. Có thể nhìn đến, Lâm Thanh Hạm cũng không ở nhà, chu phó quan cũng không ở, bằng không loại tình huống này, chu phó quan đã sớm ra tới bão nổi. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, nếu muốn chơi, kia không bằng liền chơi đại điểm cũng hảo, hắn hỏi hướng trình nhiên, cho ta tra một chút, Lâm Thanh Hạm hiện tại ở đâu. Lập tức muốn hội đàm, Lâm Tướng Quân đi tuyển lễ phục. Trình nhiên thực mau liền cho Trương Huyền một cái chuẩn xác vị trí, ở cái này tin tức hóa thời đại, cá nhân hành tung, cơ hồ là không có riêng tư, chẳng sợ nữ chiến thần cũng là như thế, chỉ cần xuất hiện ở có theo dõi địa phương, liền sẽ bị người nhìn đến. Hơn 10 phút lúc sau, Trương Huyền xuất hiện ở một nhà thương trường nội. Một nhà trang hoàng xa hoa mặt tiền cửa hàng nội, Lâm Thanh Hạm đang ở Võ Vương cùng đi hạ, chọn lựa thích hợp lễ phục, chuẩn bị sắp đã đến hội đàm, trong tiệm khắp nơi treo sang quý lễ phục, mỗi một kiện giá cả đều đủ để cho bình thường phú hào lui bước. Chu phó quan cùng với Võ Vương Tùy Tùng, phân biệt đi theo hai người phía sau. Ta cảm thấy cái này không tồi, Võ Vương coi trọng một kiện màu đỏ lễ phục, khéo léo, hào phóng, tẫn hiện cao quý. Này lễ phục đích xác rất đẹp, nhưng Lâm Thanh Hạm chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời đi. Phó Vương cũng không có chú ý tới Lâm Thanh Hạm ánh mắt, hắn mở miệng nói, ta cho rằng ngươi mặc vào, hẳn là không tồi, đi thử thử đi. Nguyên bản cất bước muốn đi Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, ngừng bước chân, duỗi tay chỉ hướng kia kiện lễ phục. Phụ trách tiêu thụ cô nương vội vàng đem lễ phục gỡ xuống, đang muốn đưa tới Lâm Thanh Hạm trong tay khi, một con bàn tay to, đột nhiên vươn, đoạt qua sắp đưa tới Lâm Thanh Hạm trong tay màu đỏ lễ phục. phó vương mày nhăn lại, nhìn về phía người tới, cắn răng nói, Trương ức thanh. Ngày hôm qua Trương Huyền sở làm việc, từ hủy hoại trung an khách sạn, lại đến nửa đêm cao giọng đùa giỡn Lâm Thanh Hạm, đều làm võ vương mất hết thể diện, võ vương nhìn thấy Trương Huyền, như thế nào có cái gì sắc mặt tốt. Chu phó quan sát mặt biến đổi, nàng hiện tại sợ nhất chính là nhìn thấy này trương ức thanh họ trương ngươi trương huyền nhìn về phía võ vương ra tiếng nói nàng không thích màu đỏ cũng không thích hợp võ vương một sửng sốt trương huyền đem trong tay màu đỏ lễ phục vì tay ném đến một bên theo sau chỉ một kiện màu lam lễ phục ra tiếng nói cái này càng thích hợp nàng đi đem kia kiện lấy lại đây tiêu thụ cô nương nhìn nhìn võ vương võ vương không nói gì nàng cũng không dám có bất luận cái gì động tác đi lấy tới, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Lâm Thanh Hàm hơi hơi mỉm cười, ta tưởng Quang Minh Đảo đại danh đỉnh đỉnh Trương Ước Thanh không cần thiết đi khó xử một người bình thường đi, ta chính mình đi lấy liền hảo. Lâm Thanh Hàm đi đến kia kiện màu lam lễ phục trước, đem lễ phục cầm lấy, chủ động đi đến phòng thử đồ nội. Cái này màu lam lễ phục, là Lâm Thanh Hàm đi vào cửa hàng này ánh mắt đầu tiên, liền coi trọng, chỉ là cái này nhan sắc, cùng nàng nữ chiến thần thân phận không hợp. Nàng liền chưa từng có nhiều chú ý, nhưng có đi hay không chú ý là một chuyện, có thích hay không là mặt khác một chuyện, nơi này, nàng thích nhất, đó là cái này, bị Trương Huyền chọn lựa ra tới. Vài phút sau, Đường Lâm Thanh Hạm ăn mặc cái này màu lam lễ phục, xuất hiện ở võ vương đám người trước mặt khi, võ vương ánh mắt liền không còn có từ Lâm Thanh Hạm trên người rời đi quá. Bất đồng với ngày thường oai hùng bộ dáng, lúc này Lâm Thanh Hạm, xuất trần giống như sa đoạ thế gian tiên nữ, này màu lam phảng phất chính là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, ở không thiếu quý khí đồng thời, lại tràn ngập một mặt nghịch ngợm, mang theo chút diễm lệ, còn có vài phần xuất trần, phảng phất giờ phút này, muôn vàn tốt đẹp hình dung từ, đều có thể dùng đến nữ nhân này trên người. Ngay cả chu phó quan, cùng với tiêu thụ cô nương, đôi mắt giữa, đều tràn ngập kinh diễm. Chu phó quan trước nay chưa thấy qua lâm thanh hạm phối hợp như vậy ngây thơ hồn nhiên nhan sắc, hiện tại nàng, phảng phất không hề là cái kia bách chiến bách thắng nữ chiến thần, nàng chính là một cái sẽ làm người nhịn không được tâm sinh chiều mến tiểu nữ nhân. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, Lâm Thanh hãm thích hợp cái gì, không có người, so với hắn rõ ràng hơn. Trương Huyền này một mặt mỉm cười, xem ở chu phó quan trong mắt, liền trở thành rào rạt đắc ý. Đắc ý cái gì, đây là nhà của chúng ta tướng quân thiên sinh lệ chất. Chu phó quan trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Phó vương nhìn đã lâu, mới đưa ánh mắt từ lâm thanh hạm trên người rời đi, hướng tiêu thụ cô nương nói, cái này ta muốn, bao nhiêu tiền? Võ vương đại nhân, tiêu thụ cô nương cung kính trả lời, cái này lễ phục, là từ Úc tử hậu đại sư thân thủ thiết kế, toàn bộ vạn vùng núi, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, cho nên giá cả hơi chút sang quý một ít, 9 vạn 9 nghìn vạn cái này giá cả, là một cái học viện lão sư 5 năm, năm không ăn không uống đều tích cóp không xuống dưới cử khoản, nhưng đối với võ vương tới nói, này cũng không tính cái gì. "Hảo, ta muốn." Võ Vương gật đầu. "Ngươi muốn?" Trương Huyền liếc liếc mắt một cái Võ Vương, "Ngươi tính cộng hành nào ngươi muốn, này quần áo ta trước coi trọng, ta ra 20 vạn." Tiêu Thụ cô nương vừa nghe lời này, nhìn mắt Trương Huyền, lại nhìn nhìn Võ Vương, không dám hé răng, một cái là Võ Vương, một cái là Trương Ước Thanh, cái nào đều không phải nàng có thể đắc tội khởi. Hai ngày này Trương Ước Thanh cùng Võ Vương chi gian phát sinh tranh đấu, toàn thành người đều rất rõ ràng, hai vị này đụng tới cùng nhau thần tiên đánh nhau, ai cũng không dám trộn lẫn A, à, ngay cả ngàn nhận viện cùng kiếm gốc, đều sẽ không tới nhúng tay. 50 vạn, võ vương sắc mặt bất biến. Trương Huyền cười hắc hắc, vươn năm căn ngón tay, 50 vạn linh một khối. Võ vương nhìn mắt Trương Huyền, nhìn dáng vẻ, người Trương ức thanh đại nhân, hôm nay là cố ý cùng ta không qua được, 200 vạn. Cái gì kêu cùng ngươi không qua được, quần áo là ta coi trọng, cũng nên ta trước mua, trực tiếp kêu 200 vạn, người rất có tiền sao? Trương Huyền khinh thường nhìn mắt Phó Vương một ngàn vạn. Phó Vương mày nhân lại, cái này giá cả, tuy là lấy thân phận của hắn, cũng cảm giác có chút quá mức. Phó Vương tuy rằng thế đại, nhưng ở chủ thành còn có hai cái thế lực đè ở trên đầu của hắn, hắn gom tiền thủ đoạn cũng không như thế nào nhiều. Hơn nữa, này Phó Vương thế lực là truyền thừa xuống dưới, hắn bậc cha chú cũng không quang có hắn một cái hậu đại, hắn có thể vận dụng tài chính cũng không sẽ quá nhiều. Trương Huyền thấy võ vương sắc mặt không đúng, cố ý lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, sao? Nghèo, nghèo còn như thế nào cùng ta tranh, ta lại thêm cái giới, 1.500 vạn. Võ vương ở chủ thành, thế lực cắm dễ. Nhưng Trương Huyền bất đồng, Trương Huyền quang minh đảo, hoàn toàn chính là hắn một người nói tính, hiện tại trải rộng vạn vùng núi, kia gom tiền năng lực, phá lệ khủng bố, hơn nữa có bạch chỉ đám người, một đám kiếm tiền tốc độ cũng là khủng bố khẩn, không chút nào khoa trương, Tiền đối Trương Huyền tới nói chỉ là một con số. Huống hồ quan trọng nhất chính là Trương Huyền căn bản là không cần suy xét kế tiếp vấn đề. Hắn đối địa tâm, không có bất luận cái gì lòng trung thành, thậm chí có thể đãi bao lâu cũng không biết. Này tiền lưu trữ cũng không có bất luận tác dụng gì, hiện tại không cần chờ cái gì thời điểm sử dụng đâu. Phó Vương nhìn chằm chằm Trương Huyền, hiện tại việc này đã không phải xài bao nhiêu tiền mua quần áo vấn đề, mà là một cái thắng thua vấn đề nhưng 1.500 vạn, hắn là thật lấy không ra. Còn tăng giá sao, Trương Huyền đang xem ra Võ Vương đã thêm bất động giới thời điểm, vươn hai ngón tay, 2.000 vạn. Võ Vương hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, Trương ức thanh, ngươi là tưởng cùng ta đối nghịch rốt cuộc. 2.500 vạn, Trương Huyền lại lần nữa tăng giá. 3.000 vạn, Võ Vương cắn răng, nói ra cái này con số, hắn biết rõ, cái này con số lấy ra tới sau, chính mình tất nhiên sẽ đưa tới một ít phiền toái, nhưng hiện tại, hắn không thể lui bước. Thành giao, Trương Huyền búng tay một cái, tới, trả tiền đi. Trương Huyền nói, mở ra chính mình máy truyền tin thu khoản giao diện. Võ Vương sửng sốt, lang gì đâu, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Võ Vương, cửa hàng này ta mua tới, ta là lão bản, trả tiền bái, còn chờ gì đâu. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, còn vặn vẹo eo, nhà mắng. Võ Vương nhìn đến Trương Huyền dáng vẻ này, chỉ cảm thấy ngực buồn đến phá lệ khó chịu, một hơi như thế nào đều xuyến không lên. Chu Phó Quan cắn răng, vô sỉ. Võ Vương đại nhân, mau, trả tiền bái. Trương Huyền xoa xoa tay chỉ, kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, xem đi ngang qua người đều nghĩ tới tới chửi hắn một đốn. Võ Vương mồm to thở dốc, chậm rãi nâng lên cánh tay, chuẩn bị cấp Trương Huyền trả tiền. Ha ha, nói giỡn, liền ở Võ Vương chuẩn bị trả tiền khi, Trương Huyền đem chính mình cánh tay buông, tắt đi thu khoản giao diện, này quần áo, ta tặng. Không cần, võ vương cắn răng. Tùy tiện lạc, Trương Huyền nhún vai, đi đến một bên, hướng tiêu thụ cô nương nói, quần áo đâu, ta liền đưa cho lâm tướng quân, nếu võ vương đại nhân khăng khăng muốn trả tiền nói, liền tùy tiện lại lấy một kiện cấp võ vương đại nhân hảo. Trương Huyền sao có thể làm nam nhân khác, bỏ tiền cho chính mình nữ nhân mua đồ vật. Võ vương khí cả người phát run, Hắn hiện tại là trả tiền cũng không phải, không trả tiền cũng không phải. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, hướng Chu phó quan nói, "Thay ta cảm ơn Trương lão bản hảo ý, chúng ta đi thôi." Lâm Thanh Hàm mạn diệu thân ảnh biến mất ở trong tiệm. Phó Vương trừng mắt Trương Ức Thanh, nói, "Trương Ức Thanh, ta sớm muộn gì sẽ ở trên người của ngươi bù trở về." Tùy tiện lạc, Trương Huyền vẻ mặt không để bụng, đi thong thả không tiện a. Việc này phát sinh, phó vương rốt cuộc vô tâm tình ở bên ngoài đãi đi xuống, mới ra môn, lại thấy đến một mảnh hoa hải, tại đây địa tâm văn minh, cây xanh đều là rất cao cấp đồ vật, càng đừng nói biển hoa. Kia biển hoa bãi thành một bộ đào tâm bộ dáng. Lâm Thanh Hạm liền đứng ở biển hoa trước. Lâm tướng quân, bạch trì đám người ngăn chặn Lâm Thanh Hạm đường đi, đây là ta trương ức thanh huynh đệ, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, hắn sẽ dùng hành động nói cho ngươi, ai mới là ngươi nên có được nam nhân. Tại đây thương trường, dòng người chen trúc xô đẩy, này to lớn trường hợp, võ vương liền xem ở trong mắt, mọi người cũng đều xem ở trong mắt, trương ức thanh, là làm trò võ vương mặt, ở theo đuổi võ vương vị hôn thê. Có người nhìn đến, võ vương cùng lâm thanh hạm song hành thời điểm, hai người chi gian, có khoảng cách nhất định, võ vương ngay cả lâm thanh hạm tay cũng chưa chạm qua, nhưng kia trương ức thanh, lại đã sớm ở pháo đài trước, cưỡng hôn lâm thanh hạm. Mỗi người đều ở trong lòng nói, này trương ức thanh, là muốn cấp phó vương đầu, loại một mảnh lục a. À. Phó vương nhìn trước mắt hết thảy, kia trên mặt biểu tình, So ăn rồi bỏ, còn muốn khó chịu. Chu phó quan nhìn chung quanh người chỉ chỉ trỏ trỏ, ra lệnh một tiếng, lập tức tìm tới thành vệ quân, đem này cánh hoa hải thu cái sạch sẽ, nhưng cho dù thu lại sạch sẽ, đã phát sinh sự, vẫn là bị người ghi tạc trong lòng. Trương Ước thanh đám người, thật đúng là một chút đều không nghĩ nhàn rỗi a. À. Theo hội đàm tiếp cận chủ thành người, cũng càng ngày càng nhiều, lớn nhỏ thế lực, đều ùa vào chủ thành nội, trong đó không thiếu một ít còn lại thành trấn công tử ca. Dĩ vãng, này đó công tử ca đi vào chủ thành lúc sau, đều sẽ kêu gọi ba năm cái bạn tốt, đại gia mở ra quý báu xe thể thao, ước thượng một ít cô nương, phao phao hộp đêm gì đó. Nhưng lúc này đây, này đó công tử ca đi vào chủ thành lúc sau, tất cả đều ngoan ngoãn đợi cho khách sạn phòng nội, cũng nghe không đến bọn họ mở ra xe thể thao lên đường tiếng gầm gừ, bởi vì, bọn họ sợ một cái không cẩn thận liền chiêu chọc đến cái kia họ trương sát tinh. Nhàm chán A, à, Bạch Trì đi ở trên đường phố, nhìn chung quanh, chung quanh cơ hồ không có gì người. Này không phải chủ thành đường phố chống trải, mà là bọn họ tới rồi nào, người ở đâu liền xa xa tránh đi bọn họ. Nghe nói, Võ Vương đã bị Trương ức thanh khí nằm trên giường không dậy nổi, kia Võ Vương gia tộc nội, càng là nổi trận lôi đình, có người hô to muốn cùng Trương ức thanh quyết chiến. Mà nữ chiến thần Lâm Thanh Hạm cũng vẫn luôn đều không ra khỏi cửa, chờ đợi hội đàm. Hiện tại khoảng cách hội đàm, chỉ còn cuối cùng một ngày thời gian, tất cả mọi người đang chờ đợi hội đàm bắt đầu. Một ngày thời gian, thực mau qua đi, đương ngày hôm sau sắc trời mới vừa lược, trương huyền đám người, liền thu được hội đàm thư mời. Kiếm cốc rất nhiều đệ tử, tập thể vào thành, mỗi người, đều một thân bạch y, eo quải bội kiếm, hảo không khí phái. Ngàn nhận viện tinh anh học viện, cũng đều ăn mặc hoa lệ giáo lễ phục, xuất hiện ở chủ thành trên đường phố. Từ các địa phương tới rồi thế lực thành viên, cũng đều thống nhất trang phục, có tự xuất hiện. Lâm thanh hạm lính quân suốt một ngàn, thân xuyên khôi giáp, nàng cùng ngàn nhận viện, đều là lúc này đây phía chính phủ đại biểu. So với các thế lực hoa lệ tiền đồ, trương huyền đám người, xuyên lưu loát, toàn len canh càng là trang mãn đầu đồ ăn vặt, đi ở trên đường, mồm to nhấm nuốt. Trương Huyền nhìn các thế lực lớn hoa lệ trường hợp, lại nghĩ đến đêm đó Lâm Thanh Hạm đối chính mình lời nói, muốn làm cái gì liền đi làm, câu nói kia giữa, mang theo tuyệt đối tự tin, nhưng Lâm Thanh Hạm sau lưng là ai, Trương Huyền thật sự không có một tia manh mối, hắn còn nhớ rõ, chính mình nói ra đối phương hay không họ lục khi, Lâm Thanh Hạm trong mắt theo bản năng lộ ra nghi hoặc, tuyệt đối không có khả năng làm bộ, cũng không phải giả vờ. Nhưng trừ bỏ cái kia họ lục ra hỏa bên ngoài, Trương Huyền thật sự khó có thể tưởng tượng, Rốt cuộc là ai, có lớn như vậy năng lượng. Khắp nơi thế lực hành tẩu ở chủ thành trên đường phố. Vạn Sơn chủ thành hội đàm, đây là tập kết toàn bộ vạn vùng núi sở hữu thế lực thịnh hội, vạn vùng núi trên không, phi cơ treo biểu ngữ bay qua, toàn thành truyền phát tin thống nhất vui mừng âm nhạc, hôm nay toàn thành con đường, không cho phép có bất luận cái gì chiếc xe xuất hiện, phía chính phủ học viện người toàn bộ xuất động, duy trì trật tự. Ở Vạn Sơn chủ thành, có như vậy một tòa thật lớn diễn võ trường chiếm địa chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ, giờ phút này, sở hữu thế lực, đều đem tới trước kia diễn võ trường tiến hành tập kết. Một cái lại một cái thế lực, bày ra chính mình tư thế oai hùng. Ngàn nhận viện đến, kia ngàn nhận viện tinh anh học viên cùng giáo viên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào diễn võ trường nội, bọn họ ăn mặc hoa lệ giáo lễ phục, ngàn nhận hai chữ, đó là bọn họ kiêu ngạo, lần này lên sân khấu người, chẳng sợ học viên thấp nhất thực lực, cũng là hóa hình hậu kỳ, có thể thấy được ngàn nhận viện nội tình, có bao nhiêu thâm, có này đó thiên tài học viên cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó, ngàn nhận viện chắc chắn trường thịnh không suy. Kiếm cốc đến, kiếm cốc thành viên, thống nhất người mặc màu trắng kiếm bào, eo quải bội kiếm, các khí vũ hiên ngang, bọn họ mỗi người, đều giống một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Kiếm cốc kiếm tu cường hãn chỗ, này toàn bộ vạn vùng núi, không người không biết, cung cấp bậc cường giả, đối mặt kiếm cốc kiếm tu, ở công phạt thủ đoạn phương diện, luôn là muốn kém hơn như vậy một mảng lớn. Võ Vương Phủ đến. Võ Vương người mặc màu tím trường bào, toàn thân tản ra một loại thượng vị giả uy nghiêm, hắn sải bước, phía sau đi theo đều là Võ Vương phủ tương ứng, cùng kiếm cốc vừa vặn tương phản, Võ Vương phủ tương ứng, không một người, đều một thân hắc y, không giận tự uy, đây là đã từng vạn vùng núi mạnh nhất một cái thế lực, hiện giờ tuy rằng tổ tông thoái vị, nhưng Võ Vương phủ nội tình, vẫn là làm người kiêng kỵ vô cùng. Chẳng sợ kiếm cốc cùng ngàn nhận viện Cũng sẽ không tùy ý cùng võ vương phát sinh xung đột Dĩ vãng hội đàm Võ vương xuất hiện Chắc chắn tự mang một cổ cường đại khí tràng Nhưng hôm nay võ vương xuất hiện Lại không có mang cho người dĩ vãng Cái loại cảm giác này Đơn giản là tại đây mấy ngày thời gian Một cái kêu trương ức thanh người Làm võ vương tại đây chủ thành Mất hết thể diệt Lâm tướng quân đến Lâm thanh hạm người mặc khôi giáp Có một cây trường thương anh khí 10 phần một ngàn tướng sĩ đi theo lâm thanh hạm phía sau, sở hữu động tác, đều nhịp. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái thế lực đi vào diễn võ trường nội, đến thuộc về bọn họ địa phương ngồi xong. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo đến. Đương ở diễn võ trường ngoại, này một tiếng hô lên, rất nhiều người ánh mắt, không tự giác tụ tập lại đây, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo thanh danh, đối chủ thành người tới nói, quá thịnh. Bất đồng với còn lại thế lực người đông thế mạnh, bạch trì bảy người, các có các tạo hình, một đám vẻ mặt nhàn nhã, có người ngậm thuốc lá, có người đôi tay cắm túi, tương lai cùng Nguyệt Thần còn ghé vào cùng nhau vừa đi vừa tự chụp, liền như vậy vào diễn võ trường nội, xem bọn họ kia thành thơi bộ dáng, phảng phất căn bản là không đem lần này hội đàm để vào mắt, hoặc là nói, không đem ở đây bất luận cái gì thế lực để vào mắt. Quang Minh đảo đến, lại là một tiếng, nghe được Quang Minh đảo ba chữ người, đều không tự giác đánh một cái lạnh run. Hiện tại, nhắc tới Quang Minh đảo, bọn họ là có thể nghĩ đến Trương Ước Thanh, nghĩ đến Trương Ước Thanh, là có thể nghĩ đến Trương Ước Thanh kia làm việc thiết huyết thủ đoạn, nói diệt Trương gia liền diệt Trương gia một chút tình cảm cũng chưa cấp Võ Vương lưu, cố tình, Võ Vương còn một chút biện pháp đều không có. Trương Huyền, Toàn Len Ken, cùng với Tiểu Hoa ba người, đi vào diễn võ trường nội, bọn họ tuy rằng chỉ có ba người, nhưng mang đến áp lực, lại so với người nọ nhiều thế chúng thế lực, còn muốn đại. Mập mạp hướng trong miệng tác đồ ăn vặt, Tiểu hoa an tĩnh đi theo toàn len keng phía sau, Trương Huyền còn lại là chạy chậm vào diễn võ trường, ở các thế lực lớn sở ngồi địa phương nhìn quét một vòng, theo sau chạy mau chiều lâm thanh hạm nơi địa phương mà đi. Ở diễn võ trường nội, sở hữu thế lực, đều bị an bài hảo chuyên môn chỗ ngồi, võ vương đều ở lâm thanh hạm đối diện mặt ngồi. Mà Trương Huyền còn lại là trực tiếp tế tới rồi lâm thanh hạm bên cạnh, một mông ngồi xuống. Ngươi làm gì, lăn một bên đi chu phó quan trực tiếp ra tiếng quát lớn. Ngươi làm gì đâu, về sau nhà ngươi tướng quân chính là ta nương tử, cùng ta nói chuyện ngươi đến chú ý điểm, biết không? Trương Huyền đắc ý nhìn chu phó quan liếc mắt một cái, theo sau cũng không nói lời nào, liền ghé vào lâm thanh hạm bên cạnh ngồi xuống. Hiện trường duy trì trật tự người, muốn đi đi lên, kết quả không đợi đến Trương Huyền trước mặt, đã bị toàn len canh cùng với bạch chỉ đám người, cấp ngăn cản. Này đó sát tinh tre ở phía trước, trừ bỏ ngàn nhận viện cùng kiếm cốc bên ngoài, ai dám nhúng tay. Nhưng cố tình, kiếm cốc cùng ngàn nhận viện, đều cùng Hoành Sơn Bảy Thái bảo duy trì một cái vi diệu quan hệ, này cùng Võ Vương có quan hệ sự, bọn họ mới lười đến đi quản. Hiện tại, căn bản là không ai trị được Trương Huyền. Võ Vương sắc mặt âm trầm nhìn Trương Huyền nơi phương hướng, một câu không nói, nhưng nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Trương Huyền đều phải bị Võ Vương thù hận ánh mắt giết chết vô số lần ném vào ta võ vương phủ mặt mũi. Võ vương phía sau, một người nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam nhân lạnh lùng nói, chuyện này yêu cầu một cái giao đãi. Nhị bá yên tâm, võ vương thấp giọng trả lời, chờ thí luyện bắt đầu thời điểm, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Tốt nhất như thế, trung niên nam nhân nói song sau, thấp hèn đầu, căn bản không ai chú ý tới hắn, ở chỗ này, hắn tồn tại cảm cực thấp. Đương các thế lực lớn vào bàn lúc sau, diễn võ đài kia đỉnh điểm, một người tay cầm microphone xuất hiện ở nơi đó. Các vị, mỗi năm một lần hội đàm lại lần nữa đã đến, các vị anh hào tề tụ một đường, nãi ta vạn vùng núi chuyện may mắn. Người này xuất hiện, nói một đống phía chính phủ nói, theo sau tiến vào chính đề. Mỗi một lần hội đàm, quy tắc đều bất đồng, lần này cũng là như thế, lần này hội đàm lúc sau, chúng ta đem tiến hành một hồi vô khác nhau đối kháng thí luyện, các thế lực lớn, nhưng các phái ra 10 tên tinh anh đi trước thí luyện trường, ở nơi đó sẽ cho các vị bố trí một cái cộng đồng nhiệm vụ, bằng vào nhiệm vụ hoàn thành độ, tiến hành này một năm bình xét cấp bậc, lúc này đây thí luyện, không có giới tính yêu cầu, không có tuổi yêu cầu, không có thực lực yêu cầu, hy vọng đại gia đều có thể lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái. Đường tiếng nói vừa dứt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng tới Trương Huyền đám người nhìn lại, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, lúc này đây không có tuổi hạn chế quy tắc chính là ở vì quang minh đảo cùng hoành sơn bảy thái bảo chuẩn bị này hai cái thế lực lực lượng mới xuất hiện nhảy trở thành toàn bộ vạn vùng núi chuẩn siêu cấp thế lực nếu lần này thí luyện có thể lấy được tốt thành tích tấn chức vì siêu cấp thế lực đó là ván đã đóng thuyền sự ai đều muốn biết này hai cái lực lượng mới xuất hiện thế lực sau lưng rốt cuộc chạm chính là người nào đối mặt mọi người ánh mắt cùng với lần này quy tắc bạch trì đám người như cô ở làm chính mình sự hoàn toàn không để ở trong lòng mà Trương Huyền, chỉ là vẫn luôn nhìn bên cạnh Lâm Thanh Hạc, giống như liền này quy tắc, nghe đều lười đến nghe. Cuồng vọng, ngàn nhận viện đội ngũ chung, truyền ra tiếng hử lạnh. Trương 1522 có âm mưu. Trương Huyền cùng bạch chỉ đám người thái độ, hiển nhiên là không đem mọi người để vào mắt. Mà hôm nay có thể tới tới người, các đều là tinh anh, trong lòng đều có ngạo khí, những cái đó tiểu nhân thế lực không dám hé răng, nhưng ngàn nhận viện loại này siêu cấp thế lực, vẫn là dám đem trong lòng nói ra tới. Hảo, chư vị, về thí luyện địa điểm, sẽ ở trời tối phía trước tiến hành thông chi, mọi người, cũng đem ở khi đó, cộng đồng đi trước thí luyện địa điểm, hiện tại, thỉnh các thế lực lớn đại biểu, tiến hành hội đàm đi, vạn vùng núi cũng bởi vì có các vị, mới có thể lâu dài ổn định. Trên đài cao người chậm rãi rơi xuống, liền xem diễn võ trường nội, mỗi một cái thế lực giữa, đều có một cái đại biểu đứng dậy, đi trước diễn võ trường chỗ sâu trong yến hội trong phòng. Trương Huyền mắt thấy Lâm Thanh Hạm đứng dậy, hắn đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, một đường chiều yến hội thính đi đến. Sắp tới sắp sửa đi đến yến hội thính trước khi, Lâm Thanh Hạm đột nhiên nghỉ chân xoay người, nhìn về phía Trương Huyền, ta muốn đi thay quần áo, ngươi cũng tính toán đi theo đi sao? "Hảo a." À, Trương Huyền cơ hồ không có do dự, liền gật đầu trả lời. "Họ Trương, ngươi quá được một tấc lại muốn tiến một thước." một đạo tiếng hô, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền xoay người vừa thấy, liền thấy một người người mặc hắc y, võ vương phủ trang điểm người nhìn chầm chầm chính mình, mà võ vương phủ người này bên cạnh, còn đi theo một người kiếm cốc kiếm tu, cùng với một người ngàn nhận viện học viên. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, người là cái thứ gì? Họ Trương, người miệng phóng sạch sẽ một chút, kiếm cốc kiếm tu hừ lạnh một tiếng, này không phải ngươi dương oai địa phương, chúng ta kiếm cốc người, không phải ngươi có thể coi khinh. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, lại nhìn về phía ngàn nhận viện tên kia học viên, người đâu, có cái gì tàn nhẫn lời nói muốn phóng sao. Cùng ngươi loại này nhân vật, không cần phải, học viện học viên đầy mặt khinh thường. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, cúi đầu. Này cúi đầu động tác, Trương Huyền chỉ rằng có một giây, giây tiếp theo, hắn đột nhiên làm khó dễ, đôi tay đều xuất hiện, một người chiều ba người công tới ba người nơi nào nghĩ đến trương huyền sẽ đột nhiên làm ra thế công đây chính là ở diễn võ trường bọn họ thế lực phía sau đều đứng ở nơi đó này họ trương làm sao dám ba người muốn phản ứng đã không kịp bọn họ nơi nào là trương huyền đối thủ lấy tu luyện công pháp mà nói trương huyền tu luyện diệt thế đổ lục đừng nói là những người này chính là bình thường khống linh tại đây loại gần gũi không có anh linh dưới tình huống đối tượng trương huyền đều phải có hại Cơ hồ là ở ngay lập tức chi gian, ba người liền bị trương huyền tạp phiên trên mặt đất, một đám cả người trừ. Xúc, hiển nhiên là bị nội thương. Thiết, trương huyền vỗ vỗ tay, ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh, nguyên lai chính là loại này mặt hàng. Trương huyền nói xong, bước đi khai. Một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Ngàn nhận viện cùng kiếm cốc trơ mắt nhìn chính mình người bị trương huyền tạp phiên trên mặt đất, như vậy sự, chưa từng có phát sinh quá, dĩ vãng hội đàm, các thế lực lớn tề tụ, ai không đối kiếm cốc cùng ngàn nhận viện người cung cung kính kính, cho dù là phú thần cường giả, nhìn thấy ngàn nhận viện ngưng khí, đều đến khách khách khí khí, kêu lên một tiếng huynh đệ, nhưng lúc này đây, lại là bị người trực tiếp trọng thương. Này Trương ức thanh, sớm muộn gì sẽ làm hắn trả giá đại giới. Ngàn nhận trong viện, có người nói như vậy. Thí luyện thời điểm, nếu có cơ hội, trực tiếp sát liền hảo. Kiếm cốc giữa, cũng có người mở miệng võ vương phủ tương ứng giữa không ai nói chuyện nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng bọn họ cùng trương ức thanh chi gian tất có tử chiến võ vương cùng trương ức thanh chi gian sống núi đã kết đến chỗ sâu trong trương huyền đi vào yến hội trong phòng đã có rất nhiều thế lực đại biểu đều đã đứng ở bên trong lẫn nhau bắt chuyện đương nhìn đến trương huyền tiến vào sau những cái đó thế lực đại biểu tất cả đều không tự giác cách hắn xa một ít quang minh đảo tuy mạnh nhưng hắn hiện tại một chút chọc tới nguyên bản vạn vùng núi mạnh nhất ba cái thế lực, ai cũng không biết quang minh đảo kế tiếp sẽ thế nào, quá nhiều tiếp xúc, đối chính mình, khả năng cũng không tốt. Lâm thanh hạm thay kia một thân màu lam váy dài xuất hiện, nàng xuất hiện, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, trong lúc nhất thời, ca ngợi chi từ không ngừng, mỗi người đều ở khen võ vương ánh mắt, nói hai người nãi thiên thiết một đôi. Ha ha ha, không thể tưởng được, lâm tướng quân kết quả là vẫn là xuyên ta đưa quần áo. Trương Huyền lớn tiếng cười nói, nhìn dáng vẻ, Lâm tướng quân là phi thường thưởng thức ta ánh mắt đâu, kỳ thật nhà của ta chung còn có không ít xinh đẹp quần áo thích hợp Lâm tướng quân, không bằng đêm nay, Lâm tướng quân cùng ta cùng nhau về nhà nhìn xem tốt không. Trương Huyền lời này vừa ra, mọi người theo bản năng đem ánh mắt liền tỏa định tới rồi võ vương trên người, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lâm Thanh Hạm trên người cái này lễ phục, thế nhưng là Trương Ước Thanh đưa, mà Lâm Thanh Hạm hôm nay còn xuyên ra tới, này trong đó có cái gì, một chút khiến cho người liên tưởng rất nhiều. Phó Vương biết được sự tình tiền căn hậu quả, giờ phút này nhìn đến Trương Huyền như vậy cố ý khiêu khích, kia sắc mặt âm trầm đã sắp tích ra thủy tới. Trương Ức Thanh, mau nhắm lại người miệng chó đi." Chu phó quan lạnh lùng nói. "Ha ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, dù sao này Lâm tướng quân, sớm muộn gì có một ngày phải bị ta bắt trở về làm áp trại phu nhân, có một số việc sớm muộn gì muốn phát sinh." hiện tại sớm một chút, vãn một chút, đều không sao cả sao. Trương Huyền đi đến một bên. Bạch Trì làm hoành sơn bảy thái bảo đại biểu, cũng bị người cô lập lên, hắn cũng lười đến tìm người nói chuyện phiếm, đứng ở một góc, ăn điểm tâm. Đương nhìn thấy Trương Huyền đi tới sau, Bạch Trì đón đi lên, trợn trắng mắt, dừa lão đại, ta này tham gia quá yến hội cũng không ít, nhưng nơi này người, sao các cùng học sinh tiểu học giống nhau, liên chàng mặt lời nói đều không nói, trực tiếp liền bày ra một bộ nhà hắn trường không cho hắn cùng ta chơi bộ dáng, ta đi qua đi, hắn liền tránh ra. Trương Huyền lắc lắc đầu, cười nói, nơi này xã hội hệ thống, nhìn như phát đạt tiên tiến, nhưng kỳ thật vô hạn tiếp cận với xã hội nô lệ, bọn họ đã quỳ lâu lắm, học không được đứng, cái gì nguy hiểm cũng không dám mạo, chuyện gì cũng không dám làm, những người này, không cần cố kỵ, người kia thế nào. Mới vừa quan sát một chút, bạch trì mọi nơi nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, này ngàn nhận viện cùng kiếm cốc trong bụng nghẹn đến mức không phải cái gì hảo thí, chúng ta đều như vậy khiêu khích, bọn họ lại một chút phản ứng cũng chưa làm, chỉ là vừa mới lấy ra tới hai cái tiểu đệ, cố ý đi tìm ngươi phiền toái, biểu hiện một chút tồn tại cảm, chỉ là vì không cho bọn họ có vẻ như vậy cổ quái. Ta cũng đã nhìn ra, Trương Huyền gật gật đầu, ngàn nhận viện ta không hiểu biết, nhưng kiếm cốc ta theo chân bọn họ đã giao thủ, bọn họ khống linh cường giả hẳn là không ít, nhưng lúc này đây, chỉ xuất hiện ba gã khống linh mang đội, hiển nhiên, bọn họ lực chú ý cũng không có đặt ở lần này hội đàm mặt trên. Lôi cực chấn, bạch chỉ ánh mắt một ngưng, bọn họ tưởng sấn cơ hội này, đi tìm lôi cực chấn phía dưới đổ vật. Không vội, bọn ngựa bắt phe, hoàng tước ở phía sau, võ vương phủ vẫn luôn chịu đựng chúng ta, chỉ sợ, cũng là đối lôi cực chấn có ý tứ, chuyện này, chúng ta không cần suốt ruột. Trường 1523 Thí luyện địa điểm này phòng tiếp khách nội mọi người không có một cái sẽ đi để ý tới trương huyền cùng bạch trì ai ly trương huyền cùng bạch trì hơi gần một chút đều phải vội vàng tránh đi trương huyền cùng bạch trì nhìn đến như vậy một màn cũng không có bất luận cái gì nói chỉ là cảm thấy phá lệ buồn cười thôi trương huyền trong lúc vô ý nghe được những người đó hội đàm nội dung đơn giản chính là nói một ít ở thí luyện thời điểm liên hợp hoặc là đa tạ linh tinh thí lời nói vì cái gì nói là thí lời nói bởi vì trương huyền tuyệt đối không tin Tại đây loại trường hợp là có thể nói thành một cái chân chính liên hợp. Để lại cho mọi người thời gian cũng không có dài hơn, thực mau, hội đàm kết thúc, có người ra tới tuyên bố lúc này đây thí luyện địa điểm. Hoành Sơn, lần này thí luyện liền ở Hoành Sơn cảnh nội. Phía chính phủ người đem thí luyện địa điểm định ở nơi đó. Bạch Trì sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, hướng Trương Huyền thấp giọng nói, những người này, thật đúng là không yên phận a. À bọn họ đem thí luyện địa điểm định ở ta Hoành Sơn, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này, cho ta Hoành Sơn tới một lần quét dọn, tưởng cắt giảm chúng ta thực lực, ở nơi đó, chúng ta bảy người làm khởi sự tới, không thể tùy tâm sở dục, mà ngươi muốn làm gì, ở bọn họ xem ra, chúng ta chi gian liên hợp, sẽ bị đánh vỡ, thật là tiểu kỹ xảo ùn ùn không dứt. Không sao cả, Trương Huyền nhún vai, Hoành Sơn, ha ha, bọn họ thật đúng là sẽ tuyển địa phương. Đương xác định thí luyện địa điểm lúc sau, này phòng tiếp khách nội mọi người liền có tự rời đi, xuống tay chuẩn bị. Trương Huyền cùng Bạch Trì cũng đều rời đi. Buổi chiều thời gian, mọi người một lần nữa tại đây thí luyện trường tập hợp, nhưng lúc này đây tập hợp cũng không phải các thế lực lớn mọi người đến đông đủ, mỗi một cái thế lực, nhiều nhất có 10 người. Ngàn nhận viện có 10 người, Kiếm cốc có 10 người, Võ Vương phủ cũng có 10 người, Lâm Thanh Hạm cũng mang theo 10 người trong đó bao gồm Chu Phó Quan. Trừ bỏ này bốn cái thế lực bên ngoài, còn lại thế lực, căn bản không gom đủ 10 người cái này con số, nhiều thì 5-6 người, chậm thì chỉ có một hai người, cũng không phải sở hữu thế lực, đều giống này tứ đại thế lực như vậy ra đại nghiệp đại, rất nhiều thế lực, căn bản là tìm không ra 10 tên tinh anh, chẳng sợ có, bọn họ cũng không dám tùy tiện phái ra, ai cũng không biết lần này thí luyện sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất tất cả đều chết ở bên trong, vậy mất nhiều hơn được. Hoành Sơn bảy thái bảo bên này, chính là bạch chỉ bảy người, quang minh đảo nơi này, Trương Huyền, Toàn Len Ken, cộng thêm Tiểu Hoa, ba người đội ngũ. Đối với bạch chỉ bảy người, cũng không có người đi nói thêm cái gì, mà đương nhìn đến quang minh đảo chỉ có Trương Huyền ba người khi, võ vương đội ngũ chung, có người cười lạnh ra tiếng. Trương ức thanh, các người quang minh đảo, không phải trí tôn vô số sao, như thế nào mới ra tới các người ba cái, đều cách nói sẵn có, này quang minh đảo, chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đúng vậy, Trương Huyền trực tiếp gật đầu, không có một chút phản bác, trong giọng nói đều là một bộ tán thành đối phương lời nói ý tứ, chúng ta quang minh đảo, chính là miệng cọp gan thỏ, không bằng các ngươi tới thử xem. Trương Huyền lời này, trực tiếp làm võ vương phủ chuẩn bị tốt chào phúng chi từ Á khẩu không trả lời được. Hảo, dư thừa không nói, khởi hành hoành sơn, lấy các vị thực lực, ta tưởng ở trời tối phía trước, đều có thể đuổi tới phía chính phủ người lên tiếng, tiếng nói vừa dứt mấy đạo thân ảnh, phóng lên cao, thẳng đến Hoành Sơn mà đi. Kỳ thật, nói là thí luyện ở Hoành Sơn cử hành, nhưng kỳ thật tại đây một khắc, thí luyện cũng đã bắt đầu rồi, lên đường tốc độ, cùng với bay liên tục năng lực, đều có thể đại biểu một người thực lực. Nhiều như vậy thế lực tập hợp, ít nhất có 200 người thẳng đến Hoành Sơn mà đi, tất cả đều từ không trung bay vút, trường hợp này hảo không đồ sộ. Ngàn nhận viện, kiếm cốc, phó vương phủ, cùng với lâm thanh hạm sở xuất lĩnh người, đầu tàu gương mẫu, xông vào trước nhất mặt. Trương huyền nhưng thật ra thảnh thơi đi theo cuối cùng, cũng không đi tranh đoạt. Một đường, ngàn nhận viện này đó thế lực, đều chờ Trương huyền, chuẩn bị cùng hắn phân cao thấp, nhưng phát hiện này Trương ức thanh một chút phân cao thấp ý tứ đều không có sau, tốc độ đều hàng xuống dưới, mọi người cũng liền ở trời tối phía trước, mới khó khăn lắm tới hoành sơn địa giới. Hoành sơn nãi liên nguyên núi non, mênh mông vô bờ mọi người dừng ở hoành sơn trước phía chính phủ người bắt đầu bố trí lần này nhiệm vụ cho tới nay vạn vùng núi cường đạo hoành hành nơi nơi len lỏi có không ít đạo tặc trốn vào hoành sơn giữa tuy bảy vị thái bảo ổn định hoành sơn nhưng những cái đó đạo tặc thời trẻ phạm phải hành vi phạm tội không chuyện ác nào không làm thảo gian nhân mạng trong tay càng là lấy có trí bảo hiện giờ cấp các vị nhiệm vụ đó là đem những cái đó đạo tặc chóc nã quy án lấy về vốn là thuộc về phía chính phủ trí chí bảo về nhiệm vụ chuẩn xác giới thiệu, đã phát đến các vị máy truyền tin giữa, hiện tại cấp các vị 3 phút thời gian, cấp các vị làm quen một chút. Vừa dứt lời, bạch trì đám người máy truyền tin liền vang lên. Bạch trì mở ra vừa thấy, hừ lạnh nói, "Này Chí Bảo, ta chưa bao giờ gặp qua, đây là muốn làm chúng ta mặt, diệt trừ Hoành Sơn thế lực a, chúng ta nếu là ngăn trở, chính là cùng toàn bộ vạn vùng núi là địch, nếu là không ngăn trở, còn có thể giúp đỡ bọn họ diệt trừ chính chúng ta thế lực không thành không ngừng đơn giản như vậy trương huyền khẽ lắc đầu trong đó hãng nhất trí bảo đánh dấu vị trí ở anh linh điện tương ứng trong phạm vi chỉ sợ lần này là có người tưởng thăm dò anh linh điện tin tức Phòng trừng ở lui cực trấn phía dưới bọn họ được đến chút cái gì mới có thể làm ra như vậy quyết sách quản hắn là cái gì đâu alex vết miệng dù sao chúng ta tại đây gì cũng không sợ quản này đó là cái gì điều ngoạn ý chọc tới chúng ta, toàn sát, một cái không lưu. Tương lai nhìn về phía ngàn nhận viện chờ thế lực bên kia, liền thấy ngàn nhận viện một người nữ học viên, hướng nàng làm một cái mặt cổ thủ thế. Ai, vốn tưởng rằng này quang minh đảo còn có chút chơi đầu, nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Phó vương đội ngũ mở miệng, ba cái trí tôn, ta sợ nhiệm vụ còn không có bắt đầu, liền chết ở bên trong A. Phó vương đội ngũ người, lời nói vừa mới nói xong, vài đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, mỗi người phía sau, đều mang theo anh Linh, thậm chí tôn cường giả. Thỉnh trương đại nhân thứ tội, chúng ta đã tới chậm. Này vài đạo thân ảnh rơi xuống đất lúc sau, toàn bộ quỳ một gối ở trương huyền trước mặt. Này mấy người, đúng là ác nhân thành nhậm vũ, hồng toái, tôn rộng, hải lâm, đan tô trí tôn năm người. Đường này năm người xuất hiện, quang minh đảo tức khắc liền biến thành tám vị trí tôn ở đây, nháy mắt liền trở thành trí cường thực lực, không gì sánh nổi, rốt cuộc, chẳng sợ ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, ở bên ngoài, cũng không nhiều như vậy trí tôn, kiếm cốc ba gã trí tôn, ngàn nhận viện năm tên, thêm lên, cũng bất quá tám người. Những cái đó tiểu thế lực xem quang minh đảo ánh mắt, nháy mắt trở nên tràn ngập kiêng kỵ lên. Lại vào lúc này, một phen trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm trên mặt đất giữa, một đạo màu trắng thân ảnh, giống như trích tiên, thân hình phiêu giật, hạ xuống chỉ xéo phía chân trời chui kiếm phía trên, đơn chân mà đứng, hắn đầy đầu tóc dài, khuôn mặt anh tuấn, hắn xuất hiện, làm người mở to hai mắt nhìn, chẳng sợ liền ngàn nhận viện người, đều nhíu nhíu mày. Kiếm Lâm Thiên, Võ Vương nhìn chằm chằm người tới, niệm ra tên này. Thường thường có người, lấy Võ Vương cùng Kiếm Lâm Thiên so sánh với, nói Võ Vương còn muốn bao lâu, chỉ sợ có thể đuổi theo Kiếm Lâm Thiên bước chân, đối với Võ Vương tới nói, Kiếm Lâm Thiên giống như bóng đè tồn tại là người khác trong miệng hắn sở truy đuổi đối tượng. Kiếm Lâm Thiên vẫn luôn là võ vương giả tưởng địch. Kiếm Lâm Thiên xuất hiện, làm hắn nháy mắt liền trở thành toàn trường trung tâm. Lâm Thiên chi danh, đủ để cho thấy Kiếm Lâm Thiên đáng sợ chỗ, Kiếm Lâm Thiên trong lòng vô địch, ở toàn bộ vạn vùng núi, Kiếm Lâm Thiên chi danh, đã sớm không người không biết, Kiếm Lâm Thiên chiến lực khủng bố chỗ, cũng đã sớm thâm nhập nhân tâm. Hắn giống như một tôn trích tiên, phiêu nhiên xuất trần, Hắn bên hông kia thanh kiếm, chẳng sợ không ra vỏ, đều làm người có thể cảm nhận được này mũi nhọn. Lão đại, thứ này, có điểm cường A. Bạch Trì đứng ở Trương Huyền bên cạnh, thấp giọng nói. Toàn len keng cùng Tiểu Hoa, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương nhìn kiếm Lâm Thiên. Hai người bọn họ cùng kiếm Lâm Thiên đã giao thủ, biết rõ người này khủng bố chỗ. Ngày đó lúc sau, toàn len keng không gặp kiếm Lâm Thiên, còn tưởng rằng người này đã chết. Nhưng hiện tại lại một lần xuất hiện, làm toàn len keng như Lâm Đại Địch ngay cả trong tay đồ ăn vặt, đều đình chỉ tắc hướng trong miệng. Trương huyền nheo lại đôi mắt, âm thầm gật đầu, nhìn dáng vẻ, tà ám dung hợp kiếm lâm thiên thân thể này, còn tính không tồi, khí thế mười phần. Kiếm lâm thiên ánh mắt quét về phía bốn phía, phàm là bị hắn sở xem người, đều không tự giác thấp hèn đầu, đây là đối mặt cường giả khi, làm ra không tự giác cúi đầu. Kiếm lâm thiên xuất hiện, làm kiếm cốc tương ứng, sĩ khí tăng nhiều. Lâm thiên sư huynh, kiếm cốc ba gã trí tôn, đồng thời vấn an, biểu hiện cung kính. Kiếm lâm thiên thực lực là tuyệt đối có thể nghiền áp bình thường khống linh, chịu người tôn kính, cũng phi không thể. Hảo, các vị, thí luyện, bắt đầu rồi, kế tiếp, liền chúc đại gia vận may lạc. Phía chính phủ người phát ra âm thanh, theo sau, biến mất ở chỗ này, chỉ còn lần này tham gia hội đàm các thế lực lớn. Các thế lực lớn lẫn nhau đối diện một phen, theo sau có người nhích người, dẫn đầu đi trước hoành sơn cảnh nội. Một cái thế lực nhích người, còn lại thế lực, cũng không cam lòng với người, sôi nổi vọt vào hoành sơn. Ngàn nhận viện cùng kiếm cốc hai đại thế lực, cũng dung nhập này đi trước hoành sơn đại quân giữa. Chúng ta đi, lâm thanh hạm phất tay, mang theo nàng người, vào hoành sơn. Đường thí luyện bắt đầu lúc sau, sinh tử bất luận, ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không xác định, vừa mới còn nói chuyện với nhau rất tốt minh hiếu, có thể hay không ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên cho chính mình sau lưng tới thượng một đao, nhưng có một chút có thể xác định chính là, đi vào trước, trước quen thuộc địa hình, khẳng định là càng chiếm ưu thế, chẳng sợ đi vào lúc sau cái gì cũng không làm, trực tiếp làm đánh lén, đều so sau tiến vào muốn nắm giữ quyền chủ động. phó Vương mang theo 9 người, nhìn thoáng qua Trương Huyền, phát ra một tiếng cười lạnh sau, cũng chiều hành sơn cảnh nội mà đi. Lão đại, này đó hóa, sát ý thực nùng a người thấy thế nào? Bạch Trì hỏi hướng Trương Huyền. Sát ý nùng lại như thế nào, từ bên ngoài trên thực lực tới giảng, chúng ta 15 cái khống linh, là bọn họ bất luận cái gì một cái thế lực đều không đối phó được. Vừa mới ngàn nhận viện cùng kiếm cốc trước tiên tiến vào cũng đã tỏ thái độ, bọn họ sẽ không theo võ vương phủ quậy với nhau đối phó chúng ta, bằng vào một cái võ vương phủ, không phải chúng ta đối thủ, võ vương phủ sẽ trong lúc này tìm kiếm minh hiểu, mà ở võ vương phủ tìm kiếm minh hữu thời gian này điểm chính là để lại cho chúng ta cơ hội trương huyền đôi mắt nheo lại nhìn về phía hoành sơn cảnh nội quen thuộc trương huyền người sẽ biết lúc này một cái kế hoạch đã ở trương huyền trong lòng hình thành lão đại người bộ dáng này là muốn giết người a alex đi đến trương huyền phía sau chúng ta trước sát cái nào trương huyền không có bất luận cái gì do dự phun ra ba chữ ngàn nhận viện ngàn nhận viện mọi người nhân Trương Huyền quyết định, phát ra nghi hoặc thanh âm. Không tồi, Trương Huyền gật đầu, ngàn nhận viện cùng kiếm cốc liên hợp, lần này bọn họ mục tiêu, là anh Linh Điện nơi, mặc kệ bọn họ ở lôi cực trấn phía dưới được đến cái gì, chúng ta đều không thể tùy ý bọn họ ở Hoành Sơn lang bạt, một khi bị bọn họ được đến cái gì hữu dụng đồ vật, đối chúng ta mà nói, chính là bất lợi, cho nên, muốn trước giải quyết ngàn nhận viện. Hảo, bạch trì đám người, gật gật đầu, chưa từng có nhiều dò hỏi, rất đơn giản, Trương Huyền nói cái gì, bọn họ liền đi làm cái gì, chẳng sợ nói sai rồi, cũng giống nhau đi làm. Làm tốt kế tiếp sau khi quyết định, mấy người không hề trần chờ đi vào Hoành Sơn giữa. Hoành Sơn, chính là Bạch Trì bọn họ địa bàn. Đương Bạch Trì chuẩn bị cùng hắn nhãn tuyến liên hệ, tìm ngàn nhận viện tung tích thời điểm, lại trước tiên nhận được tin tức, giờ phút này, Hoành Sơn lớn lớn bé bé cường đạo thế lực, đều tại tiến hành bị dọn dẹp trạng thái, những cái đó các thế lực lớn tinh anh, vọt vào Hoành Sơn cảnh nội, nhìn thấy cường đạo thế lực, liền trực tiếp động thủ, không chỗ nào cố kỵ, bởi vì bọn họ đánh thí luyện cờ hiệu, ngay cả bảy thái bảo đều ở thí luyện trong phạm vi. Này một cách làm, trực tiếp chạm vào Hoành Sơn cảnh nội cường đạo nhóm trực tiếp nhất ích lợi, đồng thời cũng chạm vào Bạch Trì bảy người ích lợi. Cầm lông gà đương lệnh tiến ngoạn ý, Bạch Trì phẫn nộ nói, hắn tuy rằng đối địa tâm không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng hiện tại này rõ ràng là đã bị người kỵ đến trên đầu ị phân. Không cần phân tâm, Trương Huyền nhìn tròng trắng mắt trì, những người này dám làm như thế, tất nhiên là chịu quá ngàn nhận viện cùng kiếm cốc ám chỉ, này đơn giản là tưởng phân tán chúng ta lực chú ý mà thôi, loại chuyện này, khó có thể giải quyết, trừ phi nhất lao vĩnh giật, chỉ là giết gà dọa khỉ, khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng. Tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, tiêu diệt ngàn nhận viện, bọn họ tự nhiên liền thành thật. Không tôi, trước diệt ngàn nhận viện. Đi, từ nhãn tuyến trong miệng, nghe được ngàn nhận viện lúc này nơi địa phương, trương huyền đám người, không làm bất luận cái gì chuẩn bị, bằng vào bọn họ 15 người, tưởng ở chỗ này giết ai, là có thể giết ai, chỉ là từ số lượng thượng, là có thể tuyệt đối nghiền áp, huống chi, nơi này là Hoành Sơn, nơi này có anh Linh Điện, một khi bọn họ tiến vào anh Linh Điện phạm vi, trương huyền muốn giết bọn họ, liền cùng nghiền chết một con con kiến giống nhau nhẹ nhàng, không, thậm chí so với kia, còn muốn nhẹ nhàng một ít. Tiến vào Hoành Sơn lúc sau, võ vương phủ người liền ngắn ngủi biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Hoành Sơn quá lớn, này 10 người nếu muốn tránh, tìm bọn họ cũng không phải cái gì chuyện dễ. Mà ngàn nhận viện cùng kiếm cốc người, phi thường có mục đích tính, thẳng đến Hoành Sơn chỗ sâu trong mà đi. Ngàn nhận viện lần này xuất động 5 tên trí tôn, này phân thực lực, không tính cường, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Mặt trên giao đãi quá, lúc này đây nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, tất cả mọi người đánh lên tinh thần tới, để lại cho chúng ta thời gian, sẽ không quá nhiều, lôi cực trấn phía dưới có phản ứng, anh Linh Điện Dư Nhiệt, cũng tuyệt đối đã được đến tin tức, lôi cực trấn bên kia, đã âm thầm phát sinh quá ba lần đại chiến, chết trí tôn không dưới 10 người, chúng ta lần này, đối với về sau nghiệp lớn, quan trọng nhất, đều minh bạch sao. Ngàn nhận viện dẫn đầu người, thấp giọng quát, biểu tình nghiêm túc. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1525 người nghĩ muốn cái gì? Ngàn nhận viện cùng kiếm cốc, lần này tiến vào Hoành Sơn, các con mục đích, bọn họ tuy rằng mặt ngoài nhìn như mục đích tương đồng, nhưng hẳn là nhận được bất đồng nhiệm vụ, từ tiến vào Hoành Sơn phạm vi lúc sau, liền đường ai nấy đi. Trương huyền đám người được đến ngàn nhận viện tung tích, nhưng cũng không có sốt ruột động thủ, giờ phút này, rất nhiều thí luyện thành viên, cũng không có phân tán quá xa, còn đều tụ ở bên nhau, nếu trực tiếp động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới khắp nơi tập thể công kích. Đối với những cái đó tiểu thế lực, Trương Huyền cũng không để ý, nhưng nếu là võ vương phủ cùng ngàn nhận viện hội hợp, hơn nữa kiếm cốc những người đó, bọn họ cũng không dễ chịu, đến lúc đó, những cái đó tiểu thế lực, chỉ sợ cũng sẽ trở thành áp đảo bọn họ này đầu lạc đà cọng rơm cuối cùng. Ngàn nhận viện người, cũng không biết được bọn họ đã bị Trương Huyền đám người theo dõi, rốt cuộc, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, Quang Minh đảo cùng Hoành Sơn bảy thái bảo trước hết nhầm vào thế lực, như thế nào đều là võ vương phủ, hoặc là kia lâm thanh hạc. Giờ này khắc này, ngàn nhận viện mọi người, chính dựa theo chính mình máy truyền tin thượng chỉ thị, chiều Hoành Sơn chỗ sâu trong mà đi, bọn họ tốc độ thực mau, nửa ngày thời gian, liền bay vút non nửa cái Hoành Sơn phạm vi, khoảng cách bọn họ chuyến này mục tiêu càng ngày càng gần. Mà còn lại các thế lực lớn, thì tại cái này trong lúc, đem toàn bộ Hoành Sơn rảo cái long trời lở đất. Bạch trì đám người, máy truyền tin đã sắp vang lạn, này đó thế lực, hiển nhiên chính là thừa dịp cơ hội này, cắt giảm toàn bộ hoành sơn cường đạo số lượng, có phía chính phủ làm chống đỡ, bọn họ hoàn toàn không có một tia cố kỵ, chẳng sợ hoành sơn này đó cường đạo thế lực đưa ra hoành sơn bảy thái bảo, bọn họ cũng chẳng quan tâm, trực tiếp dọn dẹp qua đi. Này đó cho cậy thế chủ đồ vật, dĩ vãng thấy lão tử, sao chùa thấy miêu còn ngoan, hiện tại có người cấp chống lưng, liền dám đến lão tử trên đầu ị phân. Bạch Trì vẻ mặt oán hận nói, không vội, loại này cách làm, đơn giản là một ít đứng ở bên ngoài người trên an bài mà thôi, chân chính phía sau màn người, còn chướng mắt này đó. Trương Huyền vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, chẳng sợ bọn họ hiện tại làm lại nhiều, chỉ cần chúng ta đưa bọn họ ít hầu ngăn chặt, bọn họ sẽ so với chúng ta càng thêm khó chịu, đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta đã sớm nhịn không được, Bạch Trì hét lớn một tiếng, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Trương Huyền bọn họ vẫn luôn là treo ở ngàn nhận viện đội ngũ mặt sau, giờ phút này bỗng nhiên ra tốc, nháy mắt liền đuổi theo ngàn nhận viện đội ngũ. Ngàn nhận viện này 10 người đội ngũ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình bị người theo dõi, khi bọn hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến khổng lồ lực áp bách khi, đã thấy được bạch trì đám người, chạy như bay mà đến. Liền ở trong nháy mắt, 15 nói anh Linh, tự không chung giữa thoáng hiện. Ngàn nhận viện món lòng nhóm, chịu chết đi. Bạch Trì hét lớn một tiếng. Không cần toàn sát, lưu hai cái người sống. Trương Huyền thấp giọng nói. Bạch Trì gật gật đầu, một cái lắc mình, liền tới rồi ngàn nhận viện này đội nhân mã trước người. Ngàn nhận viện 10 người, với không chung dừng lại, nhìn trước mắt Bạch Trì, sắc mặt có chút khó coi. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, các người đây là có ý tứ gì? Ngàn nhận viện dẫn đầu người, nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Bạch Trì cười lạnh một tiếng, còn có thể có ý tứ gì, xem các người khó chịu được chưa? Ngàn nhận viện dẫn đầu người nhìn quét bạch chỉ 7 người, lại nhìn về phía trương huyền 8 người, âm thầm đánh thủ thế, này hiển nhiên là muốn phát tin tức đi ra ngoài. Đừng cho bọn họ cơ hội, toàn làm thịt. Một đạo màu đỏ kiếm mang chợt lé rồi biến mất, một người ngàn nhận viện học viên mới vừa nâng lên cánh tay, muốn bắt toàn bộ tin khí, kia cánh tay liền bị màu đỏ kiếm mang đương trường chặt đứt, máu tươi tiêu phi. Theo trương huyền này một đạo màu đỏ kiếm mang xuất hiện, đại chiến chạm vào là nổ ngay, căn bản là không có gì dư thừa nói. Tương lai trước tiên, liền theo dõi lúc trước đối hắn khiêu khích tên kia nữ học viên, nữ học viên sắc mặt biến đổi, nàng bất quá chỉ là một cái ngưng khí kỳ, tuy rằng ở học viên giữa, thuộc về thiên tài cấp bậc, nhưng ở Hoành Sơn bảy thái bảo trước mặt, nàng còn không phải cái, nếu không phải ỷ vào có học viện chống lưng, nàng nào dám đi chủ động khiêu khích Hoành Sơn bảy thái bảo, đây chính là bảy tên trí tôn, là nàng chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Lúc trước, chính là bởi vì sau lưng chạm có học viện, hơn nữ học viện trưởng bối đều ở, tên này nữ học viên mới dám như vậy kiêu ngạo, nhưng lúc này, bọn họ ngàn nhận viện 10 người đội ngũ, căn bản là không phải trước mặt những người này đối thủ, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới, này Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cùng Quang Minh Đảo, cũng dám đối bọn họ ngàn nhận viện động thủ. Ngàn nhận viện cường thế lâu lắm, lâu đến đều đã quên có người dám khiêu khích bọn họ. Trương huyền đám người bên này, 15 anh linh đều xuất hiện. Mà ngàn nhận viện bên kia, bất quá năm đạo anh linh, từ chiến đấu ngay từ đầu, chính là một loại bị nghiền áp tình huống. Cuồng bạo linh khí ở hoành sơn chỗ sâu trong tung hoành, trực tiếp thổi quét trời cao không, một đạo kiếm khí xẹt qua, đem một tòa núi lớn, chém thành hai nửa, khổng lồ linh khí năng lượng, lại đem một tòa núi lớn, oanh thành đất bằng Như vậy chiến đấu, cuồng bạo thả nhanh chóng, bất quá 5 phút thời gian, ngàn nhận viện năm tên trí tôn, toàn bộ thân bị trọng thương, nằm ngã xuống đất, mà còn lại năm tên học viên, có ba gã đã chết, dư lại hai người, tất cả đều trọng thương, không dám phản kháng. Quang Minh Đảo, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, các người có biết hay không chính mình đang làm cái gì, các người đây là khiêu khích chúng ta ngàn nhận viện, khiêu khích toàn bộ vạn vùng núi. Ngàn nhận viện dẫn đầu trí tôn cắn răng, oán hận nói. Ha ha, khiêu khích các người ngàn nhận viện, khiêu khích toàn bộ vạn vùng núi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, các ngươi ngàn nhận viện, đem lôi cực chấn sự vụ oan đến ta quang minh đảo trên người thời điểm, nên nếu muốn đến ngày này. Ngàn nhận viện dẫn đầu người nghe được lời này, thần sắc sửng sốt, ngươi. Lúc trước, ngàn nhận viện đã từng phái người, đi trước lôi cực chấn, quét sạch sở hữu tồn tại giả, không ai biết, kia lôi cực chấn sự cùng ngàn nhận viện cùng kiếm cốc có quan hệ, nhưng này Trương ức thanh, từ đâu mà biết. Như thế nào, cảm thấy thực ngoài ý muốn sao? Trương Huyền ngồi sổm ngàn nhận viện dẫn đầu nhân thân trước, lúc trước thực không khéo, ta liền ở lôi cực chấn chung, hơn nữa tồn tại ra tới, không riêng gì ta, ra tới, còn có hơn trăm người, ngàn nhận viện ở nơi đó hành động, tất cả đều bị người nhìn xuống dưới, chụp xuống dưới, người cảm thấy, nếu đem những cái đó video thả ra, các người ngàn nhận viện, còn có thể đại biểu toàn bộ vạn vùng núi sao. Chỉ sợ, các người sẽ trở thành mọi người đòi đánh lão thử đi ngàn nhận viện dẫn đầu người trầm mặc vài giây theo sau nói trương ức thanh người nghĩ muốn cái gì cái này dẫn đầu người rất rõ ràng trương ức thanh nếu đem lời này nói ra tất nhiên là muốn làm chút cái gì trao đổi ta muốn cái gì sau đó lại nói trương huyền lắc lắc đầu theo sau hướng bạch trì nói trước đem còn lại giết đi bạch trì gật đầu không nói gì phía sau chiến linh tụ tập linh khí năng lượng chiều một người trọng thương ngàn nhận viện trí tôn chém tới tên này trí tôn nơi nào chịu liền như vậy đền tội, tức khắc thân hình bạo khởi, hướng lên trời phóng đi, còn lại ba gã trí tôn, cũng đều như thế. Chạy, chạy rất sao, bạch trì cười lạnh một tiếng, nháy mắt 14 nói anh Linh xuất hiện, đem bốn người này, nghiền áp đến chết. chương 1526 thay đổi thế giới đồ vật. Ngàn nhận viện, dừng chân với vạn vùng núi đỉnh, cho dù là ngàn nhận viện giữa một cái bình thường học viên, trong lòng đều có viễn siêu thường nhân ngạo khí, càng không cần để trí tôn cấp bậc tồn tại, đi đến nơi nào, cho dù là cùng cấp bậc trí tôn, đối đãi ngàn nhận viện trí tôn, đều phải cung kính có thêm. Những người này, đã thói quen trường kỳ ở thượng vị, chịu người tôn kính. Năm rồi thí luyện, càng là bị những người này coi như giải trí trò chơi, bọn họ tự xưng là là này vạn vùng núi chúa tể, nhất cử nhất động, đều có thể tác động toàn bộ vạn vùng núi. Đã có thể ở hôm nay, này đó tự xưng là vì vạn vùng núi chúa tể người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng liền tại đây thí luyện trường nội, bị người coi như con mồi, hoàn toàn giết chết. Cận tồn hai gã ngàn nhận viện học viện, sợ tới mức cả người phát run, liền trường học trí tôn những người này đều dám giết, còn có cái gì là bọn họ không dám làm. Lúc trước tên kia hướng tương lai thị uy nữ học viên còn chưa có chết, nàng cả người run rẩy ống quần đã ướt nhẹp, sợ tới mức mất không chế. Trương huyền mắt thấy bốn gã ngàn nhận viện trí tôn ngã xuống, lúc này mới vỗ vỗ tay, hướng ngàn nhận viện dẫn đầu người mở miệng nói, Hảo, hiện tại chúng ta có thể tán gẫu một chút, về lôi cực trấn phía dưới sự, ta cũng thực cảm thấy hứng thú, không bằng nói ra, đại gia cùng nhau chia sẻ một chút. Đường Trương Huyền nói ra những lời này thời điểm, đàn tổ chí tôn 5 người, tất cả đều đem lực chú ý phóng tới bên này, từ Trương Huyền theo chân bọn họ giao thiệp thời điểm, Trương Huyền liền nhắc tới quá quan với lôi cực trấn phía dưới trí bảo sự, nhưng kia rốt cuộc là cái gì, không ai biết ta liền biết người muốn chính là cái gì. Ngàn nhận viện dẫn đầu người lộ ra một bộ tươi cười, bất quá, trương ức thanh, có chút đầu vật, đối với người mà nói, đã biết không nhất định là chuyện tốt, người xác định muốn hỏi rốt cuộc sao. Đương nhiên là, trương huyền gật gật đầu, không hỏi rốt cuộc, người cho ta cùng người ở giảng chê cười sao. Nói đi, lôi cực trấn phía dưới là cái gì, các người nhiệm vụ lần này, lại là cái gì. Ha ha, ngàn nhận viện dẫn đầu người cười lạnh một tiếng, lôi cực chấn phía dưới, liên quan đến đến toàn bộ thế giới biến hóa, đó là đủ để thay đổi thế giới quỹ đạo phát hiện, mà chúng ta tới Hoành Sơn mục đích, đơn giản là muốn tìm một chỗ, nơi đó, là có thể thay đổi thế giới này mấu chốt, người cho rằng, bằng vào ngươi nói mấy cái video, liền thật có thể uy hiếp ta ngàn nhận viện. Người cho rằng, lần này xong việc, ta ngàn nhận viện, còn sẽ để ý những cái đó con kiến là như thế nào đối đãi chúng ta. Ngàn nhận viện dẫn đầu người ta nói lời nói khi ngữ khí, phá lệ tự tin, phảng phất đã đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay giống nhau, căn bản không đem Trương Huyền uy hiếp để vào mắt. Lão đại, muốn ta nói, không bằng trực tiếp, Bạch Trì làm cái giơ tay chém xuống thủ thế. Vô dụng, làm thịt đi, Trương Huyền gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, không ở xem này ngàn nhận viện dẫn đầu người. Một cái nhất định phải chết người, vẫn là như vậy cuồng vọng, nhìn dáng vẻ, các người ngàn nhận viện, là bành trướng lâu lắm a à. Bạch Trì cười lạnh một tiếng, phía sau chiến linh trong tay ngưng tụ một phen trường đao, nhắm ngay này ngàn nhận viện dẫn đầu người đầu, thật mạnh chặt bỏ. Phốc, một tiếng trầm vang, máu tươi phát ra dựng lên. Ngàn nhận viện dẫn đầu người đầu, lăn xuống một bên, đến tận đây, ngàn nhận viện sở xuất động năm tên trí tôn, toàn bộ bỏ mình, như vậy kết quả, chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến, ở thí luyện mới bắt đầu nửa ngày thời gian, mạnh nhất ngàn nhận viện, cũng đã bị đào thải. Quang Minh Đảo cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo này hai đại thế lực rót vào, đã tại đây thí luyện thượng, hoàn toàn thay đổi toàn bộ vạn vùng núi thế cục. Lão đại, này hai cái đâu? Bạch Trì nhìn mắt kia hai gã đã bị dọa phá gan thành viên. Giết đi, Trương Huyền không để bụng vẫy vẫy tay. Bạch Trì gật gật đầu, vừa muốn động thủ. Liền nghe tên kia nữ học viên xin tha tiếng vang lên, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi chúng ta nhiệm vụ, cầu ngươi. Mặt khác một người học viên, cũng là mở miệng xin tha, bọn họ đã nhìn đến, chính mình tín ngưỡng, chính mình lấy làm tự hào ngàn nhận viện bối cảnh, ở này đó người trước mặt, không đáng giá nhắc tới, bọn họ không muốn chết. Đi, đem hai người bọn họ đưa tới một bên, tách ra hỏi, nếu là có một chút bất đồng, hai cái toàn sát. Bạch trì phất phất tay, thân cường thể tráng Alex, cùng với đầy mặt âm ngoan y chát người đi lên tới, phân biệt đem này hai gã học viên, chiều một bên kéo đi. Trương Huyền cũng không có để ý tới hai gã học viên sự, hắn đi đến một bên, đem bên hông anh linh lệnh lấy ra tới lặp lại quan sát. Dĩ vãng, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, có thể hấp thu anh linh năng lượng, biến ảo tân chiến linh ra tới, nhưng lúc này đây, năm tên chết trí tôn, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen còn không kịp hấp thu này năng lượng, đã bị bên hông này khối lệnh bài toàn bộ hấp thu, một chút cũng chưa tàn lưu, mà này năng lượng đi nơi nào, Trương Huyền chút nào không biết tình lệnh bài cũng không truyền cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Loại này có chứa linh khí, có thể chất chứa linh khí đồ vật, trương huyền hoặc nhiều hoặc ít vẫn là gặp qua một ít, đều có thể từ giữa được đến nhất định phản hồi, chỉ có này khối lệnh bài, hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Vài phút sau, y chắt người cùng Alex đi vào trương huyền trước mặt. Alex mở miệng nói, lão đại, hỏi ra tới, này hai người đáp án tương đồng, bọn họ nói muốn đi tìm một cái động phủ, nói kia động phủ, lưu trữ trên thế giới này lớn nhất truyền thừa, mà lôi cực trấn phía dưới đồ vật, chính là mở ra truyền thừa chìa khóa, một khi có thể bắt được cái này truyền thừa, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới, nhưng về động phủ cụ thể vị trí bọn họ cũng không biết, chỉ nói là ở Hoành Sơn trung tâm, bọn họ cũng là nhìn bản đồ sơ so soạc. Alex sau khi nói xong, y chat người nói tiếp, về bản đồ, ta cũng hỏi, ngàn nhận viện vì phòng ngừa bản đồ tiết lộ, bọn họ mỗi đến một vị trí, sẽ có người đem bước tiếp theo hành động nói cho bọn họ. Trương Huyền hơi chút tự hỏi một phen sau, phất tay nói, mang lên hai người bọn họ, qua đi nhìn xem, bọn họ tìm cái kia động phủ, rốt cuộc là địa phương nào. Trương Huyền suy đoán bọn họ sở tìm động phủ, hẳn là anh Linh Điện, nhưng lại cảm giác đều không phải là anh Linh Điện, loại này trực giác, Trương Huyền cũng nói không chừng, chỉ có thể dựa hành động đi nghiệm chứng. Alex cùng y chắt người gật gật đầu, qua đi một người bắt lấy một người học viên, làm hai người bọn họ dẫn đường này hai gã ngàn nhận viện học viên, khí phách hăng hái xuất phát, lại ở nửa ngày lúc sau liền trở thành tù nhân, tánh mạng nắm giữ ở người khác trong tay, chút nào biện pháp không có, chỉ có thể nghe theo trương huyền đám người nói, không dám có một chút phản kháng. Bắt cóc hai gã ngàn nhận viện học viên, trương huyền đám người, chiều ngàn nhận viện chuyến này mục đích địa đi đến, không riêng gì mang theo hai cái người sống, ngay cả còn lại tám gã ngàn nhận viện thành viên thi thể, cũng đều mang lên, bọn họ máy truyền tin thượng có định vị, nếu là như thế này tách ra, bên kia tất nhiên sẽ cảm giác được không thích hợp. Ngàn nhận viện bên kia đem bản đồ tách ra gửi đi, bọn họ mỗi đến một chỗ, bên kia liền sẽ phát một cái tân phương vị cho bọn hắn. Liên tiếp hai ngày thời gian, Trương Huyền đám người đều ở Hoành Sơn cảnh nội, không ngừng bồi hồi. Chương 1527 ngoài dự đoán. Ngàn nhận viện sở cấp ra bản đồ, cũng không có chuẩn xác tọa độ, Trương Huyền rõ ràng nhớ rõ. Hiện tại hắn nơi cái này địa phương, đã đã tới bốn lần, chẳng qua, mỗi một lần, đều là tìm bất đồng chi tiết phương vị. Ngàn nhận viện này không riêng gì vì phòng người khác, thậm chí đều là vì phòng người một nhà, chẳng sợ có hư hư thực thực phụ cận địa điểm, bọn họ cũng sẽ trước làm người đi đến một cái khác nơi xa đi, chờ đi vài cái địa phương, lại tìm được này tới. Bạch Trì nhìn hai gã ngàn nhận viện học viên cười lạnh, nhìn dáng vẻ, các người học viện, đã làm tốt đem các người trở thành bỏ tốt chuẩn bị A, liền người một nhà đều như vậy để phòng. Học viện làm việc luôn luôn như thế, bằng không, lớn như vậy học viện, cũng duy trì không đến hiện tại. Tên kia nữ học viên vâng vâng dạ dạ nói, nàng này một đường, không thiếu bị tương lai tra tấn, lúc này liền xem tương lai liếc mắt một cái dũng khí đều không có, trừ bỏ tìm đường thời điểm, còn lại đều là thấp đầu. Mọi người ra tốc, đi vào một chỗ núi non trước, đây là ngàn nhận viện mới nhất phát tới địa điểm, nơi này, khoảng cách anh linh điện nơi, đã là vô hạn tiếp cận. Bạch Trì theo bản năng nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Trương Huyền biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hai gã học viện học viên đi ra phía trước, tỉ mỉ tại đây quan sát đến, như vậy một màn, tại đây hai ngày thời gian nội, đã phát sinh vô số lần. Hơn 10 phút sau, đường Bạch Trì theo bản năng liền chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được mặt khác một người nam học viên kinh hỉ thanh âm. Tìm được rồi, tìm được rồi. Trương Huyền đám người vừa nghe, lập tức chạy tiến lên đi, liền thấy tên này nam học viên trước mắt trên vách đá, khác có một hàng phức tạp ký hiệu, ký hiệu thượng đại biểu chính là cái gì nội dung, ai cũng xem không hiểu, chỉ có thể nhìn ra, này ký hiệu tồn tại thời gian rất dài, thả phi thường quỷ dị, ngay cả vách đá đều có chút phong hóa, nhưng ký hiệu như cụ khắc ấn phi thường rõ ràng. Chính là này, nam học viên dơ lên chính mình máy truyền tin, ở hắn máy truyền tin thượng, có cùng này trên vách đá ký hiệu hoàn toàn tương đồng đồ án, chính là ngàn nhận viện muốn bọn họ sở tìm địa phương. Này đại biểu cái gì? Trương Huyền hướng Nam học viên hỏi. Nam học viên lắc lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết nhiệm vụ lần này như thế, ký hiệu cụ thể đại biểu chính là cái gì, ngay cả mặt trên cũng không biết, mặt trên chỉ là nói, Hoành Sơn giữa có chút đồ vật, cùng này ký hiệu có quan hệ. Hải Thần tỉ mỉ đánh giá trước mắt ký hiệu, hắn tổng cảm thấy này đó ký hiệu có điểm quen mắt, giống như đã từng ở đâu gặp qua nhưng lại không thể nói tới. "Gì? Này không phải ngươi ván giường thượng đồ án sao?" Hải thần đột nhiên nhìn về phía Alex. "Ta ván giường." Alex vẻ mặt nghi hoặc đi tới, nhìn chằm chằm trên vách đá đồ án nhìn nửa ngày, sờ sờ cái ót, "Đúng vậy, cùng ta ván giường thượng đồ án giống nhau như đúc, ngươi từ từ." Alex ở trên người sờ soạn một phen, đột nhiên lấy ra một phen chìa khóa, "Này chìa khóa vì đồng chế, ở mặt trên cũng ấn có kia quỷ dị ký hiệu." người này ngoạn ý từ đâu ra bạch trì nhìn mắt alex trong tay đồ vật một cái cường đạo hiếu kính đi lên alex suy nghĩ lần tới nói bất quá ta cũng đã quên khi nào lúc ấy tùy tay liền trang đi lên chìa khóa cho hắn trương huyền hướng alex phân phó một tiếng alex gật gật đầu duỗi tay liền đem chìa khóa ném hướng tên kiên nam học viên nam học viên bắt lấy chìa khóa mở ra chính mình máy truyền tin nhìn kỹ nửa ngày theo sau vẻ mặt tự tin đem chìa khóa chiều trong đó một cái ký hiệu thượng thọc đi này chìa khóa nhẹ nhàng thọc nhập vào vách núi giữa liền nghe ẩm vang thanh chậm rãi vang lên trương huyền đám người trước mặt vách núi đột nhiên bắt đầu run rẩy lên ngay cả dưới chân mặt đất đều ở phát sinh rất nhỏ run rẩy hai gã ngàn nhận viện học viên trên mặt lộ ra mừng như điên trên người có đá vụn từ trước mặt trên vách núi đá chấn động rất xuống xuống dưới liền thấy này sơn thể thượng kia ký hiệu nơi địa phương đột nhiên xuất hiện một cái cái khe, cái khe thế nhưng lập lòe lóa mắt màu trắng quang mang, hơn nữa này cái khe đang ở dần dần biến đại. Bạch trì nhíu mày nhìn trước mắt này cái khe xuất hiện, hướng tên kia nam học viên nói, đi vào, nhìn xem sao lại thế này. Đi vào, nam học viên một sửa phía trước vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ngược lại là dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn bạch trì, người nói đi vào liền đi vào. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ha ha, một đám nhảy nhót phai hề, thật đúng là đem chính mình đương chủ nhân A. À. Kia nữ học viên, cũng là một sửa thái độ bình thường, lại biến thành cuồng vọng bộ dáng. Ha ha ha, thật muốn đà tả quang minh đảo cùng Hoành Sơn bảy thái bảo vài vị, nếu không có các ngươi, này đem chìa khóa, sợ là chúng ta vô luận như thế nào, cũng khó có thể tìm được A. À. Một đạo tiếng cười to từ trương huyền đám người phía sau vang lên, theo sau, liền thấy lấy kiếm lâm thiên cầm đầu kiếm cốc đội ngũ, từ không trung bay vút mà đến, vừa mới ra tiếng nói chuyện, đúng là kiếm cốc phía trước dẫn đầu người, hắn tiếng cười giữa, tràn ngập cuồng vọng cùng khinh thường. Kiếm cốc, trương huyền mày nhân lại. Trương ức thanh, người thật sự cho rằng, chỉ bằng các ngươi này đó tạp cá, có thể ăn định chúng ta sao, ân. Kia ngàn nhận viện nữ học viên, thân hình bạo khởi, ở nàng phía sau, một đạo anh linh hiện lên, riêng là từ nàng phía sau anh linh sở bày ra linh khí uy năng liền có thể cảm thụ đến. Thực lực của nàng là viễn siêu phía trước kia năm tên chí tôn, Tại đây đồng thời, tên kia nam học viên, phía sau đồng dạng xuất hiện Anh Linh, hắn Anh Linh cường độ, cùng này nữ học viên, không phân cao thấp, căn bản là không phải phía trước kia ngàn nhận viện mang đội người có thể so sánh với, hai người bọn họ mới là này ngàn nhận viện lần này đội ngũ giữa người mạnh nhất. Tiểu Tiện Nhân, từ từ ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết. Tên này nữ học viên nhìn chằm chằm tương lai, cười lạnh ra tiếng. Ha 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 lại là một trận tiếng cười vang lên, cùng với này nói tiếng cười, võ vương phủ người, cũng xuất hiện ở trương huyền bọn họ trước mắt, 10 người thân xuyên hắc y, dùng võ vương cầm đầu, đáp xuống ở trương huyền bọn họ trước người, lúc này đây, quang minh đảo cùng hoành sơn vài vị đại nhân, chính là giúp chúng ta một cái đại ân a à. Giải quyết bối rối chúng ta thời gian dài như vậy nan đề. Võ vương tuy là võ vương phủ dẫn đầu, nhưng người nói chuyện, đều không phải là võ vương, mà là một người tướng mạo bình thường, căn bản là sẽ không bị người dễ dàng chú ý tới trung niên nam nhân. Hắn nói chuyện thời điểm, liền xem cũng chưa xem võ vương liếc mắt một cái. Tương phản, võ vương tại đây người ta nói lời nói khi, hơi hơi không người, hiển nhiên, hắn địa vị, không bằng nói chuyện người. Trương ức thanh, hiện tại, người đã không có gì giá trị lợi dụng. Võ vương nhìn chằm chằm trương huyền, trong mắt tràn đầy sát ý, chờ một lát, ta liền sẽ đem lúc trước sở hữu, đều ở trên người của người bù trở về, nhất định kiếm cốc người nhìn về phía chân trời, hô to một tiếng, lâm tướng quân, không cần trốn tránh, xuất hiện đi, hôm nay, làm chúng ta cùng nhau, kiến thức kiến thức, này quang minh đảo đại nhân, cùng hoành sơn bảy vị đại nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, làm chúng ta nhìn xem, bọn họ có không, từ này hoành sơn, tồn tại đi ra ngoài. chương 1528 Lâm Thanh Hạc ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội bổ càng. Kiếm cốc, Phó vương phủ, lâm thanh hạm sở xuất, hơn nữa ngàn nhận viện hai gã cường đại trí tôn, này đó thế lực, ở trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ tập kết xong. Tuy rằng mặt ngoài xem ra, này đó thế lực trí tôn số lượng, xa xa không bằng trương huyền bọn họ, nhưng âm thầm cất giấu nhiều ít trí tôn, lại có ai biết, giống như là ngàn nhận viện, hai gã phổ phổ thông thông học viên, thế nhưng lắc mình biến hóa, trở thành trí tôn, võ vương phủ cùng kiếm cốc giữa, tự nhiên cũng cất giấu như vậy nhân vật. Trương huyền cùng bạch chỉ đám người sắc mặt khó coi nguyên lai các người vẫn luôn đều đi theo chúng ta phía sau. Bạch trì cắn răng, biểu hiện thực phẫn nộ. Bằng không đâu, võ vương ra tiếng, các người thật đúng là cho rằng, bằng vào một cái quang minh đảo cùng cái gọi là hoành sơn bảy thái bảo, là có thể quấy toàn bộ vạn vùng núi phong vân sao. Nếu không có là chúng ta ngầm đồng ý các người hành vi, các người sớm tại vào thành phía trước, liền phải bị giết chết. Ta có một vấn đề, Trương Huyền nhìn chằm chằm tên kia nam học viên, các người như thế nào biết, chìa khóa ở chúng ta này." Nói đến, Đào cũng cảm tạ chư vị, tên kia Nam học viên cười nói, "Chúng ta chỉ biết được, mở ra này nói đại môn chìa khóa, liền ở Hoành Sơn, tại đây phía trước, chúng ta đã tìm quá quá dài thời gian, không thu hoạch được gì, Hoành Sơn lớn nhỏ thế lực quá nhiều, đối chúng ta tràn đầy mâu thuẫn, căn bản vô pháp phối hợp nói cho chúng ta biết chìa khóa đi nơi nào, thẳng đến cái gọi là Bảy Thái Bảo xuất hiện, chúng ta mặc kệ các ngươi nhất thống Hoành Sơn, chính là muốn nhìn xem các ngươi có không cho chúng ta mang đến kinh hỉ lúc này đây các ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ a à, ha ha nhìn dáng vẻ chúng ta vẫn là cho các ngươi làm áo cưới alex trong mắt mang theo khó chịu áo cưới nếu không phải chúng ta ngầm đồng ý ngươi cho rằng bằng vào các ngươi bảy người lấy cái gì cùng chúng ta ngàn nhận viện đấu tên kia nữ học viên đầy mặt khinh thường nam học viên tiếp theo cười nói đến nỗi quang minh đảo Đồng dạng cũng chỉ bất quá là chúng ta cố ý vì này, cho các người thống nhất sở hữu cường đạo, kế tiếp, từ chúng ta tiếp nhận Quang Minh đảo này vạn vùng núi lớn nhất Nan Đề, đã có thể giải quyết, ai, thật đúng là nhẹ nhàng a. À. Giờ khắc này, hiển nhiên ngàn nhận viện người đã trở thành lớn nhất người thắng, Trương Huyền đám người vẫn luôn bị tính kế ở bên trong. Phó Vương trong phủ, kia trung niên nam nhân nhìn về phía Lâm Thanh Hạc, ra tiếng nói, Lâm tướng quân, người cùng này Trương Ước Thanh chi gian sự tại đây chủ thành nội, truyền đến ồn ào huyên náo, bổn làm ngươi tiến ta võ vương ra môn, cũng đã là phá lệ, hiện tại bởi vì ngươi, càng là làm ta võ vương phủ mất hết thể diện, nếu không có ta chất nhi vẫn luôn thế ngươi cầu tình, ta võ vương phủ, đã sớm một tờ hưu thư, cắt đứt ngươi cùng ta võ vương phủ chi gian sở hữu liên hệ, bất quá, hiện tại đảo có một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Người đi giết này trương ức thanh, ta võ vương phủ, liền cho ngươi một lần nữa nhập môn cơ hội này trung niên nam nhân nói lời nói, tràn ngập ngạo khí, ở hắn nói chuyện thời điểm, võ vương không rên một tiếng, đơn giản là, ở võ vương phủ, người nam nhân này quyền lợi, muốn xa cao hơn võ vương. Võ vương, chỉ là mỗi một thế hệ võ vương phủ người phát ngôn, chân chính quyền lợi trung tâm, nhưng cũng không ở cái này người phát ngôn thượng. Lúc này nói chuyện trung niên nam nhân, nãi lần này võ vương nhị bá, võ vương bên trong phủ, đệ nhị người cầm quyền. Lâm Thanh Hạm, đừng nói ta võ vương phủ không cho ngươi mặt mũi, động thủ đi, nếu không có xem ở ta chất nhi phân thượng, ngươi loại này tiện tì xuất thân, ta đã sớm đem ngươi chém. Võ vương nhị bá nói. Lớn mật, chu phó quan thấy người này nói như vậy lâm thanh hạc, đường trường nhịn không được ra tiếng, ngươi là thứ gì, như vậy cùng nhà ta tướng quân nói chuyện. Ngươi lại là thứ gì, không biết trời cao đất dày ngoạn ý, cho ta chém nàng. Võ vương nhị bá ra lệnh một tiếng. Võ vương bên trong phủ, lập tức đi ra một người, cầm trong tay trường đao, một đao liền hướng chu phó quan chém tới, này đao mang tận trời, hiển nhiên là phú thần đỉnh cao thủ, bực này cao thủ, căn bản là không phải chu phó quan có thể chống cự lợi hại. Các ngươi ở trước mặt ta, hướng ta phó quan động thủ, không khỏi có chút quá khinh thường ta lâm thanh hạng. Lâm thanh hạng gầm lên một tiếng, phía sau ngân giáp chiến linh xuất hiện, trong tay trường thương vứt ra thương mang. Lâm thanh hạng, người tìm chết, Võ vương nhị bá thấy lâm thanh hạm ra tiếng, ánh mắt dùng mình, cánh tay vung lên, đó là một đạo mãnh liệt khí mang hướng lâm thanh hạm đánh tới. Lâm thanh hạm bên này mới vừa chặn lại kia nói thẳng đến chu phó quan đao mang, đã bị võ vương nhị bá công kích đánh tới trước người, liền thấy lâm thanh hạm một cái xinh đẹp xoay người, nàng phía sau chiến linh thương mang đảo qua, hoàn mỹ ngăn cản võ vương nhị bá thế công. Một bé gái, cũng dám ở ta võ vương phủ trước mặt bừa bãi, đi, phế đi nàng võ vương nhị bá lại lần nữa hét lớn một tiếng lại là đánh ra một đạo thế công cùng lúc đó võ vương nhị bá phía sau một người vọt ra người này hắc y che mặt nhưng mang theo anh linh lại là một người trốn tránh đang âm thầm trí tôn võ vương nhị bá ở võ vương phủ nãi một người dưới vạn người phía trên thực lực không yếu hai gã trí tôn liên thủ giáp công lâm thanh hạc thả trực tiếp ra sát chiêu lâm thanh hạm sau lưng chiến linh dũng mãnh vô cùng không sợ hai người tiến công nhưng vào lúc này lại là một người đến từ võ vương phủ trí tôn từ lâm thanh hạm sau lưng đánh lén kia nói công kích giây lát lướt qua lâm thanh hạm căn bản là không phản ứng lại đây tướng quân cẩn thận thời khắc mấu chốt chu phó quan hét lớn một tiếng hồng con mắt nhào hướng lâm thanh hạm sau lưng đi vì lâm thanh hạm ngăn cản này đạo công kích lấy chu phó quan thực lực nàng như vậy nhào lên đi ngăn cản một trí tôn thủ đoạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ chu phó quan nhắm chặt hai mắt nàng đã nghĩ tới chính mình hậu quả nhưng cũng không có do dự một giây hai giây năm giây chu phó quan tưởng tượng bên trong đau đớn vẫn luôn đều không có đã đến ngươi nhưng thật ra đủ trung thành a à, một đạo vui cười thanh vang ở chu phó quan trước người thanh âm này chu phó quan lại quen thuộc bất quá chính là nàng ghét nhất cái kia trương ức thanh chu phó quan mở to mắt Phát hiện Trương Ức Thanh thế nhưng đứng ở chính mình trước người, mà hắn màu đỏ anh linh giúp chính mình giải quyết vừa rồi nguy cơ. Có trung tâm là chuyện tốt, nhưng cũng muốn động não mới được. Trương Huyền quay đầu lại nhìn mắt Chu phó quan, lấy thực lực của ngươi, lại đây cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi, vẫn là đứng ở một bên đi thôi. Ngươi, Chu phó quan mở miệng, lại không biết chính mình nên nói cái gì, nàng tưởng không rõ, Trương Ức Thanh, vì cái gì sẽ cứu chính mình? Võ Vương nhị bá dừng lại thế công, nhìn Lâm Thanh Hạm, ra tiếng nói, Lâm Thanh Hạm, ta thân là trưởng bối, không nghĩ khi dễ ngươi, hiện tại, đi làm ngươi nên làm sự đi, chém Trương ức thanh, nếu không, ngươi liền không xứng tiến ta Võ Vương phủ môn. Võ Vương cũng nhìn Lâm Thanh Hạm, thấy Lâm Thanh Hạm đầy mặt tức giận, khuyên nhủ, Thanh Hạm, ta nhị bá cũng là vì ngươi hảo, ngươi liền nghe hắn nói đi, hôm nay chém Trương ức thanh, ta Võ Vương bên trong phủ liền sẽ tán thành ngươi liền sẽ làm ngươi tiến ta võ vương phủ ra môn, cơ hội này đối với ngươi với ta mà nói đều quá trọng yếu, ngươi nhất định phải nắm chắc được a. À. Võ vương nhị bá đầy mặt ngạo khí, chờ đợi Lâm Thanh Hạm đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Chương 1529 thế cục chuyển biến. Bạch Trì đột nhiên một nhạc, các ngươi võ vương phủ, thật đúng là ngạo kiều đến không được a. À. Này nào có ngươi nói chuyện phân, võ vương hét lớn một tiếng, theo sau vẻ mặt nhu tình nhìn Lâm Thanh Hạm. Thanh Hạm, nghe ta nhị bá nói, hôm nay chém chương Ức Thanh, chờ hồi chủ thành sau, ta liền sẽ cùng ngươi thành hôn. Ngươi đảo rất có điểm ý tứ. Lâm Thanh Hạm nghiêng đầu, nhìn Võ Vương, ta rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta muốn cùng ngươi thành hôn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ gặp ngươi đến bây giờ, ta liền chưa từng có con mắt xem qua ngươi sao? Ha 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 ha, Hải Thần cuồng tiếu một tiếng, "Này Võ Vương, thật đúng là mê chi tự tin a." À nhân ra liền xem ngươi đều không xem ngươi còn làm đến cùng chính mình nhiều có mị lực giống nhau có một số người thật chính là tự mình cảm giác tốt đẹp đâu nguyệt thần cười duyên một tiếng thanh âm giữa toàn là châm trọng ý vị phó vương mày nhân lại thanh hạm người rốt cuộc có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích cái này trương ức thanh lâm thanh hạm khẽ lắc đầu nhìn thấy lâm thanh hạm này lắc đầu động tác phó vương nhíu chặt mày giãn ra theo sau nói, nếu ngươi không phải. Ta cũng không phải là thích thượng hắn. Lâm Thanh Hạm ra tiếng, đánh gấy võ vương nói. Liền thấy Lâm Thanh Hạm chậm rãi đi đến Trương Huyền bên cạnh, theo sau, ở võ vương, chu phó quan, cùng với ngàn nhận viện hai gã trí tôn, cùng với kiếm cốc thành viên khiếp sợ ánh mắt giữa, Sam ở Trương Huyền cánh tay, đầy mặt ôn nhu, ta đã sớm yêu hắn. Ngươi, võ vương trừng lớn đôi mắt. Ha ha ha, võ vương, ngươi thật là đầu óc có vấn đề đi, ta ca cùng tẩu tử, đã sớm lãnh giấy hôn thú. Bạch trì cất tiếng cười to, ngươi khen ngược, còn tưởng rằng ta tẩu tử phi ngươi võ vương không gả, ngươi là cái cái gì đều ngoạn ý a à, cùng ta ca so, ngươi liền cái rắm đều không phải, thật không biết các ngươi võ vương phủ ngạo khí từ đâu mà đến. Bạch trì này một phen lời nói, không chỉ có là nghe được võ vương phủ người vẻ mặt ngốc phòng, chu phó quan đồng dạng trừng lớn đôi mắt, nhìn Lâm Thanh hạm, không thể tin tưởng nói, tướng quân, ngươi. Ta nói đi, Trương Huyền vẻ mặt đắc ý nhìn Chu Phó Quan, đã sớm cho ngươi nói, làm ngươi đối ta khách khí điểm, nói không chừng nào một ngày, nhà ngươi tướng quân chính là người của ta. Tương lai ra tiếng nói, Võ Vương, nhìn dáng vẻ, ngươi mê chi tự tin, từ hôm nay trở đi, muốn bị chịu đả kích lạc. Võ Vương nhìn Lâm Thanh Hạm đầy mặt ôn nhu kéo Trương Huyền cánh tay, khí cả người phát run. Lâm Thanh Hạm, Trương ức thanh, các ngươi, quả thực không đem ta võ vương phủ để vào mắt. Võ vương nhị bá hét lớn một tiếng, hôm nay, các ngươi tồn tại không rời đi nơi này. Này lại là mê chi tự tin, Trương huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn võ vương nhị bá, hiện tại, chỉ bằng các ngươi những người này, lấy cái gì dũng khí nói, đem chúng ta lưu lại nơi này. Bằng thực lực, võ vương hét lớn một tiếng, phía sau anh Linh hiện lên. Liền xem, võ vương phủ 10 người, phía sau toàn bộ có anh linh hiện lên. Vừa mới tên kia đánh ra phú thần đỉnh công kích huy lực người, cũng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, là một người trí tôn. Võ vương phủ lần này ra tới 10 người, toàn bộ đều là trí tôn. Ngàn nhận viện kia hai người, cũng đứng ở võ vương phủ bên này, trong nháy mắt, 12 đạo anh linh, hiện ra ở trương huyền đám người trước mắt, này đó toàn bộ đều là nhãn hiệu lâu đời trí tôn, thực lực mạnh mẽ. Di, số một số, nhân số vẫn là vô pháp cùng chúng ta so a. À. Bạch chi điểm điểm, đúng không, võ vương cười lạnh một tiếng, kiếm cốc người, cũng không cần thiết ẩn tàng rồi đi. Kiếm cốc bên kia, nguyên bản mang đội người nói một cái thượng tự, kiếm cốc tương ứng, phía sau cũng tất cả đều hiện lên anh linh, trừ bỏ kiếm lâm thiên bên ngoài, chín đạo anh linh xuất hiện, cũng là chín tên trí tôn. Nguyên bản kiếm cốc, đồng dạng xuất động trí tôn 10 tên, chẳng qua, kiếm lâm thiên gia nhập, làm cho bọn họ loại bỏ ra một người. Lần này, Trương Huyền đám người mặt đối lập, 21 nói anh linh hiện lên, kiêu uy thế, làm người cảm thấy tim đập nhanh. Đàn Tô Chí tôn đám người, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, chẳng sợ bọn họ bên này gia nhập một cái Lâm Thanh Hạc, nhưng cũng bất quá 16 danh chí tôn mà thôi, mà Lâm Thanh Hạm lần này mang đến người, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn lại đều chỉ là bình thường tướng sĩ mà thôi, từ nhân số đi lên giảng, Trương Huyền bọn họ đã bị hoàn toàn nghiền áp trương ức thanh người nói chúng ta có thể hay không đem các ngươi lưu lại nơi này võ vương cười lạnh ta cảm thấy không đủ trương huyền lắc lắc đầu theo sau búng tay một cái kiếm lâm thiên lại đây đi cái gì võ vương đám người tất cả đều ngẩn ra tuy rằng trương huyền chỉ là vô cùng đơn giản một câu nhưng này một câu đại biểu hàm nghĩa quá nhiều hắn thế nhưng đối kiếm lâm thiên phát ra mệnh lệnh kiếm lâm thiên là người ra sao kiếm cốc tương lai truyền nhân, toàn bộ vạn vùng núi, hiểu rõ đỉnh cấp cao thủ. 20 năm trước liền thành tựu trí tôn chi vị, kiếm cốc cốc chủ đã từng thả ra lời nói, nếu có người tiếp nhận kiếm lâm thiên 10 chiêu, nàng liền cam nguyện nhường ra cốc chủ chi vị, có thể thấy được đối kiếm lâm thiên tự tin trình độ. Ở vạn vùng núi, không có bất luận kẻ nào dám nói, có thể thắng kiếm lâm thiên. Kiếm lâm thiên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, trí tôn dưới người, cũng chỉ là nghe nói, chỉ có trí tôn, mới nhất hiểu biết, bình thường trí tôn, cùng kiếm lâm thiên chi gian tranh lệch, giống như trí tôn cùng ngưng khí như vậy thật lớn, kiếm lâm thiên phất tay, liền có thể chém giết một người bình thường trí tôn, hắn là thật sự có thể lấy bản thân chi lực, ngăn cản thiên quân vạn mã cao thủ, căn bản không phải tầm thường trí tôn có thể so. Năm tên trí tôn, so nhất kiếm lâm thiên như thế nào? Chỉ sợ, còn muốn kém rất nhiều. Mà chính là như vậy một cái đỉnh cấp khủng bố tồn tại, này trương ức thanh, thế nhưng là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi ở nói với hắn lời nói này này rốt cuộc là chuyện như thế nào võ vương đám người xem kiếm lâm thiên phản ứng ở võ vương đám người kinh hãi trong ánh mắt kiếm lâm thiên hướng trương huyền gật gật đầu theo sau cất bước đi vào trương huyền bên cạnh đối lập võ vương đám người kiếm cốc chín tên trí tôn tất cả đều ngốc các ngươi bất động ta liền không giết các ngươi kiếm lâm thiên khoanh tay mà đứng hắn bảo kiếm không có ra khỏi vỏ cũng đã làm người cảm nhận được mũi nhọn. Kiếm cốc chín tên trí tôn tất cả đều khó hiểu nhìn kiếm lâm thiên, sư huynh, ngài đây là. Cầm miệng, kiếm lâm thiên không đi giải thích, chỉ là nói ra này hai chữ, kiếm cốc chín tên trí tôn, liền lâm vào yên tĩnh, không ai lại mở miệng nói chuyện. Này đó là kiếm lâm thiên, hắn một câu, liền sẽ bị kiếm cốc tôn sùng là thánh chỉ, đây là kiếm lâm thiên ở kiếm cốc huy nghiêm nơi, cũng là thực lực cho phép, hắn cường đại, làm người sẽ thành thành thật thật, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đan tô trí tôn đám người cũng biết được kiếm lâm thiên cường đại chỗ, giờ phút này thấy kiếm lâm thiên thế nhưng nghe theo trương ức thanh mệnh lệnh, một đám đều có chút không phục hồi tinh thần lại, bọn họ suy nghĩ, này quang minh đảo, rốt cuộc là như thế nào khủng bố tồn tại, liền kiếm lâm thiên bực này tồn tại, đều quy phục. Bạch trì đám người đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lâm thanh hạm nhìn trương huyền, chính mình cái này lão công, Luôn là có thể ở bất luận cái gì thời điểm, đều cho người ta kinh hỉ, phảng phất bất luận cái gì sự tình, hắn đều có biện pháp giải quyết, ở hắn nơi đó, có ùn ùn không dứt hát chủ bài. Chương 1530 tìm một cái nhà giam. Không có người biết, Kiếm Lâm Thiên hiện tại hành động là Trương Huyền liều mạng đổi lấy, bọn họ chỉ có thấy Trương Huyền này phong cảnh một mặt. Các vị, hiện tại các ngươi dũng khí còn đủ sao? Trương Huyền mặt mang mỉm cười. Phó vương đám người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, kiếm lâm thiên đều đứng ở trương ức thanh bọn họ nơi này, kia kiếm cốc người, tất nhiên sẽ không ra tay. Như thế xem ra, chính mình này phương ở nhân số thượng ưu thế, lập tức liền biến thành hoàn cảnh xấu. phó vương đám người không rên một tiếng, này vốn là bọn họ làm hạ sát cục, lại không nghĩ rằng, trung gian xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Một cái lâm thanh hạm còn hảo thuyết, nàng bất quá lẻ loi một mình, quyết định không được chiến cuộc nhưng kiếm lâm thiên bất đồng hắn một người liền có thể chủ đạo kiếm cốc các ngươi từ tiến vào hoành sơn lúc sau liền một đường theo đuôi chúng ta thật khi ta trương ức thanh là ngốc tử sao trương huyền cười lạnh còn có các ngươi ngàn nhận viện này hai cái phía trước bọn họ nói chuyện thời điểm hiển nhiên đang xem các ngươi sắc mặt các ngươi này kẻ yếu trang vẫn là kém như vậy một ít a mang theo chúng ta ở hoành sơn vòng hai vòng diễn lâu như vậy diễn thật đúng là làm khó các ngươi bất quá thực mau các ngươi liền có thể nhẹ nhàng, người chết, liền sẽ không lại có quá nhiều phiền não rồi. Trương ức thanh, ngươi cho rằng ăn định chúng ta, võ vương nhị bá hít sâu một hơi, các ngươi này đó mới vào trí tôn người trẻ tuổi, chẳng sợ lấy một địch hai, chúng ta cũng không sợ. Ha ha, ta thật liền cho rằng ăn định các ngươi. Trương huyền mở ra hai tay, ở hắn phía sau, liên tiếp xuất hiện ba đạo chiến linh. Kia bị người sở biết rõ hắc bạch chiến linh, cùng với mới nhất mới xuất hiện màu xanh lá chiến linh thống nhất dừng lại ở trương huyền phía sau ngươi võ vương đồng tử trường lớn ngươi thế nhưng có bốn đạo anh linh kia cái gọi là hắc bạch chí tôn đều là ngươi một người đừng nói võ vương bọn họ chính là đan tô trí tôn đám người cũng đều trường lớn hai mắt bị tà ám chiếm cứ thân thể kiếm lâm thiên triều trương huyền này nhìn thoáng qua lúc sau liền xoay đầu đi như thế nào chưa thấy qua sao Trương Huyền trên mặt toàn là nhẹ nhàng tươi cười. Nếu các người cảm thấy như vậy còn chưa đủ nói, như vậy kế tiếp còn có. Đương Trương Huyền trong miệng có tự rơi xuống nháy mắt một tảng lớn bóng ma hoàn toàn bao phủ võ vương đám người. Bọn họ ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, đang xem hướng không trung đệ nhị dây trong mắt xuất hiện rõ ràng sợ hãi thần sắc. Ở ngày đó lỗ Hồng Trung dậm dạp anh linh hiện lên ở bọn họ trước mắt số lượng không dưới trăm giờ phút này bọn họ nơi chính là anh linh điện phạm vi thao tác trăm tên chiến linh là trương huyền hiện tại có khả năng nắm giữ cực hạt tuy rằng này số lượng đối với anh linh điện tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông nhưng đối phó võ vương bọn họ dư giả các vị hiện tại đủ rồi sao trương huyền trong mắt hiện lên một mặt hàn mang đây là sát khí ở kích động võ vương mọi người gian nan nuốt nước miếng nhiều như vậy anh linh này Võ vương bọn họ liên tưởng không đến này đó anh Linh đều là từ trương huyền một người thao tác, ở bọn họ trong lòng, này đó, chính là quang minh đảo trí tôn cường giả. Như vậy khổng lồ số lượng, đã không phải ai mạnh ai yếu có thể đền bù. Kiếm lâm thiên nhìn trương huyền liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi vừa mới, là ở thử ta, nếu ta không đứng ở ngươi bên này, ngươi tính toán đem ta cùng nhau giết. Đúng vậy, trương huyền không e dè trả lời, bất quá, ngươi tuyển đúng rồi. Đan Tô Chí tôn đám người nhìn như vậy một màn, trong lòng ở phía sau sợ cũng ở may mắn, bọn họ may mắn chính mình lựa chọn Quang Minh đảo, nghĩ mà sợ là bởi vì lúc trước thật sự cùng Quang Minh đảo hoàn toàn xé rách ra mặt, như vậy chỉ sợ chính mình liền cho cốt đều tìm không thấy, toàn bộ vạn vùng núi cũng chưa người có thể giữ được chính mình đám người. Các vị kế tiếp liền hy vọng các người vận may lạc. Trương Huyền nhún vai, ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, không trung chăm nói chiến linh đồng thời động thủ, thẳng đến võ vương bọn họ, đen nghìn nghịt một mảnh, trực tiếp đem võ vương những người này bao phủ. Ở như vậy khổng lồ số lượng tranh lệch dưới, võ vương đám người, không có bất luận cái gì đánh trả đường sống. Về bên kia chiến trường, Trương Huyền liền chú ý hứng thú đều không có, hắn giữ chặt lâm thanh hạm nhu nhược không có xương tay nhỏ, chiều kia phiến sơn thể đại môn đi đến. Đi thôi, làm chúng ta nhìn xem, này cái gọi là có thể thay đổi thế giới đồ vật, rốt cuộc là cái gì. Trương Huyền nói, khi trước cất bước, đi vào đại môn giữa. Lâm Thanh hàm hít sâu một hơi, hy vọng là muốn tìm đồ vật đi, nếu có thể tìm được, chúng ta cũng không cần lưu lại nơi này, mặt trên, mới là thuộc về chúng ta địa phương. Lão bà, người chỉ đồ vật, là cái gì? Trương Huyền bước vào đại môn lúc sau, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái thâm không thấy cuối huyệt động, huyệt động giữa, một mảnh đen nhánh, một chút ánh sáng, đều thấu không ra. Một cái nhà giam, Lâm Thanh Hạm xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, một cái, có thể hoàn toàn giải quyết sở hữu phiền toái nhà giam, nếu tìm không thấy, như vậy cái này văn minh, cùng chúng ta vị trí mặt đất văn minh, tùy thời đều sẽ gặp phải hủy diệt khả năng. Tại đây đồng thời, bạch trì đám người, cũng tất cả đều theo tiến vào. Chu phó quan thần sắc phức tạp cùng bạch trì đám người đi ở một khối, này đã từng địch nhân, hiện tại thế nhưng lập tức liền biến thành đồng đội, hơn nữa vẫn là phi thường thân mật cái loại này, nhà mình đại nhân, đều cùng nhân ra sớm lãnh giấy hôn thú. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái. Lâm Thanh Hạm nói tiếp, lão công, ngươi liền không hiếu kỳ, này địa tâm văn minh, vì cái gì sẽ có mặt trời mọc mặt trời lặn, này đó từ đâu mà đến sao? Thái Dương cùng ánh trăng quang mang, cũng không thể như vậy đều đều vẩy đầy toàn bộ đại địa. Lâm Thanh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, Trương Huyền mới đột nhiên chú ý tới vấn đề này, từ hắn đã đến địa tâm văn minh thời điểm, nơi này cùng mặt đất tranh lệch cũng không phải quá lớn, hắn liền theo bản năng đi xem nhẹ vấn đề này, nhưng hiện tại bị Lâm Thanh Hạm nhắc tới, đúng vậy, này Thái Dương, ánh trăng, từ đâu mà đến? Lão công, dư thừa đồ vật, ta vô pháp cho ngươi nói quá cẩn thận, chờ hết thảy bãi ở trước mắt khi, người tự nhiên sẽ minh bạch. Lâm Thanh Hạm dùng sức nắm chặt Trương Huyền tay. Trương Huyền cũng đồng giảng, nắm chặt Lâm Thanh Hạm, bọn họ cứ như vậy, hướng tới huyệt động chỗ sâu trong chậm rãi đi đến huyệt động ở ngoài, hết thải lâm vào bình tĩnh giữa, thượng trăm chiến linh biến mất, võ vương đám người, tất cả đều nằm trên mặt đất, võ vương nhị bá, càng là thân thể đã phá thành mảnh nhỏ mở ra, một mảnh tàn tướng, đối mặt nhiều như vậy chiến linh, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thắng khả năng. Như vậy nhiều chiến linh, cho dù là kiếm lâm thiên bản thể tới, cũng đến nuốt hận. Ai nha nha, cái này tay thật đúng là tàn nhẫn đâu. Một đạo thân ảnh, xuất hiện ở huyệt động ở ngoài, võ vương phủ người, ngàn nhận viện người còn có kiếm cốc chín người đều mau chết hết ha, à, bất quá may mắn còn có một cái tồn tại này còn tỉnh ta không ít chuyện phiền toái đâu xuất hiện người này người mặc đường trang đúng là sở lam võ vương phủ này đồng lứa người phát ngôn tính người vận khí tốt gặp được ta có thể sống sót nếu ta cứu ngươi một mạng ngươi nhưng đến báo đáp ta a à. sở lam khom lưng khiêng lên trọng thương gần chết võ vương theo sau hóa thành lưu quang biến mất Trương Huyền một chúng, đi vào kia huyệt động bên trong, u ám thông đạo giữa tràn ngập một loại quỷ dị hắc ám, loại này hắc ám, làm Trương Huyền bọn họ bực này thực lực, đều thấy không rõ phương xa rốt cuộc có cái gì, chỉ có thể theo này một cái lộ, vẫn luôn đi xuống đi. Anh Linh Điện Trung Bạch Giang Nam nhìn về vì trăm tên anh Linh, trong miệng lẩm bẩm Lôi cực trấn phía dưới chỗ sâu trong, vô số thân xuyên kiếm cốc phục sức cùng ngàn nhận viện phục sức thành viên, không ngừng đối mặt đất triển khai khai quật lưỡng đạo thân ảnh, phiêu phù ở này lôi cực chấn chính phía trên, này hai người phía sau, trôi nổi hai tôn anh linh, này hai người phía sau anh linh, có trăm mét thật lớn, này đều không phải là bọn họ cố tình vì này, mà là bọn họ phía sau anh linh sở mang theo năng lượng, rốt cuộc vô pháp áp súc. Trong đó một người, vì nữ tính, nàng phía sau có một phen sinh mãn màu xanh đồng phá kiếm, tóc ngắn, ánh mắt chi gian, mang theo một cổ tàn nhẫn. Quang từ ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra, người này tất nhiên là tàn nhẫn độc ác hạng người này chính là kiếm cốc đương đại cốc chủ kiếm quân một cái quân tự ý vì quân lâm thiên hạ kiếm quân anh linh chính là một cầm kiếm người bịt mặt này anh linh không riêng trong tay cầm kiếm ở này phía sau còn cõng sáu thanh kiếm này sáu thanh kiếm quang xem chuôi kiếm tạo hình bất đồng lại xem vỏ kiếm lớn nhỏ không đồng nhất nghe đồn đỉnh cấp kiếm khách cầm mỗi một phen kiếm đều có bất đồng công hiệu giết người là giết người kiếm cứu người, là cứu người kiếm. Mà mặt khác một người, nam tính, nhìn qua hơn 30 tuổi, thân xuyên màu vàng trường bào, khuôn mặt anh Tuấn, xưng được với là Mỹ Nam Tử, hắn lưu có tóc dài, thẳng đến bên hông, giờ phút này tóc dài phiêu động, tuy là nữ nhân, đều sẽ ghen ghét hắn kia trương gương mặt, người này, tên là Ngàn Một Thủy, nãi đương đại ngàn nhận viện viện trường. Ngàn Một Thủy Anh Linh, là một người cung thủ, thả vì nữ tính, quần áo cuồng dã. Đây là hai cái đứng ở vạn vùng núi đỉnh núi tồn tại, lúc này đứng chung một chỗ, chỉ vì này lôi cực chấn phía dưới chi vật. Lưỡng đạo anh linh trên người, tưới xuống quang mang, tràn ngập toàn bộ lôi cực chấn, đương lôi cực chấn trong đó một chỗ khí mang hơi yếu, kia một chỉnh khối địa phương, đại địa chấn động, cao lầu bắt đầu nghiêng. Cái này mặt đồ vật, càng ngày càng sao động, nghĩ đến thực mau, hắn liền phải xuất thế. Ngàn một mặt nước vô biểu tình nói. Kiếm quân giữa mày trước sau mang theo tàn nhẫn chẳng sợ cùng ngàn một thủy nói chuyện khi cũng là như thế ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem kia trong lời đồn lấy huyết mạch thành tựu trí tôn lại phản cắn nuốt anh linh thân thể bất hủ tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ ta cũng không cảm thấy hứng thú ngàn một thủy lắc lắc đầu nơi này ngầm nối thẳng cổ chiến trường nơi đó đã từng chết trận quá nhiều trí tôn vô số anh linh dây dưa ở bên nhau lẫn nhau cắn nuốt lớn mạnh sẽ phát sinh một ít cổ quái chuyển biến có chút chuyển biến, là người ta sở vô pháp đoán trước, một khi xuất hiện cái loại này tình huống, sẽ có chút khó giải quyết. Kiếm quân lắc lắc đầu, lại khó giải quyết sự, có kiếm nơi tay, liền trở nên đơn giản đi lên. Kiếm quân trên người, mang theo một loại tự tin, loại này tự tin, bất đồng với kiếm lâm thiên cái loại này cuồng vọng, mà là một loại đảm nhiên, phảng phất thiên sập xuống, ở trong mắt nàng, đều không tính là cái gì. Còn là cố ý ngoại không phải sao. Ngàn một thủy nhìn mắt kiếm quân, tựa như 20 năm trước người kia, hắn đột nhiên quật khởi, một người độc chiến tứ phương, chúng ta đều đối hắn bó tay không biện pháp, ta không nghĩ tái xuất hiện cái thứ hai hắn. Nguyên bản đạm nhiên kiếm quân, ở nghe được ngàn một thủy nhắc tới cái kia hắn khi, biểu tình hơi hơi sinh biến, hư lạnh một tiếng, trên thế giới này, không có khả năng lại có cái thứ hai thiên quốc thánh chủ, huống hồ, hắn ngay lúc đó tình huống phá lệ quỷ dị, ta tưởng, hắn sợ có được thực lực, không phải là hắn nguyên bản liền có, từ lần đó lúc sau, hắn đã gần 20 năm vô tin tức, thiên quốc nội nghe đồn hắn đang bế quan, nhưng hắn rốt cuộc hay không còn tồn tại, ai có thể biết. Dù sao, nên chú ý vẫn là phải chú ý hảo, cổ chiến trường A. Ngàn một thủy thở dài một tiếng, năm đó, có bao nhiêu thiên kiêu chết ở nơi đó, ngay cả cường đến cái loại tình trạng này anh linh biệt, đều bởi vậy hủy diệt, ngay cả sở tranh kia hào nhân vật, cũng chưa tin tức, nơi đó đã xảy ra khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Hiện giờ, cổ chiến trường đại môn muốn lại một lần mở ra, chúng ta yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đó sự thế nào? Kiếm quân đột nhiên kéo ra đề tài, nếu kia đạo môn mở ra, có thể ngược dòng đến năm đó người kia lưu lại đồ vật. Ngàn một thủy ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là hoành sơn nơi vị trí, hắn trong miệng lẩm bẩm tiên gia động phủ, thật sự tồn tại sao, truyền thuyết, trước sau là truyền thuyết mà thôi, Chúng ta dốc hết sức lực, cũng nhìn không tới truyền thuyết sở lưu lại một chút dấu chân, chỉ có thể toàn dựa phỏng đoán, đi tìm tân đường ra, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé a. À. Ở vạn vùng núi ở ngoài, tại đây địa tâm tứ đại khu trung tâm chỗ, có như vậy một tòa thuần trắng lâu đài, lâu đài bên ngoài đều là từ thủy tinh chế tạo mà thành, này đã không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc đồ vật, lâu đài tản ra một loại thánh khiết cảm giác, thần thánh thiên quốc. Sừng sững với tứ đại khu ở ngoài đặc thù tồn tại, thiên quốc bên trong, có như vậy một tảng lớn đất trống, đất trống vì hình tròn. Lúc này, một nam nhân trung niên, chính cầm trong tay một cây bình thường gậy gỗ, tại đây trên đất trống, câu hỏa cái gì, một cây bình thường gậy gỗ, lại ở trên tay hắn, đem đá cẩm thạch chế thành mặt đất, vẽ ra một đạo lại một đạo thâm ngân, nhưng mà hắn toàn thân, không có tản mát ra bất luận cái gì một chút khí. Trung niên nam nhân vẽ không đến 10 phút, liền dừng lại động tác, hắn huy tay áo lau hạ cái chán mồ hôi, Nhìn mắt không chung, khoảng cách kia một ngày, càng ngày càng gần A, này trận, đã vẽ 7 năm, hy vọng ở một năm nội, có thể kết thúc, không thể không nói, thật đúng là lao lực đâu, bất quá, lao lực rất nhiều, còn có thể xem tốt hơn diễn, vẫn là không tồi, cổ chiến trường liền phải mở ra, này địa tâm thế giới, lại nên không yên ổn lạc, chết xia. Ờ, kia một đầu ngân bạch tóc dài hoàn mỹ thiếu nữ, trôi nổi với không chung, xuất hiện ở trung niên nam nhân trước người chờ không kịp đi, trung niên nam nhân nhìn đến Chessia, lộ ra một bộ ý cười, đi thôi, ngươi cũng là thời điểm, trở lại ngươi người trong lòng bên cạnh, ngươi nên làm sự, cũng làm không sai biệt lắm, lại cho hắn cuối cùng một lần dẫn đường, liền lưu tại kia đi. Chessia thân thể hơi hơi chấn động, kia hoàn mỹ ngũ quan thượng hiện lên một mặt kinh ngạc, phụ thân, này. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Trung niên nam nhân cười nói, mau đi đi, các ngươi những người trẻ tuổi này, vì ái, chuyện gì đều có thể làm ra tới, có một số việc không làm, có một số việc không nói, đó là sẽ hối hận cả đời, không cần giống ta giống nhau, vài thập niên qua đi, đều không thể tha thứ chính mình, đi thôi. Trung niên nam nhân nói đến nơi đây, cánh tay vung lên, Chessia thân hình liền tại chỗ biến mất, chờ đến Chessia tái xuất hiện khi, đã ở Hoành Sơn cảnh nội, này hết thảy, đều hoàn toàn không phải Chessia chủ đạo. Chessia hơi hơi ngây người vài giây sau, nhìn về phía kia hoành sơn trung tâm nơi, đôi mắt nheo lại, mang theo sáng tỏ ý cười, trương huyền ca ca, ta trở về tìm ngươi. Còn có canh một, hôm nay tan tầm chậm. Trương 1532 tiên ra động phủ. Kia u ám huyệt động giữa, trương huyền đám người, đã đi tới hơn nửa giờ, nhưng như cũng không thấy được một chút ánh sáng, cái này huyệt động thực quỷ dị, quỷ dị đến làm trương huyền bọn họ liền phương hướng cảm đều không có. Thậm chí bọn họ đều phân không rõ, chính mình hiện tại là ở chiều thượng đi, vẫn là chiều hạ, quải mấy vòng, làm vài lần chỗ rẽ. Có người đem thủy ngã xuống đất mặt, nhưng tiền mười mế dòng nước vẫn là hướng phía trước lưu động, sau 10 mét, dòng nước lại là chiều sau lưu động, này thuyết minh, mỗi quá 10 mét, nơi này địa hình, đều sẽ phát sinh thay đổi. Này rốt cuộc là một cái cái dạng gì địa phương, bạch chỉ một đường đi tới, trong miệng niệm niệm không ngừng. Chúng ta lúc này đây, khả năng thật sự tìm đối địa phương. Lâm Thanh Hạm trên mặt lại là lộ ra hưng phấn thần sắc. Tẩu tử, đừng úp úp mở mở, mau nói đi. Bạch trì đầy mặt gấp gáp, ta lòng hiếu kỳ hiện tại đều mau lao tới đem ta cấp ăn. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, nói, kỳ thật có chút đồ vật, nói ra một chút, cũng không cái gọi là, nơi này, rất có thể là một chỗ động phủ. Động phủ, trương huyền mày nhân lại, đơn giản là động phủ này hai chữ mắt, quá nhạy cảm, giống nhau có thể sử dụng động phủ tới hình dung, đều không phải cái gì đơn giản ngoạn ý. Nghe nói, là anh Linh ra đời địa phương, Lâm Thanh Hạm vừa đi, một bên mở miệng, cho tới nay, cũng chưa người có thể nói đến Thanh Anh Linh rốt cuộc từ đâu mà đến, chỉ có một cách nói, là đồ đằng cho anh Linh lực lượng. Ở nghe được Lâm Thanh Hạm nói này đó thời điểm, kiếm Lâm Thiên theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Huyền, hắn biết được, ở Trương Huyền trong cơ thể, ẩn tàng rồi một tôn quái vật khổng lồ, kia quái vật khổng lồ, vô cùng có khả năng, cùng đồ đằng có quan hệ, bởi vì ở kia đồ vật xuất hiện thời điểm, vẫn là tà ám kiếm lâm thiên, cảm nhận được một loại đến từ linh hồn thượng uy áp. Cái loại này uy áp, chẳng sợ đối phương không ra tay, không tiêu tan phát bất luận cái gì uy thế, chỉ là xem một cái, đều sẽ làm hắn cả người run rẩy Kiếm lâm thiên này rất nhỏ động tác, tự nhiên không ai chú ý tới, mọi người nhìn lâm thanh hạm, chờ đợi lâm thanh hạm tiếp tục nói tiếp. Lâm thanh hạm cũng không làm đại gia thất vọng, tiếp tục nói, đồ đằng cho anh linh lực lượng là một loại cách nói, nhưng còn có một loại cách nói, là về đồ đằng, truyền thuyết, đồ đằng là ra đời ở một cái động phủ bên trong, kia động phủ, vì tiên gia sở lưu, kia động phủ bổn hẳn là một tòa nhà giam, vây khóa anh linh nhà giam, chẳng qua, nhà giam bị mở ra, thả ra anh linh, ảnh hưởng toàn bộ thế giới, cái này cách nói, có khả năng ngược dòng thời gian, thật sự là quá xa xăm, không ai có thể chứng thực. Bất quá, tự cổ trí kim, tìm tiên gia động phủ người, liền chưa từng có thiếu quá, càng là đã từng có người vào nhầm tiên ra động phủ, nhưng lại ra tới, căn cứ người nó theo như lời, đi thông tiên ra lộ, là làm người vô pháp thấy rõ, thậm chí ở đi thông tiên ra động phủ trên đường, người khả năng đều đã bước ra thế giới này, bởi vì con đường kia, vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích, một chân cao, một chân thấp, ở đi thông tiên ra trên đường, người không biết chính mình đã trải qua bao nhiêu lần cao thấp luân hồi. Cũng không biết chính mình tiến hành rồi bao nhiêu lần Nam Bắc biến chuyển, đi thông tiên ra lộ không có ánh đèn chỉ có dựa vào chính mình đi tìm kiếm này cách nói thật đúng là kỳ diệu a à? tương lai ra tiếng đều nói khoa học cuối đó là thần học nhưng ta cho rằng thần học chỉ là chúng ta còn không có nắm giữ khoa học mà thôi nếu nắm giữ liền không có thần học như vậy vừa nói tỷ như khí nếu cho ta thời gian cho ta cũng đủ thiết bị ta có thể hoàn toàn phân giải ra trong đó năng lượng thành phần phân tích hết giận vận hành quỹ đạo đạt tới lấy máy móc cũng có thể chế tạo khí hiệu quả. Ha ha, thần học, khoa học, bản thân chính là một sự kiện mà thôi. Trương Huyền cười nói, nếu không phải nhà khoa học đem bóng đèn phổ cập, từng nhà còn điểm ngọn nến, như vậy nhìn thấy bóng đèn ánh mắt đầu tiên, khả năng sẽ cho rằng, chính là thần học, chúng ta sở khai xe, chúng ta có thể giải thích trong đó nguyên lý, nhưng đặt ở cổ đại, sẽ chỉ làm người tưởng có thể chạy phòng ở. Bạch trì bĩu môi, lão đại, nguyên bản ta còn đối này tiên nhân động phủ rất có kính sợ cảm, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, một chút kính sợ cảm cũng không có. Kính sợ cảm vẫn là phải có, toàn len khen đầy mặt chính xác, chúng ta tộc lão nói qua, đối với không biết đồ vật, đối với mạnh hơn chúng ta đồ vật, là muốn tâm tồn kính sợ, như vậy mới có thể làm chúng ta càng thêm làm đến nơi đến trốn đi phía trước đi, mới có thể làm chúng ta trở nên càng cường đại hơn, bất quá lão đại, ta có chuyện tương đối tò mò. Ân, này tiên nhân, toàn len keng khóe miệng liệt khai, mắt mạo tinh quang, người nói tiên nhân thịt, là gì vị A? À? Toàn len keng lời này vừa ra, nguyên bản khoảng cách hắn hơi gần mấy người, lập tức chiều hai bên nhảy khai, đều vẻ mặt cổ quái nhìn toàn len keng. Quay đầu lại có cơ hội người đi hỏi hỏi tiên nhân đi. Trương huyền mắt trợn trắng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại đây huyệt động nội, càng đi, mọi người trong lòng cổ quái liền càng nhiều, theo lý mà nói, này huyệt động như vậy trường, lại phong bế, nhưng lại một chút tiếng vang cũng chưa truyền đến, phảng phất bọn họ là đi ở rất lớn không gian giữa giống nhau. Lại là hơn nửa giờ qua đi, một đạo ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này một đạo ánh sáng xuất hiện, làm mọi người nội tâm đều vui sướng lên, lâm thanh hạm càng là không tự giác nhanh hơn bước chân, đi nhanh hướng phía trước mà đi. Nhưng này ánh sáng nhìn như ở trước mắt, kỳ thật rất xa, mọi người nhanh hơn tốc độ, nhưng ước chừng qua nửa giờ, nhưng như cũ vẫn là chỉ có thể nhìn đến nơi xa ánh sáng. Mặc kệ, ra tốc đi." Trương Huyền trong lòng một hoành, phát ra như vậy mệnh lệnh, mọi người lập tức ngự khí, tốc độ cao nhất đi tới. Liền ở bọn họ này tốc độ cao nhất đi tới dưới, trước mắt ánh sáng mới dần dần phóng đại, trở nên rõ ràng lên, ước chừng ba cái khi còn nhỏ, kia ánh sáng phạm vi đã có thể bao trùm đến bọn họ. Lấy Trương Huyền những người này thực lực, tốc độ cao nhất đi tới 3 cái giờ, ít nhất là mấy trăm km khoảng cách, nhưng ở mấy trăm km ngoại là có thể nhìn đến quang điểm, rốt cuộc là như thế nào ấn nhập bọn họ đôi mắt giữa, còn có này núi non nội huyệt động, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, thông hướng nơi nào. Chẳng lẽ, thật sự đi hướng một cái khác thế giới không thành? Bạch sắc quang mang tràn ngập ở trong sơn động, nhưng lại không có lan tràn đi ra ngoài, cái này làm cho trong sơn động xuất hiện thực quỷ dị một màn, giống như có một cái đường ranh giới giống nhau, ở đường ranh giới này đầu, là toàn thân đen nhánh, mà ở đường ranh giới mặt khác một đầu, còn lại là một mảnh quang minh. Tốc độ cao nhất lên đường mọi người, ở bước vào này ánh sáng phạm vi khi, đều không cấm dừng lại bước chân, chẳng sợ vui sướng lâm thanh hạc, cũng là như thế, ai đều không hiểu được, ở ánh sáng kia một đầu, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ, thật là kia tiên ra động phủ? Ước chừng chờ đợi vài phút, Trương Huyền mới bán ra một bước. Đã tới thì an tâm ở lại, đi xem." Trương Huyền nói xong, đi nhanh hướng phía trước đi đến, còn lại mọi người đuổi kịp. Khi bọn hắn bước vào kia thuần trắng ánh sáng bên trong, trước mắt hết thảy, toàn bộ phát sinh thay đổi, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong mắt, làm mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Chương 1533 thần bí nhân vật. "Này, này rốt cuộc tình huống như thế nào?" Bạch Trì nhìn trước mắt hết thảy, có chút phát ngốc ta cũng hy vọng ai có thể cho ta giải thích một chút. Hải thần đồng dạng sửng sốt. Mỗi người, đều là một bộ ngây người bộ dáng, đang lúc bọn họ chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ cùng phân tích khi, mãnh liệt chấn động, từ bọn họ dưới chân truyền đến. Những cái đó bao phủ trương huyền đám người màu trắng quang mang, tại đây một khắc điên cuồng rút đi, như thủy chiều giống nhau, cơ hồ chỉ là ở ngay lập tức giữa, liền lại biến thành một cái màu trắng quang điểm, xuất hiện ở trương huyền đám người trước mắt, không ai có thể nói rõ ràng, cái này màu trắng quang điểm, khoảng cách bọn họ còn có bao nhiêu khoảng cách? Hơn nữa, cái này quang điểm còn ở lấy cực nhanh tốc độ, từ bọn họ đồng tử giữa thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn biến mất. Mọi người dưới chân lay động càng ngày càng kịch liệt, đỉnh đầu có đá vụn rơi xuống. Sơn động muốn sụp. Phát sinh cái gì? Đừng động phát sinh cái gì, chạy mau. Mọi người đang ở sơn thể bụng, chẳng sợ lấy thực lực của bọn họ, này núi lớn sụp xuống, cũng có cực đại nguy hiểm những cái đó đi theo lâm thanh hạm cùng nhau tiến vào các thuộc hạ, cái thứ nhất chiều con đường từng đi qua phóng đi. Mang lên bọn họ, nhanh hơn tốc độ, trương huyền hét lớn một tiếng, tùy tay sách lên một người, hướng ra ngoài phóng đi. Bạch trì đám người, cũng là như thế. Mọi người vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ phá lệ mạo hiểm lâu dài, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ tiến vào khi đi rồi mấy cái giờ lộ trình, lúc này không đến 15 phút, liền thấy được xuất khẩu. Hiện tại sơn thể lay động trình độ, đã phá lệ mãnh liệt, hòn đá từ phía trên tạp lạc, mắt thấy cửa động kia nói đại môn vị trí liền sắp bị che giấu. Mau, Trương Huyền lại lần nữa phát ra giống to, tại đây đồng thời, một đạo màu tím kiếm mang chém ra, những cái đó rơi xuống tích lũy, ngăn trở hơn phân nửa cửa động đá vụn bị Trương Huyền nhất kiếm chảm khai. Này một đạo kiếm mang, thấy xuất khẩu phạm vi mở rộng, nhưng cũng dẫn tới, là sơn thể lại một lần sụp đổ, ở lâm thanh hạm đám người phía sau, đại khối đá vụn đã chỉnh thể đè ép xuống dưới veo một đạo phá tiếng gió vang bạch trì sách theo một người cái thứ nhất lao ra cửa động lại kế tiếp vài giây thời gian trương huyền đám người nối đuôi nhau từ này cửa động nội xuất hiện hơn hai mươi đạo thân ảnh hoàn toàn lao ra này nội bộ ngọn núi đương cuối cùng một người lao ra nháy mắt toàn bộ sơn thể hoàn toàn sụp xuống mà dẫn tới này sơn thể sụp xuống nguyên nhân là kia nhân đại chiến mà khiến cho cuồng bạo linh khí. Ở không trung giữa, có hai tôn anh linh, thân cao trăm mét, với không trung sừng sững, liền giống như hai tôn thần minh giống nhau, tản ra cường đại uy nghiêm. Tại đây hai tôn trăm mét anh linh trung tâm, các đứng một người. Kiếm quân, ngàn một thủy. Lâm thanh hạm nhìn chằm chằm trên không này lưỡng đạo thân ảnh, nói ra hai người kia danh. Kiếm cốc cốc chủ, ngàn nhận viện viện trưởng. Lâm thanh hạm tiếp theo câu nói, cấp Trương Huyền giải thích thanh này hai người thân phận. Trương Huyền đồng tử mãnh liệt co rút lại. Ngàn nhận viện viện trưởng, kiếm cốc cốc chủ, này hai người, chính là này vạn vùng núi, trí cường giả. Kiếm cốc cốc chủ nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh, đột nhiên cười, nàng trong tay kia một phen che kín màu xanh đồng kiếm, đang ở lấy máu. Ta tưởng ai giết ta kiếm cốc chín tên đệ tử, hiện tại, chính chủ ra tới. Kiếm quân ánh mắt ở trương huyền đám người trên người không ngừng nhìn quét, đột nhiên dừng lại ở kiếm lâm thiên trên người, nàng trong mắt vừa lộ ra vui sướng, nhưng dây tiếp theo, lại là che kín xương lạnh, trực tiếp xuất khẩu quát, người không phải ta đổ lâm thiên. Kiếm quân này một đạo tiếng quát, lại là làm trương huyền mọi người, đồng thời lui về phía sau một bước. Người chỉ có ta đổ lâm thiên thể xác, lại không phải ta đổ lâm thiên hồn, nói, người rốt cuộc là người phương nào. Kiếm quân cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ở trương huyền đám người trước người, tức khắc xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, này khe rãnh dài đến mấy chục mét, khoan hai mét, như thế uy lực, chính là một người trí tôn dùng hết toàn lực mới có thể đánh ra, nhưng ở kiếm quân trong tay, bất quá là vung lên chi lực. Ngàn một thủy cũng chậm rãi mở miệng, ta ngàn nhận viện 10 người, toàn bộ chết tấn, võ vương phủ tương ứng, trừ bỏ võ vương ở ngoài, còn lại người thi thể, đều lưu lại nơi này, nhìn dáng vẻ, về kia tòa động phủ, đã có người nhanh chân đến trước A, vị này lâm tướng quân, người hiện tại lập trường, là cái gì đâu. Phía dưới trương huyền mọi người, tất cả đều thần sắc trịnh trọng. Lão công, ngàn một thủy khủng bố, khó có thể tưởng tượng, phải cẩn thận. Lâm thanh hạm nhìn trương huyền liếc mắt một cái. Trương huyền gật gật đầu, ta minh bạch. Lúc này trương huyền, đã làm tốt ngự động anh linh lệnh chuẩn bị, tùy thời sẽ thú nhận trăm tên chiến linh tiến đến, đối mặt này hai người, Trương Huyền cả người lông tơ đều lập lên, đối phương truyền lại ra tới khí thế, quá khủng bố, làm người run rẩy. Vài vị tiểu bằng hiếu, chờ vội xong những việc này, sẽ đi tìm các ngươi. Ngàn một thủy nói như vậy một câu, theo sau ánh mắt nâng lên, nhìn về phía trước mắt. Kiếm quân cũng đem ánh mắt thu hồi, cùng ngàn một thủy nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Trương Huyền lúc này mới chú ý tới, kiếm quân kia thanh kiếm thượng sở mang máu tươi, thế nhưng là từ kiếm quân cánh tay thượng chậm rãi chảy xuống, nàng, bị thương. Làm bực này tồn tại bị thương, này rốt cuộc là người phương nào việc làm. Này nhất thời khắc, trương huyền phía sau sơn thể hoàn toàn sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, có như vậy một đạo thân ảnh, xuất hiện tại đây đầy trời cho bụi giữa, đối mặt kiếm quân cùng ngàn một thủy trăm mét anh linh, này đạo thân ảnh, liền giống như trẻ con giống nhau nhỏ bé, hắn bất quá người thường lớn nhỏ, phía sau không có anh linh, nhưng hắn trên người sở phát ra uy áp, lại so với ngàn một thủy cùng kiếm quân thêm lên còn muốn khủng bố. Này đạo thân ảnh chỉ là một cái đơn giản cất bước, khiến cho Trương Huyền bọn họ có một loại khó có thể thở dốc cảm giác, chỉ có toàn len khen cùng tiểu hoa, còn có kiếm lâm thiên biểu hiện hảo điểm, còn lại người đều sắc mặt đỏ lên, bọn họ còn không có chân chính bước vào khống linh cảnh. Chỉ là đơn giản như vậy một cái hành vi, liền tạo thành hiệu quả như vậy, hơn nữa chỉ là lấy tự thân chi lực, người này trong cơ thể sở cụ bị năng lượng, dữ dội to lớn. Người này bước vào trời cao, hắn trần trụi thượng thân, trên người là cân xứng cơ bắp, hắn có một chương xoái khí gương mặt, một đầu màu trắng tóc ngắn, đôi tay không có bất luận cái gì vũ khí, chỉ là nhất quyền, nhưng chỉ là như thế này, liền cho người ta một loại cảm giác, trong tay hắn song quyền, chỉ sợ cũng là giữa trời đất này cường đại nhất vũ khí. Người này ảnh nhìn đến phía dưới trương huyền mọi người, vươn một lóng tay, nhẹ giọng nói, con kiến, không nên tồn tại, chi bằng, dùng cho ta. Cũng chỉ là này nhẹ nhàng một lóng tay, toàn len ken kia mập mạp thân hình, nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Len ken, tiểu hoa hét lớn một tiếng, phi thân dựng lên, đi tiếp toàn len keng. Trên bầu trời thân ảnh lại lần nữa một lóng tay, kia phi thân đến giữa không trung tiểu hoa, ngược chỗ nở rộ hồng mang, từ không trung ngã xuống dưới. Bạch trì, dẫn người đi, trương huyền phía sau, bốn đạo chiến linh đồng thời xuất hiện đứng ở bạch chỉ đám người trước người bạch chỉ nghe được lời này không có bất luận cái gì trần chờ lập tức hạ lệnh đi trước mặt địch nhân là bọn họ vô pháp tưởng tượng không đối phó được không chung thân ảnh lại một lần vươn một lóng tay ở trương huyền trước mặt một đạo vô hình cái lồng khí nháy mắt rách nát trương huyền cả người cũng bay ngược đi ra ngoài mà hắn phía sau bốn đạo chiến linh còn lại là trực tiếp tiêu tán đệ nhị càng sẽ vãn, ở 12 giờ sau. chương 1534 cấm kỵ cắn nuốt. Này một đạo thân ảnh, lẻ loi đứng ở không chung, lại có một loại có thể đem thiên đều đạp vái uy thế xuất hiện ra tới. Trương huyền thân thể tung bay, máu tươi cuồng phun, liền ở vừa mới, hắn chỉ cảm thấy có một phen búa tạ đánh ở chính mình ngực, làm chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau lệch vị trí. Phải biết rằng, trương huyền bản thân, chính là thể tu nhập môn, thân thể hắn cường độ, so bình thường tu sĩ cường đại đến không biết nhiều ít nhưng như cũ vô pháp chống đỡ đối phương này lăng không một lóng tay này rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại chỉ là một lóng tay không riêng bị thương nặng trương huyền càng là liền hắn phía sau bốn đạo chiến linh đều đánh tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lại lần nữa ngưng tụ hiện giờ thế giới đã trở nên như thế nhỏ yếu sao đầu bạc nam tử lẩm bẩm tự nói nếu chỉ là như vậy thế giới kia lại có cái gì là thú không bằng hủy diệt hảo, đến bây giờ, chỉ có các ngươi hai người, còn hơi có chút hy tứ. Đầu bạc nam tử không hề xem trương huyền bọn họ, mà là đem ánh mắt phóng tới kiếm quân cùng ngàn một thủy trên người. Kiếm quân run run thủ đoạn, trong tay kiếm phong phát ra một tiếng. Ngàn một thủy song quyền nổi lên thổ hoàng sắc quang mang. Này kiếm cốc cốc chủ, cùng ngàn nhận viện viện trưởng, tất cả đều là vẻ mặt trịnh trọng, không dám có nửa điểm thả lỏng, trước mặt người này cường đại, vượt qua bọn họ mong muốn, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, đều không phải là giống 20 năm trước người nọ giống nhau, căn bản nhìn không tới chiến thắng hy vọng. Thượng đi, ngàn một thủy khẽ quát một tiếng, đôi tay niết quyền, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến đầu bạc nam tử mà đi. Kiếm quân không có ra tiếng, nhưng nàng trong tay kiếm phong thanh âm càng ngày càng trói tai, một đạo kiếm mang, phá không mà ra, thẳng đến kia đầu bạc nam tử mà đi, này một đạo kiếm mang, không có gì ngập trời thanh thế, nhưng trong đó sợ ẩn chứa uy lực, không thể so lúc trước kiếm lâm thiên sử dụng tuyệt chiêu muốn tiểu. Đối mặt này đầu bạc nam tử, kiếm quân cũng không dám giấu rốt, vừa ra tay, đó là sát chiêu. Ngàn một thủy cũng ở cái này trong quá trình, giết đến đầu bạc nam tử trước người, hắn phía sau trăm mét anh linh, cùng hắn cùng nhau, chém ra một quyền, chiều đầu bạc nam tử oanh đi. Đối mặt này thật lớn nắm tay, đầu bạc nam tử thật giống như con kiến giống nhau, tùy thời sẽ bị nghiền chết nhưng trường hợp lại chấn động liền thấy đầu bạc nam tử tùy ý chém ra một quyền cùng ngàn một thủy phía sau kia trăm mét anh linh nắm tay lẫn nhau va chạm ở bọn họ quyền mặt giao tiếp trong nháy mắt kia trong thiên địa hết thảy đều bình tĩnh xuống dưới lại sau đó ngàn một thủy trăm mét anh linh thế nhưng có trong nháy mắt trở nên hư ảo lên tuy rằng thực mau một lần nữa ngưng thật nhưng thuyết minh ở vừa mới kia một quyền dưới ngàn một thủy anh linh thiếu chút nữa bị đối phương một quyền đánh tan đầu bạc nam tử mặt khác một bàn tay, đơn giản vung lên, kia kiếm quân chém ra sắc bén kiếm khí, lại là bị thay đổi quỹ đạo, chiều một bên sơn thể mà đi. Oanh! Một thanh âm vang lên sau, sơn thể sụp xuống. Loại này cấp bậc cường giả trinh chiến, mỗi nhất chiêu, đều có thể đối thế giới này, sinh ra ảnh hưởng, giống như là lúc trước kiếm lâm thiên, trực tiếp lấy núi non vì kiếm, khủng bố tuyệt luân. Mặt khác một bên, bạch trì vào tới trương huyền trước người, đem trọng thương trương huyền hoành ôm dựng lên lão đại người thế nào lâm thanh hạm đầy mặt nôn nóng đi theo bên cạnh quan tâm nhìn trương huyền nghĩ cách đi này không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến đồ vật trương huyền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi chỉ có trực diện này đầu bạc nam tử công kích mới có thể cảm nhận được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố lão đại mập mạp bọn họ trọng thương không có sinh mệnh nguy hiểm tóc đỏ bên kia truyền đến phản hồi Trương Huyền nghe thế, yên tâm rất nhiều, tuy rằng toàn len keng cùng tiểu hoa đều là khống linh, nhưng tại thân thể cường độ thượng, này hai người là so ra kém hắn. Ở Trương Huyền bọn họ nơi trong phạm vi, phía trên công kích vì thời sẽ chút xuống đến bọn họ nơi này, thuộc về ngàn một thủy bọn họ cuồng bạo công kích, đối với Trương Huyền bọn họ tới nói, đều là khó có thể ngăn cản cường đại thủ đoạn, bọn họ chỉ có thể tại đây chi gian, tìm kiếm sinh tồn không gian. Chí tôn cùng chí tôn chi gian tranh lệch, tại đây một khắc, rõ ràng thể hiện ra tới, khống linh thật là luyện khí sĩ trung cực mục tiêu, nhưng tiến vào khống linh lúc sau, vẫn là có rất nhiều phát triển khả năng. Mỗi một cái có thể trở thành anh linh tồn tại, ở sinh thời, tất nhiên đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Như là anh linh điện nội chiến linh, mỗi một cái, đều là đương đại đứng đầu nhân vật, khả năng làm này đương đại đứng đầu nhân vật phát huy ra nhiều ít thực lực, vậy muốn xem khống linh giả bản thân. Liền giống như trương huyền phía sau chiến linh, mỗi một tôn đều là cực phẩm chiến linh kiếm thần tây môn suy tuyết đương đại vô địch lấy tây môn suy tuyết chi kiếm nếu là kiếm lâm thiên cùng với đối thượng tất nhiên không có khả năng là đối thủ nhưng hóa thành chiến linh lúc sau bởi vì trương huyền tự thân nguyên nhân này chiến linh có khả năng phát huy ra tới uy lực cũng là thật hữu hạn linh khí văng khắp nơi giữa trương huyền đám người muốn thoát thân lại là khổ tìm không đường kiếm quân cùng ngàn một thủy chính là vạn vùng núi trí cường giả Hai người bọn họ liên hợp lại, đối mặt đầu bạc nam tử, đánh hung ác dị thường, tuy rằng ngàn một thủy cùng kiếm quân hai người nhiều ít đều có chút bị thương, nhưng đầu bạc nam tử cũng hoàn toàn không dễ chịu, ngàn một thủy cùng kiếm quân hai người công kích tần suất phá lệ mau, nhất chiêu lại nhất chiêu sát chiêu, liên tiếp đánh ra. Lấy một địch hai dưới, đầu bạc nam tử dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, thực lực 10 không còn một, nhưng chẳng sợ như thế, cũng đều không phải là là các ngươi này đó con kiến, có thể mưu toan khiêu khích. Đầu bạc nam tử khẽ quát một tiếng, một ít còn sót lại con kiến, cùng với tham sống sợ chết, không bằng đem các ngươi trên người linh khí, tạm thời cho ta, hóa thành một đạo công kích, đối với các ngươi mà nói, cũng nên là sinh mệnh vinh hạnh lớn nhất. Đầu bạc nam tử khi nói chuyện, liền ra mấy chỉ. Vô số đạo trẻ con cánh tay phẩm chất cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Trương Huyền đám người, toàn bộ vây khốn lên làm cho bọn họ rốt cuộc không chỗ có thể đi. Cột sáng thượng tản ra nhàn nhạt bạch mang, thổi quét hướng trương huyền bọn họ. Lâm thanh hạm thủ hạ hai gã tướng sĩ, thực lực kém cỏi nhất, chỉ có ngưng khí, ở chạm vào này bạch mang nháy mắt, liền biến thành một bãi máu loãng. Một người phú thần cường giả lây dính thượng màu trắng quang mang, kia quang mang lấy cực nhanh tốc độ hướng trên người hắn lan tràn, hai giây sau, tên này phú thần hậu kỳ tu sĩ, cũng hóa thành máu loãng. Tại đây đầu bạc nam tử thủ đoạn hạ, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, hoàn hoàn toàn toàn ở vào một cái bị nghiền áp trạng thái dưới. Hắn là dùng chúng ta huyết nhục, ở tiếp viện chính hắn năng lượng, người này, quá quỷ dị. Kiếm lâm thiên trong mắt toàn là ngưng trọng, loại này thủ đoạn, ta biết được một ít. Cùng ngươi lúc trước tương đồng sao, Trương Huyền nhìn kiếm lâm thiên liếc mắt một cái, lúc trước tạ ám, cũng là ở hấp thu lôi cực trấn những cái đó cư dân huyết nhục làm tiếp viện. Có tương đồng điểm, nhưng cùng hắn so sánh với, thủ đoạn của ta quá mức cấp thấp. Kiếm Lâm Thiên lắc lắc đầu, ta chỉ có thể hấp thu người khác trên người linh khí, nhưng người này lại là liền huyết nhục đều không buông tha, nói trắng ra một chút, hắn làm, đã là ở cắn nuốt. Cắn nuốt chúng ta, hóa thành hắn nhất thể. Loại này cắn nuốt pháp là cấm kỵ. Chương 1535 Tu La Hiện. Tồn tại với cấm kỵ giữa cắn nuốt pháp môn. Đây là làm tà ám đều cảm thấy tà ác một loại thủ đoạn, giờ phút này bị đầu bạc nam tử, phất tay dùng ra, hắn muốn cắn nuốt trương huyền đám người, làm trương huyền đám người, hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Ở đầu bạc nam tử loại này cường đại đến cực điểm tồn tại trước mặt, trương huyền đám người, chỉ có thể trở thành dinh dưỡng phẩm, đây là thực lực thật lớn tranh lệch, đồng thời cũng lại một lần làm trương huyền nhận rõ, thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ có bọn họ khó có thể tưởng tượng tồn tại, không có không đạt được tồn tại. Kia từng cây màu trắng cột sáng càng ngày càng sáng, mang cho Trương Huyền bọn họ áp lực cũng càng lúc càng lớn, Bạch Trì đám người phía sau chiến linh xuất hiện, giúp bọn hắn ngăn cản đến từ màu trắng cột sáng uy áp, nhưng này hiển nhiên không đủ, bọn họ chiến linh đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hư ảo lên, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Kia màu trắng quang mang đã lan tràn tới rồi Chu phó quan dưới chân, lúc này Chu phó quan, trong mắt toàn là bất lực nàng không ngừng lắc đầu, không có phát ra kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, bởi vì nàng rõ ràng, hiện tại không ai cứu được chính mình. Đối với Trương Huyền bọn họ tới nói, đây là thập tử vô sinh khốn cảnh. Anh Linh Điện Nội, Bạch Giang Nam khoanh chân mà ngồi, cách đó không xa đại chiến, liền hiện ra ở trước mắt hắn. Nhịn xuống, nhịn xuống, Bạch Giang Nam không ngừng làm hít sâu, hiện tại ra tay, hết thảy kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, không thể ra tay, không thể ra tay có thể nhìn đến, Bạch Giang Nam thân thể ở không ngừng run rẩy, hắn đã tới rồi nhẫn nại cực hạn, hắn đã bắt đầu dùng một loại tự nói thôi miên phương pháp, tới khuyên chính mình. Trương huyền đỉnh đầu, một đóa bốn màu hoa sen hiện lên, không ngừng ở này trên đỉnh đầu không xoay tròn, sái lạc bốn màu quang mang. Đang cùng đầu bạc nam tử đại chiến kiếm quân cùng ngàn một thủy tại đây hoa sen xuất hiện nháy mắt, ánh mắt liền chiều này xem ra. Đây là, ngàn một thủy trừng lớn đôi mắt. Tiên liên, kiếm quân trịnh trọng phun ra này hai chữ. Ngàn một thủy cùng kiếm quân hai người, đều tại đây một khắc, thống nhất sừng trong tay động tác, hai người lẫn nhau lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt, cảm nhận được chấn động. Người còn có nhớ hay không, năm đó truyền thuyết, kiếm quân ngữ khí bắt đầu phát sinh biến hóa, chẳng sợ đầu bạc nam tử xuất hiện, cũng chưa làm nàng tâm cảnh, có như vậy dao động, nhưng tiên liên xuất hiện, lại là tạo thành như vậy kết quả. Ngàn một thủy chậm rãi mà đến, người kia đã từng đi vào quá tiên gia động phủ, người kia đã từng ở tiên gia động phủ trong vòng được đến quá chỉ dẫn, người kia muốn thay đổi toàn bộ thế giới, người kia nói muốn đào tạo một đóa tiên liên. Chỉ là một cái truyền thuyết, người kia chưa từng có chính diện trả lời quá mấy vấn đề này, tất cả mọi người ở suy đoán, nhưng hôm nay ta biết đáp án. Kiếm quân hít sâu một hơi, ngàn một thủy, người chuẩn bị như thế nào làm? Ngàn một thủy nhìn trương huyền nơi phương hướng, trầm mặc không nói là làm quyết định lúc kiếm quân ra tiếng năm đó ta tùy ngươi cùng nhau không có làm ra quyết định hiện giờ này phiên bộ dáng hiện giờ lại một lần tới rồi làm quyết định thời điểm ngươi biết người kia là cái gì thân phận ngươi cũng nên biết cái kia tổ chức sẽ không thiện bãi cam hiu hiện tại tiên liên xuất hiện tại đây một cái vãn bối trên người lại làm chúng ta gặp được đây là một cái cơ hội ngươi không thể lại tiếp tục do dự không quyết đoán đi xuống ngàn một thủy ánh mắt giữa đột nhiên xuất hiện sát khí, trong miệng cắn ra một chữ, sát. Ngàn một thủy giọng nói rơi xuống nháy mắt, cả người bay nhanh chiều trương huyền lao đi, đánh ra sát chiêu. Mà đầu bạc nam tử, cũng ở tiên liên xuất hiện thời điểm, dừng lại công kích, rất có hứng thú nhìn trương huyền đỉnh đầu kia một đóa hoa sen. Có ý tứ đổ vật, đầu bạc nam tử khóe miệng gợi lên một nụ cười, tuy rằng không có nhiều ít năng lượng, nhưng lại mang theo mỗ một loại quy tắc, bên trong hỗn loạn âm dương, có thể làm người cùng anh linh sinh ra trực tiếp câu thông, thứ này, hảo chơi, hảo chơi a, à, đến đây đi, làm ta nhìn xem, thứ này rốt cuộc còn có cái gì công hiệu. Đầu bạc nam tử vung tay lên, trực tiếp tản mất cột sáng nhà giam, hắn đứng ở nơi đó bất động, đơn giản quan chiến lên. Kiếm quân không có động thủ, nàng cầm kiếm, khẩn nhìn chằm chằm đầu bạc nam tử. Đầu bạc nam tử cũng biết, người này là sợ chính mình đột nhiên đánh lén. Ngàn một thủy một người sát chiêu, thẳng đến Trương Huyền, trăm mét anh linh sở phát ra uy thế, đối với Trương Huyền đám người tới nói, cùng đầu bạc nam tử không có gì khác nhau, bởi vì đây đều là bọn họ vô pháp chống đỡ cường đại uy lực. Không nghĩ tới, trời cao đem anh linh điện truyền nhân, đưa đến ta ngàn một thủy trước người, đây là cho ta ngàn một thủy một lần chuộc tội cơ hội, anh linh điện dư nghiệt, chịu chết đi. Ngàn một thủy hét lớn một tiếng, hắn phía sau anh linh trong tay, ngưng tụ quang cầu, này quang cầu so núi non còn muốn khổng lồ, chiều trên mặt đất trương huyền đám người ném tới. Ở kia quang cầu chung quanh, không khí đều xuất hiện rõ ràng dao động, đương quang cầu bị nện xuống kia một khắc, quang cầu chung quanh, đều mạo khí ánh lửa. Quang cầu còn không có rơi xuống đất, trương huyền dưới chân đại địa, đều đã sụp đổ đi xuống một chỉnh khối, bụi mù từ bốn phía tạc khởi. Ngàn một thủy, đây là tính toán trực tiếp đem trương huyền đám người mất đi. Trương huyền đỉnh đầu hoa sen xoay tròn tốc độ, càng thêm kịch liệt anh linh điện trung khoanh chân mà ngồi bạch giang nam bỗng nhiên đứng dậy lão tử nói nhẫn hảo ngươi cái ngàn một thủy thế nhưng khi dễ tiểu bối lão tử nhẫn ngươi sao bạch giang nam trên người xuất hiện mấy chục đạo màu đen khí mang này đó màu đen khí mang giống như gông xiềng giống nhau quấn quanh ở bạch giang nam trên người liền thấy bạch giang nam đôi tay niết quyền tại đây một khắc bạch giang nam trên người kia màu đen gông xiềng một cái lại một cái liên tiếp đứt gãy mở ra liệt tổ liệt tông thứ tội, đệ tử bất hiếu, nhịn không nổi. Bạch Giang Nam hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lao ra anh linh điện nội. Tại đây hoành sơn núi non giữa, nhìn chăm chăm vào đầu bạc nam tử kiếm quân đột nhiên xoay người, nhìn về phía phía sau. Kia một đạo cao tới trăm mét màu đen anh linh, xuất hiện ở kiếm quân tầm mắt giữa. Màu đen anh linh, cầm trong tay màu đen song đao, toàn thân, tản ra một cổ u ám hơi thở, đương này anh linh nơi ở, không chung cùng với đại địa, cũng đều biến thành đen nhánh chi sắc. Đây là Tu La, kiếm quân đồng tử mãnh liệt co rút lại, Bạch Giang Nam. Tu La Bạch Giang Nam. Ngàn một thủy, Bạch Giang Nam phát ra giống to, hắn tiếng hô, ở toàn bộ núi non giữa bồi hồi, khi dễ tiểu bối, người còn muốn mặt không cần. Ở Bạch Giang Nam thanh âm vang lên đồng thời, một đạo màu đen đao mang, phá không mà đến, này đao mang có trăm mét, đem ngàn một thủy anh linh trong tay quang cầu một phân thành hai. Quang cầu bị tách ra đồng thời, bạo liệt mở ra, kia nổ mạnh phát ra ra uy lực, khiến cho chung quanh, đất rung núi chuyển. Ngoà tào, bạch chỉ nhìn về phía không trung, đây là ta lão tử sao. Giờ phút này bạch giang nam, phiêu phù ở không trung giữa, màu đen khí mang ở hắn thân thể chung quanh quanh quẩn, liên tiếp bạch giang nam phía sau anh linh, bạch giang nam nơi chỗ, kia một mảnh thiên địa, phảng phất đều là chỉ thuộc về hắn một người. Chương 1536 cho các ngươi nhìn xem. Hành a Bạch Trì, không thấy ra tới, người vẫn là cái phú nhị đại a. Tóc đỏ đối Bạch Trì trêu đùa một tiếng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có nhàn tâm nói giỡn, có thể thấy được những người này tâm thái có bao nhiêu hảo, rốt cuộc, tuyệt vọng tình huống, bọn họ đã gặp qua quá nhiều. Ai biết được ta lão tử vẫn luôn không nói cho ta hắn như vậy phú A. À. Bạch trì trợn trắng mắt, ngàn một thủy thế không bị phá, quay đầu lại nhìn đến kia trăm mét màu đen anh linh, thất thanh nói, là ngươi. Như thế nào, không nghĩ tới lão tử còn có thể trở về đi. Bạch Giang Nam cười lớn một tiếng, đến đây đi, làm lão tử nhìn xem, ngươi nhiều năm như vậy, có hay không tiến bộ. Bạch Giang Nam mang theo một mảnh tối tăm, khinh thân mà thượng, hắn phía sau anh linh, múa may chịu trong tay xong nhận ta sớm nên nghĩ đến, nếu người cái này người trông cửa không ở, bằng vào này tiểu bối, có thể nào kế thừa anh Linh Điện, nhìn dáng vẻ, anh Linh Điện, cũng tại đây hoành sơn giữa. Ngàn một thủy đồng dạng hét lớn một tiếng. Lưỡng đạo trăm mét anh Linh, nháy mắt liền chiến ở bên nhau. Ngàn một thủy cùng bạch giang nam chi gian đại chiến, cũng không giống ngàn một thủy cùng đầu bạc nam tử như vậy, ngàn một thủy cùng đầu bạc nam tử đại chiến, là lặng yên không một tiếng động, mà cùng bạch giang nam đại chiến, còn lại là thiên oanh động đất, thành thế to lớn, linh khí phóng lên cao, ngay cả nơi xa núi non, đều bởi vì hai người đại chiến, bắt đầu tạc nứt. Ngàn một thủy, người cái không biết xấu hổ lão đông Tây, còn đem chính mình làm ra một bộ hơn 30 tuổi bộ dáng. Lão tử đều thế người e lệ, hôm nay còn động thủ khi dễ khởi tiểu bối tới. Như thế nào, liền cho rằng chính người bước vào trăm mét cầu thang sao. Hôm nay lão tử liền phải hung hăng chiều người cái mặt già này bạch giang nam thanh âm không ngừng vang lên bạch trì đứng trên mặt đất sắc mặt kích động như bức không hổ là ta bạch trì lão tử này khẩu hải bản lĩnh không mất mặt kiếm quân sắc mặt khó coi nhìn phía không trung theo sau cánh tay chấn động ở nàng phía sau xuất hiện vô số đem thần kiếm hư ảnh này đó thần kiếm hư ảnh ở kiếm quân phía sau hình thành một vòng tròn mũi kiếm toàn bộ về phía trước đi kiếm quân cánh tay lại lần nữa chấn động này vô số thần kiếm hư ảnh thẳng đến trương huyền bọn họ mà đi. Ha ha, này hoa sen, ta muốn. Đầu bạc nam tử lúc này phát ra tiếng cười, đồng thời ra tay, hướng trương huyền đám người đánh ra thế công. Trương huyền bọn họ, hiện tại trở thành bị mọi người theo dõi con mồi. Cuồng si, dừng tay, người này, người không thể động. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở không trung đột nhiên vang lên. Liền thấy kia tóc bạc áo choàng mạn rượu thân ảnh xuất hiện, đứng ở đầu bạc nam tử trước người đúng là từ thần thánh thiên quốc mà đến chessia đầu bạc nam tử nghi hoặc nhìn mắt chessia ngươi là thứ gì cũng xứng thẳng hô ta tên họ cầm đi chessia cánh tay giương lên ném ra một khối lệnh bài phiêu phù ở không trung cuồng si nhìn đến này khối lệnh bài nháy mắt thân thể chấn động là hắn ngươi là gì của hắn không nên ngươi hỏi ngươi không cần hỏi chessia thần sắc lạnh nhạt hiện tại ngươi nên rời đi ta nếu đoán không tồi, người này một thân thương, là mới bị người lưu lại đi, có thể làm người từ cổ chiến trường độn ra, chỉ sợ, thương người người nọ, cũng muốn ra tới. Cuồng si nhìn chằm chằm phiêu phù ở không trung lệnh bài, hít sâu một hơi, này lệnh, ta cuồng si tiếp. Cuồng si nói xong, bắt lấy lệnh bài, theo sau thân hình ở không trung dần dần đạm đi. Chết si ai nhìn về phía phía dưới trương huyền đám người nơi, lẩm bẩm nói, trương huyền ca ca, ta có thể làm, chỉ có này đó, phụ thân nói, ngươi còn cần một lần dẫn đường, lúc này đây, đối với ngươi mà nói, là một cơ hội, ngươi muốn bước vào khống linh, so người khác, muốn khó quá nhiều, ta tưởng lập tức trở lại cạnh ngươi, nhưng ta phát hiện, còn không phải thời điểm, trương huyền ca ca, ta sẽ đi mặt trên chờ ngươi, chờ ngươi trở về kia một ngày, ta sẽ đem hết thảy, đều cho ngươi giải thích rõ ràng. Chessia nói xong, đồng dạng rời đi. Trương huyền đám người, cũng không có chú ý tới Chessia xuất hiện, bọn họ lực chú ý, tất cả đều bị kiếm quân sở đánh ra công kích hấp dẫn, đã trọng thương toàn len ken, chừng lớn đôi mắt trong miệng hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó lão hổ không phát huy, người đương mập mạp ta là bệnh nhiêu đúng không? người cái lão bà hôm nay béo ra ta liền phải giáo ngươi làm người. toàn len ken nói liền phải đứng dậy. được rồi, đừng trang bức, một bàn tay đè lại toàn len ken bả vai, người át chủ bài lưu trữ về sau lại làm ta sợ nhảy dựng đi lần này sự, giao cho ta. Thanh âm rơi xuống, trương huyền bóng dáng, xuất hiện ở toàn len keng đồng tử giữa. Ca, ta không biết vì sao, toàn len keng đầy mặt si mê, hiện tại người bóng dáng với ta mà nói, là như vậy vĩ ngạn. Mập mạp, lão đại hiển nhiên là muốn xoa đại chiêu, người đừng này một câu, cấp lão đại chỉnh cười chàng. Bạch trì trợn trắng mắt, trương huyền nhìn về phía không trung. Kiếm quân đánh ra kia vô số đạo thần kiếm hư ảnh, không ngừng ở trương huyền trong mắt phóng đại, đây là kiếm quân công kích, là tùy ý giết người công kích. Kiếm quân phía sau anh Linh, rút ra một phen đoàn nhận, liền thấy anh Linh cầm trong tay đoàn nhận hư không một lóng tay, kia vô số thần kiếm hư ảnh, lập tức ngưng thật, biến thành đoàn nhận. Đoàn nhận, mới là giết người nhận. Ta không biết, này đóa hoa sen, ở các ngươi trong mắt, đại biểu cho cái gì, nhưng có thể thấy được, có thể cho các ngươi sinh ra lớn như vậy phản ứng, thuyết minh các ngươi tâm sinh kiêng kỵ, bất quá nếu các người muốn nhìn cho các người nhìn xem cũng không sao này nhất chiêu tên là trương huyền nói trong tay màu tím thần kiếm ngưng tụ với đỉnh đầu hoa cái viên hắn môi khẽ nhúc nhích phun ra hai chữ uống nguyệt đương trương huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt ở trương huyền trên đỉnh đầu không xuất hiện một vòng màu tím trăng rằm này trăng rằm có trăm mét thật lớn sinh ra cực cường hấp lực kiếm quân sở đánh ra thần kiếm khí mang lại là đã chịu này hấp lực ảnh hưởng vô pháp lại đi tới nửa phần. Mà Trương Huyền đỉnh đầu không ngừng xoay tròn hoa sen, tắc đột nhiên rơi xuống một mảnh. Sở tranh, kiếm quân trừng lớn đôi mắt, nói ra tên này. Lúc trước, Trương Huyền từng ở Côn Luân trong núi, bế quan một tháng, này một tháng thành quả, đó là Trương Huyền hiện tại sở bày ra ra tới đồ vật. Uống nguyệt, sở tranh năm đó, tung hoành lục hợp, sớm đã làm uống nguyệt, thành tựu uy danh hiển hách. Trên bầu trời, kia một vòng trăng rằm, dần dần bổ khuyết, theo cái này quá trình tiến hành, kia trăng rằm thượng truyền lại tới hấp lực càng ngày càng kịch liệt, mặt đất đá vụn, đã hướng bầu trời bên trong dần dần trôi nổi. Này cánh hoa có thể mang cho ta, đó là như thế. Trương Huyền lẩm bẩm nếu các người muốn nhìn, kia liền hảo hảo xem đi, sẽ không cho các người thất vọng, đây là lục lão nhân điều hòa thế gian âm dương sản vật, chỉ có âm, nhưng không thành. Trương Huyền khi nói chuyện, hắn tay trái nổi lên kim sắc quang mang, theo sau cử qua đỉnh đầu, lại lần nữa phun ra hai chữ. Diệu nhật, liền ở trương huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, trên bầu trời, kia dần dần bổ khuyết trăng rằm bên, xuất hiện một vòng lóa mắt thái dương, cực nóng độ ấm nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoành sơn, quang mang chói mắt, làm kiếm quân đều theo bản năng giơ tay che đẩy. Trương 1537 khống linh, uống nguyệt, làm u ám quang mang, vẩy đầy đại địa. Mà diệu nhật giữa, tắc một lần nữa mang theo nhất chỉnh phiến quang minh. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng chiêu thức, một âm một dương, nhìn như hoàn toàn đối lập, lại hỗ trợ lẫn nhau. Diệu nhật sở phát ra cực nóng quang mang, làm núi non giữa cỏ dại, đều bắt đầu khô kiệt, kia kiếm quân sở đánh ra linh khí thần kiếm, thế nhưng tại đây độ ấm dưới, bắt đầu hòa tan. Trương Huyền đứng ở nơi đó, cầm trong tay âm dương, mở miệng nói, sở sư thúc cho ta nói qua, làm ta tận lực đánh thật cơ sở, lại nhập khống linh, ta bổn không nghĩ sớm như vậy liền bán ra này một bước, nhưng hiện tại xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Trương Huyền thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Đan Tô Chí Tôn 5 người, còn có Kiếm Lâm Thiên, cùng với Lâm Thanh Hạm thủ hạ Chu phó quan, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn đi vào khống linh. Kia hắn anh linh là chuyện như thế nào, còn có, hoàn toàn đi vào khống linh liền có như vậy khủng bố chiến lực. Khống linh cùng phú thần chi gian đường danh giới, không thua gì phú thần cùng mới vừa vào ngưng khí. Kỳ thật, ta vẫn luôn cũng rất muốn biết, khống linh lúc sau, sẽ có cái dạng nào biến hóa đâu. Trương huyền khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Không chung giữa, trăng khuyết bổ viên, chậm rãi trầm xuống, rơi xuống trương huyền phía sau, mà kia diệu nhật, đồng dạng trầm xuống, đem sở hữu quang mang, bao phủ trương huyền lão đại muốn nhập khống linh bạch trì chừng lớn đôi mắt hắn sẽ lựa chọn cái nào làm hắn anh linh trương huyền phía sau bốn đạo hư ảnh lại lần nữa hiện ra tới bốn đạo chiến linh bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thật lên trương huyền trước người bốn màu quang mang bao phủ hình thành long cuốn đem trương huyền quấn quanh lên luồng năng lượng này kiếm quân hít mắt nhìn trước mắt trương huyền trong mắt nhiều là một ít ngưng trọng lúc trước ta lấy chiến nhập phú thần, hiện giờ, lại lấy chiến nhập khống linh, bất quá, bất đồng chính là, phú thần chi lộ, ta đi chính là tiền nhân đường lui, mà lúc này đây, ta đi ra, sẽ là thuộc về ta con đường của mình, thuộc về ta trương huyền một cái lộ. Trương huyền, ngươi, đang cùng Bạch Giang Nam đại chiến ngàn một thủy nghe thấy cái này tên, thân thể rung mạnh, thậm chí ở như vậy đại chiến chung, đều ở trong nháy mắt kia quên mất ra chiêu, nhìn về phía phía dưới trương huyền. Ngàn một thủy, đánh nhau thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần phân tâm Nga. Bạch Giang Nam phát ra ấm áp nhắc nhở, nhưng trên tay động tác lại không chậm, hắc mang đã chạm ở ngàn một thủy trước người. Bởi vì này ngắn ngủi tạm dừng, ngàn một thủy chiêu thức quá chậm, bị này hắc mang chạm ở trên người, tức khắc thân thể bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, phía sau anh Linh đều trở nên hơi chút hư ảo lên. Nguyên lai, like, nguyên lai like là như thế này, ta hiểu được, ta minh bạch các ngươi những người này muốn làm cái gì ngàn một thủy khẩn nhìn chằm chằm Bạch Giang Nam. Bạch Giang Nam thân hình rơi xuống ngàn một thủy trước người, nhìn ngàn một thủy, dùng chỉ có ngàn một thủy có thể nghe được thanh âm nói, ngàn một thủy, nghe lời, có chút đồ vật, cho dù là ngươi nghĩ thông suốt, cũng không thể nói ra, nếu không kia hậu quả, cũng không phải là ngươi có thể gánh vác Nga. Ngàn một thủy khụ ra một ngụm máu tươi, các người anh linh điện, vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm kia chỗ địa phương đúng không, sở hữu hết thảy, đều là các người tính kế tốt, các người còn ở mưu đồ nơi đó, các người ở trăm năm trước liền bố cục, không, không ngừng trăm năm, các người có biết hay không? các người cách làm sẽ đưa tới mầm tai họa. mầm tai họa, bạch giang nam trong mắt mang theo nghi hoặc, như thế nào mầm tai họa? các ngươi những người này sinh hoạt ở tường hòa dưới cũng biết, này mầm tai họa đã sớm đã tiến đến. bạch giang nam nói đến chỗ này, cảm xúc đột nhiên liền trở nên kích động lên, cái gọi là sẽ đưa tới mầm tai họa chỉ là các ngươi cái gì đều nhìn không tới mà thôi. Chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi đâu? Nội đấu, tàn sát, đã có như vậy một nhóm người hết thuốc chữa, vậy trực tiếp hủy diệt hảo, thời gian không đủ để làm ta anh linh điện lại dần dần cảm hóa các ngươi. Năm đó sự, ngươi không có làm ra lựa chọn, đứng ở trung lập cũng coi như có thể dậy, lúc này mới xử ngươi có thể sống đến bây giờ, nhưng hiện tại ngươi đã không xứng tiếp tục sống sót. Bạch Giang Nam, ngàn một thủy che lại ngực đứng dậy, ta thừa nhận, ngươi là cường, nhưng ngươi thật sự cho rằng, ta ngàn một thủy nhiều năm như vậy, không có một chút tiến bộ sao. Đến bây giờ mới thôi, ngươi đã vô pháp tiếp tục cởi bỏ trên người của ngươi phong ấn đi, lấy người hiện tại thực lực, muốn giết ta, chỉ sợ không phải cái gì chuyện đơn giản. Đúng không, Bạch Giang Nam nhướng mày, ngàn một thủy, ngươi có hay không nghe nói qua một loại đột nhiên làm người tuyệt vọng chiến thuật. Ngàn một cước phí đường thủy bước hơi lui về phía sau, ánh mắt mang chút kiêng kỵ. Bạch Giang Nam nhếch miệng nhe răng, này chiến thuật, gọi là chiến thuật biển người. Bạch Giang Nam mở ra hai tay, ngay trong nháy mắt này, Bạch Giang Nam phía sau, xuất hiện vô số chiến linh, đen nghìn nghịt một mảnh, bất đồng với Trương Huyền Sở sử dụng chiến linh, này đó chiến linh thể tích, tất cả đều ở 50 mét cao lớn, thực lực cũng phi Trương Huyền Sở sử dụng chiến linh có thể bằng được. Ngàn một thủy, cũng không nên đã quên, nơi này, là anh linh điện địa phương, ta thật muốn hạ quyết tâm giết người nói, ngươi chạy không được. Bạch Giang Nam nâng lên tay, hiện tại, ngàn nhận viện trưởng, có thể cùng thế giới này, nói cúi chào, ai làm ngươi cố tình, nghĩ tới kia một chút đâu. Bạch Giang Nam thanh lạc, trong mắt phát ra sát ý, vô số chiến linh thổi quét mà đến, đem ngàn một thủy bao phủ. Bạch Giang Nam xoay người, nhìn về phía trương huyền nơi vị trí, lẩm bẩm nói, sư đệ, sư phụ cho ngươi chuẩn bị một cái chưa từng có người đi qua lộ, này một cái lộ, sẽ vô cùng gian nan, hết thảy đều phải dựa ngươi sờ soạc, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đạt tới sư phụ mong muốn như vậy, không? Là sẽ vượt qua, rốt cuộc, ngươi kêu Trương Huyền. Ngươi từ sinh ra khởi, liền gánh vác quân vương mệnh. Trương Huyền nơi chỗ, Diệu Nhật cùng U Nguyệt đều phiêu phù ở hắn phía sau, một âm một dương, mà Trương Huyền phía sau bốn đạo chiến linh, không có bất luận cái gì một cái, trở thành hắn anh linh, ở Trương Huyền phía sau, loáng thoáng, xuất hiện một đạo hư ảnh, mơ hồ đến mức tận cùng, lại như là dung nhập tới rồi không khí giữa Không có bất luận cái gì nhan sắc Chỉ là có thể ở không khí thượng nhìn đến như vậy một cái hình dáng mà thôi trương huyền trước người bốn màu long cuốn dần dần biến mất Mà kia bốn đạo chiến linh thể thích Thì tại bay nhanh tăng trưởng Từ 7 m, đến 10 m, lại đến 20 m, 30 m, 40 m, 50 m Thẳng tắp bành trướng đến 70 m Này bốn đạo chiến linh tăng trưởng Mới ngừng lại được Bốn tôn tiếp thiên liền mà người khổng lồ tùy thời nghe theo Trương Huyền điều khiển. Trương Huyền nâng lên đôi tay, đặt ở trước người, thở dài một hơi, đây là khống linh cảm giác sao, thật sự so với phía trước, hảo quá nhiều, kiếm cốc cốc chủ. Kế tiếp, khiến cho ta hảo hảo kiến thức một chút, cái gọi là kiếm cốc cốc chủ, rốt cuộc có cái gì biện pháp hay đi. Phiêu tuyết, phiêu tuyết kiếm ý, lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, chính là Trương Huyền nhập khống linh lúc sau, phiêu tuyết kiếm ý. Nhất kiếm bạch mang, thiên địa giữa, Tràn ngập nổi lên bông tuyết, núi non bị đóng băng, băng tinh lóng lánh ở không khí giữa, đây là tràn ngập ở khắp nơi cát sỏi, đều bị đông lạnh thành băng. Chương 1538 kế tiếp, giữa các người chính mình. Lúc này, Trương Huyền tùy tay sở ra Phiêu Tuyết kiếm ý, liền tương đương với lúc ấy ngưng tụ cực hạn diệt thế ma kiếm Phiêu Tuyết kiếm ý. Kiếm quân thần sắc vừa động, vừa muốn ra chiêu, liền thấy một đạo hồng mang chém tới. Bá đạo chi kiếm, vương giả chi kiếm, này nhất kiếm, có được không gì chặn được phá hư chi lực, kiếm quân trước người phòng ngự cái lồng khí, nháy mắt đã bị băng toái. Lại là một đạo mau tới rồi cực hạn kiếm mang chợt lóe rồi biến mất. Kiếm quân thân hình bỗng nhiên né tránh, nàng tốc độ đã mau tới rồi cực hạn, ở toàn bộ vạn vùng núi, không ai dám nói, có thể ở tốc độ thượng mau quá kiếm quân, nhưng tuy là như thế, kiếm quân đỉnh đầu phát, như cũng bị tước tiếp theo phiến. Kiếm quân hừ lạnh một tiếng, nếu thủ đoạn chỉ là như thế nói, muốn cùng ta là địch, còn chưa đủ. Kiếm quân phía sau kiếm linh, lại từ sau lưng bảy thanh kiếm chung, rút ra một phen, đây là một phen cự kiếm, phảng phất có thể khai sơn. Cự kiếm đón gió mà chướng nháy mắt trở nên có trăm trượng có hơn. Cự kiếm thượng truyền lại tới uy áp, đương trường làm một tòa núi lớn sụp đổ. Chảm, kiếm quân quát lên một tiếng lớn, cự kiếm chém xuống. Tại đây đồng thời, Trương Huyền phía sau màu xanh lá thân ảnh, thế nhưng biến ảo thành kiếm quân sau lưng anh linh bộ dáng, ngay cả phía sau bảy đem bội kiếm đều có, này màu xanh lá thân ảnh, đồng dạng rút ra một phen cự kiếm, giống như kiếm quân chiêu thức giống nhau, này cự kiếm đón gió mà chướng trở nên có 90 trượng, chỉ so kiếm quân kia cự kiếm tiểu thượng một chút. Kiếm cốc cốc chủ, người sẽ, ta đồng dạng cũng sẽ. Trương Huyền hét lớn một tiếng, hai thanh cự kiếm, ở không trung phát sinh va chạm. Oanh! Như vậy năng lượng va chạm ở không trung giữa, nhấc lên một vòng lại một vòng linh khí cuộn sóng, này cuộn sóng mãnh liệt, hướng bốn phía quay cuồng. Trương Huyền lẩm bẩm, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Này tám chữ, đó là Trương Huyền Đạo thứ tư chiến linh. Tuy rằng ở mỗi một cái phương diện đều không có đạt tới cực hạn, nhưng đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, hắn nhất khuyết thiếu, đó là chiêu thức, nhưng cái này chiến linh xuất hiện, lại có thể mang cho hắn vô cùng vô tận chiêu thức. Trương Huyền vẫn luôn khống chế chính mình, không vào khống linh, bởi vì sở tranh cho hắn nói qua, hắn tu luyện phương thức bất đồng, càng là áp chế lâu, nhập khống linh khi, được đến chỗ tốt liền càng nhiều, Trương Huyền vẫn luôn không vào khống linh, chính là ở áp chế chính mình. Trương Huyền có thể từ một tiểu nhân vật trưởng thành đến bây giờ dáng vẻ này, hắn đối chính mình yêu cầu, là phi thường hà khắc, thế cho nên, Trương Huyền không ngừng ở áp chế chính mình, trên thực tế, hắn sở áp chế lược, đã vượt qua sở tranh ngay lúc đó đoán trước chỉ là Trương Huyền còn không thỏa mãn mà thôi, lúc này như nhau khống linh, Trương Huyền thực lực, liền thẳng bước đỉnh núi, sắp cùng kiếm quân tề bình. Phải biết rằng, kiếm quân cùng ngàn một thủy bực này nhân vật, chỉ là nhập khống linh, đều không dưới trăm năm, mà Trương Huyền, bất quá là mới bước vào khống linh chi cảnh mà thôi, như vậy liền có thể cùng kiếm quân tranh phong. Không chung giữa khí lãng dần dần bình tĩnh trở lại, Trương Huyền phía sau, U Nguyệt cùng rượu nhật như cũ phiêu phù ở nơi đó, ở chỗ này, giống như liền trở thành một cái chuyên trúc với trương huyền lĩnh vực âm dương lĩnh vực ở cái này lĩnh vực giữa trương huyền không có đã chịu bất luận cái gì linh khí dao động ảnh hưởng không chung như cũ ở phiêu tuyết núi non bị đóng băng bạch trì đám người đều cảm thấy dị thường đến xương sư đệ người luôn là sẽ cho người ngoài ý muốn a à. bạch giang nam đứng ở phương xa hắn anh linh đã biến mất hắn sẽ không lại ra tay hắn có thể xem ra tới lấy trương huyền hiện tại thực lực tuy rằng còn không phải kiếm quân đối thủ, nhưng kiếm quân muốn sát Trương Huyền, đã là không có khả năng sự, một trận chiến này, vừa vặn cấp Trương Huyền luyện tập. Kiếm quân đồng dạng cũng nhìn ra điểm này, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có lại nhìn đến ngàn một thủy thân ảnh, kia đầu bạc nam tử, cũng biến mất không thấy, kiếm quân dự cảm tới rồi một tia không ổn, nàng lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, theo sau đều cũng không trở về, chiều phương xa bỏ chạy. Kiếm quân này nhất kiếm, chỉ để lại chính mình bỏ chạy đánh yểm trợ, cũng không có bày ra quá lớn uy lực, phát hiện sự không thể vì, liền không hề lưu lại. Trương huyền nhẹ nhàng hóa giải này nhất kiếm, phát hiện kiếm quân muốn chạy, cũng không có thâm truy, chẳng sợ đuổi theo, chính mình cũng giết không xong kiếm quân, này tuy rằng là cái mối họa, nhưng tạm thời cũng không có cái gì tốt phương pháp giải quyết. Ha ha ha, sư đệ, người rốt cuộc nhập khống linh, chúc mừng, chúc mừng a. À. Bạch Giang Nam tiếng cười to vang lên, hắn thân ảnh xuất hiện ở trương huyền đám người trước mặt cha ngươi cũng quá có thể trang đi sớm biết rằng ngươi như vậy như bức ta tới địa tâm ngày đầu tiên liền vào tới chủ thành đi đánh cái kia võ vương mặt bạch trì vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình lão tử tiểu tử ngươi chính mình không cầu tiến tới cả ngày nghĩ đương phú nhị đại a bạch giang nam một cái tát chiều đến bạch trì trên đầu được rồi không cùng các ngươi nói này phong ấn cũng không phải tùy tiện giải trừ anh linh điện nội đã phát sinh sao động, ta phải chạy nhanh trở về, từ hôm nay trở đi, ta vô pháp lại tùy ý rời đi anh Linh Điện. Bạch Giang Nam nói đến lúc này, nhìn về phía Trương Huyền, nghiêm mặt nói, sư đệ, hôm nay thả chạy kiếm quân, kế tiếp sự, khả năng sẽ trở nên tương đối khó giải quyết, ta nguyên bản còn lo lắng người có chút khống chế không tốt, nhưng hiện tại xem ra, là ta nhiều lo lắng, lấy người hiện tại thực lực, hoàn toàn có năng lực tại đây địa tâm đi ngang, không nói muốn đánh cái nào đánh cái nào, nhưng còn không có nói có ai có thể tùy tiện lưu lại ngươi. Bạch Giang Nam vỗ vỗ trường huyền bả vai, theo sau nhìn quét tương lai đám người, ra tiếng nói, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi cũng muốn nỗ lực, từ hôm nay trở đi, ta liền vô pháp tiếp tục mang theo các ngươi lạc, các ngươi lộ, được các ngươi chính mình đi, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại khi, các ngươi đều có cũng đủ tiến bộ, cúi chào. Bạch Giang Nam nói xong, phi thân dựng lên. Cha, Bạch Trì la lên một tiếng, Bạch Giang Nam xoái khí quay đầu lại, thổi khẩu khí, xôn xao chính mình cái chán tóc mái, trầm giọng nói, tiểu tử thúi, làm sao vậy? Bạch Giang Nam giờ phút này bộ dáng, giống như là kia sắp muốn phó nghĩa anh hào, mang một loại phong tiêu tiêu hề dịch hủy hàn hương vị. Không chung phiêu tuyết, dừng ở Bạch Giang Nam đỉnh đầu, thật lâu không hóa. Bạch Trì nhìn chính mình lão cha, hít sâu một hơi, cha, người có thể hay không không cần như vậy trang bức, ta còn suy nghĩ người muốn chết đâu, bạch giang nam một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống ta xem tiểu tử ngươi là thật lâu không ai chiều đúng không ngươi chờ lão tử lần sau nhìn thấy ngươi lại hung hăng chiều ngươi nhiều cùng ngươi lão đại học học đi rồi bạch giang nam nói xong không còn có một tia lưu lại cha bạch trì lại lần nữa hét lớn một tiếng ta chính là thiếu chiều tới chiều ta a à. bạch giang nam lần này không có quay đầu lại ta nói trắng ra trì ngươi là thật thiếu đánh a à tóc đỏ nhìn tròng trắng mắt trì. Bạch trì lắc lắc đầu, hốc mắt có chút phiếm hồng, ta hiểu cha ta, hắn nếu không phải rời đi thời gian rất lâu, là sẽ không dặn dò chúng ta này đó, hắn lúc này đây, khả năng thật sự muốn thật lâu, không thể xuất hiện. Trương Huyền nhìn về phía Bạch Giang Nam rời đi địa phương, không có ra tiếng. Anh Linh điện chỗ sâu trong, Bạch Giang Nam nện bước thong thả đi đến, hắn tiến vào đại sảnh, liền quỳ một gối xuống đất, liệt tổ liệt tông, đệ tử Bạch Giang Nam, trở về lĩnh tội. Đường Bạch Giang Nam thanh âm rơi xuống nháy mắt, một phen linh khí ngưng tụ mà thành trường thương, đâm xuyên qua thân thể hắn. Bạch Giang Nam khóe miệng liệt khai, tiểu tử thúi, nhưng ngàn vạn đừng làm lão tử thất vọng a. À. Lại là một phen trường thương, từ sau tới, đem Bạch Giang Nam, đinh ở trên mặt đất. Trường 1539 trở về lộ. Địa tâm, kia một mảnh ở hủy diệt ngày cùng ngày bị đánh chia lìa đại lục, bị xưng là cổ chiến trường, Cổ chiến trường chung, vô số thi cốt trôn giấu, đếm không hết anh linh tiêu tán ở chỗ này, nhưng luôn có như vậy một ít, dựa vào cắn nuốt mặt khác, vẫn luôn tồn tại, loại này anh linh, cuối cùng sẽ chiều một phương hướng chuyển hóa, xưng là tà ám. Tà ám có cường đại, cũng có nhỏ yếu, nhưng đều không ngoại lệ, tà ám xuất hiện, đều là dựa vào cắn nuốt mặt khác lực lượng, tới duy trì chính mình sinh mệnh, ở tà ám trong mắt, trong thiên địa hết thảy, chính là nên bị cắn nuốt, chỉ có cắn nuốt, mới có thể làm cho bọn họ có thể tồn lưu tại giữa trời đất này, mới có thể làm cho bọn họ biến càng cường đại hơn. Tà ám đệ nhất ý niệm, đó là cắn nuốt, cho nên, liền có tà cái này xưng hô. Chính là như vậy lấy cắn nuốt vì bản năng tà vật, chính là này qua trăm năm, còn vẫn như cũ có thể tồn lưu thời gian cường đại chi vật, giờ phút này lại tụ ở bên nhau, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, run bần bật, nhiều như vậy tà vật, cho dù là kiếm quân nhìn đến, đều sẽ lùi bước. Nhưng hiện tại, này đó tà vật giống như quân vương dưới trướng thần dân giống nhau mà kia khác vô số tà vật sở run rẩy người thân bối một phen màu đen cự kiếm một đầu màu đen tóc dài không gió tự động hắn một người đứng ở nơi đó đối những cái đó tà ám mà nói đó là không thể đụng vào lôi khu này đó là hắn chân chính thực lực sao đao nơ đức cầm trong tay thần thánh pháp trượng nhìn trước mắt hết thảy còn sớm lý dung tài lắc đầu huyền thiên tiền bối từ đầu tới đuôi chưa ra anh linh chưa tế tổ khí. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đau nơ đức trong mắt mang theo chấn động. Vô pháp tưởng tượng, Lý Dung Tài thở dài, nếu thế giới này có cực hạn, chỉ sợ hắn đã đứng ở cực hạn đi. Vậy còn ngươi, đau nơ đức đem ánh mắt phóng tới Lý Dung Tài trên người. Ta sao, Lý Dung Tài cười cười, không có tiếp tục nói chuyện. Huyền Thiên một người đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn, là một mảnh đại dương mênh mông, hắn nhìn mặt biển, lẩm bẩm nói, chạy còn rất nhanh, bất quá, thác phúc của ngươi, khai một phiến đại môn, đi thôi, có thể đi ra ngoài. Huyền Thiên Thanh Lạc, nhấc chân bước vào này mặt biển giữa. Đao nơ đức cùng Lý Dung Tài, cũng lần lượt bước vào mặt biển giữa, ở Lý Dung Tài phía sau, là sóng tỷ đám người, chờ đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, những cái đó phục phục trên mặt đất tà vật, mới run dậy đứng dậy. Hoành sơn núi non, lông ngỗng đại tuyết bay xuống, đỉnh núi tức khắc trở nên một mảnh, không ai biết nơi này vì cái gì sẽ đột nhiên hạ khởi đại tuyết, còn ở Hoành Sơn nội tiến hành thí luyện các thế lực lớn, đều bởi vì này đột nhiên phiêu tuyết, mà chậm lại tiến độ. Giờ phút này, trương huyền đám người, đã đi ra Hoành Sơn, đi trước chủ thành. Chủ thành pháo đại ở ngoài, đen nghìn nghịt đại quân, chấn thủ tại đây, bọn họ như là đang chờ đợi cái gì. Ở một chỗ giữa sườn núi thượng, trương huyền đám người thấy được ngoài thành kia đen nghìn nghịt đại quân. Là vạn sơn quân. Lâm Thanh Hạm mở miệng, đây là vạn vùng núi cường đại nhất thủ thành quân đội. Ở vạn sơn quân phía trước, còn có vô số kiếm cốc đệ tử, đều đứng ở chỗ này, tùy thời chuẩn bị làm bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm cốc người, trương huyền mày nhân lại, nhìn dáng vẻ, bọn họ là đang chờ đợi chúng ta a à, đúng rồi lão bà, ngươi cùng kiếm cốc cốc chủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng cũng không giống như nhận thức ngươi. Lâm Thanh Hạm cười cười, ta cái này thân phận, Bản thân chính là có người cho ta an bài, bao gồm chủ thành nữ chiến thần cũng là giống nhau. Người sau lưng người nọ, rốt cuộc là ai? Trương Huyền đánh giá Lâm Thanh Hạm. Lão công, người cũng đừng bộ ta lời nói, dù sao ta là không có khả năng nói. Lâm Thanh Hạm xoay người sang chỗ khác, hiện tại nhìn dáng vẻ, này chủ thành, chúng ta là trở về không được, những người này không phải đang đợi chúng ta, mà là chuẩn bị xuất trinh, ta nhìn đến pháo đài bay lên nổi lên kim la một khi kim la gõ vang, những người này liền phải xuất phát. Bạch trì sờ sờ cầm, nếu là kiếm cốc cốc chủ đem tin tức mang theo trở về, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng, mang những người này là có thể đi hoành sơn tìm chúng ta phiền toái. Chỉ sợ không ngừng là bọn họ, lâm thanh hạm biểu tình nghiêm túc, các người xem, đó là ai. Ở pháo đài trước đại quân bên trong, võ vương thân khoác lượng kim khôi giáp, xuyên qua giáp sắt phương trận, khí thế dâng trào. Hắn, không chết bạch trị đám người chừng lớn đôi mắt võ vương ở bọn họ trong lòng đã là người chết rồi không nghĩ tới lại một lần gặp nhau hắn sao có thể không chết lấy thực lực của hắn không có khả năng từ những cái đó chiến linh trong tay sống sót hắn không chết nguyên nhân rất đơn giản trương huyền ánh mắt tỏa định ở võ vương trên người nói đúng ra là ở võ vương bên cạnh kia có một đạo thân xuyên màu đỏ đường trang thân ảnh sở lam làm cùng sở tranh cùng cấp bậc nhân vật sở lam muốn bảo hạ võ vương cũng không phải gì đó việc khó. Nhìn dáng vẻ, lần này sự, võ vương phủ cũng có phân A. Tóc đỏ ra tiếng, bất quá liền bọn họ, còn chưa đủ đi. Ta thấy được rất nhiều trọng hình vũ khí, lâm thanh hạm đem ánh mắt về phía sau di, ở pháo đài cửa thành phương hướng, một chiếc lại một chiếc giống như trọng trang giáp xe giống nhau trọng hình vũ khí xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, mấy thứ này, có thể tiến hành liên tục 3 phút mãnh liệt xả kích, mỗi một lần uy lực, đều tương đương với một người phú thần đỉnh núi cao thủ toàn lực một kích, này đó, chính là bọn họ dám đi hoành sơn át chủ bài. Lâm Thanh Hạm nói xong, lại giơ tay chỉ một phương hướng, còn có kia, xem, chủ thành dâng lên kia mặt kỳ, này cờ xí, là cùng với dư tam đại chủ thành lẫn nhau chiếu dọi chiến kỳ, chỉ sợ lúc này đây động thủ, không riêng gì này tam đại thế lực, còn lại tam đại khu người, cũng sẽ xuất hiện. A, à, có thể nói động còn lại tam đại khu cùng nhau đối phó ta, Nhìn dáng vẻ, thân phận đã hoàn toàn bại lộ a." À. Trương Huyền cười cười, nếu như vậy, vậy đem bọn họ phải làm kế tiếp bái." Lâm Thanh Hạm thân thể đột nhiên chấn động, nàng nâng lên chính mình thủ đoạn, nhìn mắt trên cổ tay máy truyền tin. "Lão bà, làm sao vậy?" "Lộ, Lâm Thanh Hạm đem máy truyền tin thượng đồ vật, lấy hình chiếu hình thức hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, trở về lộ, chúng ta có thể đi trở về." Trương Huyền nhìn thoáng qua Lâm Thanh hạm máy truyền tin thượng biểu hiện địa phương, đúng là ở Hoành Sơn, mặt trên có một cái thuyết minh, nói rất rõ ràng, 7 ngày sau, sẽ có một cái đi thông mặt đất thông đạo mở ra, có thể thông qua này thông đạo trở lại mặt đất. Về tin tức là ai phát tới, Trương Huyền cũng không có hỏi, hắn biết rõ, Lâm Thanh hạm sẽ không nói cho chính mình. Nhưng trở lại mặt đất, đích đích sát xác là Trương Huyền, muốn làm sự, này địa tâm không có gì là đáng giá làm hắn quyến luyến lão công còn có một việc lâm thanh hạm ngẩng đầu nhìn trương huyền làm sao vậy lão bà trương huyền phát hiện lâm thanh hạm biểu hiện có chút cổ quái người kia nói trên mặt đất ngươi hẳn là đi tìm một chút mẹ năm đó nhảy lầu chân chính nguyên nhân lâm thanh hạm nói đến lúc này thanh âm đã tiểu nhân giống như tiếng mũi mà trương huyền còn lại là một sửng sốt chân chính nguyên nhân audio điện tử võ tấn bền Lúc trước, Trương Huyền mẫu thân vì không liên lụy Trương Huyền, từ mái nhà thả người nhảy, hoàn toàn giải thoát. Ở kia lúc sau, Trương Huyền từng một mình đi trước một người trong nhà, năm ấy 14 tuổi hắn, giết hết người nọ một nhà bảy khẩu, càng là đem một người, phanh thây bốn phân, nấp trong ngân châu bốn cái góc bên trong. Lúc trước, Trương Huyền tra được, mẫu thân kia phân u ca bệnh có giả, hắn cho rằng hắn khi đó đã biết sự tình thật giống, nhưng hiện tại mới hiểu được, này giống như, đều không phải là là chân tướng, sự tình hoàn toàn không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản, Trương Huyền tưởng hồi mặt đất, chỉ là bởi vì đối địa tâm không có gì quyến luyến, nhưng hiện tại, biết được tin tức này hắn, bức thiết muốn trở lại mặt đất phía trên. Lâm Thanh Hạm nhìn ra Trương Huyền cảm xúc dao động, chủ động nắm lên Trương Huyền bàn tay to, lão công, người đừng có gấp, chúng ta từng bước một đi tới tới. Yên tâm đi lão bà, Trương Huyền phản nắm lấy Lâm Thanh Hạm nhu nhược không có xương tay nhỏ, nhiều năm như vậy đều đi qua, lại nhiều chờ mấy ngày, lại như thế nào, nếu thông đạo khai ở Hoành Sơn, ta đây liền ở Hoành Sơn, nhìn xem những người này, rốt cuộc có thể đem ta thế nào. Ở Hoành Sơn cùng chủ thành chỗ giao giới, một mảnh doanh trại, đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên, này doanh trại, là từ vô số cường đạo sở tạo thành, ở còn lại thành trấn thuộc về Quang Minh đảo Bạch Khấu, cũng đang ở tới rồi hoành sơn bảy thái bảo cùng quang minh đảo tuy rằng là này vạn vùng núi tân tấn thế lực nhưng này lực ảnh hưởng to lớn căn bản không thua gì những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực quang từ quy mô đi lên xem hoành sơn bảy thái bảo cùng quang minh đảo sở tạo thành trận thế căn bản không thua gì chủ thành quân chính quy nhưng ở chất lượng thượng quân chính quy sức chiến đấu đã có thể không phải trương huyền mang theo này đó quân lính tản mạn có thể so sánh bất quá trương huyền cũng không để ý bọn họ kêu tới những người này chỉ là vì thanh thế mà thôi, chiến đấu chân chính lực lượng, Trương Huyền nhưng không đặt ở những người này trên người, anh linh điện kia vô số chiến linh, chính là mạnh nhất chiến lực. Sớm đã có người đem Hoành Sơn cùng chủ thành chi gian tình huống chụp xuống dưới, truyền tới trên mạng, trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ vạn vùng núi người đều biết, ở kia Hoành Sơn cùng chủ thành giao tiếp chỗ, có một hồi đại chiến, tùy thời khả năng bùng nổ, trận này đại chiến, đến từ chính chủ thành nhãn hiệu lâu đời thế lực cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cùng Quang Minh Đảo Chi Gian. Có người nói, chủ thành này đó thế lực một khi nghiêm túc lên, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cùng Quang Minh Đảo, căn bản là không đủ xem, cũng có người nói, Quang Minh Đảo cùng Hoành Sơn căn bản không sợ chủ thành, Hoành Sơn hấp thu đại lượng cường đạo thế lực, vốn là thực lực không yếu, hơn nữa cùng Quang Minh Đảo liên hợp, Quang Minh Đảo khác không nhiều lắm, liền trí tôn nhiều, một người trí tôn, có thể để ngàn người. Trên mạng, như thế nào cách nói, thậm chí về hai bên rốt cuộc ai mạnh ai yếu thậm chí còn ở trên mạng chia làm hai phái mỗi ngày ồn ào đến túi bụi từ các loại số liệu chiến tích tới phân tích Hoành Sơn cùng chủ thành Chi Gian còn không có khai chiến đâu trên mạng cũng đã phát triển tới rồi gây cấn giai đoạn liên tiếp ba ngày chủ thành pháo đài trước vẫn luôn là đại quân tập kết tùy thời khả năng động thủ đủ loại vũ khí bị đem ra đem bình thường tướng sĩ võ trang thành ít nhất có thể cùng hóa hình hậu kỳ một trận chiến thường đại binh lính đền bù đơn binh trên thực lực tranh lệch mà cái loại này trọng hình trang bị làm phú thần cường giả đều phải mới thôi kiêng kỵ ta nói những người này phô trương làm đến rất đại vẫn luôn không động thủ nhưng không thích hợp a bạch trì ở một tòa sơn mạch đỉnh chóp xem sốt ruột vò đầu bứt tai hoặc là liền chạy nhanh đánh hoặc là liền không đánh này đem người treo cũng thật khó chịu a trương huyền nhìn pháo đài trước đại quân hướng hải thần hỏi chúng ta bên này chuẩn bị thế nào nơi này cũng liền hải thần có mang quá lớn quân tác chiến kinh nghiệm tình huống không thế nào lạc quan hải thần mở miệng chúng ta nhân viên số lượng cùng đối phương kém không được quá nhiều nhưng trang bị trình độ tranh lệch thật sự là quá lớn này dẫn tới một khi hai quân giao chiến chúng ta tất nhiên sẽ bại hơn nữa là hoàn toàn không có chống cự bại bẻ gãy nghiền nát trừ phi có thể làm tới một ít trang bị làm trang bị có điểm không hiện thực tương lai lắc lắc đầu cái này văn minh Khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực cao, những người đó dùng vũ khí, đều là vân tay giải khóa, chẳng sợ chúng ta đem đồ vật đoạt lấy tới, cũng không có khả năng lập tức liền dùng, phá giải này đó phòng ngự thi thố yêu cầu nhất định thời gian, hơn nữa, chúng ta cũng không có chiêu số đi đoạt lấy, mua liền càng không có thể, nơi này đối nguồn năng lượng hạn chế cực kỳ nhiều, tư nhân trong tay không có khả năng có như vậy trang bị. Trương Huyền híp mắt nhìn về phía pháo đài trước, tuy rằng chúng ta át chủ bài không ở những người này trên người, nhưng cũng không thể tùy ý bọn họ đánh tiến Hoành Sơn tới, trở về thông đạo sẽ xuất hiện ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng, thông đạo có thể liên tục bao lâu thời gian, chúng ta đồng dạng không biết, tốt nhất kết quả là có thể làm này Hoành Sơn vẫn luôn đều ở chúng ta khống chế trong phạm vi. Trương huyền chậm rãi phun ra một hơi, y chắt ngươi, đi đem bọn họ quân giới vận chuyển lộ tuyến điều tra rõ cho ta. Minh bạch, y chắt ngươi gật đầu, lặng yên rút đi. Quang minh đảo mười vương, ở mỗi một cái lĩnh vực, đều có một cái thành tựu đỉnh giả, Trương Huyền vĩnh viễn không lo bên người không có nhân tài nhưng dùng. Gần nửa ngày thời gian, y chắc người liền đem mới nhất tình báo mang về tới cấp Trương Huyền. Đầu tiên, còn lại tam đại khu, đích xác đã hưởng ứng vạn sơn chủ thành, cũng đều phái người, tiến đến chi viện, lại có nhiều nhất một ngày thời gian, còn lại tam đại khu đại quân liền có thể đuổi tới chủ chiến tràng, cho đến lúc này, đại chiến chắc chắn kích phát, một khi chờ còn lại tam đại khu đã đến, Hoành Sơn tình cảnh sẽ càng thêm khó, bởi vì kia tam đại khu, không riêng phái vô số chiến đấu trang bị, càng có đứng đầu khắc cường giả gia nhập chiến trường. Còn có một tin tức, còn lại là về tam đại khu trang bị vận chuyển sự, chia làm mấy cái thông đạo, đưa hướng chủ thành, có mấy phê, sẽ ở đêm khuya tới, mà chủ thành bên kia, cũng phái cao thủ, tiến đến nghênh đón. Này đó ở ban đêm sắp đưa đến trang bị vật tư, liền trở thành trương huyền mục tiêu. Dùng nửa giờ thời gian, Trương Huyền liền chế định một cái đơn giản tác chiến kế hoạch ra tới, lại phức tạp điểm tác chiến kế hoạch, Trương Huyền đám người không có cái kia bản lĩnh, đồng dạng cũng không cần, bởi vì đối với bọn họ tới nói, trường thi ứng biến mới là quan trọng nhất, chỉ biết như thế nào trộm lẻn vào, theo sau nhanh chóng rời đi liền hảo. Đêm khuya dần dần buông xuống. Ở chủ thành phía sau một cái giao thông yếu đạo thượng, đứng đầy thuộc về chủ thành tướng sĩ, mỗi người đều toàn bộ võ trang, quan sát đến bốn phía canh phòng nghiêm ngặt có người lại đây cướp đoạt vật tư, giờ phút này chủ thành cùng Hoành Sơn rằng co, đã tiến hành tới rồi tùy thời khả năng phát sinh xung đột giai đoạn, ai cũng không biết Hoành Sơn kia một đám cường đạo, sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, dù sao ở giao thông yếu đạo thượng kiếp hóa, là này đó cường đạo nhất thường làm sự, một khi Hoành Sơn người xuất hiện. Bọn họ sẽ lập tức phát ra tín hiệu, chi viện bộ đội đem ở quá ngắn thời gian nội tới rồi, làm Hoành Sơn người, có đến mà không có về liền ở giao thông yếu đạo hai bên núi non thược, trương huyền đám người, thay chủ thành tướng sĩ trang phục, một đám dấu ở này hắc ám giữa, về chủ thành quân đội một ít quy củ, lâm thanh hạm cũng đều cho bọn hắn nói rõ ràng, bọn họ lúc này đây, không tính toán minh đoạt, rốt cuộc, mục đích là vì vận chuyển vật tư trở về, vẫn là lấy vận chuyển vật tư là chủ, lèn vào, ám sát, mới là biện pháp tốt nhất. Quan trọng vận chuyển trên đường, này đó canh giữ ở hai bên binh lính, hoàn toàn không có phát hiện, đang từ giữa sườn núi chỗ chậm rãi sờ lên tới Trương Huyền đám người Vài tên canh gác binh lính lặng yên không một tiếng động ngã xuống Trương Huyền đám người tiếp nhận bọn họ vị trí Nhân số 600, muốn một chút toàn bộ kết cục Cũng không truyền ra một chút tiếng vang, khó Y chắc người truyền lại tới tin tức Một khi cấp một người lưu cơ hội Tin tức liền khả năng truyền lại đi ra ngoài Không, lâm thanh hạm khẽ lắc đầu Ngàn nhận viện chưa bao giờ sẽ tín nhiệm toàn bộ người Loại này quan trọng vận chuyển, những cái đó binh lính trong tay thông tin thiết bị, đều là đóng cửa, bọn họ truyền không ra đi bất luận cái gì tin tức, truyền tin tức là những người đó. Lâm Thanh hạm dùng tay hơi hơi một lóng tay, mấy cái thân bối radio một thứ người, đứng ở lính gác ngay trung tâm. Những người đó mới là chân chính có thể truyền lại ra tín hiệu người, bọn họ trên người đồ vật, nơi nơi đều là cơ quan, một khi đụng vào, liền sẽ liên hệ đến đại quân nơi những cái đó đại quân tuy rằng không thể lưu lại chúng ta nhưng chúng ta lại tưởng cướp đi vật tư liền không dễ dàng như vậy chúng ta hiện tại đầu tiên muốn giải quyết là những người đó một khi đem những người đó giải quyết còn lại đều hào thuyết trương huyền gật gật đầu theo sau đánh một cái thủ thế bọn họ mấy cái toàn bộ phân tán mở ra lẫn vào binh lính đàn chung trương huyền đám người đã sớm thay binh lính trang bị mang mũ giáp bọn họ từ lâm thanh hạm kia học tập một ít nơi này quân đội cơ bản tri thức dưới tình huống như vậy, đảo cũng không lòi. Động thủ, phân biệt là Trương Huyền, y chắc ngươi, cùng với toàn len keng, y chắc ngươi vốn là phụ trách ám sát, mà Trương Huyền khoái kiếm, còn lại là nhất hữu hiệu ám sát thủ đoạn, đến nỗi toàn len keng, chỉ là bởi vì, hắn tiếp tục đứng ở chỗ này, liền phải bị người theo dõi. Tổng cộng có 11 cái lưng đeo radio người, Trương Huyền phụ trách 5 người, y chắc ngươi phụ trách 5 người, cấp toàn len keng nhiệm vụ, chỉ dùng giải quyết một cái là được, nhưng người kia là giấu ở tận cùng bên trong, khó khăn hệ số tối cao. Bọn họ một khi quyết định hành động, liền sẽ không trần chờ đi xuống, ba người thân hình nhanh chóng tiếp cận những cái đó đưa tin viên, theo sau động thủ, một người đưa tin viên nháy mắt liền ngã xuống, này một đảo động tác lập tức hấp dẫn chung quanh binh lính lực chú ý. Bốn đạo hàn mang chợt lóe rồi biến mất, đây là Trương Huyền ra tay, muốn bốn người mệnh. Mã y chát ngươi, hắn liền giống như ngủ đông ở hắc ám giữa rắn độc, ở bất chi bất xác chung, liền phải năm người mệnh. Đến nỗi toàn len keng bên kia, hắn đem người nọ, che miệng lại, phóng ngã xuống đất, theo sau một mông ngồi xuống, người nọ liền không có thanh âm. Động thủ, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong lúc nhất thời, hàn mang nổi lên bốn phía, nơi này 600 binh sĩ, toàn bộ bị giải quyết. Chết ở chỗ này binh sĩ, cũng không có làm sai cái gì, nhưng chiến trường phía trên, chưa từng có phân đúng sai, có chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, đương giải quyết xong những người này sau, 600 cường đạo từ giữa sườn núi thượng xuất hiện, thay thế bọn họ, nhìn cách đó không xa vật tư chậm rãi xử tới. Chủ thành giữa, phó vương bên trong phủ, bày một bộ sa bàn, sa bàn thượng, thình lình chính là chủ thành cùng Hoành Sơn. Phó vương đứng ở sa bàn trước, nhìn mặt trên bố cục, cười lạnh liên tục, lúc này đây, tứ đại khu, tập thể ra tay, trang bị vô số, này Hoành Sơn cùng quang minh đảo, dù cho có thiên đại bản lĩnh, cũng trốn không thoát đi, hiện tại vật tư vận chuyển trạng huống như thế nào. Còn thừa cuối cùng ba đợt, liền toàn tới rồi, một người trả lời. Thực hảo, một khi vật tư đến đông đủ, đại quân đúng chỗ, liền huyết tẩy hoành sơn. Phó vương đầy mặt tự tin, theo sau ánh mắt lại trở nên âm trầm, lâm thanh hạc, người cái tiện nhân, ta sẽ làm người biết, cái gì kêu hối hận. Báo, một đạo tiếng kinh hô từ đại sảnh ngoại vang lên, liền thấy một người, té ngã lộn nhào tiến vào, không hảo, vật tư, vật tư bị cướp. Cái gì, võ vương sắc mặt cả kinh, mỗi một đám vật tư, đều là trọng trung chi trọng, bị cướp. Ai làm? Quang Minh Đảo, người tới chém đinh chặt sắt nói, hiện trường có bọn họ cố ý lưu lại màu đen mặt nạ. Quả thực cuồng vọng, võ vương một cái tắt chụp phiên trước mặt sa bàn, này Quang Minh Đảo, là căn bản không đem chúng ta để vào mắt, hảo ngươi cái trương ức thanh, nếu ngươi tưởng trước tiên chết, ta đây liền thành toàn ngươi, truyền lệnh đi xuống, sáng mai sát tiến hoành sơn đương sáng sớm thời gian chủ thành pháo đài trước vang lên một trận minh kim thanh sở hữu tướng sĩ giống như tiêm máu gà giống nhau phát ra ngập trời tiếng la hoành sơn một tòa sơn mạch đỉnh núi trường huyền đám người đứng ở chỗ này bạch trì cười nói nhìn dáng vẻ kia võ vương là thẹn quá thành giận a à, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua lưu lại mặt nạ quả nhiên dùng được hải thần cười hắc hắc này võ vương bản thân trong lòng liền có cổ hờn dỗi, phát thiết không ra, hiện tại lại gặp được loại sự tình này, không xúc động mới là lạ, nếu bọn họ muốn chiến, vậy bồi bọn họ chơi chơi đi. Hải thần nói, cánh tay giơ lên. Trình nhiên đi vào hải thần phía sau, ôm quyền không người, đại nhân phân phó. Truyền lệnh đi xuống, hải thần giờ khắc này, rất có thống soái phong thái. Đem ngày hôm qua thu được tới trang bị, toàn bộ võ trang, cho bọn hắn tới một hồi thổ hào chi gian chiến tranh. Minh Bạch, Trình Nhiên gật đầu. Pháo đài phía trước, đại quân kích động, như mây đen tiếp cận giống nhau, hướng Hoành Sơn mà đến, những người này, cầm trong tay vũ khí, đều là ngự khí cảnh tu sĩ, trong tay bọn họ vũ khí, có thể làm cho bọn họ phát huy ra hóa hình hậu kỳ công kích thủ đoạn. Liền ở này đó đại quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đến thời điểm, trước mặt trên sườn núi, đột nhiên xuất hiện mấy chục chiếc xe tăng hạng nặng, này đó xe tăng, không có phát ra bất luận cái gì công kích một đám liền từ trên ngọn núi, chiều hạ vọt lại đây, giống như một đầu đầu chạy như bay voi giống nhau. Ở này đó xe tăng hạng nặng phía sau, một đám cường đạo mệt chết đi sống lại, là bọn họ đem này đó xe tăng thúc đẩy, đêm qua mới thu được vật tư, để lại cho tương lai phá giải thời gian cũng không có nhiều ít, đến bây giờ tương lai còn ở khu chiêng gõ mõ phá giải giữa, này đó vô pháp vận dụng xe tăng, đã bị trương huyền bọn họ coi như là thạch tới dùng, đây cũng là vì sao hải thần dám đại phóng hào ngôn, cái gì là thổ hào đấu pháp nguyên nhân, người đứng đắn, ai đem này giá trị chế tạo sang quý xe tăng đương lạc thạch tới dùng A. Mấy chục chiếc xe tăng từ trên ngọn núi lao xuống, kia sở tạo thành thị giác lực đánh vào, tuyệt đối là sử thi cấp bậc, những cái đó xông vào trước nhất mặt chủ thành chiến sĩ, ở nhìn đến này đó cửa tượng chạy băng băng cảnh tượng khi, đều tâm sinh sợ hãi, kia vững bước về phía trước khí thế, nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán. Cho ta đánh, đại quân giữa, quan chỉ huy tiếng quát vang lên, theo sau, liền thấy chiến sĩ trong tay binh khí phát ra quang mang, thẳng đến những cái đó xe tăng mà đi, chùm tia sáng đánh vào xe tăng trên người, cơ hồ không có gì quá lớn tác dụng, này đó xe tăng đều có có thể chống đỡ được phú thần cường giả công kích sát ngoài bọc giáp, nơi nào là dễ dàng như vậy bị đánh vỡ, dù cho có như vậy một hai đạo công kích đánh vào điểm yếu, xe tăng nổ mạnh, nhưng như cố từ trên ngọn núi xuống phía dưới lăn xuống không ngừng. PS: Trường trước viết ngừng khí vì ngựa khí Ngự khí kiềm giữ vũ khí, có thể phát huy ra hóa hình cảnh sát thượng uy lực, cảm tạ chỉ ra chỗ sai. Từ ngọn núi sở lăn xuống xe tăng, mang theo tảng lớn bụi mù. Đối mặt này đó từ phía trên lao xuống xe tăng, biện pháp tốt nhất chính là lui lại, đối mặt loại này hoàn toàn tạp tiền chơi pháp, không có lựa chọn khác. Nhưng hiện tại là Vạn Sơn đại quân lần đầu tiên tiến công, hiện tại lui về phía sau, kia ở khí thế thượng, một chút liền yếu đi đi xuống, hai quân giao chiến. Khi thế trọng yếu phi thường, chú ý một cái lớn tiếng dọa người, nhưng hiện tại, này âm thanh báo trước bị Trương Huyền nơi này phát ra tới. Hướng trong quân tướng lãnh, hồng mắt giống to ra này một tiếng, hiện tại vô pháp lui. Những cái đó tướng sĩ, biết rõ hẳn phải chết, như cũ về phía trước phóng đi, này đó là thân là một cái chiến sĩ tín niệm cùng phục tùng. Này đó thân thể phàm thai tướng sĩ, một khi chạm vào này từ trên núi quay cuồng xuống dưới xe tăng, chỉ có một hậu quả, sẽ bị tạp thành thịt nát. Theo các chiến sĩ xung phong, theo này đó xe tăng lăn xuống, bọn họ chi gian khoảng cách đã càng ngày càng gần, xông vào trước nhất phương các tướng sĩ, đã đỏ đôi mắt, bọn họ sẽ không nghĩ chính mình nên như thế nào sống sót. Liền tại đây hai bên sắp tiếp xúc nháy mắt, một đạo hồng mang, từ không trung chém xuống, đây là mang theo không gì chặn được chi lực kiếm mang, lực sát thương thật lớn. Này hồng mang đứng ở chiến sĩ cùng quay cuồng xe tăng chi gian, ở kia lưu lại một đạo chừng 5 mét khoan, mấy chục mét thâm vết rách. Quay cuồng mà xuống xe tăng cuối cùng không có nghiền áp đến triển lãm trên người, mà là rớt xuống này vết rách bên trong, phát ra rầm rập tiếng vang. Các chiến sĩ dừng bước với này vết rách phía trước, kinh hồn chưa định nhìn trước mắt hồng câu, liền ở vừa mới, bọn họ đã thấy được tử thần, nhưng hiện tại, lại từ quỷ môn quan trước mại ra tới. Ra lệnh tướng lãnh cũng là mồ hôi đầy đầu, thở hồn hền. Vạn Sơn chủ thành trên bầu trời, một đạo tiếng quát vang lên, là Trương Huyền phiêu phù ở nơi đó, vừa mới kia nói màu đỏ kiếm mang, chính là xuất từ hắn tay, Trương Huyền ánh mắt, xẹt qua này đó tướng sĩ, thẳng chỉ chủ thành mà đi, hắn thanh như chuông lớn, mỗi người, đều nghe được rành mạch, các người cùng ta Trương ức thanh chi gian có ân oán, kia liền làm chúng ta tới giải quyết liền hảo, không cần làm còn lại người, uổng đưa tánh mạng. Trương Huyền nói cho hết lời, lại nhìn về phía phía dưới tướng sĩ, tiếp tục ra tiếng, hôm nay việc này, ta kính các ngươi là hán tử, kính các ngươi trung thành, chiến trường phía trên, không có đúng sai, không có lập trường chi phân, cho nên, ta tha các ngươi một mạng, này một mạng, chỉ vì ta kính các ngươi, nhưng tiếp theo, ta trương ước thanh, sẽ không thu tay lại. Trương Huyền nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất ở không trung. Vạn Sơn chủ thành, pháo đài phía trên, võ vương nghe những lời này, sắc mặt khó coi, này Trương Ước Thanh, hiện tại chơi là công tâm kế, tuy rằng hắn lời nói thật tốt rõ ràng, nhưng trong đó ý tứ, mỗi người đều có thể lý giải, đơn giản là nói, này đó bình thường tướng sĩ, chỉ là tới toi mạng, thật muốn có ân oán, vậy làm cho bọn họ này đó trí tôn, ra tay giải quyết cho thỏa đáng. Phó Vương tuy rằng rõ ràng, đối phương làm ra như vậy sự, nói ra những lời này, chỉ là bởi vì binh lực không bằng phía chính mình, nhưng hắn cố tình, không có bất luận cái gì biện pháp, này trương ức thanh, chơi là dương mưu. Phó Vương như cũng có thể không mang tất cả, làm các tướng sĩ xuất kích, nhưng như vậy ý nghĩa ở đâu? Phó Vương sẽ lưng đeo một cái chính mình không dám xuất chiến, để cho người khác đi chịu chết thanh danh. Này Trương ức thanh, thực lực thường thường, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Phó Vương phía sau, một người ra tiếng, hắn nhìn qua tuổi già, hơn 60 tuổi, giữa chán che kín nếp nhăn, nhưng quen thuộc người của hắn chính là rất rõ ràng. Hắn tuy nhìn lão, nhưng động khởi tay tới, không thể so ai kém người này chính là đời trước, võ vương phủ võ vương, cùng ngàn một thủy, kiếm quân tề danh. Lão võ vương lần này tự mình ra mặt, chính là bởi vì võ vương phủ chín tên anh hào đều bị chém giết ở Hoành Sơn trong vòng, này chín người, chính là võ vương phủ trung kiên lực lượng, đặc biệt quan trọng. Đi thôi, lão võ vương vỗ vỗ võ vương bả vai, nếu đối phương chiến thư đã hạ, chúng ta cũng không phải nhận túng người, trẻ tuổi, người cũng không so với ai khác muốn kém, muốn giết ai, liền đi. Võ Vương gật gật đầu, vừa muốn động thủ, liền thấy một người tướng sĩ dẫn đầu chạm ra, mở miệng nói, Võ Vương đại nhân, ta nguyện đánh cái này trận đầu. Tên này tướng sĩ, tên là Tiều Thanh, ở Lâm Thanh Hạm xuất hiện phía trước, hắn vẫn luôn là đối kháng cường đạo thống soái tồn tại, đã sớm là trí tôn cấp bậc. Cũng hảo, Võ Vương gật gật đầu, vậy từ ngươi, đi trước khiêu chiến. Lĩnh mệnh, Tiều Thanh sắc mặt vui vẻ, theo sau thân hình chấp động, xuất hiện ở kia chiến trường phía trước từ trương huyền nhất kiếm chém ra hồng câu trở thành này hai quân chiến trường đường danh giới tiểu thanh liền đứng ở đường danh giới trước lớn tiếng nói hoành sơn bảy cái tiểu nhi ai dám cùng ta tiểu thanh một trận chiến tiểu thanh thanh âm to lớn vang dội tràn ngập tự tin tiểu thanh tiểu nhi chưa có bửa bãi người bạch trì ra ra tới chị ngươi bạch trì cầm trong tay màu đen dao mổ phi thân mà đến lúc này này hai quân đại chiến bộ dáng cực kỳ giống tam quốc thời kỳ tướng lãnh đi trước khiêu chiến, nào một phương tướng lãnh thắng, liền lớn tiếng dọa người. Ngu ngốc, ha ha ha, người cũng như tên, tiêu thanh cười lớn một tiếng, phía sau anh linh thoáng hiện. Muốn ngươi mệnh, bạch trì phía sau một tôn chiến linh hiện lên, hai người nháy mắt liền đấu tới rồi cùng nhau. Tiêu thanh, thân là trí tôn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà bạch trì, hắn chân chính thực lực, mới bước vào phú thần, tuy rằng có chiến linh thêm vào, nhưng đối mặt tiêu thanh, vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, nếu không có So Tiểu Thanh còn phải cường đại kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ hắn, Bạch Trì chỉ sợ ở 10 chiêu nội liền sẽ bị thua. Rốt cuộc, Bạch Trì tự thân thực lực vẫn là quá yếu. Chiến trường chung, hai người đánh nhau, đều là sát chiêu, một cái so một cái muốn tàn nhẫn, chỉ là so với Tiểu Thanh ùn ùn không dứt việc chiêu, Bạch Trì chỉ có nhất chiêu, có vẻ đã hết bản lĩnh, ở trên ngựa chống đỡ hết nổi là lúc, Bạch Trì hét lớn một tiếng tiểu thanh tiểu nhi, bất quá như vậy, chúng ta ngày khác tái chiến. Bạch trì nói xong, lập tức lui về kia đường danh giới nội, hiển nhiên, lúc này đây, bạch trì là thua. Tiểu thanh cười lớn một tiếng, như vậy tình cảnh, làm chủ thành pháo đại thượng võ vương đám người, toàn phát ra tiếng cười. Lão đại, người này thực lực không tồi, đến hai người mới có thể bắt lấy hắn. Bạch trì mang về tới tin tức này. Không tồi, Trương Huyền hướng Bạch Trì gật gật đầu, này bản thân chính là cho ngươi luyện tập cơ hội, lấy ngươi hiện tại thực lực, ngoài ra còn thêm một cái chiến linh, có thể đánh lâu như vậy, đã đủ rồi, cái tiếp theo, ai đi? Ta đi, Alex mắng ra một hàm răng trắng, bọn họ đem hôm nay này chiến đấu, coi như diễn luyện đâu. Chẳng qua, lúc này đây, võ vương bên kia, chưa cho Trương Huyền bọn họ chủ động xuất kích cơ hội, mà là chỉ tên nói họ, muốn khiêu chiến một người. Võ vương thân xuyên áo đen, bào thưởng thêu có tờ vàng, phi thân dựng lên, dừng ở chiến trường phía trước, hét lớn một tiếng, lâm thanh hạm, có dám ra tới một trận chiến. Võ vương, không có khiêu chiến trương huyền, hắn kêu đến là, lâm thanh hạm tên, cái kia đã từng vạn sơn chủ thành nữ chiến thần, cái kia đã từng ở người khác trong mắt võ vương vị hôn thê. Ai cũng không nghĩ tới, võ vương thế nhưng tại đây vạn quân phía trước, cấp lâm thanh hạm hạ chiến thư. Núi non đỉnh núi, trương huyền đám người sắc mặt hơi hơi khó coi, Võ Vương chiêu thức ấy thao tác, đích xác ra ngoài bọn họ đoán trước, làm ai đều không có nghĩ đến. Nếu là ngày thường, Võ Vương cấp Lâm Thanh Hàm hạ chiến thư, kia tất nhiên sẽ nghênh đón một trận trào phúng tiếng động, nhưng hiện tại, Trương Huyền đám người không có biện pháp phát ra bất luận cái gì trào phúng ách thanh âm tới. Ở vạn vùng núi, Lâm Thanh Hàm tên đại biểu cái gì? Vạn Sơn Nữ Chiến Thần, đã từng độc chiến Hoành Sơn Tam Đại Thái Bảo Cường giả, đã từng nãi vạn vùng núi tối cao tướng lãnh liền như vậy mấy cái thân phận bái tại nơi này làm người cũng không sẽ cảm thấy võ vương khiêu chiến này một giới nữ lưu sẽ thế nào bởi vì cái này nữ lưu cân quắc không nhường tu mi này võ vương quả thực không biết xấu hổ tương lai khí dậm chân tẩu tử không phải đối thủ của hắn người này thực lực so với kia cái tiểu thanh cao rất nhiều hiện tại hai quân đánh với chúng ta vừa mới bại tiếp theo trận này trận thứ hai tuyệt đối không thể lùi bước này võ vương chính là bắt lấy điểm này mới dám như vậy khiêu chiến. Nguyệt thần mở miệng, chưa huyền hít mắt, nhìn đứng ở kia chiến trường phân cách chỗ võ vương, võ vương kia một thân áo đen, bay phất phới, hắn đầy mặt tự tin, dị thường cường thế, giống như không người có thể địch. Nếu không ta đi thôi, tiểu hoa đứng dậy, nàng là chân chính khống linh cường giả, thân có lâu lan truyền thừa, so bạch chỉ bọn họ, còn mạnh hơn thượng rất nhiều, nếu tiểu hoa xuất trận, có thể cùng võ vương quá thượng mấy chiêu, nhưng lâm thanh hạm loại này dựa vào chiến linh chống đỡ, ở võ vương loại này cấp bậc trí tôn cường giả trước mặt, thực mau liền phải nguyên hình tất lộ. Ta đi, lâm thanh hạm một bước bước ra, phía sau ngân giáp chiến thần xuất hiện, lăng không hướng kia chiến trường phía trên. Tàu tử, bạch trì duỗi tay ngăn cản một chút, cũng không có ngăn lại lâm thanh hạm động tác. Mắt thấy lâm thanh hạm chiều trên chiến trường bay đi, bạch trì nôn nóng nhìn về phía trương huyền, lão đại, làm sao bây giờ, một khi võ vương muốn hạ sát thủ, tẩu tử liền nguy hiểm. Trương Huyền hít sâu một hơi, ra tiếng nói, làm mọi người, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Bạch Trì gật gật đầu, hắn minh bạch, một khi Lâm Thanh Hạm gặp được cái gì nguy hiểm, kia lần này đại chiến, liền trực tiếp triển khai, nhưng một khi bọn họ bên này dẫn đầu khai chiến, như vậy lúc trước sở làm những cái đó sự, toàn bộ uổng phí, kết quả là, vẫn là hai quân giao chiến, không phải bọn họ này đó đỉnh núi cường giả chi gian đơn độc khiêu chiến. Nếu đại quân khai chiến nói, Hoành Sơn nơi này, nháy mắt ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, rốt cuộc bọn họ muốn đối mặt là tứ đại khu đại quân. Lâm Thanh Hạm cùng Võ Vương chi gian khoảng cách chậm rãi kéo gần. Võ Vương nhìn càng ngày càng gần Lâm Thanh Hạm, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, đãi Lâm Thanh Hạm đến hắn phụ cận khi, Võ Vương mở miệng, dùng chỉ có hắn cùng Lâm Thanh Hạm có thể nghe thấy thanh âm nói, tiện nhân, từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám như vậy chơi ta, nói đi, người muốn chết như thế nào? Lâm Thanh Hàm hơi hơi mỉm cười, ha ha, đính hôn sự, vẫn luôn là các ngươi võ vương phủ một bên tình nguyện, ta chưa từng có mở miệng đáp ứng quá, là các ngươi vẫn luôn cảm thấy, ta Lâm Thanh Hạm muốn leo lên các ngươi võ vương phủ, ta yêu cầu sao? Võ vương gương mặt dần dần trở nên vặn vẹo, hắn phía sau anh Linh hiện lên, mà võ vương trong tay, cũng ngưng tụ khí xoáy tụ, hy vọng ta đem trương ức thanh đầu ninh xuống dưới, làm ngươi quỷ gối ta trước mặt thời điểm, người còn có thể như vậy chấn định tự nhiên cùng ta nói chuyện. Võ vương thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện khi, đã tới rồi lâm thanh hạm trước mặt. Lâm thanh hạm sắc mặt biến đổi, nàng căn bản là không nhận thấy được võ vương vận động quỹ đạo, hai bên chi gian thực lực tranh lệch, thật sự là quá lớn. Lâm thanh hạm phía sau ngân giáp chiến thần bỗng nhiên ra chiêu, màu bạc thương mang chợt lóe rồi biến mất, lâm thanh hạm thì tại này trống vắng, bay nhanh lui về phía sau, nhưng võ vương thế công cũng tới rồi, chỉ là nhất chiêu, liền rõ ràng nhìn đến, lâm thanh hạm phía sau chiến linh, rơi vào hạ phong, bị đánh đuổi mấy chục mét. Người ngạo khí, ở trước mặt ta, cái gì đều không phải. Võ vương trong miệng cười lạnh liên tục, thế công một cái tiếp theo một cái hướng lâm thanh hạm mà đi. Ở võ vương thế công hạ, lâm thanh hạm chỉ có thể kế tiếp bại lui. Phía sau núi non thượng, trương huyền phía sau, đã có bốn đạo 70 mét hư ảnh nhàn nhạt hiện ra tới, hắn tùy thời có thể làm ra phản ứng nhưng võ vương cũng không giống như tưởng một chút liền đánh bại lâm thanh hạc hắn làm những chuyện như vậy giữa càng nhiều có ngoạn nhạc sắc thái kẹp ở bên trong một chút ngược lui lâm thanh hạc võ vương đánh sung sướng lâm thanh hạm lại là ngăn cản gian nan hảo đã không sai biệt lắm có thể cho tẩu tử lui về tới nguyệt thần ra tiếng hiện tại lui về tới không ai sẽ nói cái gì khó kiếm lâm thiên lắc lắc đầu hắn nhìn chằm chằm vào chiến trường bên trong, người nọ bày ra một tầng lĩnh vực, trừ phi so với hắn hiếu thắng, nếu không vô pháp dễ dàng từ hắn lĩnh vực giữa thoát thân, chuẩn bị động thủ đi. Kiếm Lâm Thiên nói đến này, rút ra bên hông bảo kiếm, kiếm phong dung nhập tới rồi không khí giữa. Hải thần dơ lên cao cánh tay, hiện tại, chỉ cần cánh tay hắn xuống phía dưới rơi xuống, thuộc về Hoành Sơn Đại Quân, liền sẽ khởi sướng sung phong, mà Trương Huyền cũng sẽ ở trước tiên, đi lên cứu Lâm Thanh hạm. Từ từ, đó là cái gì? Tóc đỏ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía trời cao. Trương Huyền đám người theo bản năng đi theo tóc đỏ ánh mắt nhìn lại, liền thấy ở Lâm Thanh hạm cùng Võ Vương giao chiến trên không, một cái điểm đen, chính lấy cực nhanh tốc độ, xuống phía dưới rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, này điểm đen cũng đã tiếp cận đại chiến hai người. Là một bóng người, tóc đỏ ra tiếng. Này điểm đen, thật là một bóng người, một đầu tán loạn tóc dài, thấy không rõ diện mạo người này ảnh rất xuống liền nghe ca một tiếng võ vương sở bày ra lĩnh vực thế nhưng bị tạc khai người này ảnh ầm ầm rơi xuống đất dừng ở võ vương cùng lâm thanh hạm giao chiến ngay trung tâm ai cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xâm nhập hai người giao chiến chỗ võ vương cùng lâm thanh hạm đều không biết phát sinh sự tình gì thống nhất ngừng tay chung động tác chiều bóng người kia xem qua đi bóng người rơi xuống đất mang theo tảng lớn bụi mù nhưng ở linh khí dưới tác dụng này bụi mù thực mau bị thổi tan mọi người nhìn đến, người này ảnh lung lay từ trên mặt đất bò lên, quay đầu chiều bốn phía nhìn. Mập mạp, đi xem, Trương Huyền ra tiếng. Toàn len ken gật gật đầu, ở chỗ này, trừ bỏ Trương Huyền cùng kiếm lâm thiên bên ngoài, liền thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, hiện tại phát sinh cái này ngoài ý muốn. Toàn len Ken qua đi, cũng hảo mang theo lâm thanh hạm thoát thân. Toàn len Ken mập mạp thân ảnh xuất hiện ở chiến trường bên trong, liền thấy hắn đứng ở kia đạo nhân ảnh phía sau, không biết cùng kia thân ảnh nói chút cái gì theo sau lại nhanh chóng trở lại núi non phía trên ok thu phục mập mạp sau khi trở về liền mang theo như vậy một câu cái gì thu phục bạch trì đám người đều xem không hiểu ra sao đây là người một nhà mập mạp nói hắn thực lực rất cường ta qua đi liền hỏi hắn có thể hay không giúp chúng ta đánh võ vương thứ này khi dễ nữ nhân khi ta nghe được hắn cho ta hồi phục âu dây bi cây thời điểm ta liền biết có thể yên tâm. chương 1544 chờ ta đổi cái quần áo bổ càng. Toàn len keng vỗ bộ ngực, đầy mặt tự tin. Bạch trì đám người, lại là có chút hỗn độn, vừa muốn nói gì, liền thấy kia tóc hỗn độn thân ảnh, bỗng nhiên chiều võ vương phóng đi. Thân ảnh ấy tốc độ cực nhanh, phía sau cũng không có bất luận cái gì anh Linh xuất hiện, một quyền oanh ra. Võ vương phía sau anh Linh làm ra phản ứng, đồng dạng oanh ra một quyền, hai quyền giao tiếp, ở anh Linh thật lớn nắm tay trước mặt, người này tựa như con kiến giống nhau, nhưng chính là như vậy hai cái nhìn qua hoàn toàn cân bằng đối kháng, lại đã xảy ra thật lớn tương phản, võ vương phía sau anh Linh bị một quyền oanh tán. ngòa Tào, Bạch Trì trừng lớn đôi mắt, "Này anh em như bức a." Trương Huyền cũng đem lực chú ý tất cả đều phóng tới người này ảnh trên người, này vẫn là Trương Huyền thấy, có người có thể bằng vào tự thân lực lượng, một quyền oanh tàn anh Linh. Hơn nữa này anh Linh, vẫn là võ vương anh Linh. Phó vương đã vào khống linh hồi lâu, đều không phải là là mới vào khống linh tay mơ, hắn anh linh cùng hắn chi gian, đã có rất mạnh phù hợp độ, đã có thể như vậy, còn bị một quyền oanh tán, có thể thấy được người này thực lực có bao nhiêu cường. Ca, ta sao xem hắn bóng dáng, có điểm quen mắt đâu. Toàn len keng đứng ở trương huyền bên cạnh, nghiêng đầu. Phó vương bị một quyền oanh tán anh linh, sắc mặt phá lệ khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới, người này quyền, lại có như thế đại uy lực. Ta không biết ngươi là người phương nào." Võ Vương nhìn trước mặt bóng người, nhưng ngươi xác định phải đắc tội ta Võ Vương phủ sao? Người này ảnh không có dư thừa vô nghĩa, lại lần nữa động thủ. "Tới!" Võ Vương hét lớn một tiếng, lúc này, trên người hắn sáng lên kim sắc quang mang, này quang mang giống như ngọn lửa giống nhau bắt đầu thiêu đốt. Võ Vương phía sau anh linh lại một lần xuất hiện, lúc này đây, hắn anh linh trên người cũng bốc cháy lên như vậy nhan sắc ngọn lửa thức tỉnh huyết mạch sao? Chủ thành pháo đại thượng, Sở Lam nhìn bên này, trong miệng lẩm bẩm, chẳng qua, bằng vào hắn một người huyết mạch, còn chưa đủ dẫn động những cái đó, còn cần lại nhiều điểm người a, anh linh điện chủ, con đường của ngươi sẽ không quá dễ dàng, rốt cuộc, anh linh điện lúc trước, liền không nghĩ tới phải đi dễ dàng lộ, đây là một cái có thể hủy diệt thế giới, nhưng cũng có thể cứu vớt thương sinh lộ, hy vọng ngươi ở trên con đường này, có thể duy trì bản tâm, người chi quân chủ, Ma chi đế vương chỉ ở nhất niệm chi gian, võ vương thức tỉnh huyết mạch chiến lực mạnh thêm. lúc này đây đối mặt một quyền oanh tới bóng người, võ vương lại lần nữa một quyền đánh ra. lúc này đây kết quả cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, võ vương anh linh không chút sứt mẻ, trái lại kia đạo nhân ảnh giống như một viên đạn pháo bị oanh bay ra đi, ước chừng oanh ra trăm mét, đánh vào một chỗ trên vách núi đá mới ngừng lại được. ta cho rằng rất mạnh, nguyên lai bất quá như vậy, võ vương mặt lộ vẻ khinh thường hắn phía sau anh Linh, trở nên có 30 mét cao lớn. Lăn người muội, lão tử không ở trạng thái mà thôi. Kia bị oanh vào núi vách tường bóng người rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nghe được lời này nháy mắt, Trương Huyền cùng toàn len keng đồng thời lẫn nhau lướt nhau. Ca, là cái kia vô lại. Trương Huyền trên mặt biểu tình cũng có chút phát ngốc, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này tóc hỗn độn, cường đại mạc danh thân ảnh, thế nhưng là hắn, hắn cũng tới địa tâm. Người nọ từ bị oanh ra vách núi hố to trung đi ra, tiêu sái liêu một chút chính mình kia một đầu tóc rối lộ ra đầy mặt dâu quai nón tới, hít sâu một hơi, hướng võ vương nói, ngươi chờ, lão tử bổ cái trạng thái lại lộng ngươi. Người này, đúng là triệu cực. Chẳng qua hiện tại triệu cực, không có hắn kia tao hồng nhạt bờ cắt quần, cũng không có người của hắn tự kéo, mà là ăn mặc một thân cùng loại với kẻ khổ hạnh dạng trang phẫn. Triệu cực nói xong câu đó sau, thân hình chợt lóe đi vào Trương Huyền trước mặt. Thế nào, nhìn thấy ta, hưng không hưng phấn, có hay không bị ta dung nhan tuyệt thế sở thuyết phục. Triệu cực tao khí hướng Trương Huyền nói. Toàn len canh tiến đến Trương Huyền bên tai, nhỏ giọng nói, ca, hắn sợ là cái ngốc tử đi. Triệu cực lông mày một hoành, thần mặt trời, người mẹ nó đừng tưởng rằng lão tử nghe không thấy ngươi nói gì, ta nói cho ngươi, lão tử còn có chướng muốn cùng ngươi tính. Toàn len canh rụt rụt cổ, gì chướng A. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, triệu cực trướng đỏ mặt tía tai, người đem xương gà toàn ném tới lão tử xe ghế sau. Đó là ta kiếp này yêu nhất, ngươi liền như vậy đạp hư. Toàn len keng đầu uốn éo, thổi bay huyết sáo, không để ý tới triệu cực. Từ từ lão tử lộng chết cái kia cái gì võ vương, lại tính sổ với ngươi. Triệu cực nhéo nhéo quyền, theo sau hướng trương huyền nói, cấp điếu thuốc, sau đó đem này thân quần áo cho ta đổi một chút. Trương Huyền gật gật đầu, an bài đi xuống, theo sau hỏi, người như thế nào tới địa tâm? Thực lực tới rồi, tới nhập cái khống linh liền đi trở về. Triệu cực vẻ mặt tùy ý mở miệng. Vài phút sau, võ vương đứng ở chiến trường bên cạnh, lớn tiếng mở miệng, trương ức thanh, các ngươi nếu tránh chiến không ra, ta đây, cũng liền không khi dễ các ngươi. Tiểu bỉ, người cấp lão tử chờ, triệu cực người không ra tới, thanh âm trước rất xa truyền tới, lão tử đổi cái quần áo liền tới, người mẹ nó đừng bước bước. đây là ở hai quân giao chiến trên chiến trường, lúc này khiêu chiến người đều là hai bên lãnh tụ cấp bậc nhân vật, ngày thường mỗi một cái đều vô cùng uy nghiêm, chẳng sợ ở trên chiến trường cũng mỗi người khí thế mười phần, nhưng hiện tại triệu cực này như người đàn bà đanh đá chửi đổng giống nhau khiêu chiến phương thức, một chút khiến cho trong sân phong cách hoàn toàn chuyển biến. phó vương nghe lời này chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi nghẹn ở ngực, phá lệ khó chịu. Nếu không có là tại đây vạn quân tập kết nơi, hắn tuyệt đối muốn mắng trở về, nhưng hiện tại không thể, bởi vì hắn là võ vương, hắn đại biểu võ vương phủ huy nghiêm. Chu phó quan đi theo Lâm Thanh Hạm bên cạnh, nghe cái này kêu tiếng mắng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, dĩ vãng đều là nàng bị mắng, hiện tại, nàng cuối cùng đứng ở mắng chửi người này một phương, quả nhiên đủ kính. Võ vương hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, theo sau nói, không cần trình miệng lưỡi lợi hại có bản lĩnh, tới chiến. Tới, trên bầu trời, kia thân xuyên tao hồng nhạt bờ cắt quần, chân dẫm dép lào, bộ bạch ngực thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, triệu cực đã thay hắn nhất thói quen trang phục, trong miệng hắn thuốc lá một minh một ám, hoạt động hạ hai tay, lúc này mới đối sao, đổi một thân trang bị, toàn thân đều trở nên càng thêm thoải mái, tới, chiến. Triệu cực thanh âm rơi xuống, hắn phía sau ngưng tụ hắc ảnh. Trương Huyền nhìn chăm chú nơi đó, hắn rất muốn biết, Triệu Cực thứ này Anh Linh, rốt cuộc là cái gì? Anh Linh đem đại biểu tu sĩ tương lai phát triển phương hướng, Triệu Cực vẫn luôn đều cấp Trương Huyền một loại nhìn không thấu cảm giác. Phó Vương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, vừa mới người này, không có tế ra Anh Linh, liền oanh ra như vậy hữu lực một quyền, người này nếu đem Anh Linh tế ra, thực lực đem lại hướng về phía trước tăng lên một cái cấp bậc. Triệu Cực phía sau ngưng tụ hắc ảnh, càng ngày càng ngưng thật, một cái thật lớn hình dáng xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Nhìn triệu cực phía sau xuất hiện hư ảnh, Trương Huyền há to miệng. Bạch trì đám người, cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt, ca, thứ này cái gì lai lịch A. À. Cảm giác đầu óc có điểm không bình thường. Trương 1545 quỷ dị chiến đấu hình ảnh. Trương Huyền hoãn vài giây, cấp bạch trì trả lời, đem cảm giác hai tự đi, chính là đầu óc không bình thường. Thân xuyên tao hồng nhạt bờ các quần triệu cực xuất hiện ở trên chiến trường phương, bản thân liền có vẻ phá lệ quỷ dị đương hắn phía sau anh Linh xuất hiện kia một khắc, càng quỷ gì. Không, triệu cực sở có được, không nên bị gọi là anh Linh. Rốt cuộc, Ron Roy, là không có Linh. Ở triệu cực phía sau hình thành, chính là một chiếc thật lớn lao tư lao tư, 30 mét trường, mạ vàng trục bánh xe. Đang ở pháo đài trên tường thành sở Lam hít mắt nhìn nơi này, trong miệng lẩm bẩm toàn là ngạc nhiên ý vị, không đơn giản, không đơn giản a Lấy huyết mạch thức tỉnh nhập khống Linh, hơn nữa, dùng chính mình tư tưởng ảnh hưởng linh, làm này mất đi hình thể, loại người này, đã nhiều ít năm không có xuất hiện qua, tầm thường khống linh, chậm rãi đòn ý nói hùa anh linh, đạt tới càng cao ăn ý độ, nhưng hắn, đem anh linh ý thức lau đi, có được anh linh hết thảy. Sở lam trong lòng, toàn là thưởng thức. Trên chiến trường, võ vương cũng bởi vì xuất hiện ở triệu cực phía sau thật lớn rôn Roy mà có chút phát ngốc, mấu chốt nhất chính là, võ vương thân là địa tâm người, căn bản là chưa thấy qua loại này tạo hình chiếc xe. Hoa hòe lè lẹt, chịu chết đi, Phó vương hét lớn một tiếng, hắn khinh thân mà thượng, phía sau anh linh đồng dạng như thế. Đối mặt võ vương chính thống công kích phương thức, triệu cực còn lại là đem yên một điêu, theo sau chiều chính mình phía sau kia thật lớn linh khí rôn roi đi đến, chỉ thấy hắn yêu nhã kéo ra cửa xe, nhảy vào kia phòng điều khiển chung, ngay sau đó. Ron Roy phát ra một trận motor tiếng gầm rú, liền như vậy bị triệu cực điều khiển, chiều võ vương đánh tới. Một cái là hình người, một cái là lái xe, này đại chiến liền trở thành như vậy một loại quỷ dị phong cách, giống như có triệu cực nơi địa phương, hết thảy đều trở nên không thích hợp lên. Vị này chính là đại ca, ta trước quỳ, bạch chi vẻ mặt đứng đắn. Toàn len keng xem chính là đôi mắt tỏa sáng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng đã chảy ra nước miếng tới. Trương Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn len keng thứ này suy nghĩ cái gì đồ vật, đối với toàn len ken cái ót liền một cái tát chụp đi lên, mập mạp, linh khí ngưng tụ đùi gà là vô pháp ăn. Toàn len ken vẻ mặt tiếc nuối xoa khóe miệng chảy nước rãi. Ở Trương Huyền nói chuyện cái này trong quá trình, trên chiến trường hai người đã cho nhau qua vài chiêu. Phó Vương Huệ Anh Linh, đại khai đại hợp, đánh ra các loại công kích chiêu thức. Mà triệu cực, chỉ có nhất chiêu, lái xe đầu đá lung tung. Võ Vương sở hữu công kích thủ đoạn ở tiếp xúc đến triệu cực sở điều khiển chiếc xe khi, lập tức đã bị văng ra, số ít vô pháp văng ra, liền đón đỡ xuống dưới, mà triệu cực bản nhân, tắc rất có một bộ muốn trực tiếp đâm chết Võ Vương cảm giác. Dựa, tới bình rượu, lão tử uy lực lớn hơn nữa. Triệu cực trong miệng hồn ào. Võ Vương khi nào gặp qua có người như vậy đánh nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng có một loại vô pháp ứng đối cảm giác. Tới, cho người xem xem lão tử bắn ra khởi bước kép 12 uy lực làm người run bẩn bật. Triệu cực vẻ mặt hưng phấn, trên người linh khí tung hoành, rôn Royce bánh xe không ngừng xoay tròn, ở không trung mang theo từng đợt không khí dao động, mắt thấy rôn Royce thân xe run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên lao ra, tại đây một khắc, triệu cực sở điều khiển rôn Royce tốc độ, đã vô hạn tiếp cận vận tốc âm thanh. Võ vương ngay cả ảo ảnh đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực đánh vào từ trước người truyền đến, hắn bị đâm bay đi ra ngoài ha 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 ha, triệu cực cuồng vọng tiếng cười vang lên, tới A à tiểu lão đệ, nhảy một chút ha. À. Võ vương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn khuất, chẳng sợ gặp được so với hắn càng cường người, võ vương cũng có biện pháp tranh tài một phen, nhưng cố tình, hiện tại gặp được một cái như vậy hóa, làm võ vương có một loại hữu lực không chỗ sự cảm giác. Triệu cực lại lần nữa giẫm hạ chân ga, nhưng lúc này đây công kích, đã xảy ra thay đổi, triệu cực xe đầu tiểu kim nhân chậm rãi xuất hiện, theo sau, này tiểu kim nhân thế nhưng cùng thân xe chia lìa mở ra. 30 mét thật lớn thân xe, này tiểu kim nhân, cũng sắp có nhân loại bình thường lớn nhỏ, hắn cầm trong tay một phen kim sắc đoàn nhận, đường xe phát động nháy mắt, tiểu kim nhân cũng cầm lấy đoàn nhận, nhằm phía võ vương. Võ vương sở hữu linh khí công kích, bị tiểu kim nhân nhẹ nhàng né qua, tiểu kim nhân tốc độ thực mau, thả trong tay hắn đoàn nhận, sắc bén vô cùng, thậm chí có thể nhìn đến, không khí đều bị này tiểu kim nhân trong tay đoàn nhận hoa khai. Pháo đài trên tường thành, Sở Lam vẫn luôn nheo lại hai mắt bỗng nhiên chừng lớn, đây mới là hắn anh Linh. Người này, đi chính là nguyên Linh Pháp, sao có thể, như thế nào còn sẽ có người như vậy tồn tại. Kia một nhà, hẳn là đã sớm biến mất, cả nhà đều bị tàn sát sạch sẽ, không có hậu nhân. Sao có thể, Sở Lam bắt đầu trở nên có chút thất thố. Chưa nguyền lực chú ý, cũng dừng ở kia tiểu kim nhân mặt trên, lấy thực lực của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được kia tiểu kim nhân thượng truyền đến lực áp bách, căn bản là không thể so hắn 70 m chiến linh muốn tiểu. Giả thần giả quỷ, võ vương hét lớn một tiếng, trên người kim sắc ngọn lửa lại một lần bốc cháy lên, ngập trời khí mang hướng triệu cực che trời lấp đất mà đi, này ngập trời khí mang, chẳng sợ chỉ có một chút, nếu phú thần cường giả dính lên, cũng vô pháp thiện. Đối mặt này ngập trời khí mang, kia tiểu kim nhân chỉ là nhẹ nhàng phất tay một chảm, nhìn như bình thường một chút, lại trực tiếp đem này ngập trời khí mang chia lìa mở ra hơn nữa này một chạm chi lực căn bản không có biến mất thẳng đến võ vương mà đi võ vương với trước người ngưng tụ linh khí nhưng này linh khí vừa mới ngưng tụ lên liền hoàn toàn phân tán võ vương đôi mắt chừng lớn kêu lên một tiếng một ngụm máu tươi phun ra hắn bị thương ở kia kim nhân vô hình công kích dưới bị thương cùng lúc đó triệu cực lái xe mà đến u giống triệu cực kêu lên quái dị sau, ở một đạo trọng tiếng vang chung, đem võ vương đâm bay. Đây là nghiền áp, triệu cực thực lực, hoàn toàn nghiền áp võ vương. Võ vương như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, ở không trung liền máu tươi cuồng phun. Thiết, liền này còn cái gì võ vương phủ, chả ta không dám đắc tội. Đắc tội các ngươi lại sao mà, nhược kê, triệu cực ngậm thuốc lá, đi xuống xe, vẻ mặt đắc ý, ai, thật là buồn giàu a à rõ ràng có thể dựa mặt khiến cho thiên hạ thần phục, nhưng cố tình muốn dựa thực lực, ai làm bổn cục tòa chính là như vậy một cái phải cụ thể người đâu. Đối với triệu cực loại này không biết xấu hổ ngôn luật, Trương Huyền cùng toàn len keng đã sớm nghe nị. Chủ thành pháo đài trên tường thành, lão võ vương phi thân dựng lên, hắn thân hình xẹt qua bay ngược ra tới võ vương, chỉ là liếc mắt một cái, lại liền quản cũng chưa quản, thậm chí trong miệng còn cắn ra hai chữ, phế vật. Phế vật hai chữ này, rõ ràng truyền vào võ vương lỗ tai giữa võ vương trên mặt có chỉ là hổ thẹn lão võ vương lăng không nhìn triệu cực người giống như thực khinh thường ta võ vương phủ không 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 triệu cực vươn một ngón tay loạn trảo người đem giống như hai chữ đi câu nghi vấn cũng muốn biến thành khẳng định câu ta chính là khinh thường các ngươi thực hảo ta thích người loại này cuồng vọng người lão võ vương cười như không cười càng thích xem các ngươi loại người này tử vong khi tuyệt vọng bộ dáng lão võ vương phía sau, một đạo anh linh hiện lên, chiều cao trăm mét, nhưng cũng không phải hình người, mà là hình thú. Lão võ vương anh linh, chính là một con mãnh thú, này mãnh thú giống nhau mãnh hổ, lại chiều dài sừng trâu, hơn nữa bối sinh hai cánh, này kỳ dị vẻ ngoài, cùng phản tổ minh những cái đó thực nghiệm thể có cực kỳ tương tự chỗ. Mãnh thú xuất hiện, liền phát ra một tiếng giết gào giống giận, này một tiếng giết gào, cảm giác liền đại địa đều ở. Ha ha, ra tới sao, không uổng công ta đem này giới võ vương vất trở về a à. Sở Lam mỉm cười, thức tỉnh huyết mạch giả xuất hiện, thú linh xuất hiện, thậm chí ngay cả nguyên linh đều xuất hiện, các người những cái đó tránh ở âm thầm người, còn ngồi được sao? Các người thò đầu ra, anh linh điện, chắc chắn lại lần nữa quật khởi, ta đã có chút gấp không chờ nổi, nhìn đến này anh linh điện, một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt cảnh tượng. Sở Lam thân thể, bởi vì hưng phấn, mà sinh ra run nhẹ nhẹ, nguyên bản còn tao khí 10 phần triệu cực vừa thấy đến lão võ vương phía sau thú linh, đương trường một cái nghiêm, theo sau hướng lão võ vương thâm quốc một cung, thực xin lỗi, ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm, ta phải đi trước, cúi chào. Triệu cực nói xong, giơ chân liền chạy, căn bản là không có một chút ít muốn dừng lại ý tứ. Lão võ vương hừ lạnh một tiếng, vươn một tay, một con màu đen bàn tay to từ trên trời giáng xuống, hướng triệu cực chộp tới. Như thế nào, võ vương phủ người, Liên thích làm này đó xiết sao, vẫn luôn đãi ở núi non đỉnh chóp Trương Huyền, rốt cuộc ra tay. Màu đỏ kiếm mang chợt lé rồi biến mất, chặt đứt trên bầu trời kia màu đen bàn tay to. Trương Huyền bước vào khống linh sau, đối khống linh cảnh giới, có mới tinh nhận chi, đối với khống linh mà nói, chia làm mấy cái trình tự. Đầu tiên là bảy mế anh linh, đây là nhất cơ sở khống linh cường giả, theo sau anh linh đạt tới 10 mét, sau đó là 30 mét, đường anh linh đột phá 30 mét khi... Cùng 29 mế anh linh, đều có cực đại tranh lệch, theo sau là 70 mét anh linh, theo sau là 100 mét. Ở Khống Linh, có một cái cách nói, gọi là 100 mét chi cảnh. 100 mét cảnh giới, là một cái khảm, 100 mét chi cảnh người, cùng 99 mế anh linh người, đều không phải một cái cấp bậc. Giống Kiếm Quân, Ngàn Một Thủy, cùng với Bạch Giang Nam, đều là 100 mét chi cảnh, mà hiện tại này Lão Võ Vương, đồng dạng là 100 mét chi cảnh cường giả. Loại này tồn tại, đã là đứng ở một cái đại khu đỉnh. Trương Huyền lúc ấy có thể cùng kiếm quân đánh thượng một hồi, đơn giản là, Trương Huyền tu luyện, tồn tại nhất định đặc thù tính, hắn ở phú thần thời điểm, liền giết qua khống linh, hiện tại bước vào khống linh, một bước đó là 70 mét cảnh giới, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Trương Huyền phía sau, màu đỏ chiến linh hiện lên, 70 mét cao lớn, cầm trong tay bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm. Hư, Trương ức thanh. Lão võ vương hừ lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói qua người thanh danh, người không ngừng một cái anh linh đi, lấy ra người toàn bộ bản lĩnh tới, bằng không, người thật cho rằng, bằng vào người phía sau thứ này, có thể thắng ta. Hảo A, à, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ở hắn phía sau, lại là ba đạo chiến linh hiện lên. Nếu võ vương tồn tại trở về, Trương Huyền liền biết, chính mình bí mật giữ không nổi, chính mình thân cụ nhiều anh linh sự, tự nhiên sẽ chuyển ra đi, Bất quá đối với hiện tại Trương Huyền tới nói, như vậy sự cũng không cái gọi là. Trương Huyền phía sau xuất hiện bốn đạo chiến linh, làm trên chiến trường vang lên một mảnh tiếng kinh hô, bọn họ trước nay chưa thấy qua, có người có thể khống chế nhiều như vậy anh linh. Người nếu muốn nhìn, ta khiến cho ngươi xem cái đủ hảo, phiêu tuyết. Trên bầu trời, bông tuyết rơi xuống, trong thiên địa độ ấm, nháy mắt liền trở nên băng hàn lên, loại này băng hàn đã tới rồi có thể ảnh hưởng đến khống linh cường giả nông nỗi, nhất kiếm phiêu tuyết, là một loại kiếm ý, càng là một loại lĩnh vực, đem này một mảnh, biến thành đóng băng phiêu tuyết lĩnh vực. Phi tiên, trương huyền phía sau, màu đen thân ảnh động, giống như trích tiên, xuất trần, này nhất kiếm, phảng phất không tồn tại với giữa trời đất này, chỉ có hàn mang chợt lóe Thần kiếm quyết, màu đỏ thân ảnh cũng ra chiêu, cương mãnh vô cùng, nhưng lại mang theo tinh tế, kiếm phong giống như linh dương quải rác giống nhau, không có dấu vết để tìm. Ba đạo kiếm chiêu đều xuất hiện, lão võ vương cũng là vì này động dung, hắn làm lớn nhất thừa nhận công kích điểm, trực tiếp nhất đối mặt này ba đạo kiếm chiêu lực sát thương. Lão võ vương phía sau mãnh thú phát ra một tiếng rít gào, liền thấy mãnh thú phát ra, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt, thiên địa phiêu tuyết yên lặng xuống dưới, kia một chút hàn mang, cùng với không gì chặn được màu đỏ kiếm khí, toàn bộ biến mất. Trương Huyền ba đạo kiếm chiêu, bị lão võ vương toàn phá. Đối mặt trăm mét chi cảnh cường giả, Trương Huyền tự nhiên không cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng thủ thắng, hắn lại lần nữa đánh ra kiếm chiêu, mà kia màu xanh lá thân ảnh, tắc vẫn luôn canh giữ ở Trương Huyền phía sau. Lão võ vương mãnh thú hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền trong tay, một phen màu tím thần kiếm đang ở ngưng tụ, đây là diệt thế ma kiếm thức mở đầu, hiện giờ Trương Huyền, lại thi triển diệt thế ma kiếm chính là một cái khác khái niệm trong thiên địa linh khí không ngừng ngưng tụ võ vương mãnh thú công kích bị ba đạo kiếm khách chiến linh chắn xuống dưới cấp trương huyền lưu ra súc lực thời gian trương huyền bên cạnh không khí giao động đều bắt đầu trở nên vặn vẹo diệt thế ma kiếm có diệt thế chi sưng đều không phải là nói nói mà thôi linh khí giống như long cuốn hướng trương huyền trong tay ngưng tụ mà lúc này trương huyền ném ra các loại loại nhỏ khí cụ ra tới này đó khí cụ đều là phía trước trương huyền ở linh thị thượng thu thập được đến mỗi một cái bên trong đều ẩn chứa linh khí tuy rằng thân thể trong đó năng lượng không lớn nhưng thân thể một khi nhiều lên nơi này sở ẩn chứa năng lượng vậy không dung coi thường có này đó khí cụ nội linh khí làm thiếp viện trương huyền trong tay diệt thế ma kiếm sở bày ra uy lực càng ngày càng khủng bố lão võ vương đồng dạng cảm nhận được trương huyền trong tay màu tím thần kiếm sở ngưng tụ ra tới cường đại uy lực hắn nhìn thoáng qua, thân hình bạo động, kia thú linh thế công càng vì mãnh liệt. Nguyên bản Trương Huyền còn có thể bám trụ thú linh ba đạo chiến linh, giờ phút này hoàn toàn không phải đối thủ, nháy mắt đã bị đánh đuổi, mà kia màu xanh lá chiến linh, giờ phút này có vẻ thực xấu hổ, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, cũng yêu cầu đối phương thi triển chiêu số, nhưng hiện tại lão võ vương thú linh, hoàn toàn không có chiêu số đáng nói, hết thảy tiến công, đều là giã thú bản năng. Trương ức thanh, Bằng vào ngươi này bốn đạo anh linh, có thể kháng cự không được ta a?" À? Lão Võ Vương tự tin cười to. "Ai nói cho ngươi, ta chỉ có bốn đạo anh linh." Trương Huyền khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, "Uống nguyệt." Trên bầu trời, màu tím tàn nguyệt buông xuống. Sở Tranh, lão Võ Vương đôi mắt trừng lớn, thân hình lại là không tự giác về phía sau lui một bước, có thể thấy được, Sở Tranh uy danh, tại đây Địa Tâm Văn Minh giữa, có cỡ nào đại uy hiếp lực chỉ là hắn tiêu chí tính chiêu thức ra tới, liền đem lão võ vương dọa lui. Uống nguyệt sao, đã lâu chưa thấy qua a sở lam trong mắt, mang theo hồi ức thần sắc. Tàn nguyệt xuất hiện, đang ở chậm rãi bổ khuyết, lúc này trương huyền lại lần nữa ra tiếng. Diệu nhật, đó là một vòng ánh nắng thoáng hiện, một âm một dương, một tháng một ngày, liền như vậy trôi nổi với trương huyền phía sau, trương huyền cầm trong tay màu tím kiếm mang. Đây là, lĩnh vực, Lão võ Vương nhìn chằm chằm Trương Huyền phía sau ngày ấy nguyệt tranh nhau phát sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.